đường hầm bùng chỗ sâu, một gian dọn dẹp cực kỳ là sạch sẽ trong đại viện, một tên thanh niên tuấn tú nằm tại trên ghế bành, ngủ say lấy, đinh, lúc này, một đạo điện tử âm thanh tại hắn trong tai chui qua, Trần Bình An thoải mái duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong đình viện ở giữa tấm hào quang cây đào, chiếu vào trước mắt hắn, đảo mắt 5 năm, là thuộc ngươi bồi ta lâu nhất, cây đào này là hắn đi tới thế giới này thời gian, chính tay trồng, hiện tại đã nở hoa, đóa đóa kinh diễm, tựa như nghe hiểu Trần Bình An, nhánh đào lá lắc nhẹ, Trần Bình An không để ý, cảm thấy là Xuân Phong đang tác quái. Hệ thống, nhiệm vụ lần này là cái gì? Gia nhập Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông, Trần Bình An sinh hoạt lấy phàm nhân tiểu trấn ngay tại Kháo Sơn Tông khu quản hạt bên trong, mà Kháo Sơn Tông là một cái môn phái tu chân, thế giới này tu chân văn minh dị thường hưng thịnh, tông môn sang sát, cường giả vi tôn, tất nhiên, có có thể người tu luyện, tất có nhục thể phàm thai người, tiểu trấn này liền là phàm nhân thành trấn, dân phong thuần phát, đêm không cần đóng cửa xuyên qua đến thế giới này lúc đó trần bình an biết thế giới này như vậy màu sắc sặc sỡ thời gian còn rất ngạc nhiên đặc biệt là biết chính mình còn trói có một cái hệ thống càng là mừng rỡ thẳng đến hắn phát hiện mình không có linh căng có hệ thống cũng không thể tu luyện phía sau hoài nghi nhân sinh rất lâu hắn hệ thống cực kỳ kỳ hoa sẽ lần lượt tuyên bố nhiệm vụ làm một ngàn cái nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành hắn liền có thể một đêm vô địch độc bộ thiên hạ Hệ thống này kỳ hoa chỗ chính là ở hoàn thành này một ngàn cái nhiệm vụ phía trước, không thể để cho hắn mạnh lên, vẹn vẹn sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ban thưởng hắn một ít việc nhà vật dụng, tỉ như uống nước ấm trà, quét rác cái chổi, cây đào mầm non, thậm chí khắp cả sân nhỏ, đều là hệ thống chỗ đưa. Trong những năm này, hệ thống chưa bao giờ cho hắn ban bố qua tiếp xúc tu luyện giả nhiệm vụ, bình thường chỉ sẽ ban bố một ít giúp người làm niềm vui tiểu nhiệm vụ, tỉ như trợ giúp ăn mày tìm tới nơi ở, hoặc là cho tiểu hài chế tạo đồ chơi cầu gỗ thậm chí là cho hàng xóm giải quyết một cái phu thê một ít sinh hoạt không cùng vấn đề các loại. Nhưng bây giờ, hệ thống dĩ nhiên để hắn đi gia nhập Kháo Sơn Tông, hắn không có chút nào tu vi, một kẻ phàm nhân, như thế nào gia nhập, Trần Bình An cực kỳ phiền muộn. Hệ thống này có cứng nhắc quy định, nhiệm vụ một khi xuất hiện, 3 tháng bên trong không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liền sẽ khởi động mặt sát ký chủ hình thức, hắn hoặc chờ chết, hoặc kiên trì bên trên, vô kế khả thi phía dưới, Trần Bình An không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc quyết định đi kháo sơn tông thử vận khí một chút tất nhiên hắn lần nữa thử điển nghiêm mặt hướng hệ thống muốn điển tu vi nhưng mà hệ thống vẫn là như thế vô tình ngày thứ hai thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây trần bình an thật sớm rời giường theo thường lệ cho cây đào tưới nước cho gà cho ăn cho đại viện một góc hồ cá nhỏ bên trong cá vàng thả xuống cá liệu làm xong hết thảy hắn mới ra sân nhỏ hắn đã đem ăn dùng vật đều bỏ vào hệ thống phòng chứa đồ bên trong trên mình chỉ mặc hệ thống đưa trường bào màu trắng trường bào này so sánh đặc thù Mặc lên người, trời nóng thì lạnh, trời lạnh thì ấm, còn sẽ không dính nước nhiễm trần, mặc lên người mặc kệ bao lâu cũng sẽ không có mùi lạ, cực chịu Trần Bình An ưa thích, Kháo Sơn Tông cách tiểu trấn có hơn 50 dặm lộ trình, không biết cưỡi ngựa Trần Bình An, chỉ có thể đi bộ, mà hắn không biết là, tại hắn rời đi tiểu trấn thời khắc đó, trong sân đột nhiên lóe lên một trận cường quang, quang mang thu lại phía sau, bên trong bắt đầu vang lên đủ loại sao động, chai chai lọ lọ, thậm chí tại nghiêng dựa vào trên tường cái chổi, đều rung động lên bất quá rất nhanh hết thảy quay về yên lặng trong đại viện ở giữa một cái gà trống kỳ quái nằm ở cây đào phía dưới buồn bực ngán ngẫm dáng vẻ theo sau nó càng là miệng nói tiếng người nói chủ nhân chuyến đi này không biết rõ lúc nào mới có thể trở về ta nhìn chủ nhân thu thập rất nhiều thứ phòng bếp giao phay cũng bị mang đến ai thật hâm mộ bọn chúng a à? có thể bị chủ nhân mang đi ra ngoài chúng ta liền không vận may kia còn có ta rõ ràng là phượng hoàng lại biến thành rơi xuống đất gà gián dấp, tốt quốc ức a cái kia hồ cá nhỏ bên trong cá vàng cũng mở miệng nói ta cũng đồng dạng đều đã hóa long còn đến vùi ở cái này trong hố ai lúc này một đạo giọng nữ theo cây đào chính giữa nơi lỗ nhỏ phát ra cái kia giao phay mỗi ngày hết lớn chính mình đã đói khát khó nhịn muốn đi chém người có thể hay không không nhận trói buộc gà trống lắc đầu chủ nhân không cho nó chém người nó nào có lá gan kia nửa ngày vội vàng mà qua đồng hoang trung tâm một cây đại thụ phía dưới trần bình an thực tế đi không được rồi ngồi tại nhẵn bóng rễ cây bên trên, lấy ra ấm nước, uống một hớp, khó làm, mới đi nửa ngày, liền mệt mỏi như vậy, cái này còn có một ngày lộ trình A, Trần Bình An thở ra một cái trọc khí, cảm giác đi đứng rất mệt mỏi, e rằng đến nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể lại đi đường, vù vù, nhưng lại tại Trần Bình An muốn nghỉ ngơi thời gian, tại sao lưng hắn không trung, bỗng nhiên vang lên mấy đạo phúc không âm thanh, hắn hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo bóng người ở trên trời cực tốc xuyên qua, chính là mấy cái tu luyện giả trần bình an tuy là tại phàm nhân tiểu trấn sinh hoạt nhưng mỗi qua mấy ngày đều sẽ nghe được đám con nít hô to tiên nhân lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời liền có thể ở trên trời nhìn thấy tu luyện giả bay qua nguyên cớ trần bình an cũng coi như thấy qua việc đời theo lý mà nói trên mặt không có quá lớn tâm tình nhưng giờ phút này hắn lại đôi mắt trợn lên còn nhịn không được tới một câu ngoạ tàu bởi vì hắn phát hiện bay ở đằng trước tu luyện giả chính giữa hướng về hắn nơi này thẳng tắp rơi xuống quanh một tiếng bên cạnh Trần Bình An nổ tung một cái hố đất, một cái tuổi trẻ nữ tử đang nằm tại trong đó, áo nàng lam lũ, đầu tóc rối bời, có lẽ ngã đến kịch liệt, trên đầu còn chảy máu tươi, nữ tử này chật vật không thôi, nhưng Trần Bình An lúc này lại nhịn không được nhìn nàng chăm chăm, đó là một trương thiên kiều bá mị mặt, mắt như hoa đào, mày như tỉ mỹ liễu, miệng như anh đào, da như trượt băng, dùng một cái thành ngữ hình dung, liền là khuynh quốc khuynh thành, nữ tử này dường như ngã đến không nặng, vừa dứt không lâu, liền chống đỡ mà lên, đồng thời, cũng phát hiện bên cạnh tỉnh tọa Trần Bình An, cái này không nhìn còn khá, khi thấy rõ Trần Bình An phía sau, nàng trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong, Trần Bình An tuổi tác nhìn lên không lớn, trên mình lại có cổ khí chất xuất trần, mà để nàng thất thố như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trần Bình An trên mình, đang có từng đạo hiển hiện ra đạo tắc vận lý quanh quẩn, tự như tại nói cho tất cả mọi người, hắn không phải thế gian này người, mà là trên cửu thiên tiên, nhìn xem Trần Bình An, mộ dung tuyết thân thể nguyên thủy xúc động, chính giữa cường liệt nói cho nàng, đứng tại trước mặt nàng người chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể ấn chết nàng ngốc trệ một hồi mộ dung tuyết đột nhiên nghe được sau lưng vang lên rơi xuống đất âm thanh nàng một mặt trắng bệch cắn răng một cái phía dưới cực tốc hướng về trần bình an quỳ xuống tiền bối cứu ta nàng kiến thức rộng rãi linh hồn càng là đạt tới xuất khiếu cảnh nhưng nàng lớn đến từng này chưa bao giờ thấy qua như trần bình an loại này quanh thân còn có đạo tắc vận lý quanh quẩn cao nhân thậm chí nghe đều không có nghe qua trần bình an lúc này có chút mộng tiền bối Cứu ngươi, mỹ nữ, ngươi đụng hư đầu a, à, ta chỉ là một kẻ phàm nhân a, à, thế nào cứu? Trần Bình An xem như minh bạch, những người kia là theo đuổi giết cái này mỹ nữ, tu luyện giới quả nhiên như truyền văn nói như vậy, động một chút thì là sát lục, Trần Bình An lúc này không biết như thế nào cho phải, đều nói tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn trùng hợp nằm ngang tại trong hai cái ở giữa, đi cũng không được, lưu cũng không được, thật mẹ nó nhứt cả trứng, sau lưng mấy cái trung niên tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Bình An càng là không yên bắt đầu lạnh rung lên, nhưng vào lúc này, sau lưng hắn tiếng bước chân dừng lại, còn đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, phía trước, tiền bối, nghe lấy cái này tiếng kêu, Trần Bình An ngây ngốc một chút, chậm chạm hướng sau lưng nhìn lại, giờ phút này, bốn cái nam tử trung niên chính giữa hướng về hắn chấp tay hành lễ, mặc dù không giống mộ dung tuyết cái kia quỳ xuống đất, nhưng đầu so tay thấp, xem xét liền đặc biệt cung kính, Trần Bình An trừng mắt nhìn, chợt nhanh chóng nhìn mình phụ cận, không có người A, các ngươi đây là, đang gọi ta, Trần Bình An mộng. Một cái đụng phải đầu còn dễ nói, mấy người các ngươi, lúc ra cửa đầu bị cửa kẹp, ta chỉ là một kẻ phàm nhân A, à. bốn phía yên tĩnh không thôi, Trần Bình An cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, chỉ có khả năng ngồi, đuổi theo bốn cái trung niên sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có thể ổn giết mộ dung tuyết, nhưng từ không trung bay thấp phía sau, lại đột nhiên phát hiện, tại mộ dung tuyết bên cạnh, dĩ nhiên ngồi một cái thanh niên tuấn tú, nếu như là bình thường thanh niên còn không có gì nhưng thanh niên này quanh người lại có đạo tắc quanh quẩn, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cho người ta áp lực vô tận, bọn hắn căn bản không dám dùng nhìn thẳng đi nhìn Trần Bình An, bởi vì vẻn vẹn bị Trần Bình An nhìn chăm chăm, bọn hắn như bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng, bọn hắn trong lòng có đạo ý niệm tại nói cho bọn hắn, một khi cùng Trần Bình An liếc nhau, thần hồn chắc chắn biến mất, bọn hắn đã không muốn giết mộ dung tuyết, chỉ muốn mau thoát đi cái này hung địa, nhưng Trần Bình An không có mở miệng để bọn hắn rời đi, bọn hắn căn bản không dám động đậy. Trần Bình An nhìn xem một cái quỳ, bốn cái cúi đầu không động đậy, không khỏi đến một mặt cổ quái, tiếp đó thử nói, các ngươi, đi thôi, bốn cái trung niên nghe lấy lời này, như được đại xá đồng dạng, hô to một tiếng đa tạ tiền bối, phía sau, liền cực tốc thăng thiên, phút không rời đi, bọn hắn lúc này cực kỳ vội vàng, tốc độ phi hành dĩ nhiên so truy kích mộ dung tuyết thời gian còn nhanh gấp đôi, vẻn vẹn một hồi, bốn người liền biến mất ở phương xa, nhìn xem một màn này, Trần Bình An rất là im lặng. Mà Mộ Dung Tuyết gặp bốn cái sát thủ rời đi, thở ra một cái trọc khí, đồng thời nhanh chóng nhìn về phía Trần Bình An, tiếp đó quả quyết tại dưới đất đập cái khấu đầu, tiểu nữ Mộ Dung Tuyết, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Trần Bình An vẫn là cực kỳ lơ mơ, không hiểu rõ phát sinh cái gì, tiên tử, ngươi mau dậy a, à, ta cũng không có làm cái gì, không cần như vậy, hơn nữa ngươi hẳn là hiểu lầm, ta kỳ thực không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, Mộ Dung Tuyết rất nghe lời đứng lên, giờ phút này nhìn xem trong ánh mắt Trần Bình An vẫn như cũ tràn ngập kính ý, nàng nhưng không tin Trần Bình An là phàm nhân, một kẻ phàm nhân trên mình sẽ quanh quẩn đạo tắc vận lý, một kẻ phàm nhân sẽ dọa lùi bốn tên kim đan kỳ cao thủ, nhưng Trần Bình An cứng rắn nói mình là phàm nhân, vậy khẳng định có nguyên nhân, chính mình cưỡng ép đi vạch Trần, ngược lại sẽ chọc giận hắn, cho nên nàng giả vờ giật mình dáng vẻ, phối hợp diễn kịch nói, không sai, tiền bối liền là một kẻ phàm nhân, Trần Bình An nghe lấy mộ dung tuyết lời này, khóe miệng co quát một thoáng. Hắn thế nào cảm giác đối phương vẫn là chưa tin hắn đây không phải vì sao còn nói tiền bối đúng rồi chính mình thế nào cũng coi như cứu nàng một mạng từ tôn kính mới gọi tiền bối hẳn là dạng này trần bình an thầm nghĩ mà muốn xong hắn cũng không dám ở nơi này tiếp tục nghỉ ngơi chuẩn bị chuồng người cùng những người tu luyện này ở tại một chỗ hắn luôn cảm giác không thoải mái nhưng vào lúc này hắn đột nhiên dừng lại các loại mộ dung tuyết trần bình an ngây ngốc nhìn xem mộ dung tuyết nói ngươi là thánh nữ kháo sơn tông mộ dung tuyết mộ dung tuyết đôi mắt sáng lên tiền bối nhận thức ta, nàng cực kỳ kinh ngạc, Trần Bình An nhân vật như vậy, dĩ nhiên nhận biết nàng, Trần Bình An trừng mắt nhìn, trong lòng rất là cổ quái, hắn còn buồn rầu lấy chính mình một kẻ phàm nhân, như thế nào gia nhập Kháo Sơn Tông tới, hiện ở trước mặt mình người này dĩ nhiên là thánh nữ Kháo Sơn Tông, hắc hắc, mộ dung cô nương, nhìn tới chúng ta rất hữu duyên đây, ta vừa vặn có việc muốn đi các ngươi tông môn một chuyến, nếu không, một chỗ, Trần Bình An trực tiếp thay đổi sắc mặt, giờ phút này nhìn lên ngược lại có chút hèn mọn, không có cách nào, Dựa vào thực lực của mình, hắn khẳng định gia nhập không được Kháo Sơn Tông, nhưng nếu là ôm chặt trước mắt cái bắp đùi này, hắn cũng có thể đi cửa sau. Mộ Dung Tuyết nghe được Trần Bình An lại muốn đi bọn hắn tông môn, đồng thời còn nói ra hữu duyên hai chữ, đôi mắt đột nhiên mở to gấp đôi. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Trần Bình An hình tượng càng vĩ ngạn lên. Nàng mới vừa rồi còn cho là chính mình tại nơi này gặp được Trần Bình An là chính mình vận khí tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ, sở dĩ có thể đủ được cứu vớt. Hiện tại xem ra trọn vẹn không phải nhất định là tiền bối sớm suy tính tốt hết thảy biết ta sẽ bị sát thủ truy sát tại đây rơi xuống cho nên mới tại cái này rừng núi hoang vắng chỗ tĩnh tọa chờ đợi ta liền nói rơi xuống địa phương vì sao trùng hợp có người ngồi đây nguyên lai hết thảy đều ở tiền bối trong tính toán a mà tiền bối mới vừa nói hữu duyên chẳng lẽ tiền bối loại trừ cứu ta sẽ còn cho ta một tràng cơ duyên nghĩ đến đây mộ dung tuyết liền vội vàng gật đầu hưng phấn nói hết thảy đều nghe tiền bối trần bình an gặp mộ dung tuyết như vậy đôi mắt sáng lên bất quá lúc này cũng không có trực tiếp đưa ra chính mình muốn đi cửa sau ý nghĩ dự định ở trên đường thân quen một ít nhắc lại đi ra như vậy xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút hai người đã nói phía sau chuẩn bị khởi hành mà mộ dung tuyết cũng lười phải đến chữa thương bên cạnh mình có cao thủ như vậy tại dù cho bản thân bị trọng thương cũng không ai dám động nàng mảy may hơn nữa lấy tiền bối thực lực này nhất định có thể vượt không mà đi một bước liền có thể đến tháo sơn tông bọn hắn nghĩ đến đây mộ dung tuyết mỉm cười không thôi chờ đợi trần bình an mang theo nàng vượt không mà đi về phần trần bình an hắn thực tế không muốn lại đi bộ giờ phút này cũng mỉm cười nhìn xem mộ dung tuyết chờ đợi mộ dung tuyết dẫn hắn phi hành hai người đều mang tâm tư đều mỉm cười nhìn đối phương nhưng cứ như vậy một lát sau không khí bắt đầu lúng túng trần bình an trừng mắt nhìn nói cái kia mộ dung cô nương ta một kẻ phàm nhân chỉ có thể đi bộ nguyên cớ ngươi hiểu trần bình an không có biện pháp chỉ có thể ám chỉ mộ dung tuyết ý tứ liền là để mộ dung tuyết dẫn hắn phi hành, dạng này đi đường mới nhanh, mà lời này nghe vào mộ dung tuyết trong tai, ý tứ liền biến, mộ dung tuyết mặt lộ giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, vậy vãn bối bồi tiền bối cùng đi đường, nàng trước đây không lâu còn không hiểu rõ Trần Bình An vì sao một mực nói mình là phàm nhân, giờ phút này nàng cuối cùng hiểu, truyền văn có chút cường đại tu sĩ, cảnh giới đến trình độ nhất định phía sau, muốn tận lực tăng cao tu vi đã không thể nào, bởi vì đến cảnh giới kia phía sau, tâm tính so tu vi càng trọng yếu hơn tâm tính đạt tới cảnh giới nhất định tu vi liền có thể nước chảy thành sông nguyên cớ khi đó bọn hắn chỉ có thể tu tâm nói mình là phàm nhân làm phàm nhân sự tình trải qua phàm nhân khổ sở đây chẳng phải là tu tâm cử chỉ ư nhìn xem trần bình an mộ dung tuyết trong mắt sùng kính càng thêm nồng nặc gấp đôi trần bình an nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể thể nghiệm một thoáng phi hành tư vị giờ phút này nghe được mộ dung tuyết tới một câu như vậy trực tiếp mộng bức hắn ngây ngốc nhìn xem mộ dung tuyết mỹ nữ ngươi là nghiêm túc mộ dung tuyết trong lòng sùng kính tình cảm lộ rõ trên mặt, cuối cùng càng là trước hướng về phía trước đi, một bộ ta cũng muốn đi theo tu hành dáng dấp, nhìn xem mộ dung tuyết tịnh lệ bóng lưng, Trần Bình An khóe miệng co quắp một thoáng, không có cách nào phía dưới, hắn cũng đi theo hướng về phía trước đi, nửa ngày phía sau, ban đêm phủ xuống, một chỗ dòng suối nhỏ phía trước, bởi vì trời tối không tốt đi đường, hai người chỉ có thể đốt lò qua đêm, mộ dung tuyết mượn cơ hội chữa thương, sau một canh giờ, mộ dung tuyết thương thế trên người tại đang dược ảnh hưởng, tốt đến bảy theo sau càng là bắt đầu tu luyện, nàng đã tại ít cốc đỉnh phong lưu lại rất nhiều thời gian, một mực có cái bình cảnh kẹp lấy, không lo ăn đang dược hoặc là dùng những phương pháp khác, đều không có tác dụng, mà nàng tu luyện là thủy hệ công pháp, gia gia của nàng nói cho nàng, loại tình huống này có hai cái biện pháp đột phá, một là tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có một ngày có thể nước chảy thành sông, hai là dựa vào đốn ngộ tới đột phá, tu luyện thủy hệ công pháp người, xem nước mà ngộ, chỉ cần có chỗ đốn ngộ, nhất định có thể nước chảy thành sông, một lần hành động đột phá, nhưng nàng đã xem nước tu luyện sơ sơ mấy tháng, như cũ không có bất kỳ ngộ hiểu điềm báo, nàng bởi vậy sinh ra du lịch tâm tư, cảm thấy tâm tình tốt, có lẽ cũng có thể nước chảy thành sông, nhưng không hề nghĩ rằng, đi ra một chuyến còn bị truy sát, nếu không phải gặp được Trần Bình An, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, tối nay ánh trăng không tệ, nguyệt hoa chiếu xạ tại bên cạnh trên dòng suối nhỏ, một vòng trăng tàn lơ lửng ở mặt nước, mộ dung tuyết nhìn chầm chầm mặt nước, thật lâu cũng không có chút điểm cảm ngộ ý tứ ngược lại có chút mệt trả rời, Trần Bình An tại bên cạnh đống lửa ngồi, buồn bực ngán ngẩm, mà hắn còn nghĩ đến tìm mộ dung tuyết trò chuyện, mượn cái này xúc tiến một thoáng quan hệ của hai người, lời như vậy, hắn có thể dựa vào quan hệ này tiến vào kháo sơn tông, suy nghĩ một chút, con mắt hắn sáng lên, lấy ra ấm nước nhìn về phía mộ dung tuyết, nói, mộ dung cô nương, muốn hay không muốn uống nước, mộ dung tuyết nghe vậy, vậy mới nghĩ đến bên cạnh mình có cái cường giả, chính mình tình huống này, đại nhân thỉnh giáo một chút đối phương A, nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói, tiền bối, kỳ thực vãn bối về mặt tu luyện gặp phải một vấn đề, tu vi một mực kẹt ở ít cốc đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, vãn bối thực tế vô kế khả thi, mong rằng tiền bối chỉ điểm một hai, Trần Bình An khóe miệng giật một cái, muốn cùng mộ dung tuyết nói chuyện trời đất hắn, đột nhiên không muốn hàng huyên, mỹ nữ, đầu óc ngươi còn chưa tốt ư, ta thật là một kẻ phàm nhân a, à, ngươi hỏi ta gà thỏ cùng lòng vấn đề vẫn được, hỏi ta trên việc tu luyện sự tình. Ta hiểu cái bướng đây này tuyến A, khụ khụ, cái ta này như thế nào biết đây nếu không mộ dung cô nương ngươi uống nước miếng chính mình lại cẩn thận nghiên cứu một chút trần bình an cười khổ nói mộ dung tuyết nghe lấy trần bình an lời này thất vọng nhưng sau một khắc nàng đôi mắt đột nhiên trừng một cái không đúng tiền bối đây không phải sẽ không chỉ điểm của hắn ngay tại trong lời nói uống nước không sai liền là uống nước thì ra ta một mực sai lầm không phải xem nước mà ngộ mà là uống nước mà ngộ nàng vô cùng lo lắng lấy ra nước của mình ấm uống trước một cái tiếp đó nhắm mắt lại một lát nữa phía sau, lại uống một cái, lại nhắm mắt lại, vẻn vẹn mười hơi, nàng hô một tiếng, trong miệng phun ra một đạo luồng khí xoáy, khí thế trên người, cấp tốc kéo lên gấp mấy lần, cũng tại lúc này, nàng mở mắt ra, một đôi mắt đẹp bên trong, lóng lánh vô tận tinh quang, rơi vào trên mình Trần Bình An, nàng đột nhiên đứng lên, một gối quỳ xuống, chắp tay không người chào, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nhìn xem một màn này, Trần Bình An lại choáng váng, chỉ có một cái biểu cảm có thể giải thích hắn hiện tại tâm tình, một cái tiểu bằng hữu, trên đầu có một đống nghi vấn phát sinh cái gì ta không chỉ điểm ngươi a à. không được cái này mỹ nữ đầu óc càng ngày càng không dùng được trần bình an cảm thấy mộ dung tuyết đầu óc khẳng định còn chưa tốt ngày hôm sau trần bình an hai người tiếp tục đi đường dọc theo con đường này trần bình an phát hiện theo phía sau mình mộ dung tuyết nhìn chầm chầm vào hắn nhìn trên mặt còn hiện đầy sùng kính thần sắc trong mắt lóng lánh tinh quang dán mắt đến hắn toàn thân khó chịu đột phá đến kết đang cảnh phía sau mộ dung tuyết tâm tình thật tốt vì cảm tạ trần bình an nàng đều không biết rõ báo đáp thế nào nếu là có thể lấy thân báo đáp nàng tuyệt đối chọn cái này lại là nửa ngày phía sau hai người cuối cùng đi đến tháo sơn tông chân núi giờ phút này đứng ở chân núi trần bình an nhìn xem nguy nga đỉnh núi cao một trận thổn thức lúc này nét mặt của hắn rất giống đồ nhà quê vào thành nhìn thấy cao ốc đồng dạng ngọn núi này là trần bình an nhìn qua cao nhất núi mây trắng quanh quẩn tại chỗ giữa sườn núi trọn vẹn không nhìn thấy đỉnh núi mà trên núi còn có quỳnh lâu ngọc vũ tiên hạt càng là ở trong núi bồi hồi, tiên khí bồng bền, động tâm hồn người, Trần Bình An nhịn không được nói, đây chính là các ngươi kháo Sơn Tông, mộ dung tuyết gặp Trần Bình An lộ ra kinh ngạc bộ dáng, cười khổ gật đầu một cái, nàng đã não bổ ra trong lòng Trần Bình An ý nghĩ, nhất định nghĩ đến, loại này đơn sơ địa phương, lại có người dùng để làm tông môn, thực tế quá khó mà tin nổi, tiền bối, ngài còn không nói tới chúng ta tông môn có chuyện gì đây, lúc này, mộ dung tuyết nói tránh đi, đoạn đường này đi tới, nàng cũng không tiện hỏi việc này. Cuối cùng khi đó cùng Trần Bình An cũng không phải rất quen, nhưng trải qua một ngày một đêm ở chung, nàng cảm thấy Trần Bình An đặc biệt tốt ở chung. Giờ phút này lại đến tông môn, liền cả gan hỏi ra, Trần Bình An gặp thời cơ đã đến, thận trọng nói, kỳ thực ta tới đây, là muốn gia nhập các ngươi tông môn. Mộ dung tuyết nghe vậy, Mỹ mâu mãnh liệt trừng lớn, a à, tiền bối, ngươi nói cái gì? Trần Bình An gặp mộ dung tuyết hết sức kinh ngạc gián dấp, cảm giác gia nhập kháo sơn tông việc này phải dẹp, cũng đúng, một kẻ phàm nhân lại nói muốn gia nhập tông môn quả thật có chút không biết tự lượng sức mình bất quá ngươi cũng không đến mức kinh ngạc như vậy a à. ngay cả như vậy trần bình an vẫn là lại nói nhiều một lần theo sau cũng chuẩn bị nói mình tại tông môn làm việc vặt cũng được nhưng lúc này mộ dung tuyết cũng là cao hứng bừng bừng lên vội vàng nói tiền bối ta liền mang ngài đi tìm ta phụ thân xúc động nói xong nàng đưa tay kéo trần bình an tay mà sau một khắc nàng cũng ý thức đến chính mình thất thố vội vã rút tay về lần này nàng giống như giống như chim sợ ná đột nhiên có chút đứng ngồi không yên lên bất quá nàng làm dịu lúng túng năng lực cũng mạnh trêu chọc một thoáng tóc trên trán đến sau tai nhỏ giọng thì thầm thận trọng nói tiền bối đi theo ta nói lấy sắc mặt đỏ lên đi về phía trước trong lòng quở trách lấy chính mình vì sao như vậy không thận trọng nếu là đắc tội tiền bối nên làm gì là tốt trần bình an ngơ ngác đứng một hồi tiếp đó mới sắc mặt cổ quái đi theo mộ dung tuyết nhìn xem mộ dung tuyết cái kia ửng đỏ gương mặt hắn ùn ụt nuốt một mụn nước bọt, nhịn không được nhìn một chút mới vừa rồi bị mộ dung tuyết nắm chắc tay, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình bao tử dường như trọng thương đồng dạng, sau đó chỉ muốn ăn bám, tháo sơn tông trên ngọn núi, đứng lặng lấy một tòa tráng lệ đại điện, lúc này, bên trong đang có hai tên trung niên nhân nghiên cứu một cái cầu gỗ, bên trong một cái mặt áo trắng trung niên, con mắt cực nhỏ, hoặc nhìn như là hít mắt đồng dạng, trên tay chính giữa cầm lấy một cái dài ba thước kiếm, kiếm này toàn thân màu xanh lá, trên thân kiếm tản ra khí tức bén nhọn. Đây là một cái hạ đẳng pháp khí, là trung niên áo trắng diễn ra 10 năm, thu thập đủ loại vật liệu chế tạo ra bảo bối. Thế giới này vũ khí phân có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí. Trung niên áo trắng toàn lực khu kiếm, hướng về cầu gỗ một kiếm chém tới, một đạo lục mang theo trên thân kiếm bỗng nhiên lóe ra, bay về phía cầu gỗ, lực lượng cường liệt, làm cho đại điện dương lên chớp nhoáng, tịch một tiếng, kiếm mang đánh vào cầu gỗ bên trên, nhưng kỳ quái là, cầu gỗ không có phá vỡ, ngược lại bắn bay, quản tại xa xa trên mặt đất hết thảy hoàn hảo như ban đầu trung niên áo trắng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trung niên áo đỏ lắc đầu nói ta cũng không phá nổi vật này vật liệu không biết chính giữa rõ ràng rỗng ruột có dấu vật phẩm những thứ này thật là trên đường nhặt đến trung niên áo trắng tên là mộ dung vân hải chính là kháo sơn tông tông chủ mà trung niên áo đỏ tên là trương thanh nhàn là phụ cận tông môn huyễn nguyệt tông tông chủ vật này là tông ta đệ tử nhặt đến mới đầu ta cũng muốn rất nhiều biện pháp làm thế nào cũng đánh vỡ không được mà phụ thân ta đang lúc bế quan muốn trùng kích phân thần kỳ nguyên cớ chỉ có thể tới tìm các ngươi phụ thân ngươi ngược lại có hay không có đề cập khi nào trở về trương thanh nhàn vẫy tay một cái cầu gỗ nhẹ nhàng bay lên rơi vào trên tay hắn hắn cảm thấy cái này cầu gỗ khẳng định là một vị nào đó cường giả chế tạo ra bảo bối mộ dung vân hải lắc đầu nói ngươi cũng biết hai người bọn họ đều bướng bỉnh cực kỳ một mực không quen nhìn đối phương cái này không giận hờn xem ai càng nhanh đột phá đến phân thần kỳ liền ra ngoài tìm cơ duyên, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Trương Thanh Nhàn cười khổ một tiếng, thu hồi cầu gỗ, theo sau ho khang một tiếng nói, đúng rồi, tiểu tuyết gần nhất còn chưa đột phá, nếu không để nàng đi tông ta huyện ảnh hồ tỉnh tu một thoáng, cuối cùng nàng tu luyện là thủy hệ công pháp. Mộ Dung Vân Hải đột nhiên cười giả dối, ngươi lão hồ ly này, ta còn không hiểu tim ngươi nghĩ, nghĩ như vậy để ta nữ nhi ngoan làm ngươi con dâu. Trương Thanh Nhàn lúng túng cười một tiếng, không nói gì thêm, nhưng vào lúc này, bên ngoài bước nhanh đi vào một người người này dáng người yểu điệu, dung mạo mỹ lệ, khí chất tuyệt hảo, càng là tại như hoa như ngọc niên kỷ, đồng dạng tuổi trẻ nam tử nhìn, tất nhiên sẽ di chuyển không được ánh mắt, cha, mộ dung tuyết chạy chậm mà vào, trên mặt hiện đầy nụ cười, như là một đóa nở rộ hoa tươi đồng dạng, mà lúc này, mộ dung tuyết cũng nhìn thấy Trương Thanh Nhàn, lập tức thu nở nụ cười, kêu một tiếng, Thanh Nhàn thúc thúc, Trương Thanh Nhàn nhìn thấy mộ dung tuyết phía sau, một mặt từ cười, hận không thể hô một tiếng, con dâu ngoan, mộ dung vân hải nói, tiểu tuyết, ngươi không phải đi ra ngoài lịch luyện đi mộ dung tuyết chớp mắt đến mộ dung vân hải trước mặt tiếp đó bám vào hắn bên tai nói ra trần bình an sự tình mộ dung vân hải nguyên bản còn một mặt thản nhiên nhưng nghe lấy nghe lấy đôi mắt càng mở càng lớn giờ phút này mắt chuột như là bình thường con mắt đồng dạng nhìn không ra tu vi khí chất xuất trần như tiên quanh thân càng là có đạo tắc vận lý quanh quẩn còn có thể suy tính thiên cơ sớm đứng ở rơi xuống địa phương cứu người cuối cùng càng là một câu đánh thức người trong mộng giúp nữ nhi của mình đột phá kết đan mà người như vậy muốn gia nhập bọn hắn tông môn tiểu tuyết ngươi không lừa ta đi nghe lấy cái này to lớn lượng tin tức mộ dung vân hải hoài nghi mình nữ nhi nói đùa chính mình nhưng mà mộ dung tuyết chưa bao giờ cùng hắn mở qua nói đùa ta để tiền bối chờ ở bên ngoài phụ thân chúng ta đi nghênh đón nhớ kỹ tiền bối dạo chơi nhân gian lấy phàm nhân danh tiếng tu tâm nguyên cớ phụ thân ngươi tốt nhất đừng đề cập quá nhiều trên việc tu luyện sự tình làm đến tiền bối không nhanh mộ dung tuyết rất là nghiêm túc nhắc nhở nói lấy Nàng bắt đầu kéo lấy Mộ Dung Vân Hải đi ra ngoài, Trương Thanh nhàn nhìn xem cái này hai cha con thần thần bí bí, một mặt hiếu kỳ, mà lúc này, phản ứng lại Mộ Dung Vân Hải, cũng nhìn về phía hắn nói: "Thanh nhàn huynh, ngươi tại chỗ này chờ đợi một thoáng, ta đi một chút liền trở về." Không lâu, Mộ Dung Tuyết hai người ra đại điện, đại điện ngay phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này đang đứng một cái thanh niên tuấn tú, Trần Bình An yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt không thấy lấy đại điện phương hướng, vẻn vẹn nhìn xem bên cạnh tràn ngập lờ mờ sương mù hoàn cảnh cảm thấy rất là tráng lệ hắn cũng bởi vì leo lên tòa núi cao này đi quá mệt giờ phút này hít thở vẫn là có chút to tiền bối vị này là phụ thân của ta đúng lúc này sau lưng hắn vang lên mộ dung tuyết âm thanh trần bình an vội vàng sửa sang lại quần áo một chút quay người nhìn lại phải xem mộ dung vân hải còn tốt nhìn thấy mộ dung vân hải tướng mạo phía sau trần bình an ngây người một hồi lâu mộ dung cô nương ngươi xác định đây là phụ thân ngươi mắt của mộ dung vân hải nhỏ như mắt chuột không nói còn trưởng thành cực kỳ là phổ thông cùng Mộ Dung Tuyết loại này mắt như uông thủy, khí chất dung mạo siêu tuyệt mỹ nữ, không có một chút giống nhau, bất quá cũng liền một hồi, tại Trần Bình An trong tầm mắt, cái này mắt nhỏ Mộ Dung Vân Hải, con mắt đột nhiên lớn lên, Mộ Dung Vân Hải ngơ ngác nhìn Trần Bình An, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, nữ nhi của mình nói không giả, trong mắt hắn, lấy Trần Bình An làm trung tâm đạo tắc vận lý, đã phủ kín không gian bốn phía, hắn ngay ngốc liếc nhìn nữ nhi của mình, lúc này rất muốn nói một câu Thế này sao lại là quanh người quanh quẩn lấy đạo tắc vận lý quanh quẩn A, cái này bốn phía tất cả đều đúng A. Mộ Dung Vân Hải tranh thủ thời gian hướng về Trần Bình An chắp tay, đầu so tay thấp, cung kính nói, không biết tiền bối đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Bình An khi nhìn đến mộ Dung Vân Hải thời điểm, còn nghĩ đến thở dài một thoáng, nhưng hắn còn chưa kịp thở dài, liền bị mộ Dung Vân Hải vượt lên trước một bước, khiến hắn phản ứng không kịp. Đặc biệt là nghe được mộ Dung Vân Hải cũng tới một câu tiền bối, còn cần khách khí như vậy ngữ khí, khóe miệng của hắn cùng da mặt một chỗ co rút lên cái này cha con đầu đều bị cửa kẹp qua a à. ta làm sao lại là tiền bối đây ta nhìn lên có như vậy mạnh sao trần bình an cực kỳ im lặng chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân trước núi còn mang thở hỗn hển loại kia thật không phải cái gì tiền bối hơn nữa hệ thống rõ ràng mà nói với hắn hắn không hoàn thành nhiệm vụ phía trước trăm phần trăm không có tu vi thực lực rác rưởi công chủ ngài nói đùa ta nơi nào là cái gì tiền bối ta chỉ là một kẻ phàm nhân hơn nữa ta nào dám để ngài nên đón trần bình an lúc này thở dài cũng không muộn một mặt khách khí nói mộ dung vân hải nhìn xem trần bình an cử động này nghe lấy trần bình an lời này lập tức mắt liếc nữ nhi của mình nghĩ thầm lấy tiểu tuyết quả nhiên không có nói sai tiền bối đây là sự thực đem chính mình trọn vẹn làm phàm nhân rồi a à. tiền bối nói đùa ngài cũng đừng gọi ta tông chủ tiền bối nếu là không ghét bỏ sau đó có thể gọi ta tiểu hải mộ dung vân hải cung kính nói đừng nhìn trần bình an nhìn lên còn trẻ như vậy mộ dung vân hải có thể khẳng định trần bình an nhất định là một cái tu luyện mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm lão quái vật liền cái này vừa đối mặt trần bình an cho hắn áp lực hắn chưa từng có cảm thụ qua a hơn nữa lấy hắn nhận thức e rằng phàm gian cao nhất cảnh giới đại thừa cũng sẽ không quanh người phủ đầy đạo tắc vận lý hắn suy đoán trần bình an hẳn là tiên giới cường giả đi tới phàm gian trải nghiệm cuộc sống trần bình an thật không hiểu rõ nghĩ thầm lấy những người tu luyện này tu luyện nhiều đầu óc xảy ra vấn đề vậy ta gọi ngài mộ dung tông chủ a trần bình an nói mộ dung vân hải liền vội vàng gật đầu hết thảy nghe tiền bối trần bình an cực kỳ im lặng hắn thậm chí hoài nghi tu luyện giới người có phải hay không đem mỗi người đều gọi tiền bối tiền bối đi theo ta chúng ta vào bên trong trò chuyện mộ dung vân hải cũng không làm cho trần bình an tiếp tục đứng đấy vội vã cười bồi dẫn đường mộ dung tuyết cũng đồng dạng trên mặt phủ đầy kiểu khắc mỉm cười cứ như vậy trần bình an đi theo hai người tiến vào trong đại điện lúc này trần bình an cũng nhìn thấy ngồi trương thanh nhàn nhưng để hắn im lặng chính là cái này trương thanh nhàn tại ngốc trệ một lát sau vừa học lấy mộ dung vân hải động tác mới vừa rồi cung kính kêu một tiếng bái kiến tiền bối trần bình an lần này xác định những người tu luyện này đầu óc đều có hố ta mẹ nó thật là phàm nhân a à. mấy người ngồi xuống mộ dung vân hải mới mỉm cười nói nghe tiểu tuyết nói tiền bối muốn gia nhập chúng ta tông môn trần bình an mỉm cười gật đầu tiếp đó chuẩn bị nói mình làm cái làm việc vặt cũng được nhưng hắn mới gật đầu xong mộ dung vân hải liền một mặt xuân quan rực rỡ tiếp đó vẽ mặt thành thật lôi kéo cổ họng nói tiền bối đánh từ hôm nay ta rút khỏi vị trí tông chủ về sau ngài liền là chúng ta tông tông chủ nghe lấy cái này lớn giọng trần bình an mộng tông tông chủ cái này không được trần bình an một mặt dứt khoát nói hắn một kẻ phàm nhân a à, làm cái đệ tử đều cảm thấy ngượng ngùng đều muốn đi làm việc vặt tới ngươi mẹ nó bây giờ lại để ta làm tông chủ đầu ngươi bị kẹp bao nhiêu lần a à? Cái này không chữa được a." À. Mộ Dung Vân Hải gặp Trần Bình An trực tiếp cự tuyệt, lập tức thân thể lạnh lẽo, nhận định Trần Bình An cảm thấy cái này chức vị còn chưa đủ, "Cái kia, kể từ hôm nay, tiền bối ngài liền là tông ta hộ Sơn trưởng lão." Thanh âm Mộ Dung Vân Hải đều không lớn như vậy, một mặt ngờ vực hỏi, Trần Bình An nghe xong, khóe miệng liều mạng co rút lên, hắn tuy là không thể tu luyện, nhưng đối tông môn một ít chuyện vẫn là từng có nghe thấy, tông môn yếu nhất là tạp dịch, thứ yếu là ngoại môn đệ tử, sau đó là nội môn đệ tử, chấp sự thánh tử thánh nữ trưởng lão tông chủ hộ sơn trưởng lão cuối cùng là lão tổ hiện tại mộ dung vân hải lại còn hướng chỗ cao nói để hắn không phản bác được mộ dung vân hải gặp trần bình an yên lặng biết trần bình an ý gì cuối cùng cắn răng một cái vì lưu lại tôn này siêu cấp đại thần hắn liều tiền bối ta thay ta phụ thân làm quyết định để hắn rút khỏi tông môn lão tổ vị trí lập tức lên ngài liền là chúng ta kháo sơn tông duy nhất lão tổ mộ dung vân hải dõng dạc nói nghe lấy lời này Trần Bình An kém chút từ trên ghế té xuống, hài tử này không cứu nổi, Trần Bình An nhìn xem mộ dung vân hải, một hồi sách thang. Mà Trần Bình An sách thang động tác hơi đặc biệt, là dùng gật đầu, thế là, mộ dung vân hải bắt được một màn này, nội tâm xúc động đến như là hưu con sông loạn đồng dạng, vội vàng nói, ha ha, vậy cứ như thế đã nói, Trần Bình An nhìn xem mộ dung vân hải còn vui vẻ giống như cái kẻ ngu đồng dạng, thật thay hắn cảm thấy bi thương, về phần mộ dung tuyết, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Nàng ngay từ đầu cảm thấy Trần Bình An cùng nàng hữu duyên, mới sẽ như vậy, nhưng bây giờ nàng cảm thấy, Trần Bình An hẳn là cùng bọn hắn tông môn có cái gì nguồn gốc. Ngược lại tại một bên ngồi trương thanh nhàn, hiện tại cũng muốn cầm lấy ống tay áo tới cắn, hâm mộ đố kỵ hận a, à. hắn mạnh mẽ liếc nhìn đắc ý không thôi mộ Dung Vân Hải, rất muốn đi tới đánh cho hắn một trận, con hàng này đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó, trong tông môn mới đến như vậy số một đại thần, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy nhân vật cái kia quanh người hiện đầy đạo tắc vận lý, vẻn vẹn nhìn xem, liền cho người ta một loại thế gian vô địch giả cảm giác, thương định việc này, mộ dung vân hải đột nhiên nhớ tới trương thanh nhàn cái kia cầu gỗ, hắn đối trương thanh nhàn liếc mắt ra hiệu, tiếp đó nhìn về phía trần bình an nói, tiền bối, ta cái này hảo hữu có một kiện vật phẩm, mặc kệ như thế nào cũng mở không ra, muốn cho tiền bối nhìn một chút, không biết tiền bối có không thời gian, trương thanh nhàn nháy mắt hiểu ý, cung kính cầm lấy cái kia cầu gỗ đi tới trước mặt trần bình an. Nhìn xem cái kia cầu gỗ, Trần Bình An kinh ngạc một chút, "A, à, cái này cầu gỗ các ngươi nơi nào lấy được?" Nghe nói như thế, Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn đều là đôi mắt sáng lên, tiền bối này thực tế quá lợi hại, vẻn vẹn một chút liền đã nhìn ra thứ này bất phàm sao? Thứ này Trần Bình An rất quen thuộc, đây chẳng phải là hắn cho trong thành Tiểu hài chế tạo đồ chơi cầu gỗ ư? "Thế nào, các ngươi muốn mở ra nó?" Trần Bình An nói, "Cái này cầu gỗ hắn dùng chính là lỗ ban khóa, có đặc thù mở ra phương pháp." Mộ Dung Vân Hải như gà con mổ thóc gật đầu, nói, "Bên trong có đồ vật" khả năng là đồ tốt trần bình an tùy ý nói bên trong cũng không có vật gì liền một tờ giấy hả mộ dung vân hải cùng trương thanh nhàn đồng thời ngẩn ngơ tiền bối tầm mắt của ngài có thể nhìn thấy đồ vật bên trong mộ dung vân hải hoảng sợ nói đây rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì a à? dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn nội bộ trần bình an sắc mặt cổ quái nói ta nào có bản sự kia thứ này liền là ta chế tạo ra giác nghe vậy mộ dung vân hải cùng trương thanh nhàn đều choáng váng tiếp đó sùng kính tâm tình trọn vẹn chiếm cứ gương mặt của bọn hắn trong mắt càng là lóe ra vô tận tinh quang trần bình an tiếp tục nói kỳ thực mở ra cũng đơn giản nói lấy hắn bắt đầu thao tác nhưng mà một lát sau phát hiện không biết rõ cái nào hùng hài tử đem trọng yếu cơ quan cho làm phá không có biện pháp hắn chỉ có thể quay người một thoáng tại không gian trữ vật bên trong lấy ra chính mình mang tới dao phay đối cái kia cầu gỗ một đao đánh xuống trăng rắc cầu gỗ chớp mắt bị đánh mở thành trần bình an nhìn về phía mộ dung vân hải nói phải xem mộ dung vân hải bọn hắn còn tốt, làm hắn nhìn thấy mộ dung vân hải ba người biểu tình phía sau, hắn lại mộng, giờ phút này, mộ dung vân hải ba người nước mắt, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, ba người chính giữa nhìn chầm chập trên tay hắn giao phay, dường như nhìn thấy gì khủng bố sự vật đồng dạng, vui buồn thất thường, Trần Bình An gặp bọn họ như vậy, khóe miệng giật một cái, xong, cái này ba đứa hài tử đầu óc thật không thể cứu được, một vạn chữ, ưa thích cất giữ A, đây là một bản thú vị sách đây, Trần Bình An cảm thấy, những người tu luyện này đầu óc có hố hơi một tí gọi hắn tiền bối liền thôi hiện tại cái này lại tính toán loại nào hắn đây là một cái dao phay mà thôi về phần nhìn lên như ban ngày thấy ma giống nhau sao cái này dao phay cực kỳ sắc bén bạch quan lập lòe nhưng trần bình an có thể xác định đây chính là một cái dao phay cùng những cái kia người tu luyện kiếm trọn vẹn không cách nào so sánh được chẳng lẽ là những người tu luyện này chưa từng thấy dao phay hoặc là cảm thấy ta mang bên mình cầm lấy dao phay cảm thấy kinh ngạc phải là Trần Bình An đem giao phay thu về hệ thống không gian trữ vật, mà lúc này, hắn phát hiện mộ dung vân hải bọn hắn còn tại ngây ngốc nhìn xem hắn, mộ dung vân hải ba người lúc này tê cả da đầu, trừng trong mắt, tứ chi chậm chạm, giống như hành thi đồng dạng, vừa mới một màn kia, quả thực chấn động đến bọn hắn, đó là cái gì cấp bậc vũ khí A, cái kia đao vừa ra, một cổ lăng lệ khí tức bá đạo liền hướng về bọn hắn phả vào mặt, chỉ là một đạo khí tức, thân thể bọn họ trực tiếp mất đi quyền khống chế, cả người động đậy không được, liền thần thức cũng rung rẩy đó là người nguyên thủy bản năng nhận lấy uy hiếp cảm giác mà tại đây đao bổ vào cầu gỗ bên trên thời điểm bọn hắn càng là nhìn thấy pháp tắc tại va chạm phản phất nói cho bọn hắn trên đời này không gì có thể lấy ngăn lại một đao kia bọn hắn có thể xác định vẻn vẹn như vậy tùy ý một chém dù cho không có bất kỳ linh khí tác dụng tại phía trên chém vào trên người bọn hắn bọn hắn cũng đến một phân thành hai phía trước tiền bối đó là cái gì cấp bậc vũ khí mộ dung vân hải cái thứ nhất hoàng hồn quỷ thần xui khiến hỏi một câu Hắn liền là một tên luyện khí sư, đối với vũ khí đẳng cấp cùng đặc tính rất quen thuộc, nhưng hắn nhìn xem Trần Bình An cây đao kia, lại nhìn không ra là như thế nào cấp, bảo khí khẳng định không phải, mà chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tiên khí, cũng không nên dạng này, có quan hệ tiên khí miêu tả, cùng vừa mới bọn hắn nhìn thấy không giống nhau. Tiên khí là vũ khí bên trên có tiên khí, càng có linh tính, nhìn lần đầu cho người cảm giác là vẻ vang lóa mắt, siêu thoát phàm vật, mà vừa mới Trần Bình An cầm lấy đao, loại trừ chấn động nhân tâm khí tức bên ngoài, mặt ngoài cùng phổ thông giao phay đồng dạng truyền văn tiên khí bên trên còn có thần khí chẳng lẽ tiền bối đao này là t mộ dung vân hải suy nghĩ miên man nghĩ đi nghĩ lại không kềm nổi hít sâu một hơi trần bình an một mặt im lặng xem lấy hắn ta cái này dùng tới thái thịt giao phay có cái lông đẳng cấp đây là một cái bình thường giao phay trần bình an tức giận nói mộ dung vân hải nghe vậy vậy mới nhớ tới nữ nhi của mình cảnh cáo liền chậm chạm gật gật đầu tiền bối quả nhiên thật đem mình làm một phàm nhân a thế nhưng tiền bối, ngài dạng này nào giống phàm nhân A, à? ngươi trang cũng trang giống như một điểm A, à. mộ dung tuyết cùng Trương Thanh Nhàn lúc này cũng bình phục lại trong lòng sóng lớn, nhìn hướng phá vỡ cầu gỗ, mộ dung vân hải càng là thò tay lấy ra, phát hiện cầu gỗ chính giữa chính xác có một cái tiểu không gian, mà hắn tại bên trong còn phát hiện một khỏa, giấy đường, cái này đồ chơi là Trần Bình An chế tạo cho đám tiểu hài tử chơi, để bọn hắn dựa theo hắn dạy, đi thử lấy phá vỡ lỗ ban tỏa, dạng này liền có thể ăn vào bên trong kẹo. Mộ Dung Vân Hải nhìn xem cái này giấy đường, một trận hiếu kỳ, tại biết thứ này là Trần Bình An chế tạo phía sau, liền thử hỏi: "Tiền bối, bảo bối này là vật gì?" "Bảo bối?" Trần Bình An lật một chút mắt trắng, hắn cầm qua giấy đường, mở ra giấy đóng gói, tiếp đó đưa cho Mộ Dung Tuyết: "Ăn, thứ này loại trừ tiểu hài tử bên ngoài, nữ hài tử cũng thật thích ăn, kẹo này là hệ thống ban thưởng, hắn cảm thấy để cho hai cái đại nam nhân ăn cũng không được, cho muội tử ăn không thể tốt hơn." Mộ Dung Tuyết đôi mắt sáng lên, quả quyết tiếp nhận tiếp đó một cái nuốt vào cái bụng, Trần Bình An còn muốn dạy Mộ Dung Tuyết thế nào ăn, chứ, lời nói ra, nhưng mà Mộ Dung Tuyết cũng đã đem trọn khỏa nuốt vào cái bụng, khiến Trần Bình An không thể không đem lời còn lại nhét trở về trong bụng, hắn rất là im lặng, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hổ mỹ nữ, nuốt kẹo phía sau, Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt to, nói, tiền bối, không có cảm giác gì a, à? Trần Bình An, mỹ nữ, ngươi ăn như vậy kẹo, có thể có cái gì cảm giác a, à? nhưng hắn còn không chửi bậy, đột nhiên mộ dung tuyết đôi mắt trừng một cái, cái này, mộ dung tuyết cực tốc bàn mà ngồi, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, mỹ mâu khép lại, bắt đầu tu luyện, vẻn vẹn một hồi, trên người nàng tu vi khí tức, một đường trèo lên, kết đan tầng 2, kết đan 3 tầng, kết đan tầng 4, kết đan 10 tầng, nhìn xem một màn này, mộ dung vân hải cùng trương thanh nhàn kém chút hù dọa đến đứng không vững, bọn hắn há to miệng, miệng nhịn không được khoa tay múa chân hai chữ. Trần Bình An không nhìn thấy mộ dung tuyết khí tức trên thân, giờ phút này chỉ là một mặt mơ hồ nhìn xem mộ dung tuyết, đầy trong đầu nghi vấn, đây là làm gì, một lát sau, mộ dung tuyết mở hai mắt ra, giờ phút này nàng Mỹ mâu nhìn chầm chập Trần Bình An, xúc động đến thân thể đều có chút rung động, vô tận cảm kích cùng vui sướng, đều khó mà tại nàng cái kia trên mặt nhỏ biểu hiện thấu triệt, tiền bối, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngài, ngài cứu ta một mạng, chỉ điểm ta đột phá, việc này càng là cho ta cơ duyên như vậy, ta thật không cách nào báo đáp ân tình của ngài, ta, ta có thể lấy thân báo đáp sao? Mộ Dung Tuyết đứng lên, chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chầm chầm Trần Bình An, nàng hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ, chỉ muốn ôm chặt Trần Bình An cái bắp đùi này, quá lợi hại, vẻn vẹn một mai đồ vật, dĩ nhiên để nàng liên đột nhiều như vậy tu vi, cái này tựa như thần tích A, Trần Bình An nghe được, lấy thân báo đáp, bốn chữ, chấp chấp tràn ngập khiếp sợ con mắt, hắn nghe nói qua học sinh tiểu học có thể sử dụng một túi lạc điều tìm tới cái bạn gái, lại không nghe qua một viên kẹo có thể để một cái mỹ nữ lấy thân báo đáp, mỹ nữ, đầu óc ngươi không tốt ta không tốt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn A, à. hắn thật không hiểu rõ phát sinh cái gì, hắn cứu người chính xác tính toán cứu, vẫn là mơ hồ cứu loại kia, mà chỉ điểm cùng cho cơ may lớn gì, hắn thật không có làm A, à. nếu là một viên kẹo liền là đại cơ duyên, cái kia cho các ngươi làm bữa cơm, chẳng phải là cảm động đến rơi nước mắt, ngươi đừng như vậy, ta cũng không có làm cái gì, về phần lấy thân báo đáp cái gì, cũng không cần, Trần Bình An khóe miệng co quắp, càng ngày càng cảm thấy những người tu luyện này khó mà suy nghĩ, nhưng hắn mới nói xong, mộ dung tuyết còn chưa kịp phản ứng lại lúc này mộ dung vân hải đột nhiên một mặt nghiêm túc hắn lớn tiếng nói không tiền bối ta từ nhỏ giáo dục tiểu tuyết làm người liền nên học được cảm ơn nếu như không biết cảm ơn đó cùng cầm thú có gì khác biệt nguyên cớ tiền bối ta cảm thấy tiểu tuyết đề nghị không tệ lấy thân báo đáp là báo đáp tiền bối phương thức tốt nhất trương thanh nhàn nhìn xem chính mình hảo hữu chững chạc đàng hoàng dáng vẻ nói lấy như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói dường như nhìn thấy đại lục mới đồng dạng vân hải ngươi biến biến đến vô liêm sĩ trần bình an không biết nói cái gì tốt hắn thế nào cảm giác cái này hai cha con có loại muốn chơi tiên nhân khiêu đuổi chân cái kia ta không tốt chậm trễ mộ dung cô nương cuối cùng ta chỉ là một kẻ phàm nhân nguyên cớ ngươi hiểu trần bình an kỳ thực cảm thấy mộ dung tuyết rất tốt người trưởng thành đến đẹp vóc người lại đẹp duy nhất không đủ chính là đầu óc không được tựa như di truyền nguyên nhân hắn cũng muốn ăn bám nhưng hắn vẫn là cảm thấy môn đăng hộ đối tương đối tốt hơn nữa tông môn này thánh nữ người theo đuổi khẳng định không ít có một ngày tới một cái người theo đuổi dưới cơn nóng giận đuổi giết hắn hắn còn không chết vĩnh vĩnh mộ dung tuyết cùng mộ dung vân hải gặp trần bình an từ chối nhã nhặn còn nhắc nhở chính mình là phàm nhân biết trần bình an ý gì tốt a à, hai người một mặt vẻ oải mộ dung tuyết thì một mặt thất bại nhưng rất nhanh nàng lại đột nhiên nói tiền bối kỳ thực ta còn có thể làm ngài thị nữ như thế nào mộ dung vân hải nghe vậy lại dâng lên hy vọng lần nữa một mặt nghiêm chỉnh nói thấp chính mình từ nhỏ giáo dục nữ nhi muốn học được cảm ơn lời nói trần bình an cùng trương thanh nhàn đều có chút hết ý kiến cuối cùng trần bình an chỉ có thể thỏa hiệp mộ dung tuyết gặp trần bình an gật đầu vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên hôm nay trần bình an cho nàng một hạt đồ vật nàng liền đột phá tầng chính tu vi cái kia ngày nào trần bình an lại cho một điểm gì đó đồ ăn nàng chẳng phải là lại đột phá càng nhiều cái này bắp đùi nàng ôm định mộ dung vân hải ý nghĩ đồng dạng có nữ nhi của mình tại bọn hắn cùng Trần Bình An quan hệ, muốn nhạc đều khó. Hiện tại Trần Bình An càng là thành bọn hắn tông lão tổ, sau này nhiều ở chung ở chung, không chừng Trần Bình An cũng cho hắn một điểm cơ duyên. Chật chật, hắn cũng không cần liên tục đột phá tầng chính tu vi, trực tiếp đột phá hai tầng tu vi, theo nguyên anh cảnh đột phá đến xuất khiếu cảnh là được. Trương Thanh Nhàn giờ phút này rất hâm mộ, muốn không hiểu Kháo Sơn Tông đây là đi cái gì vận khí cứt chó, dĩ nhiên ôm chặt như vậy một cường giả bắt đùi, hơn nữa cường giả này, vẫn là chính mình tìm tới cửa là cường giả này trước đây thật lâu, cùng Tháo Sơn Tông có cái gì hương hỏa tình sao? Trần Bình An cũng không có gì cùng mộ dung tuyết bọn hắn hàng huyên, mà trong thời gian này, hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn, hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ta quên hỏi tông môn lão tổ ngày bình thường muốn làm gì. Kỳ thực ta khá là yêu thích tiểu trấn sinh hoạt, hơn nữa trong nhà của ta còn có cá cùng gà muốn uy. Trần Bình An luôn cảm giác mình cùng những tu luyện này địa phương có chút không hợp nhau. Tới mở mang kiến thức một chút vẫn được, để hắn ở chỗ này, khẳng định không có trong nhà mình dễ chịu. Mộ Dung Vân Hải nghe xong, hiểu Trần Bình An ý gì, tiền bối là tới thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, tại nơi này sinh hoạt khẳng định không được, tiền bối ngài không cần làm cái gì, coi chúng ta tông môn cần làm một ít trọng yếu quyết định, hoặc là gặp được cái gì không cách nào giải quyết khốn cảnh thời gian, mới cần ngài. Mộ Dung Vân Hải một mặt nghiêm trang nói, kỳ thực trong lòng hắn đang cười trộn, bọn hắn tông liền cần phải kiếm lợi lớn, đây cũng là hắn vì sao chụp định Trần Bình An làm lão tổ nguyên nhân, lão tổ căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần tông môn gặp được nguy cơ thời gian, mới chịu ra mặt. Lúc này Trần Bình An cao thủ như vậy thành bọn hắn lão tổ, bọn hắn tông thì sợ gì ngoại địch, tới một cái giết một cái A. À. Trương Thanh Nhàn hiểu rất rõ mộ dung Vân Hải, nhìn xem hắn cái kia nghiêm chỉnh dáng dấp, trong lòng 10 điểm khẳng định, gia hỏa này trong lòng đang cười trộn, mà lại là cực kỳ hèn mọn loại kia, gia hỏa này, đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó A, à. Trần Bình An nới lỏng một hơi, nói thật, để hắn đi làm cái gì, hắn cũng làm không được, về phần tông môn thời khắc nguy cơ, liền không cần hắn suy nghĩ hắn tới thế giới này 5 năm liền không nghe qua kháo sơn tông gặp được cái gì rộng đại nguy cơ ngược lại một mực phát triển không ngừng vậy thì tốt vậy ta liền trở về nhà mình trần bình an thật không muốn cùng mộ dung vân hải bọn hắn ngay người luôn cảm giác mộ dung vân hải ánh mắt của bọn hắn để hắn toàn thân không dễ chịu mà hắn cũng lười phải đi trở về bắt đầu ma sát tay một mặt hèn mọn cái kia ta là một kẻ phàm nhân không thể phi hành nếu không mấy vị mang ta bay trở về lần này trần bình an đã có kinh nghiệm mặt dạng mày dày một ít không còn ám hiệu trực tiếp để bọn hắn mang theo bay trở về mộ dung vân hải quả quyết gật đầu trong lòng còn nghĩ đến tiền bối thật đem chính mình là phàm nhân tín niệm quán triệt đến cùng a à. dù cho thỉnh cầu người khác mang theo phi hành chính mình cũng không cần một ít tu vi đúng là lợi hại nếu là hắn thật kéo không xuống mặt mũi đi mời hậu bối mang theo phi hành cũng chỉ có thật đem mình làm một kẻ phàm nhân đem cái khác tu luyện giả xem như cường giả mới có thể như thế đi mộ dung tuyết ý nghĩ cùng mộ dung vân hải vô cùng nhất trí trong mắt tinh quang lần nữa nồng nặc một phần kỳ thực mộ dung vân hải nhanh như vậy đáp ứng cũng là bởi vì hắn muốn đi xem trần bình an ở nơi nào lời như vậy sau đó cũng tốt tìm về phần mộ dung tuyết cùng trương thanh nhàn cũng muốn đi theo tiến đến nói muốn thấy tiền bối chỗ cư trú phong thái trần bình an sắc mặt cổ quái hắn chỗ ở chỉ là phổ thông đại viện nào có cái gì phong thái mộ dung vân hải tu vi đã là nguyên anh cảnh nhưng độn quan phi hành chớp mắt vài dặm giờ phút này tại mang theo trần bình an mấy người dưới tình huống cũng vẹn vẹn dùng thời gian mấy hơi, bọn hắn liền đến kinh duyên trấn, rơi xuống đất một khắc này, Trần Bình An lắc đầu một thoáng, phát hiện cái này động quan phi hành, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, để hắn trọn vẹn bỏ lỡ phi hành thể nghiệm cảm giác, hắn cảm thấy rất là đáng tiếc, mà một màn này, cũng trùng hợp rơi vào mộ dung vân hải ba người trong mắt, lập tức, lại làm đến bọn hắn cảm khái không thôi, cái này động quan tốc độ đã rất nhanh, nhưng tại tiền bối trong mắt, như là tốc độ như rùa A, trở lại thôn trấn trần bình an dẫn đầu hướng chính bình sân bước đi đi ngang qua phố lớn thời điểm trên đường một ít người đi đường nhìn thấy trần bình an thời gian đều sẽ mỉm cười lên trước chào hỏi trần tiên sinh gọi không ngừng có chút người càng là mời trần bình an vào nhà tử ăn cơm bất quá đều bị trần bình an từ chối nhã nhặn đi một đoạn đường trần bình an cuối cùng trở lại sân phía trước vào đi trần bình an đẩy cửa vào trở lại chính bình sân chính cảm giác liền là tốt mộ dung tuyết ba người nhìn trước mắt bình thường sân nhíu nhíu mày đi theo hướng bên trong bước đi nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, bỗng nhiên, ba người đồng thời ngừng bước, giờ khắc này, bọn hắn đều hóa thành tượng bùng, ngây ngốc nhìn về phía trước, cái này, ba người thân thể lay động, quanh người bao phủ vô tận hàng ý, Trần Bình An nhìn bọn hắn ba người đột nhiên ngừng bước, nói, vào đi, uống trước chén trà lại đi, hắn cảm thấy, để người ta đưa về tới, chung quy đến cho người ta uống chén trà, nhưng mộ dung vân hải ba người không nghe thấy hắn đồng dạng, vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt bọn hắn ngây ngốc nhìn phía trước hết thảy, không thể nào nơi này đến cùng là cái gì hung địa a à? quá kinh khủng a cụ cụ hèn mọn ăn cướp khen ngợi bọn hắn vừa tiến đến liền có thể cảm giác được trong sân mỗi một góc đều có một ánh mắt rơi vào trên người bọn hắn tựa như bị hồng hoang mảnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng áp lực đè ở bọn hắn trong lòng làm cho bọn hắn hô hấp khó khăn phản phất phía trước không phải một cái thông thường tiểu viện mà là vực sâu vô tận chính giữa cảnh cáo bọn hắn còn dám tiến lên trước một bước hẳn phải chết không nghi ngờ mà hướng phía trước nhìn lại thời điểm bọn hắn rốt cuộc biết vì sao dạng này phía trước bọn hắn nhìn thấy cái này đến cái khác tồn tại cường đại đạo tắc vận lý quanh quẩn cây đào đạo tắc vận lý quanh quẩn hồ cá đạo tắc vận lý quanh quẩn gà trống đạo tắc vận lý quanh quẩn cái chổi cả sân vật phẩm cơ hồ đều là như vậy hơn nữa bọn hắn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng tại những vật này trên mình tràn ra không gian tự hồ tại những khí tức này phía dưới phát sinh vạn vẹo quả quả nhiên là tiền bối chỗ ở đây cũng quá kinh khủng a à. đây đều là bảo bối gì a à. Mộ Dung Tuyết ùn ụt nuốt một ngụm nước bọt, chấn động nghĩ đến, mà Trần Bình An nói xong, gặp bọn họ làm như không nghe thấy, vẻn vẹn vẻ nhìn chằm chằm sân nhìn, hoài nghi bọn hắn chưa từng thấy phàm nhân sân. Nguyên cớ lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, trong lòng kinh ngạc cùng tò mò, liền không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn đi tham quan. Vậy các ngươi liền tham quan một chút sân a, ta đi cho các ngươi pha trà. Nói xong, Trần Bình An trực tiếp đi vào trong phòng. Nguyên bản, Mộ Dung Vân Hải bọn hắn đứng ở sau lưng Trần Bình An, còn có chút cảm giác an toàn giờ phút này trần bình an vừa đi bọn hắn phát hiện chính mình muốn cùng bên trên đều không làm được bước đi liên tục khó khăn trên mình như rót đầy chì cái này ba người cực kỳ hoảng sợ lên bởi vì bọn hắn phát hiện trần bình an cách bọn hắn càng xa khí tức kia đối bọn hắn tác dụng càng lợi hại vẻn vẹn một hồi ba người bị buộc gần khí tức bước đến chỉ có thể chăm chú dựa sát vào tại một chỗ to như vậy sân đã không có bọn hắn đất đặt chân ba người giờ phút này nghĩ ra sân đều không làm được mồ hôi lạnh điên cuồng tại bọn hắn phần lưng rơi xuống, thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn, mồ hôi trán càng là soạt lạp lưu, giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy đến một ngày bằng một năm, bọn hắn khó chịu một hồi lâu, còn tốt, ngay tại ba người khó chịu đến suýt chút nữa thì ngất đi thời gian, trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng ho khang, cái này tiếng ho khang vừa qua, bốn phía bức người khí tức, tự như một đi không trở lại, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cảm thụ được tất cả những thứ này, mộ dung tuyết ba người như trút được gánh nặng đồng dạng, Trọng Vẹn không quan tâm hình tượng ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, quá, quá kinh hiểm, ba người một mặt nổi khiếp sợ vẫn còn, dường như trải qua sinh tử đại kiếp đồng dạng, mà bọn hắn lúc này cũng lần nữa nhìn hướng những cái kia vô địch tồn tại, nhưng giờ phút này, bọn chúng dĩ nhiên nhìn lên phổ thông không thôi, Trọng Vẹn không có ngay từ đầu loại kia cường đại đến để bọn hắn nhìn một chút, cũng nhìn không được trung sợ cảm giác, cái này vừa thu vừa phóng, nắm đến vậy mà như thế khủng bố, đến cùng đạt tới loại tầng thứ nào, mới có thể như vậy, cha đây đều là cái gì tồn tại a? À? Tại sao ta cảm giác tại bọn chúng trước mặt, ta chính là sâu kiến a? À? Mộ Dung Tuyết nhìn hướng chính mình phụ thân, yếu ớt hỏi, Mộ Dung Vân Hải nào có rảnh rỗi trả lời nàng, đem nàng và Trương Thanh nhàn kéo, tranh thủ thời gian đi vào trong phòng, đừng ở chỗ này đợi, nhanh đi tiền bối trước người a, à. những cái này cũng bố tồn tại, ở tiền bối một tiếng ho khan phía dưới, toàn bộ biến đến nhu thuận, điều này nói rõ bọn chúng đều nghe tiền bối, ba người cũng như chạy trốn chạy vào gian nhà mà Trần Bình An vừa mới thử uống vào một thoáng trà, không chú ý sặc đến, giờ phút này mặt còn có chút đỏ, nhìn thấy mộ dung tuyết bọn hắn đi vào, hắn nói thẳng, ngồi xuống đi, trà mới ngâm tốt, nhưng Trần Bình An không nhìn mộ dung tuyết ba người còn tốt, làm nhìn về phía bọn hắn phía sau, đột nhiên mộng, họa tào, ba người các ngươi, vừa rồi tại trong sân vận động, Trần Bình An phát hiện, mộ dung tuyết ba người đầu đầy là đổ mồ hôi, quần áo trên người càng là ướt, trong miệng còn thở phì phò, dường như chạy mấy cây số marathon đồng dạng nhưng vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại dạng này, Trần Bình An cực kỳ nghi hoặc, muốn không hiểu bọn hắn làm cái gì, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong mệt thành như vậy, hoặc là, bọn hắn hư, thân thể hư, vận động một hồi liền sẽ mồ hôi nhễ nhại, chờ một chút, muốn xong, Trần Bình An đi đến một góc, cầm lấy một ít câu kỹ, bỏ vào trong ấm trà, đến cho bọn hắn ba bổ một chút, bốn người rất nhanh ngồi tại bàn trà phía trước. Mộ dung tuyết ba người ngồi nghiêm chỉnh, giờ phút này ánh mắt bọn hắn đều gắt gao nhìn chầm chầm Trần Bình An tay, chuẩn xác mà nói, bọn hắn đang ngó chừng trong tay Trần Bình An ấm trà, không sai, bọn hắn tại trong bình trà này, cảm nhận được rất mạnh khí tức, nhưng hơi thở này cùng vừa mới cái kia áp bách tại trên người bọn hắn khí tức khác biệt, hơi thở này đối bọn hắn không có chút nào ác ý, vẻn vẹn tại hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình, ấm trà này, tuyệt đối là một kiện cường đại bảo bối, đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo bối, Trương Thanh Nhàn nhìn lén mộ dung vân hải một chút, truyền âm nói, tu vi đến nguyên anh cảnh phía sau, liền có thể áp âm thanh thành tất, đem âm thanh tác dụng tại người khác trong tai. Mộ Dung Vân Hải đáp lại nói, ấm trà này cấp bậc, không thể so tiền bối cây đao kia thấp. Ngay tại hai người khơi thông thời gian, Trần Bình An cho ba người bọn họ chia nhau rót một chén trà. Hát hát nhìn, ta trà nghệ vẫn là thật không tệ, nếu như ưa thích liền uống nhiều một chút. Mộ Dung Tuyết ba người cũng biết uống trà quy củ, uống trà liền nên tỉ mỉ nhấm nháp. Bọn hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng mới uống một ngụm nhỏ, đôi mắt bọn hắn lại mãnh liệt trừng một cái. Cái này, ba người cùng nhau nhìn về phía Trần Bình An, một mặt chấn động, bọn hắn phát hiện, vẻn vẹn nhấp một miếng, trong cơ thể mình linh căng, dĩ nhiên tăng lên một phần, mỗi người linh căng cấp bậc cũng khác nhau, có ít người linh căng đẳng cấp không cao, cũng dẫn đến hút vào thể nội linh khí không đủ tinh thuần, hơn nữa hấp thu linh khí tốc độ cũng chậm, nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, vẻn vẹn nhấp một miếng nước trà này, bọn hắn linh căng liền tăng lên một ít, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi tột cùng. Trần Bình An bị nét mặt của bọn hắn chơi đến lại là một mộng, nói: "Thế nào, không tốt uống?" Mộ Dung Tuyết ba người như trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, còn nhanh nhanh cầm lấy chén trà, đem làm chén nước trà tràn vào cái bụng. Theo sau, ba người cùng nhau nói: "Tiền bối, ta còn muốn." Trần Bình An nhìn xem bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dáng vẻ, mỉm cười, tiếp tục cho bọn hắn rót một chén, xem ra là suốt mồ hôi quá nhiều, khác, bất quá không có việc gì, ta ấm trà lớn, lượng đủ, quản các ngươi no nhưng hắn mới cho ba người ngược lại xong ba người dĩ nhiên lại một cái khó chịu như uống rượu tiền bối chúng ta còn muốn trong mắt ba người lóe ra vẻ điên cuồng một bộ ác quỷ đầu thai dáng dấp tiếp tục nâng chén đến trần bình an trước mặt bọn hắn dạng này cũng là bởi vì nghe được trần bình an nói uống nhiều một chút lời nói trần bình an sắc mặt cũng bắt đầu có chút cổ quái bất quá vẫn là tiếp tục cho bọn hắn châm trà mà lần này vẫn là đồng dạng ba người lại một ly khó chịu đi qua tiếp tục một mặt vội vàng nhìn xem hắn nói còn muốn trần bình an hết ý kiến một nén nhang vội vàng đi qua trần bình an không chịu nổi bỗng nhiên đứng lên da mặt co rút nói ba vị nếu không các ngươi trở về đi nấc lúc này ngồi ở đối diện trần bình an ba người đồng thời đánh một cái ở một cái nhưng mà bọn hắn vẫn là tiếp tục nói tiền bối kỳ thực chúng ta còn có thể uống nhìn xem mộ dung tuyết ba người che cái bụng ráng chống đỡ lấy nâng chén trần bình an nâng tráng lên ba các ngươi là ma quỷ a đều uống vào ba thùng nước các ngươi cái bụng liền không tăng ư trần bình an nhịn không được nói dường như không nước nhưng hắn mới nói xong ba người đồng thời tại chính mình trong nạp giới lấy ra ba cái túi nước lớn tiền bối cái chúng ta này có nhìn xem một màn này trần bình an da mặt liều mạng co rút lên đã xác định ba tên này thật là ma quỷ ngoài cửa lớn trần bình an nhìn xem cái bụng cao thẳng ba người tức giận nói đều trở về đi mộ dung tuyết ba người nhìn xem trong sân một mặt lưu luyến có loại muốn ở chỗ này ở lại xúc động trong này tuy là rất nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Bọn hắn liền uống vào một lần trà, thể nội linh căng, sơ sơ tăng lên một cái cấp độ, bọn hắn linh căng vốn là không kém, trải qua cái này tăng lên, sau này thành tựu khẳng định cao hơn. Mộ Dung Vân Hải thậm chí mơ hồ cảm thấy, chính mình tu luyện một đoạn thời gian nữa phía sau, liền có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh. Cái này phàm gian tu vi cảnh giới tổng cộng có cấp 10, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kích cốc, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn chính là Nguyên Anh tầng 9, còn kém hai tầng tu vi mới đến xuất khiếu cảnh, nhưng bọn hắn cảm thấy, trải qua cái này linh căng tăng lên, đột phá tới xuất khiếu cảnh thời gian, nhất định không có bình cảnh, tiền bối kia, chúng ta cáo từ, Mộ Dung Vân Hải rất là bất đắc dĩ nói, nói xong, lại nhịn không được ở một cái, Trần Bình An hướng về bọn hắn liều mạng khoát tay, sau đó có việc tới tìm ta, trực tiếp đi vào là được, ta rất ít ra ngoài, Mộ Dung Vân Hải đôi mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu, cuối cùng độn quang rời đi ý của tiền bối là cực kỳ ưa thích bọn hắn sau đó có thể lại đến a tháo sơn tông đỉnh cao nhất trước đại điện có một tảng đá lớn lúc này nơi này chính tọa lấy một cái nghiêm túc lão giả lão giả này tinh thần khỏe mạnh con mắt cũng cực nhỏ tóc trắng phơ tại núi gió thổi phía dưới tả hữu lắc nhẹ có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp hắn ngồi tại trên tảng đá lớn tìm tòi lấy cùng tóc trắng tạo thành so sánh rõ ràng màu đen râu ria cao mày nói tiểu tuyết cùng vân hải chạy đi đâu rồi tên hắn là Mộ Dung Cung, chính là Kháo Sơn Tông Lão Tổ, phương viên trăm dặm, đều là địa bàn của hắn, một thân tu vi khí tức cực kỳ nồng đậm, đã là xuất khiếu đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là phân thần, toàn bộ vương quốc, cũng chỉ có ba cái phân thần kỳ, một người trong đó, liền là vương thượng, Mộ Dung Cung có chút phiền muộn, hắn ra ngoài là vì tìm cơ duyên đột phá, du lịch lâu như vậy, nhưng vẫn là kẹt ở bình kia trên cổ, để hắn tâm phiền không thôi, hắn buồn bực ngán ngẩm, liếc nhìn chân trời nắng gắt, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay nắng gắt có chút khác biệt, càng nóng rực, càng vàng ống, ân, con mắt hắn nhíu lại, đột nhiên có cảm giác, đây là ngộ hiểu điềm báo, hắn gương mặt nghiêm túc dâng lên vui mừng, nghiêm túc nhìn chầm chầm treo ở thiên khung hỏa cầu, chỉ cần có chỗ đốn ngộ, bình cảnh này có sáu thành cơ hội có thể đột phá, phân thần mong muốn, nhưng mà, ngay tại hắn sắp ngộ hiểu thời điểm, một đạo động quan rơi vào phía sau hắn, theo sau, một đạo hô to âm thanh tại sau lưng hắn vang lên, cha, ngươi trở về, mau tới đây, nhi tử có cái tin tức vô cùng tốt nói cho ngươi lời nói này cực kỳ vang dội nháy mắt đánh vỡ mộ dung cung đốn mộ trạng thái răng rắc mộ dung cung đột nhiên mất đi loại cảm giác đó cả người biến thành tượng bùn tiếp đó tan rã hắn mộng tiếp đó hắn phát hỏa hắn bỗng nhiên quay đầu một đôi ẩn chứa hừng hực lửa giận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một mặt cuồng hỉ muốn cùng hắn chia sẻ khoái hoạt mộ dung vân hải mộ dung vân hải hướng đi chính mình phụ thân trong lòng đã méo mó lấy luôn luôn nghiêm túc không thôi phụ thân khi nghe đến tông môn của mình ôm chặt một cái vô địch đại cường giả chân phía sau chấn động không gì sánh nổi biểu tình nhưng hắn vừa tới gần mộ dung cung bước chân mãnh liệt một hồi trên mặt vui vẻ cũng đã biến mất hắn phát hiện chính mình trong tay phụ thân đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm ta lao một nén nhang phía sau thống cổ tiếng gào thét kéo dài suốt một nén nhang cha ngươi đừng nóng giận chúng ta tông ôm vào một vị tiền bối bắp đùi ngươi cái này đột phá có hắn hỗ trợ tùy ý tột cùng mộ dung vân hải sưng mặt sưng mũi nhưng giờ phút này trên mặt vẫn là nhìn ra vẻ đắc ý dáng vẻ ngươi còn chê ta đánh đến nhẹ đúng không còn tiền bối trừ phi tiên nhân hạ phàm điểm hóa ta bằng không tới cái đại thừa kỳ cũng không thể giúp người đột phá bình cảnh vừa mới ta cái kia cơ hội tuyệt vời quả thực là bị ngươi phá hoại ta tiền bối tử cùng ngươi có thù mộ dung cung nhịn không được chửi ầm lên nếu không phải sợ đánh chết chính mình cái này dòng độc đinh thật muốn lại đánh một lần mộ dung vân hải một mặt đắc ý nói đừng nói ta cảm thấy tiền bối kia thật có khả năng là tiên nhân hạ phàm, vẻn vẹn đứng đấy, quanh người liền có vô số đạo thì vận lý phủ kính bốn phía, còn có người xem một chút tiểu tuyết, theo ít cúc đỉnh phong, một lần hành động đột phá đến kết đang đỉnh phong, liền là tiền bối công lao, còn có chúng ta, ngươi nhìn bọn ta ba linh căng, sơ sơ tăng lên một cái đẳng cấp, đây đều là tiền bối công lao, nói lấy, mộ dung vân hải thò tay đến mộ dung cung trước mặt, để hắn xem xét, mộ dung cung nghe lấy lời này, cũng liếc nhìn chính mình cháu gái ngoan khi thấy mộ dung tuyết tu vi thật đột phá đến kết đan đỉnh phong phía sau, ngây người, theo sau hắn cũng thử xem xét ba người linh căng, lần này hắn đột nhiên nói không ra lời, mộ dung vân hải gặp chính mình phụ thân bộ dáng kia, đắc ý cười, nhìn lên có chút hèn mọn, trương thanh nhàn thời khắc này nụ cười cũng vậy, mộ dung cung liếc nhìn hai người, đột nhiên đôi mắt hiếp lại, hắn sụ mặt, hừ lạnh nói, tốt các ngươi, dĩ nhiên liên hợp lại lừa ta, nói, có phải hay không các ngươi ở nơi nào tìm tới linh dược cao cấp, cho nên mới như vậy còn đạo tắc vận lý phủ kính bốn phía tiên nhân cũng không loại này mặc bài a gặp mộ dung cung không tin mộ dung vân hải ba người ngơ ngác một chút cái này bằng chứng đều hiện ra mặt dĩ nhiên không tin cha ngươi không tin đúng không nếu không chúng ta đánh cược có dám hay không mộ dung vân hải hiếp mắt nhìn lên như nhắm mắt lại nói có sao không dám còn tiên nhân hạ phàm các ngươi có thể tìm đến cái hợp thể kỳ tính toán các ngươi thắng mộ dung cung kinh thường nói toàn bộ vương quốc cũng chỉ có lát đắt mấy cái phân thần kỳ mà thôi, mà phân thần bên trên mới là hợp thể cảnh, cái kia đến tại Hoàng Quốc mới có thể nhìn thấy, tốt, ta cược một vạn khối linh thạch, mộ dung vân hải trầm giọng nói, ta cũng cược, ta cược một vạn linh thạch, Trương Thanh Nhàn cũng nhanh chóng nói, có tiện nghi không chiếm, vương bác đảng, mộ dung tuyết thì yếu ớt nói, ta cược một ngàn linh thạch, mộ dung cung gặp ba người như vậy, vi túc một thoáng lông mày, hắn cảm giác khá giống thật, cái này linh thạch quá nhiều, cơ hồ là mấy người bọn họ toàn bộ thân gia mộ dung vân hải sợ chính mình lão tử không đánh cược trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắc ý tiếp đó còn vụng trộm cho trương thanh nhàn một cái lừa lão gia hỏa này ánh mắt mà mộ dung cung vừa vặn bắt lấy đến một màn này nội tâm hừ một cái quả quyết kiên định ý nghĩ của mình tốt ta tiếp lấy giờ này khắc này đem các ngươi nói cái kia tiền bối gọi tới ta ngược lại nhìn một chút mạnh bao nhiêu mộ dung vân hải đôi mắt sáng lên sau đó nói gọi không được mộ dung cung nghe vậy nghiêm sắc mặt a à, quả nhiên không có mà nhìn tiểu tử này tình thế này là muốn muốn kéo dài thời gian ngươi nếu là muốn gặp ta không ngại mang ngươi đi một chuyến mộ dung vân hải cười lạnh nói dẫn đường mộ dung cung nhận định nhi tử mình tại vùng vẫy dãy chết còn tiên nhân hạ phàm ha ha kinh duyên trấn còn chưa ăn cơm trần bình an ra sân đi chợ mua thức ăn mà hắn mới đi không bao lâu một đạo động quan đột nhiên từ trên trời rơi xuống bốn người đột nhiên xuất hiện tại cửa chính trọng mở cổng sân phía trước mộ dung vân hải nói đến mộ dung cung nhìn trước mắt thông thường tiểu viện khinh thường cười một tiếng, hắn biết nơi này là nơi nào, Kinh duyên trấn, một phàm nhân tiểu trấn, giờ phút này thông thường đến không thể lại bình thường sân, chính mình nhi tử này dĩ nhiên nói tiên nhân ở bên trong, thật là làm trò cười cho thiên hạ, cái này gạt người kỹ thuật, thực tế quá kém, rất tốt, tiên nhân đúng không, ta ngược lại nhìn một chút tiên nhân như thế nào, Mộ Dung cung một mặt xem thường, chuẩn bị xông vào viện bên trong, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vân Hải tranh thủ thời gian ngăn lại nói, cha, đừng vội, chúng ta tốt nhất gọi tiền bối đi ra. Mộ Dung Vân Hải cũng không có quên trước đây không lâu trải qua, nếu là tùy tiện xông vào, lại đến thống khổ một lần. Đúng rồi, còn có một chuyện, cha đợi lát nữa tuyệt đối đừng nhắc đến tu luyện sự tình, tiền bối đem mình làm một kẻ phàm nhân, tại đây tu hành. Nhắc nhở xong, Mộ Dung Vân Hải cũng mặc kệ Mộ Dung cung chính giữa đầy vẻ kinh bỉ xem lấy hắn, hướng về bên trong hô, "Tiền bối, chúng ta lại tới." Một tiếng sau đó, bốn phía yên tĩnh, một lát sau, Mộ Dung Vân Hải kêu nữa một lần, vẫn như cũ không người đáp lại. Mộ Dung Cung nhận định chính mình nhi tử này tại cố làm ra vẻ huyền bí, một mặt khinh thường, hắn không tiếp tục để ý, trực tiếp bước vào sân. Mộ Dung Vân Hải thấy vậy, nhíu mày một cái, nhưng muốn ngăn cản đã tới không kịp, hắn đã tưởng tượng đến, chính mình phụ thân bị cái kia một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, chơi đến đầu đầy là đổ mồ hôi dáng vẻ, nhưng sau một khắc, phát sinh sự tình, lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau, phanh phanh một tiếng, tại hắn trong tầm mắt, phụ thân của mình, dĩ nhiên mãnh liệt quỳ rạp xuống đất cái này mộ dung vân hải ba người đều choáng váng nội tâm dời sông lấp biển như thế nào cùng bọn hắn trải qua không giống nhau mộ dung cung giờ phút này trong lòng càng phức tạp đôi mắt đã trừng lớn thân thể không tự giác run rẩy lên như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng chuyện gì xảy ra nơi này đến cùng là ở đâu hắn mới bước vào ngưỡng cửa sau một khắc vô số đạo khí tức cường đại toàn bộ tác dụng tại trên người hắn khí tức kia rất là khủng bố hắn kiến thức tính toán rộng rãi gặp qua độ kiếp tu sĩ nhưng bây giờ lại cảm thấy, mỗi cổ tác dụng tại trên người hắn khí tức, đều so độ kiếp tu sĩ mạnh vô số lần. Giờ khắc này, hắn biết chính mình thật cực sai, nhi tử mình dĩ nhiên không lừa hắn, đây con mẹ nó thật là tiên nhân nơi ở, hắn đều muốn khóc, cảm giác chính mình bị giam cầm đồng dạng, thân thể liền là động đậy không được, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được vật phẩm bay vút âm thanh, trong chớp mắt, một cái dao phay từ trong nhà mặt bay ra, nhìn xem một màn này, mộ dung cung hù dọa đến quần kém chút ướt ác, bởi vì hắn phát hiện, Thanh này giao phay, thần mẹ nó dĩ nhiên là một cái khủng bố vũ khí, hắn có loại cảm giác, cái này giao phay chém vào trên người hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy thanh này giao phay bay ra, mà chỉ hướng mục tiêu chính là chính mình phụ thân, mộ dung vân hải hù dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra cửa chính, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, hắn liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, con mắt hắn sáng lên, tranh thủ thời gian chạy đến chính mình trước người phụ thân, ngăn trở giao phay nhưng mà giao phay tốc độ như cũ không giảm hướng bọn hắn bay tới giao phay dừng tay lúc này một thanh âm vang lên âm thanh vừa qua giao phay lập tức dừng lại lơ lửng giữa không trung gặp cái này vũ khí cường đại dừng lại mộ dung vân hải mấy người đồng thời thở ra một cái trọc khí quá nguy hiểm mà lúc này bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc này mới phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là một cái gà trống cái này phượng hoàng lão già này xem xét cũng không phải là người tốt hơn nữa ta chưa từng thấy hắn chém hắn mấy đao sẽ không có chuyện gì, giao phay chấn động, phát ra một đạo nam tử thanh âm, mộ dung vân hải, chém mấy đao không có việc gì, cũng bởi vì đạo thanh âm này, mộ dung vân hải mấy người trong lòng chấn động, đã đạt đến không có gì sánh kịp mức độ, khí linh, biết nói chuyện, linh trí còn cao như vậy khí linh, cái này dĩ nhiên là, tiên khí, chỉ có đạt tới tiên khí cấp bậc mới sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy khí linh, mộ dung vân hải hít sâu một hơi, tiền bối quả nhiên là tiên nhân, thậm chí tại tiên giới vẫn là đỉnh tiên tồn tại. Bởi vì cái này khắp phòng đều là tiên khí, cho dù là phổ thông tiên nhân, cũng không đạt được loại trình độ này, không đúng, đột nhiên, mộ dung vân hải mấy người đồng thời ý thức đến một cái điểm khác, Phượng, Phượng Hoàng, mấy người đồng thời dời đi ánh mắt, như là người gỗ đồng dạng, sửng sốt nhìn xem cái kia gà trống, thanh này cường đại tiên khí, mới vừa rồi là gọi nó, Phượng Hoàng, mộ dung cung còn tại quỳ, giờ phút này đã ở trong gió lộn xộn, Phượng Hoàng chỉ dừng lại ở trong thần thoại, truyền văn, cho dù là tiên giới, cũng vô cùng hiếm có, đều là đỉnh cấp đại thế lực hộ sơn thần thú, nhưng là bây giờ cái này phượng hoàng, dĩ nhiên hóa thân thành một cái gà trống, canh giữ ở cái này bình thường trong sân, cùng ụt, bốn người đồng thời nuốt ngụm nước bọt, bọn hắn đã đánh mất nói chuyện năng lực, gà trống tiếp tục nói, lão đầu tử này xem xét liền là đồ đần, ngươi chém đồ đần không sợ chính mình cũng thay đổi ngốc ư, giao phai nghe vậy, tự như liếc nhìn mộ dung cung đồng dạng, sau đó nói, ngươi lời này không quyết điểm, nói xong, liền hướng trong phòng bay đi, mộ dung cung, hắn thật muốn khóc. Gà trống nhân tính hóa liếc mắt Mộ Dung cung mấy người, tiếp đó cũng không nói thêm cái gì, thản nhiên trở lại cây đào phía dưới, gục ở chỗ này không nhúc nhích, bốn phía bắt đầu an tĩnh lại, nhưng Mộ Dung cung vẫn quỳ dưới đất, động đậy không được. Mộ Dung Vân Hải gặp chính mình phụ thân bị gà trống lớn cứu, liền hướng về gà trống lớn cung kính không người chào, đa tạ thần thú, đại ân đại đức suốt đời khó quên, chỉ là gà trống lớn chẳng thèm để ý hắn, Mộ Dung Vân Hải bị coi thường, cười khổ một thoáng, mà gặp chính mình không có chịu đến trước đây không lâu cổ kia áp lực liền đi tới chính mình trước mặt phụ thân, muốn đem hắn đỡ dậy, nhưng hắn vừa đụng chính mình phụ thân, liền phát hiện một cổ khí tức cường đại hướng hắn áp sát, áp lực tỏa ra, cái này, hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau, lúc này, hắn lại phát hiện áp lực nháy mắt biến mất, hắn hiểu, là những cái này tồn tại cường đại, cố ý giáo huấn phụ thân hắn, hắn cũng không có biện pháp, nhìn xem chính mình phụ thân nói, "Cha, nhìn tới tiền bối có lẽ không có ở đây, ngươi liền nhẫn một hồi a, à. hắn trở về ngươi có lẽ liền có thể lên" Mộ Dung cung một mặt đắng chát, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không được, chỉ có thể yên tĩnh quỳ, còn tốt qua không bao lâu, một cái tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay một giỏ đến gần, vừa nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mộ Dung Vân Hải ba người, Trần Bình An ngơ ngác một chút, vậy mới đi được bao lâu, lại trở về, Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn thấy Trần Bình An, đôi mắt sáng lên, liền vội vàng hành lễ, hô, tiền bối, Trần Bình An đến gần nói, tại sao trở lại, còn có việc sao, nói lấy, hắn đột nhiên nhìn thấy trong môn quỳ Mộ Dung cung liền không đành lòng nhìn về phía mộ dung vân hải ba người nói lão nhân kia nhà đây là làm gì mộ dung vân hải một mặt cười khổ nói phụ thân ta hả đó không phải là kháo sơn tông lão tổ mạnh như thế người bây giờ đây là thế nào tiền bối ngài mau đứng lên trần bình an bước nhanh đến gần kéo mộ dung cung mà trần bình an vừa nói mộ dung cung phát hiện tác dụng tại trên người hắn tất cả áp lực nháy mắt tan rã không còn sót lại chút gì hắn tại trần bình an nâng đỡ đứng lên nhưng xem xét trần bình an hắn lại làm chuyện ngu ngốc, cái này, nhìn xem Trần Bình An, hắn như là nhìn thấy quỷ thần đồng dạng, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lấy Trần Bình An làm trung tâm, toàn bộ trong tiểu trấn, đột nhiên đều là đạo tắc vận lý, hắn nhớ tới nhi tử mình trước đây không lâu lời kia, quanh thân phủ kính đạo tắc vận lý, nhưng thế này sao lại là quanh thân A, phương viên vài dặm đều là A, gặp, xin ra mắt tiền bối, mộ dung cung cũng không đoái hoài đến thân thể của mình có nhiều khó chịu, vội vã cung kính thi lễ, nghe lấy lời này, nhìn đối phương cung kính, Trần Bình An lại mộng, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định, cái này toàn gia, đầu óc thật sự có vấn đề, mà lại là di truyền, Trần Bình An một mặt cười khổ, cũng lười phải đến uống nắng bọn hắn, hắn cảm thấy, loại này đầu óc vấn đề, ngươi càng uống nắng, đối phương càng hồ đồ, mà thôi, gọi tiền bối liền gọi tiền bối a, à. nhưng cuối cùng đối phương đầu óc không được, Trần Bình An cũng đối mộ dung cung rất là khách khí, nói thế nào người ta cũng là một cái tông môn lão tổ, loại nhân vật này, vài phút có thể nghiền chết hắn đây, tiền bối ngài không có sao chứ đỡ dậy mộ dung cung phía sau trần bình an một mặt cười khổ nói hắn cũng không hiểu rõ mộ dung cung vì sao quỳ gối nơi này cũng nghĩ qua có phải hay không bị ngưỡng cửa trượt chân vừa vặn hắn trở về mắt thấy đến một màn này mộ dung cung nghe lấy trần bình an gọi mình tiền bối nháy mắt nhớ tới nghi tử mình vừa mới lời kia tiền bối này đem chính mình làm phàm nhân tiền bối khách khí ngài có thể gọi ta tiểu cung hoặc là lão cung đều được tuyệt đối không thể lại gọi ta tiền bối ta thực tế không chịu nổi a à mộ dung cung nghe được trần bình an gọi mình là tiền bối sợ mất mật a à. nhân vật như vậy quản hắn gọi tiền bối đây không phải gấp hắn thọ ư hơn nữa nhân vật như vậy không có mấy vạn tuổi đều không được a à. nghĩ đến đây hắn nhìn xem trần bình an ánh mắt càng thêm sùng kính hắn chưa từng thấy tiên nhân nhưng giờ phút này hắn có thể nhận định trần bình an liền là tiên nhân liền phái đoàn này chật chật đạo tắc vận lý phủ kính toàn bộ thành trấn cử chỉ hào phóng tao nhã khí chất siêu phàm thoát tục nói không phải tiên nhân hạ phàm cũng không ai tin trần bình an khóe miệng giật một cái tiểu cung vị đại lão này ngươi tới chọc cười a à, ta như vậy gọi ngươi sẽ tổn thọ a à. về phần lão công người khác nghe được còn tưởng rằng ta có cái gì đặc thù đam mê a à. trần bình an nói vậy sau này ta gọi ngài cung lão a à. mộ dung cung như gà con mổ thóc gật đầu xưng hô này hắn ưa thích đã tới mọi người đi vào ngồi đi đem nơi này làm nhà mình là được ta người này cực kỳ hiền hòa trần bình an gặp lần này mộ dung cung tới nói thế nào đối phương cũng là một cái đại lão, có thể cùng đại lão có chút quan hệ vẫn là tốt, nguyên cớ khách khí một tiếng, mộ dung cung nghe lấy lời này, trước liếc nhìn bốn phía, vừa mới một màn kia, còn để hắn lòng còn sợ hãi, nhưng giờ phút này cảm thụ được bốn phía như là mặt hồ đồng dạng yên lặng, chắc hẳn cùng Trần Bình An trở về, những cái này cường đại đồ vật không còn lỗ mãn có liên quan rồi, nghĩ đến đây, hắn yên tâm rất nhiều, đi theo Trần Bình An đi vào bên trong. Mộ Dung Vân Hải ba người nghe được Trần Bình An lời này, hấp tấp đi theo uống trà, tốt nhất có thể để tiền bối lại đến mấy ấm trà. Trần Bình An liếc tới mộ dung Vân Hải ba người biểu tình, lập tức khóe miệng giật một cái, nói, khụ khụ, lần này chúng ta liền không uống trà, vừa vặn đến giờ cơm, mọi người môn ăn bữa cơm, như thế nào, Trần Bình An không thể lại cho cái này ba cái ma quỷ pha trà, nước đều sắp bị bọn hắn uống xong, mộ dung cung chỉ muốn cùng Trần Bình An giao hảo, quả quyết gật đầu, vậy thì tốt, cứ như vậy, Trần Bình An mỉm cười một thoáng, bắt đầu cầm lấy mua được đồ ăn đi vào phòng bếp, đồng thời để bọn hắn ngồi chờ đợi. Hắn trước khi đi ra đã nấu xong cơm, hiện tại còn thiếu chơi mấy vị commoner, mà mộ dung vân hải ba người nhìn thấy mộ dung cung gật đầu, để bọn hắn bỏ lỡ tăng lên linh căng cơ hội. Ba người ánh mắt đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung cung, dường như muốn đem mộ dung cung ăn sống đồng dạng. Mộ dung cung một mặt mộng bức, nhớ mày hỏi, các ngươi thế nào? Mộ dung vân hải ba người nghiến răng nghiến lợi, không có nói chuyện, vẻn vẹn hừ một thoáng. Mộ dung vân hải ba người quen việc dễ làm ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tư thế ngồi đặc biệt nghiêm chỉnh, Mộ Dung Cung nhìn xem tư thế ngồi cực kỳ đoan chính Mộ Dung Vân Hải ba người giờ phút này còn tại mặt đen, rốt cuộc biết bọn hắn vì sao dạng này, ta biết các ngươi ý tứ gì, cái kia linh thạch ta trở về sẽ cho các ngươi, lần này là ta đoán sai, thật không nghĩ tới, chúng ta kháo sơn tông khu quản hạt bên trong, dĩ nhiên thật ẩn cư lấy như vậy tiền bối nói lấy trên mặt hắn dâng lên tràn đầy khát khao, Phượng Hoàng đều đến hóa thành gà trống canh giữ ở trong sân, đây là cái gì nhân vật thần tiên a? À? cái này bắp đùi đến thật tốt ôm chặt, chỉ cần đạt được tiền bối chỉ vào điểm, cái này đột phá quả thực dễ như trở bàn tay a. À. Mộ Dung Vân Hải ba người nghe lấy Mộ Dung cung lời nói, rất muốn mắng hắn, chúng ta sẽ quan tâm những linh thạch kia ư, chúng ta chỉ muốn uống trà. Ba người đồng thời nhìn hướng trên bàn ấm trà, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, mà Mộ Dung cung lúc này cũng theo ánh mắt của bọn hắn, rơi vào ấm trà bên trên, cái này không nhìn còn khá, sau khi thấy rõ, hắn hít thở trì trệ, ta lau, cái này, đây là bảo bối gì? hắn phát hiện ánh mắt của mình càng là chuyên chú tại thứ này bên trên liền càng có thể cảm nhận được khí tức cường đại theo trong bình trà này truyền ra hắn nuốt nước miếng một cái muốn thò tay cầm lên nghiên cứu một chút nhưng vào lúc này một cổ mạnh mẽ áp lực bỗng nhiên tác dụng tại trên người hắn cả người hắn không ngồi yên được nữa từ trên ghế té xuống tiếp đó lại quỳ trên mặt đất ngạch nhìn xem một màn này mộ dung vân hải ba người sửng sốt bọn hắn đều không muốn đi chữa bậy mộ dung cung ngươi vừa mới đó là muốn đi đụng chạm bảo bối này Mộ Dung Cung ngây ngốc quỳ, phát hiện tác dụng trên người mình áp lực lại còn tại tăng lên, vẻn vẹn một hồi, hắn đầu đầy là đổ mồ hôi, sau lưng quần áo đã ướt át một mảnh, còn tốt, vẻn vẹn một lát sau, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan, thoáng chốc, tác dụng tại Mộ Dung Cung trên mình áp lực bỗng nhiên biến mất, Mộ Dung Cung phát hiện mình có thể động phía sau, thở mạnh lấy khí thô, một mặt sợ hãi, Mộ Dung Vân Hải ba người nhìn xem Mộ Dung Cung dạng này, nhớ tới trước đây không lâu chính mình, sắc mặt cổ quái Mộ Dung Vân Hải nhỏ giọng nói: Cha, thật khâm phục ngươi có đụng chạm những bảo bối này dũng khí. Ta vụng trộn nói cho ngươi, đi vào cái nhà này phía sau, hai chúng ta trọn vẹn không dám đi lại. Ngươi xem một chút, toàn bộ gian nhà đều là loại này tồn tại cường đại, hơi chút làm ra điểm bất kính cử chỉ, chúng ta còn không được biến thành thịt nát a? À. Mộ Dung Cung nghe vậy, quét mắt một chút gian nhà, không chăm chú đi nhìn còn tốt, nghiêm túc đi nhìn phía sau, hắn cứng họng lên, trong cổ họng như là kẹp lại đồ vật gì đồng dạng, có lời nói không ra hắn liền nói ba tên này vì sao ngồi đến như vậy nghiêm chỉnh đây hóa ra đã biết việc này a à. hắn u oán nhìn xem mộ dung vân hải ba người của trách bọn hắn không nói trước nói cho hắn biết bằng không hắn cũng không cần như vậy bêu xấu mà vừa mới tiền bối ho khang một tiếng cái kia áp lực liền không có nói rõ tiền bối đã đem nơi này hết thảy xem ở trong mắt mặt mũi này ném đi được rồi lúc này trong phòng bếp trần bình an che lỗ mũi tiếp tục xào rau hắn làm cái thứ nhất đồ ăn chính là ớt xanh xào thịt vị cây dâng lên còn sặc hắn một lỗ mũi, mà nếu là nghiêm túc đi xem lời nói, sẽ phát hiện, cái này nồi cùng cái nồi, giờ phút này vậy mà tại phát ra lờ mờ bóng loáng, giờ phút này, theo thức ăn đun sôi, hương vị bắt đầu ở bốn phía tung bay mở, trong phòng mộ dung vân hải bốn người, đột nhiên nhúng nhúng lỗ mũi, ngửi thấy một cổ rất là dễ ngửi hương vị, cái này nấu chính là cái gì, thơm như vậy, mộ dung vân hải đôi mắt sáng lên nói, mộ dung tuyết mới từ tích cốc kỳ đột phá đến kết đan, giờ phút này ngửi thấy mùi này, cái bụng bắt đầu ùng ục ùng ục mà vang lên trương thanh nhàn ngửi lấy mùi vị kia đột nhiên con mắt hắn mãnh liệt trừng lớn ta ta đột phá thanh âm này vừa vang lên vội vàng ngửi ngửi hương vị ba người bỗng nhiên quay đầu cắt gao nhìn chằm chằm hắn ngươi nói cái gì đột phá đã nghe một thoáng mùi vị kia ưa thích trước cất giữ a phòng ngừa lạc đường đây bốn người bọn họ ngồi vị trí khác biệt mà trương thanh nhàn vừa vặn tại ở gần phòng bếp vị trí nơi đó bay tới mùi thơm so sánh nồng đậm Giờ phút này nghe được Trương Thanh Nhàn nói mình đột phá, mộ dung vân hải ba người một mặt mộng, theo sau, bọn hắn cũng dần dần phát hiện, theo hút vào mùi hương lượng càng nhiều, tu vi của bọn hắn, đúng là tại tinh tiến, phát hiện này, để mấy người tê cả da đầu, cái này vẻn vẹn ngửi lấy mùi thơm, liền có loại hiệu quả này, cái kia ăn những cái kia món ngon đây, ung ụt, bốn người đồng thời nuốt nước miếng một cái, mà biết mùi thơm này có thể tăng cao tu vi phía sau, bốn người bắt đầu điên rồi đồng dạng, liều mạng hấp khí đi qua vừa mới mộ dung cung quỳ xuống một chuyện, bọn hắn đều không dám tại trong phòng này đi loạn, hiện tại có thể làm, liền là ngồi dùng sức hấp khí, cướp đoạt mùi thơm, trong đó, mộ dung cung tu vi cao hơn, lúc này, hắn càng là dùng ra tu vi, đem trong không khí nổi lơ lửng mùi thơm, toàn bộ dùng linh khí bao lấy, tiếp đó lỗ mũi dùng sức hút một cái, toàn bộ hút đi, trong chớp mắt, bốn phía mùi thơm không còn, mà mộ dung cung hút đi đại lượng mùi thơm phía sau, phát hiện mình tu vi thật tinh tiến một phần lại đến thử thêm vài lần, hắn cảm thấy chính mình có thể đột phá đến phân thần kỳ. đối cái này, hắn nhịn không được lộ ra vui mừng, nhưng nụ cười này nhìn lên rất là hèn mọn. nhìn xem cái này lũng đoạn mùi hương một màn, lại nhìn xem mộ dung cung cái kia nụ cười bị ổi, mộ dung vân hải ba người đều ngây người. tại bọn hắn trong ấn tượng, mộ dung cung vẫn luôn là nghiêm túc cứng nhất người a. À. khi nào từng có một màn như thế, cha, ngươi không thể vô sĩ như vậy a. À. lưu một điểm cho chúng ta a. À. mộ dung vân hải nhìn không được, trách mắng một tiếng mộ dung cung lơ để nói chờ ta đột phá đến phân thần ngươi liền có một cái phân thần kỳ phụ thân đủ ngươi suy mấy năm nguyên cớ đối ngươi như vậy có chỗ tốt có thể hiểu nói lấy hắn lại ngửi được mùi thơm tới lần nữa lũng đoạn kiểu hút một cái mộ dung vân hải lời này thật mẹ hắn có đạo lý mà trương thanh nhàn liếc nhìn mộ dung cung hắn rốt cuộc biết mộ dung vân hải vì sao cũng sẽ vô sĩ như vậy hóa ra là di truyền thời gian trôi qua một hồi trần bình an cuối cùng bưng lấy ba cái đồ ăn đi ra giờ khắc này mùi thơm nháy mắt tại toàn bộ trong phòng quanh quẩn, nhìn thấy Trần Bình An, mộ dung cung thu liễm, chỉ có thể len lén hít lấy mùi thơm, con mắt thì nhìn chầm chầm trên bàn ba cái đồ ăn, cái này ba cái đồ ăn nhìn lên rất phổ thông, nhưng hắn có thể xác định, trong này tuyệt đối tăng thêm tiên dược, không phải như thế nào hút một thoáng mùi, liền có thể để tu vi tăng lên, mà mộ dung vân hải ba người gặp mộ dung cung không còn lũng đoạn, không có như mộ dung cung dạng kia thận trọng, giờ phút này bọn hắn bắt đầu liều mạng hít lấy mùi thơm thề phải đem vừa mới phần kia bù lại dáng vẻ. Trần Bình An nhìn xem cái này điên cuồng một màn, lại một mặt mộng bước lên, hắn bắt đầu vui mừng chính mình không có tu luyện, hắn trong mơ hồ có loại cảm giác, tu vi dường như phải dùng trí thông minh tới đổi, hiện tại mộ dung vân hải ba người dáng vẻ, tựa như thở hổn hển bệnh phạm đồng dạng, quá cay con mắt, Trần Bình An gật gù đắc ý trở lại phòng bếp, đem cơm chứa ở chậu cơm bên trong, bưng lấy chậu cơm đi ra, mà lúc này nếu là nghiêm túc đi nhìn, chắc chắn phát hiện nồi giá nấu cơm nồi, lóe lên một đạo lờ mờ quang mang, trong đó ẩn chứa vô tận năng lượng đồng dạng. Trần Bình An bình thường đều sẽ nấu nhiều một chút cơm, dạng này liền có thể dùng còn lại cơm hướng gà. cái này một chậu lớn cơm, hắn cảm thấy trọn vẹn đủ chính mình năm người ăn, thậm chí còn có rất nhiều còn lại, hắn cũng chỉ làm ba cái đồ ăn. nghĩ đến bộ dung vân hải bọn hắn những tu luyện này người cũng nhiều nhất ăn mấy cái sẽ không ăn, cuối cùng bọn hắn người tu luyện ăn nhất định là sơn trân hải vị, ăn không quen những cái này chuyện thường ngày, hắn đi ra đại sảnh phát hiện mộ dung cung bốn người chính giữa lau nước miếng nhưng nhìn xem không mặc quần áo mỹ nữ đồng dạng các gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn ba đạo đồ ăn lập tức hắn bắt đầu hoài nghi cái này bốn cái gia hỏa sẽ không ăn đã quen sơn trân hải vị đột nhiên muốn nếm thử một chút bình thường như ăn cơm a à. với tư cách chủ nhân trần bình an đem chậu cơm đặt ở bên cạnh mình từng cái cho mộ dung cung bọn hắn bới thêm một chén nửa cơm tiếp đó mới nói đều ăn đi không cần khách khí ta nấu thật nhiều cơm lượng bao no bốn người nuốt một ngụm nước bọt hỏi tiền bối không khách khí không tốt a à? trần bình an ôn hòa nói có cái gì không tốt làm nhà mình chính là trong lòng trần bình an cười hắc hắc đồ ăn không nhiều cơm liền một đống các ngươi không khách khí cũng dạng kia cũng không tin các ngươi có thể ăn xong cái này một chậu lớn cơm được rồi tiền bối chúng ta tuyệt đối không khách khí bốn người nghe lấy lời này hai mặt nhìn nhau một thoáng ý của tiền bối là mạnh mẽ đem bọn hắn cơ duyên a à, biểu tình kia còn giống như tại nói chắc ngươi không quan tâm ta còn tức giận a, à. điều này có thể để tiền bối sinh khí, nghĩ đến đây, bốn người ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, cầm lấy đũa, đi gấp thức ăn ăn, Trần Bình An nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, bị hù dọa, Mộ Dung cung tốc độ nhanh nhất, kẹp lên thức ăn liền đưa trong miệng, thức ăn cửa vào, hắn lập tức mắt bốc lục quang, ăn ngon, hương thuần trơn mềm, nước nhiều mùi tươi, đây là cái gì thần tiên mỹ thực a, à? không chỉ là ăn ngon, một cái vào trong bụng phía sau, hắn đột nhiên phát hiện một cổ to lớn lại tinh thuần linh khí, tại bụng hắn bên trong nổ tung, linh khí này đặc biệt ôn hòa, dĩ nhiên toàn bộ bị đan điền hấp thu, phải biết, dùng đan dược hoặc là linh dược thời gian, đan điền cũng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ linh khí mà thôi, còn lại dược lực đều sẽ hóa thành phế liệu bài xuất, giờ có sướng không, cái kia khổng lồ linh khí, dĩ nhiên toàn bộ bị hấp thu, đây chính là tinh thuần không thôi linh khí A, hắn cảm giác tu vi của mình, tại cấp tốc tăng lên, nhanh, sắp có đột phá dấu hiệu, ta ăn. Mộ Dung Cung điên rồi đồng dạng đi gấp thức ăn, trọn vẹn không quan tâm hình tượng, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vân Hải ba người bọn họ, sao hắn còn điên cuồng, ba cái như là ác quỷ đồng dạng, liều mạng đi kẹp, mà Mộ Dung Cung cũng nhìn ra bọn hắn cái kia tăng lên điên cuồng tu vi khí tức, Mộ Dung Vân Hải tăng lên cấp 1, cùng Trương Thanh Nhàn đồng dạng, đều đã là nguyên anh tầng 10, Mộ Dung Tuyết sau khi ăn xong mấy cái thức ăn phía sau, cũng một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh, cái này quá kinh khủng, chính mình tôn nữ này vài ngày trước vẫn là tích cốc kỳ tới liền tuổi này cùng cảnh giới này, đặt ở toàn bộ vương quốc, đều có thể danh liệt thiên tài bảng trước ba. Trần Bình An nhìn xem bốn người động tác kia, dơ đũa lên hắn, trực tiếp hóa đá, cả người hắn mộng, cũng liền một hồi, tại hắn mắt thấy phía dưới, ba mâm đồ ăn nháy mắt không mất, hơn nữa liền một chút nước đều mất rồi, mộ dung tuyết chậm tay, không có cướp được đĩa tới liếm, chỉ có thể rầu rĩ không vui xem lấy mộ dung cung ba người liếm sạch sẽ đĩa, Trần Bình An da mặt điên cùng co rút, hắn nhìn xem bốn người, rất nghĩ đến một câu, các ngươi bao nhiêu trời chưa ăn cơm mà đúng lúc này hắn phát hiện ăn xong món ăn bốn người đột nhiên rời đi ánh mắt nhìn hướng trong chén cơm mộ dung cung bốn người ý nghĩ rất đơn giản đã thức ăn đều thần kỳ như vậy vậy những thứ này cơm đây nghĩ đến đây bốn người bắt đầu thử nghiệm nhưng không thử nghiệm còn tốt ăn vài miếng phía sau con mắt bọn hắn lần nữa nở rộ từng trận u mang tiếp đó bọn hắn tập thể nhìn hướng đặt ở bên cạnh trần bình an chậu cơm đồng thời nhìn chăm chú đối phương một chút trong mắt đều là chiến tranh hình chiếu chợt bốn người lần nữa điên rồi cùng ăn bắt nguồn từ mình trong chén cơm vẻn vẹn một hồi liền đem trong chén cơm tiêu diệt đồng thời nâng chén đến trần bình an trước mặt có chút ngượng ngập nói tiền bối cái kia có thể giúp chúng ta xới cơm sao bọn hắn cách chậu cơm xa hơn nữa cũng không dám đụng vào khủng bố như thế chậu cơm chỉ có thể thỉnh cầu trần bình an nhìn xem miệng phủ đầy hạt cơm bốn người trần bình an khóe miệng giật một cái các ngươi tuyệt bức là ma quỷ trần bình an không có cách nào từng cái giúp bọn hắn xới cơm cũng không cần bao lâu Tại cái này bốn cái gia hỏa ăn như hổ đói phía dưới, một chén lớn cơm quả thực là bị bọn hắn ăn sạch, nhìn xem bọn hắn không đồ ăn đều có thể ăn như vậy cơm, Trần Bình An rất là khâm phục, thẳng đến cơm bị ăn sạch, bốn người mới dừng lại, bọn hắn một bên đánh lấy ở một cái, một bên dọn dẹp bên miệng của mình hạt cơm, để Trần Bình An càng im lặng chính là, hắn phát hiện, mộ Dung cung lấy qua chậu cơm, bắt đầu đem chậu cơm bên trong dính lấy hạt gạo nhặt lên ăn, đây tuyệt đối là quỷ đói đầu thai a, mà hắn không thấy là Mộ Dung Vân Hải ba người thì như nhìn xem cừu nhân giết cha mà nhìn chầm chầm vào mộ Dung Cung, chỉ hận tay mình chậm. Sau khi ăn xong, bốn người trên mặt cũng bắt đầu dâng lên hạnh phúc thần sắc, mộ Dung Cung đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nguyên bản xuất khiếu đỉnh phong, giờ phút này một bữa cơm phía sau, hắn đột phá, phân thần tầng 2, không sai, đột phá xuất khiếu cảnh, trở thành phân thần một tầng phía sau, còn nhiều đột phá một tầng, đến phân thần tầng 2, phải biết, đặt ở tu luyện giới, phân thần một tầng thiên tài. Đột phá đến phân thần tầng 2, cũng phải hơn 2 năm mới được, thậm chí 4-5 năm cũng có thể, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vẹn vẹn ăn một bữa cơm, liền một bữa cơm A, mộ dung cung 10 điểm kính sợ xem lấy Trần Bình An, thần tiên A, ngài bắp đùi, ta ôm định, mộ dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn bọn hắn nguyên bản nguyên anh 8 tầng, nhưng bây giờ, lại trực tiếp trở thành xuất khiếu tầng 5, cái này đột phá sự tình, nếu là đối ngoại nói ra, e rằng toàn bộ phàm gian tu luyện giả, đều sẽ nâng đao tìm tới bọn hắn, truy vấn bọn hắn thế nào đột phá đây tuyệt đối xưa nay chưa từng có trương thanh nhàn cực kỳ hối hận không mang theo con của mình tới kháo sơn tông nếu là mang theo nhi tử mình tới trước cơ duyên này liền có thể một chỗ chia sẻ không sai hắn nhận định đây là trần bình an cho cơ duyên của bọn hắn cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu có lẽ qua lần này sau đó trần bình an có lẽ liền không cho bọn hắn tất nhiên nếu là bọn hắn biểu hiện tốt vẫn còn có chút khả năng không phải sao vừa mới trần bình an còn để bọn hắn đừng khách khí đây mà mộ dung tuyết Nguyên bản tại Trần Bình An cái kia một hạt giấy đường phía dưới, đã đột phá đến kết đan đỉnh phong, giờ phút này, trải qua cái này ăn no nê, nàng đã là nguyên anh tầng 5, không có cách nào, nàng là nữ hài tử, ăn đến không nhiều, cũng không có mình gia gia bọn hắn độc thân nhiều năm như vậy, hơn nữa nàng cũng sợ chính mình đột phá quá nhiều, căng cơ bất ổn, đột phá đến nguyên anh tầng 5, đã để nàng rất thỏa mãn, phải biết, phóng nhãn toàn bộ vương quốc, cũng sẽ không có chừng 20 nguyên anh tầng 5, đừng nói vương quốc, cho dù là vương quốc bên trên hoàng quốc loại cấp bậc này thiên tài, cũng là phượng mau lân giác, nàng, đã nhảy một cái trở thành dạng này thiên chi kiêu tử, mà tất cả những thứ này, đều là Trần Bình An cho, hồi tưởng đến trước đây không lâu, chính mình vẫn là tích cốc kỳ, giờ phút này lại vượt qua sơ sơ một cái đại cảnh giới, để nàng thổn thức không thôi, cửa đại viện phía trước, tiền bối, lần này cơ duyên, thực tế cảm tạ, mộ dung cung hướng về Trần Bình An không mình hành lễ, cực kỳ cung kính. Mộ Dung Vân Hải ba người lúc này cũng là hướng về Trần Bình An không mình hành lễ, trong mắt đều là kính sợ, Trần Bình An khóe miệng co quắp một thoáng, nghĩ thầm lấy, cơ duyên không phải kỳ ngộ sao, tu luyện giả đều đem ăn cơm xem như cơ duyên, chẳng lẽ là bình sinh lần đầu tiên ăn vào loại tư vị này đồ ăn, nguyên cớ so sánh một tràng kỳ ngộ, suy nghĩ một chút, hắn không thể tưởng được cái khác giải thích, liền cảm giác phải là, nghĩ đến đây, Trần Bình An thách khí nói, cung lão nói đùa, nho nhỏ cơ duyên, không đáng nhắc đến, nhưng nói thì nói thế, trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm sau đó tận lực không thể cùng cái này mấy cái ma quỷ ăn cơm hắn vừa mới một cái cũng chưa ăn đến a à, đều bị mấy tên này cướp sạch mà mộ dung cung bốn người nghe lấy lời này đôi mắt không khỏi đến trừng một cái loại này cơ duyên tiền bối dĩ nhiên nói không đáng nhắc đến chật chật nhìn một chút đây chính là cao nhân a à. cái kia vậy chúng ta về sau rảnh rỗi liền nhiều tới cùng tiền bối cùng nhau ăn cơm mộ dung cung nhịn không được hỏi ra một tiếng nếu là mỗi ngày có thể có loại cơ duyên này hắn thành tiên sẽ còn xa sao nghe vậy trần bình an mộng tiếp đó da mặt co rút tận tình nói kỳ thực a à, ta cảm thấy tu luyện giả tu luyện mới là chính đạo ăn cơm cái gì ít một chút tất nhiên giờ cơm bên ngoài thời gian các ngươi tùy tiện tới hắn cũng muốn cùng những người tu luyện này môn giữ gìn mối quan hệ sau đó kiểu gì cũng sẽ có thể dùng tới bọn hắn mời bọn hắn giúp đỡ chút cái gì mộ dung cung mấy người nghe lấy lời này lý giải ý tứ lại khác biệt mộ dung cung vội vã hướng về trần bình an chắp tay nói là ta ngu muội đa tạ tiền bối chỉ điểm chúng ta chắc chắn rất tu luyện. Nghe vậy, trên mặt Trần Bình An lộ ra nụ cười vui mừng. Mộ dung cung bốn người gặp Trần Bình An như vậy, như che dạy bảo, tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Tu luyện giả, chính xác không thể mỗi ngày nhớ mong lấy trực tiếp giúp bọn hắn đột phá cơ duyên. Chính mình dốc lòng tu luyện, ổn bên trong tăng lên, mới là vương đạo. Tiền bối thật là một câu đánh thức người trong mộng A. Thụ giáo, thụ giáo, bốn người liên tục cáo từ, hóa thành độn quan biến mất, đưa tiễn bốn người phía sau. Trần Bình An lắc đầu trở lại sân, tiếp tục nấu cơm không có cách nào, hắn cũng đói bụng, mà sau đó không lâu, mộ dung cung mấy người liền về tới kháo sơn tông, mộ dung cung nhìn xem mộ dung vân hải ba người, chân thành nói, lần này tiền bối đã cho chúng ta vô thượng cơ duyên, về sau còn có không có cơ duyên, đến nhìn tiền bối tâm tình, nguyên cớ các ngươi đừng có lại nghĩ đến đi tiền bối nơi đó ăn cơm, cái khác thời gian ngược lại có thể nhìn một chút tiền bối, xoát xoát hảo cảm, tất nhiên, dù cho muốn đi tìm tiền bối, trước khi vào cửa vẫn là đến thật tốt hỏi ý tiền bối có đồng ý hay không. Mộ Dung Vân Hải ba người gật đầu, Trần Bình An vừa mới lời kia, liền là tại giáo huấn bọn hắn, làm người không thể quá tham lam, dốc lòng tu luyện mới là vương đạo. Mộ Dung cung lúc này nhìn hướng Trương Thanh Nhàn, "Thanh Nhàn a, việc này ngươi tốt nhất chỉ nói cho phụ thân ngươi cùng ngươi nhi tử, đừng nói cho quá nhiều vô vị người, nếu là để quá nhiều người làm phiền đến tiền bối thanh tu, sợ rằng sẽ làm đến tiền bối sinh khí." Trương Thanh Nhàn ngưng trọng gật đầu, hắn biết điểm ấy, "Cái kia cung thúc, Vân Hải, Tiểu Tuyết, ta trước hết về tông môn." trương thanh nhàn chắp tay nói mộ dung cung nghe vậy nguyên bản muốn gật đầu nhưng đột nhiên ở giữa con mắt hắn xoay một cái nói ta vừa vặn có đoạn thời gian không cùng ngươi phụ thân gặp mặt chúng ta một chỗ a mộ dung vân hải nghe nói như thế lật lên mắt trắng không cần suy nghĩ chính mình cái này phụ thân tuyệt đối là đi khoe khoang đúng rồi linh thạch cha trước đây không lâu chúng ta có phải hay không đánh cược tới mộ dung vân hải chọn xuống lông mày hiếp mắt hỏi trải qua cái này nhắc nhở Trương Thanh Nhàn cùng mộ dung tuyết mới nhớ đến việc này, đều xem kỹ nhìn về phía mộ dung cung, mộ dung cung sắc mặt lập tức biến, tiếp đó vỗ đùi, sốt ruột nói, nguy rồi, nguy rồi, có chuyện lớn quên xử lý, không nói, ta gấp đi trước, nói lấy, cả người hắn biến mất tại chỗ, mộ dung vân hải ba người nhìn xem trống rỗng phía trước, một mặt im lặng, tiếp đó A Phi một tiếng, Nguyễn nguyệt tông, một tòa núi lớn đằng sau, có một cái yên lặng ao hồ, hồ này rất là xinh đẹp, trên mặt hồ có linh khí nồng nặc tại trôi nổi phun trào, rất là huyễn lệ, hồ này chính là huyễn Nguyệt Tông huyễn Ảnh Hồ. Lúc này, trung tâm huyễn Ảnh Hồ, một tòa trong nhà gỗ, một lão giả ngồi xếp bằng ở trong đó, lão giả tóc trắng xóa, uy nghi đường đường, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dù cho nhắm mắt lại, cũng cho người một loại không giận mà uy cảm giác, trên người hắn tu vi khí tức chính là xuất khiếu đỉnh phong, mà hắn, chính là huyễn Nguyệt Tông lão tổ, Trương Thiếu Phong, tu luyện một hồi lâu, Trương Thiếu Phong mở mắt ra, trong mắt lóe lên tang thương ánh mắt, ai, vẫn là không đột phá nổi. Hắn thở dài một tiếng, hắn kẹt ở xuất khiếu cảnh thời gian rất lâu, đi qua nhiều năm tu luyện, liền là không đột phá nổi, hắn cùng mộ dung cung khác biệt, hắn càng thêm vội vàng đi đột phá, bởi vì hắn có một cái địch nhân, cũng là xuất khiếu đỉnh phong, địch nhân này hắn chưa bao giờ nói với người khác, bao gồm hắn tốt nhất hảo hữu mộ dung cung, đây là hắn tại du lịch thời điểm, gặp phải tán tu, người này là một cái dâm tặc, lúc ấy hắn đi ngang qua một chỗ sơn mạch, vừa vặn gặp được người này muốn đối một tên tu nữ trẻ sĩ đi qua loa sự tình hắn gặp đối phương cũng là xuất khiếu đỉnh phong quả quyết ngăn cản một phen tranh chấp phía sau hai người đánh nhau mà cái kia dâm tặc căng cơ cực kém hắn vẹn vẹn mấy chiêu liền gây thương nặng dâm tặc còn chặt đứt đối phương một cánh tay nguyên bản muốn trảm thảo trừ tận gốc hắn lại phát hiện cái này dâm tặc lấy ra dời không bảo bối trốn vào đồng hoang đi mà để hắn bất ngờ chính là cái này dâm tặc lúc rời đi lại nói nhận thức hắn biết hắn là huyễn nguyệt tông lão tổ còn tuyên bố nói ngày khác đột phá đến phân thần kỳ tất trở về báo thù, diệt hắn huyễn Nguyệt Tông, tại cùng cái này dâm tặc lúc giao thủ, Trương Thiếu Phong nhìn ra đối phương căng cơ cực kém, rất là xem thường, cảm thấy chính mình sẽ trước đột phá đến phân thần kỳ, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ kẹt ở cái này xuất khiếu đỉnh phong lâu như vậy, mà gần nhất, hắn nghe đến, tông môn của mình ra ngoài du lịch đệ tử, bắt đầu vô cớ mất tích, khiến hắn trong mơ hồ có loại cảm giác, là cái kia dâm tặc đến báo thù, đây cũng là hắn gần nhất vì sao thời khắc nghĩ đến đột phá đến phân thần nguyên nhân nếu là cái kia dâm tặc đột phá đến phân thần, mặc kệ đối phương căng cơ biết bao không được, cũng có thể nghiền ép hắn cái này xuất khiếu đỉnh phong. Trương Thiếu Phong sắc mặt quể oải, lo lắng, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lớn, đột nhiên tại huyển nguyệt tông bầu trời, bạo hưởng lên, Trương Thiếu Phong lão tặc, đi ra chịu chết, trung tâm hồ nước, Trương Thiếu Phong nghe lấy thanh âm quen thuộc này, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, là cái kia dâm tặc âm thanh, mà tu vi này khí tức, là, phân thần kỳ một tầng, Trương Thiếu Phong mộng, hắn mới vừa muốn xong, cái này dâm tặc liền tới, hắn cả khuôn mặt đen lên, lúc này ra ngoài, hắn nhất định một con đường chết, thế nhưng không đi ra, người ta đã giết tới tông môn, một không vui, đồ sát tông môn lại nên làm gì là tốt, quả nhiên, vừa nghĩ đến nơi này, lại một đạo lạnh lùng âm thanh ở trên trời xoay quanh, ta biết ngươi tại trong tông môn, ta chỉ cho ngươi mười hơi thời gian, nếu không ra, ta đồ ngươi toàn tông, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi tông môn đệ tử đều bị, nhưng mà, lời này mới nói đến một nửa, cũng là đột nhiên dừng lại, ngươi là ai? bầu trời đột nhiên vang lên dâm tặc kinh hoảng âm thanh trung tâm hồ trương thiếu phong ngơ ngác một chút sau một khắc một đạo để trương thiếu phong càng thanh âm quen thuộc vang lên người mới vừa nói muốn giết toàn bộ huyễn nguyệt tông thanh âm này dĩ nhiên là hắn hảo hữu mộ dung cung âm thanh không phải ta ta đùa giỡn quanh, lần này dâm tặc âm thanh vẫn không có nói xong bầu trời liền vang lên một đạo to lớn chấn minh thanh theo sau hết thảy hết thảy đều kết thúc bốn phía cực kỳ yên tĩnh trương thiếu phong một mặt mộng đây là thế nào Hắn thế nào cảm giác cái kia dâm tặc tại thanh âm mộ dung cung vang lên thời điểm, phi thường hoảng sợ đây. Đúng lúc này, vừa một tiếng, một bóng người, đột nhiên tại hắn chỗ tồn tại trong phòng xuất hiện, Trương Thiếu Phong giật nảy mình. Cái này dĩ nhiên là phân thần kỳ dời tay không đoạn, hắn ngẩng đầu đi nhìn, nhưng cái này không nhìn còn khá. Khi thấy xuất hiện người chính là chính mình hảo hữu mộ dung cung phía sau, hắn mộng, Trương Thiếu Phong ngây ngốc nhìn xem giờ phút này một mặt nụ cười đắc ý mộ dung cung. Phân, phân thần tầng 2, cái này, lúc này, trong tay mộ dung cung còn cầm một bộ rũ xuống máu me đầm đìa tay cục thi thể chính là cái kia dâm tặc trương thiếu phong cứng họng ngơ ngác nhìn xem hảo hữu của mình đến cùng phát sinh cái gì mộ dung cung đem thi thể ném xuống đất mười điểm tùy ý ở một bên trên ghế ngồi xuống vừa đến nơi đây liền gặp được gia hỏa này nói muốn đồ sát các ngươi tông môn ta tiện tay diệt ngược lại ngươi lúc nào đắc tội một cái phân thần kỳ trương thiếu phong đã đánh mất nói chuyện năng lực căn bản trả lời không được mộ dung cung mà mộ dung cung nhìn xem chính mình lão hữu vẻ mặt này trên mặt nhìn lên bình tĩnh không thôi, trong lòng cũng là cười nở hoa, khá lắm, vẻ mặt này ta nhớ kỹ, sau đó ta có thể cầm hôm nay việc này trêu chọc ngươi cả một đời. Ha ha, qua một hồi lâu, Trương Thiếu Phong cuối cùng mở miệng hỏi, lão gia hỏa, ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra? Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, thực tế quá khó mà tin nổi, trước đây không lâu gặp mặt, mộ dung cung rõ ràng vẫn chỉ là xuất khiếu đỉnh phong a, dù cho đột phá đến phân thần kỳ, cũng không có khả năng thoáng cái liền đến phân thần tầng 2 a mộ dung cung khóe miệng nhếch lên, rất là đắc ý. Tiếp đó, đột nhiên nhớ tới chính mình ngay từ đầu không tin nhi tử mình những lời kia, còn bởi vậy tại Trần Bình An trong sân xấu mặt sự tình, hắn liếc nhìn Trương Thiếu Phong, quyết định cũng để cho chính mình người lão hữu này cảm thụ một chút, thuận tiện tại hắn nơi này hố một bút linh thạch, dạng này là hắn có thể lấy ra bồi cho nhi tử mình bọn hắn, kế hoạch này có thể thực hiện. Mộ Dung cung trong mắt lóe lên giảo hoạt mang, nói, tại tông ta khu quản hạt bên trong phàm nhân tiểu trấn bên trong, ở một vị tiên nhân, ta chính là tại trên người hắn thu được cơ duyên, liền thoáng cái đột phá nhiều như vậy, chật chật, cái kia tiên nhân toàn thân đạo tắc vận lý phủ kín, thực tế khủng bố, nói xong, mộ dung cung bắt đầu chờ đợi Trương Thiếu Phong nói không tin, dạng này là hắn có thể thuận lý thành chương đưa ra đánh cược, hắc hắc, lão gia hỏa, nói không tin a, à, nhưng mà, Trương Thiếu Phong nghe xong, đầu tiên là mộng một thoáng, theo sau đột nhiên mắt bốc lục quang, lớn tiếng nói, thật là tiên nhân, nhanh, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp gặp, cả người hắn như là điên cuồng đồng dạng. Nhìn xem Trương Thiếu Phong dạng này, mộ dung cung choáng váng, mẹ nó, như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau. Mộ dung cung có chút đắng chát, hỏi: "Ta cái này rõ ràng là gạt người a, à. ngươi dĩ nhiên tin." Hắn phát hiện Trương Thiếu Phong không theo sáo lộ ra bài, tiếp tục như vậy hắn còn thế nào hố người, hắn còn muốn đem Trương Thiếu Phong hố đến giống như hắn, tại sân nơi đó quỳ đây. Trương Thiếu Phong nói: "Ngươi không có khả năng lừa ta, mới vừa nói tuyệt đối là thật, liền ngươi cái kia thiên phú, Trừ phi có tiên nhân hỗ trợ." không phải không có khả năng thoáng cái đột phá đến phân thần tầng 2, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian dẫn đường, ta muốn đi gặp tiên nhân, mộ dung cung nói không ra lời, ngươi liền không hoài nghi tới, ta sở dĩ đột phá, có lẽ là tại địa phương nào lấy được tiên đang dịu dược, mộ dung cung cảm thấy, người bình thường trước tiên sẽ trước dạng này hoài nghi mới đúng a. À. trương thiếu phong trừng mắt nhìn, nói, người bình thường không phải trước tiên tin tưởng đối phương sao, cuối cùng ngươi nói đến như vậy chân thực, hơn nữa ngươi cùng ta thế nhưng có nhiều năm giao tình hảo hữu, ta không tin ngươi, tin tưởng ai, nghe vậy, mộ dung cung nói không ra lời, ngươi dạng này nói, ta không phải người bình thường, hơn nữa ta trước tiên không tin chính ta nhi tử A, thực không dám giấu giếm, chúng ta mới từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên rời đi, cái này lại đến thăm làm phiền, thật không tốt, vị tiền bối kia theo tiên giới xuống là muốn tu tâm, chung quy đem mình làm phàm nhân, nhất định không hy vọng người khác một mực làm phiền, mộ dung cung không có biện pháp, gặp hố không đến trương thiếu phong, chỉ có thể cười khổ thực sự đưa tới hơn nữa hắn cũng bị trương thiếu phong câu kia nhiều năm giao tình bị nhiễm đến lừa dạng này trọng tình nghĩa trước tiên tin tưởng hắn hảo bằng hữu để hắn có chút ấy nấy nhưng mà lần này trương thiếu phong nghe xong cũng là xem kỹ mộ dung cung nói tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta mộ dung cung đã nói xong nhiều năm giao tình đây đã nói xong trước tiên tin tưởng đây ta nói thật ra ngươi ngược lại nghi vấn a à phi mộ dung cung tức giận nói không lừa ngươi trương thiếu phong nghe xong cười khổ nói cái kia nếu không ta liền xa xa nhìn một thoáng hoặc là nhìn một chút tiên nhân ở địa phương cũng được. Nói thật, ta còn thiếu một bước cuối cùng, cũng muốn nhìn một thoáng tiên nhân, liền có thể có chỗ cảm ngộ, một lần hành động đột phá cũng khó nói. Mộ dung cung nhìn xem trương thiếu phong kia đáng thương như vậy dáng vẻ, sờ một cái râu ri mới giận dữ nói, mà thôi, liền lại đi làm phiền một thoáng tiền bối A, à. bất quá lần này chúng ta đừng nhắc lại cơ duyên một chuyện, miễn đến tiền bối cảm thấy chúng ta lòng tham không đấy, từ đó xa lánh chúng ta, vừa mới Trần Bình An đã nói trắng ra chính mình tu luyện mới là vương đạo, nếu là bọn hắn lại đi muốn cơ duyên, dù cho đối phương là tiên nhân, cũng sẽ chán ghét. Trương Thiếu Phong đạt được mộ dung cung đồng ý, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên xúc động quan mang. Kết quả là, tại mộ dung cung dẫn dắt tới, hai người chạy tới Kinh Duyên Trấn, mà lúc này, Kinh Duyên Trấn, một cái cửa đại viện phía trước, Trần Bình An sau lưng cái gùi đi ra cửa, hắn có một môn nuôi dưỡng công tác của mình, đó chính là lên núi hái thuốc, nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần vận khí của hắn đều rất tốt, cơ hồ đều có thể tại trên núi, hái đến một hai gốc đê giai linh dược, linh dược cùng phổ thông dược thảo khác biệt, hái đến một gốc, hắn cơ hồ một tháng đều không cần làm việc, rời đi sân, Trần Bình An đem cửa chính hờ khép, cũng không cần khóa lên, tiếp đó hướng bên ngoài trấn bước đi, mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện hắn cái kia cái gùi bên trên tiểu quốc chim, lúc này lóe lên một đạo lờ mờ quang mang, Trần Bình An sau khi rời đi nửa canh giờ, hai bóng người, đột nhiên tại cửa đại viện bên ngoài lóe ra, hai người này chính là mộ dung cung hai người chính là chỗ này mộ dung cung chỉ vào trước người không quan trọng cửa chính ánh mắt phức tạp nói trước đây không lâu hắn còn ở nơi này quỳ một lần bây giờ suy nghĩ một chút đều nhất cả trứng mà nhìn xem trương thiếu phong mộ dung cung con ngươi đột nhiên xoay một thoáng ho khang nói đi thôi đi vào hắn ra hiệu trương thiếu phong tiên tiến hắn ý nghĩ rất đơn giản chỉ có chính mình một người quỳ trong lòng khó chịu mà nếu là hắn tùy tiện mang theo trương thiếu phong nhìn thấy tiền bối cái kia trương thiếu phong cũng quá dễ chịu Hắn quyết định để Trương Thiếu Phong cũng quỳ một thoáng, hắc hắc, khi đó trong lòng hắn cũng có thể dễ chịu một ít, nhưng mà, nhìn xem mộ dung cung động tác này, Trương Thiếu Phong cũng là không nhúc nhích, mộ dung cung lơ mơ, ngươi ngược lại đi vào A, Trương Thiếu Phong ngừng chân không tiến, chân thành nói, chúng ta như vậy tùy tiện tiến vào, cực kỳ không lễ phép, tiền bối quở trách làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta trước gọi vài tiếng, hỏi một chút tiền bối có cho hay không vào, mộ dung cung, không cần có thể trực tiếp đi vào, mộ dung cung dùng mê hoặc người nụ cười nói, gia hỏa này tính cảnh giác thế nào cao như vậy, trương thiếu phong lắc đầu nói, không được, ngươi trước gọi gọi vài tiếng A, à. mộ dung cung hết ý kiến, hoài nghi gia hỏa này khám phá âm mưu của hắn, cuối cùng không có cách nào khác phía dưới, hắn mới đại kêu một tiếng tiền bối, chỉ là bên trong không có trả lời, hắn lần nữa kêu một tiếng, vẫn như cũ không người đáp lại, tiền bối không tại, trương thiếu phong nói, mộ dung cung gật đầu, có lẽ không có ở đây, nếu là Trần Bình An không có ở đây, hắn cũng không dám tiến vào, không phải hắn cũng đến quỳ, hai người chỉ có thể ở đứng ngoài cửa, qua một hồi lâu, Trần Bình An vẫn chưa trở về, nhìn tới tiền bối đi xa nhà, chúng ta lần sau lại đến A, Mộ Dung Cung nói, Trương Thiếu Phong bất đắc dĩ gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ không trung, chợt hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái này hắc động trọn vẹn có một căn phòng lớn, vặn vẹo lên không gian, Mộ Dung Cung hai người nhìn xem một màn này, đôi mắt mãnh liệt trừng lớn lên, bí động. Nơi này thế nào sẽ có bí cảnh hiện thế, cái này bí động cũng quá lớn a, à, bên trong bí cảnh không gian chẳng phải là rất lớn, tại tu luyện giới bên trong, một khi tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, liền có thể chế tạo ra bí cảnh, cấp bậc khác nhau người, chế tạo ra bí cảnh lớn nhỏ cũng khác biệt, đồng dạng độ kiếp kỳ, chỉ có thể chế tạo ra chỉ có đầu lớn bí động, mà bên trong bí cảnh, ước chừng có một cái thành trấn lớn nhỏ, đại thừa kỳ chế tạo ra bí động, không sai biệt lắm thùng nước lớn nhỏ, mà giờ khắc này xuất hiện ở chỗ này bí động lại có gian nhà lớn như thế đây chẳng phải là tiên nhân chế tạo bí cảnh cái này bí động thế nào xuất hiện tại thành trấn bên trong chờ sau đó rơi xuống cửa vào quan trụ thời gian chẳng phải là đem thôn trấn sang bằng trương thiếu phong cao mày nói mộ dung cung cũng mày nhăn lại bí động xuất hiện không lâu bên trong liền sẽ rơi xuống một đầu quan trụ lực lượng cường đại sẽ đem phía dưới mặt đất sang bằng không có biện pháp thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian chúng ta có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người a mộ dung cung sắc mặt nghiêm túc nói loại này ngẫu nhiên xuất hiện bí cảnh tựa như là thiên tai bọn hắn căn bản bất lực trương thiếu phong gật đầu chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này nhiều cứu mấy người nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời gian đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ theo sân bay ra chớp mắt lên tới không trung nhìn xem tốc độ này thật nhanh thân ảnh mộ dung cung hai người trợn tròn mắt thân ảnh này toàn thân vàng ống hình thể to lớn đầu như lạc đà sừng như hưu mắt như thỏ tay như hổ thân như rắn cái này chính là rồng trồng bay cao lên không trung mãnh liệt vẫy lên đuôi cứ như vậy tại trương thiếu phong hai người trong tầm mắt toàn bộ bí động như là bóng da đồng dạng bỗng nhiên bắn bay hướng một cái phương hướng bay vút mà đi thoáng cái đến vài dặm bên ngoài rừng hoang trên không mà đem bí động lấy đi thân ảnh kia nháy mắt liền tiến vào trong sân hết thảy trở về yên lặng tất cả những thứ này bất quá trong chớp mắt mộ dung cung hai người ngơ ngác đứng đấy như là tượng gỗ đồng dạng nhìn chằm chằm đại viện ung ụt hai người đồng thời nuốt ngụn nước bọt trồng cái kia thật chính là chỉ dừng lại ở rồng ở trong truyền thuyết, nó dĩ nhiên giấu ở trong nhà này, Trương Thiếu Phong 10 điểm chấn động, trái tim điên cuồng loạn động, mà mộ dung cung, giờ phút này cũng là hai chân rung lên, hắn so Trương Thiếu Phong rõ ràng hơn tình huống bên trong, bên trong còn có một cái phượng hoàng, hiện tại còn nhiều ra một đầu rồng, trong truyền thuyết, tại tiên giới, có thể để rồng cùng phượng hoàng một chỗ phụ tá, chỉ có một người, tiên đế, tiền, tiền bối sẽ không chính là, cùng ụt, mộ dung cung lại lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Tiếp thở bắt đầu hỗn loạn tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào hắn trong đầu hắn lộn xộn hôm nay bốn canh kết thúc cả người đều không lực cứ thích cho cái khen ngợi a à, thêm cái cất giữ yêu yêu đát trương thiếu phong nhìn xem mộ dung cung phát hiện mộ dung cung hai chân ngay tại điên cùng rung lên liền lắc lắc hắn nói ngươi thế nào mộ dung cung ngây ngốc nhìn xem trương thiếu phong cứng lưỡi đồng dạng nói ta nói bên trong còn có một đầu phượng hoàng ngươi tin hay không nghe vậy trương thiếu phong choáng váng còn có phượng hoàng vậy cái này chẳng phải là trong truyền thuyết tiên đế bài diện sao vậy trong này ở người sẽ không chính là cùng ụt trương thiếu phong dường như bị nhiễm trùng đồng dạng hai chân cũng bắt đầu rung lên lên hai người hai mặt nhìn nhau không thôi lúc này trương thiếu phong cười khổ nói đã tiền bối không tại nếu không chúng ta trước đi nhìn một chút cái bí cảnh kia tại biết trong nhà này loại trừ có một đầu rồng bên ngoài còn có một cái phượng hoàng trương thiếu phong bắt đầu đối viện tử này sinh ra cảm giác sợ hãi trong lòng có cổ áp lực cực lớn xuất hiện áp đến hắn hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, để hắn có loại mau chóng rời đi nơi này xúc động. Mộ dung cung tranh thủ thời gian gật đầu, tiền bối tại nơi này còn tốt, giờ phút này không tại, trong lòng hắn không chắc, hai người nhìn về phía xa xa bí động, chuẩn bị bay đi, nhưng vào lúc này, bọn hắn mắt thấy đến, một đạo quan trụ cường đại, đột nhiên theo bí động hướng mặt đất rơi xuống, một đạo tiếng vang, từ đằng xa truyền đến, mặt đất thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, quy lực này, cũng quá lớn a, à, hai người rất là kinh ngạc giờ phút này từ xa nhìn lại cái kia một mảnh rừng hoang dĩ nhiên đã biến thành phế tích còn tốt cái này bí động bị làm đi không phải toàn bộ tiểu trấn đều đến hoàn toàn thay đổi nhìn phía xa cột sáng hai người cho là quan trụ rất nhanh biến mất cửa vào bí cảnh xuất hiện nhưng kỳ quái là quan trụ rơi xuống phía sau lại thật lâu chưa tiêu không thể nào bí cảnh này cửa vào sẽ không còn muốn mở ra bí ngữ phải là cái này quan trụ không cần cửa vào sẽ không xuất hiện ta mù đoán bí cảnh này là tiên nhân làm ra đi qua nhìn một chút có lẽ nơi đó có mở ra bí ngữ nhắc nhở nói xong hai người tại chỗ biến mất mà tại tương phản phương hướng trần bình an tiến vào một tòa hoang sơn giả lĩnh bên trong tìm lấy dược liệu lúc này trần bình an đột nhiên phát giác được mặt đất chấn động một cái động đất trần bình an cao mày nói còn tốt cái này chấn động rất nhỏ bé trôi qua rất nhanh trần bình an không để ý tiếp tục hướng bên trong bước đi hắn năm năm bên trong đã tới rất nhiều lần nơi này đối với nơi này đường rất quen hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi còn một bên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy linh dược đi một hồi trần bình an đột nhiên ngừng chân nhất phẩm ôn hương thảo trần bình an đôi mắt sáng lên đi qua chuẩn bị hái thuốc có như vậy một gốc linh dược đầy đủ hắn nửa tháng sinh hoạt tiêu xài nhưng hắn vừa định cầm lấy cái gùi bên trong tiểu quốc chim bất ngờ phát sinh trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc động nhỏ cái này hắc động nhỏ xuất hiện cực kỳ là bất ngờ dọa trần bình an nhảy một cái đây là cái gì trùng động trần bình an có chút sợ chính mình một kẻ phàm nhân, sợ nhất gặp được loại này chuyện kỳ quái, hắn lui lại mấy bước, cách xa xa, lúc này, hắc động nhỏ bên trong, bốc lên một thanh kim sắc trường kiếm, trường kiếm màu vàng sau khi xuất hiện, hắc động nhỏ thu thập biến mất, trường kiếm màu vàng cũng rơi vào mặt đất, mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, cái này trường kiếm màu vàng chỗ mũi kiếm, đang cần mất một khối, còn có mũi kiếm, rõ ràng mở ra mấy cái lỗ hổng nhỏ, đây là một cái tàn kiếm, Trần Bình An nhìn xem một màn này, thở ra một hơi. Còn tưởng rằng nhảy ra cái cường giả tới đây, hoặc là nhảy ra cái yêu thú, không nghĩ tới là thanh kiếm, ngược lại kiếm này, xuất hiện phương thức như vậy đặc thù, có phải hay không là bảo bối gì, Trần Bình An liếc nhìn bốn phía, gặp yên tĩnh, cũng không có người, liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mà tại dưới đất trường kiếm màu vàng, vừa rơi xuống đất phía sau, trong thân kiếm, một đạo linh thể bắt đầu lầm bầm lầu bầu, đoàn này linh thể, chính là khí linh, rất tốt, cuối cùng chạy trốn tới phàm giang, huyết nguyệt tông, các ngươi cho lão tử chờ lấy, cầm tù lão tử thù này, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả, nó, chính là một cái tiên khí, tiên khí bình thường đều sẽ chọn chủ, chỉ cần có cái cường hãng chủ nhân, bọn chúng liền không sợ bị người khác ham muốn, nhưng cũng có một chút không muốn chịu đến trói buộc tiên khí, cuối cùng khí linh cũng cùng nhân loại đồng dạng, đầy đủ linh trí, có hướng về tự do người, liền có không muốn chịu đến ràng buộc khí linh, cái này khí linh, liền là loại này khí linh, nó từng bị tiên giới nhất phẩm đại tông huyết nguyệt tông nắm lấy, cầm tù ở trong hư vực, thúc ép nó nhận chủ, còn tuyên bố bi hiếp, nếu là không nhận chủ, liền đem nó vĩnh thế cầm tù ở trong hư vực, mà nó từng phát thệ, chết cũng sẽ không nhận chủ, cuối cùng vì đào thoát hư vực, trực tiếp dùng ra toàn lực, cắt vỡ hư không, xông đến hạ giới, tại thời không loạn lưu bên trong, nó bị thương nghiêm trọng, hiện tại đẳng cấp, đã luân lạc tới linh khí hàng ngũ, bất quá nên vui mừng chính là, nó linh thể không hư hại, đi qua mấy năm ôn dưỡng, liền có thể trở về đỉnh phong, giết trở lại tiên giới. Cái này nơi dừng chân xem ra là một tòa núi hoang, cũng tốt, Dạng này liền sẽ không có phàm nhân xuất hiện, nó bị thương nghiêm trọng, gần nhất vẫn không thể di chuyển, mà đây là núi hoang, sẽ không có người đem nó nhặt đi, nó cũng không muốn tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này, trở thành một phàm nhân sâu kiến đồ chơi, nhưng mà, nó mới vui mừng xong nơi này là núi hoang, sau một khắc, một bóng người đột nhiên che kín nó trước mắt dương quang, có người, nhìn thấy bóng người, nó ngơ ngác một chút, tiếp đó bắt đầu sao động lên, chuẩn bị chửi mẹ, nhưng mà, nó còn chưa có đi mắng, sau một khắc Thân kiếm không tự chủ được chấn động, cái này, nó thấy rõ Trần Bình An một khắc này, liền lâm vào vô tận trong chấn động, không thể nào, không thể nào, ta không phải đã thông tiến về phàm gian thông đạo sao, cái này, đây là nơi nào a, à? tại nó trong tầm mắt, giờ phút này lấy Trần Bình An làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều là đạo tắc vận lý, nó còn có thể Trần Bình An trên mình cảm nhận được áp lực vô tận, vẻn vẹn nhìn Trần Bình An một chút, thân kiếm liền sẽ rung động, nó tại tiên giới du lịch nhiều năm như vậy, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế người, a, à, sẽ còn chính mình động, đây là một cái cao giai pháp khí, vẫn là cao cấp hơn bảo khí, Trần Bình An nhìn xem vũ khí rung động, không khỏi đến đôi mắt sáng lên, tự nhủ, tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới này vũ khí tổng cộng có cấp 4, theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, nhưng hắn không phân rõ vũ khí này là cái gì đẳng cấp, nghe lấy Trần Bình An lời này, khí linh ngơ ngác một chút, liền cấp bậc của nó đều nhìn không ra, chẳng lẽ, đây là phàm nhân Ta hiểu, thân thể ta trọng thương, khả năng đối ngoại giới cảm quan có thay đổi, có lẽ ta nhìn thấy cũng không phải cái gì đạo tắc vận lý, hẳn là thị giác sai lầm, không sai, hẳn là dạng này. Ký linh có chút hăng hái phân tích ra, Trần Bình An cũng mặc kệ đây là cấp bậc gì vũ khí, bắt về nhà là được rồi, nhìn một chút giao cho mộ dung cung bọn hắn, để bọn hắn bán đi, đổi điểm linh thạch tới dùng cũng tốt. Trần Bình An mỉm cười cầm lấy trường kiếm, đặt ở lưng của mình cái sọt, theo sau tiếp tục đi đến gốc kia linh dược nơi đó, bắt đầu hái thuốc nhưng hắn mới để tốt trường kiếm màu vàng lại đột nhiên phát hiện trường kiếm màu vàng càng thêm kịch liệt mà rung rung lên thế nào trần bình an dương mày một thoáng nghĩ thầm kiếm này thế nào động đến kịch liệt như vậy giờ phút này tại cái gùi nơi đó trường kiếm màu vàng chính giữa tựa ở tiểu quốc chim bên trên sâu kiến đừng động tiểu quốc chim bên trong đột nhiên phát ra một đạo nhẹ nhàng khí linh nói cũng tại lúc này trường kiếm màu vàng nháy mắt không động lên tỉnh đến không thể lại tỉnh nguyên bản muốn xem xét một thoáng trường kiếm tình huống trần bình an gặp kiếm kia không động lên cũng không để ý tới cầm lấy tiểu quốc chim cao hứng bừng bừng khai thác sức thuốc mà giờ khắc này cái gùi bên trong trường kiếm màu vàng tại tiểu quốc chim rời đi cái gùi phía sau lại nhẹ nhàng rung động lên ta ta đây rốt cuộc ở nơi nào a à? đây tuyệt đối không phải phàm gian thần khí vừa mới cái kia quốc chim dĩ nhiên mẹ nó là thần khí màu vàng bên trong trường kiếm khí linh nhanh hù dọa điên rồi vừa mới cảm giác kia tuyệt đối không sai tuyệt đối là thần khí nó tại tiên giới tiên khí trong bản Xếp hạng tuy là không phải đỉnh cấp, nhưng nó gặp qua rất nhiều bài danh phía trước mấy tiên khí. Nhưng mà, những tiên khí kia cùng vừa mới nó tiếp xúc gần gũi tiểu quốc chim, trọn vẹn không thể so sánh. Cái kia cực kỳ cường hãn khí thế, cái kia chấn nhiếp tâm hồn chấn nói, để nó nhịn không được rung lên. Vẹn vẹn một câu nói, liền để nó thân thể bản năng nháy mắt mất đi, theo rung động biến đến yên lặng. Loại cảm giác đó, nó chưa bao giờ thể nghiệm qua, đó là tới từ tầng thứ cao hơn uy hiếp. Hết thảy đều là thật, đây tuyệt đối không phải phàm gian, trên mình người này tản ra đạo tắc vận lý, đều là thật, đáng thương nó mới vừa rồi còn hoài nghi mình thân thể bị thương, thị giác xuất hiện vấn đề, cho nên mới dạng này, nguyên lai không phải, mà người này vừa mới hoài nghi nó có phải là pháp khí hay không hoặc là bảo khí, thì ra là gặp quá nhiều thần khí, chưa từng thấy pháp khí hoặc là bảo khí, mới cho là nó là loại kia cấp bậc thấp vũ khí, Trần Bình An tỉ mỉ đem linh dược khai thác tốt, thu nhập cái gùi bên trong, tiểu quốc chim cũng thuận tay đặt ở cái gùi bên trong, hái đến linh dược, vừa tìm được như vậy một thanh vũ khí hắn cũng không cần lại tản bộ tương lai một tháng thức ăn đã có rồi trần bình an bắt đầu hướng kinh duyên trấn bước đi còn vui vẻ trên lên từ khúc mà cái gùi bên trong tiên khí giờ phút này nhưng không có trần bình an loại kia nhàn hạ thoải mái nó im ắng ở tại cái gùi bên trong như ngồi bàn trông như mang lưng gai đặc biệt là cái kia thần khí ngay tại trước mặt nó nhìn xem nó loại cảm giác này khỏi phải nâng nhiều khó chịu đại đại lão ngài ngài tốt khí linh yếu ớt hỏi đợi một câu không có cách nào, hiện tại nó có thể làm, liền là đi thích ứng, hoặc là nói, đi tận lực giữ quan hệ tốt, nhưng mà, nó mới nói xong, sau một khắc, một đạo lạnh nhạt tột cùng tin tức truyền đến nó nơi đó, im miệng, nó nghĩ kỹ lời nói, nháy mắt không còn, nó lần đầu tiên cảm nhận được sâu kiến tư vị, đây con mẹ nó không phải là phàm nhân nhìn thấy tiên nhân thời gian tình cảnh ư, trí linh núp ở một góc, khóc chích chích nghĩ đến sự tình, đồng thời cũng nhìn xem tình huống bên ngoài, nó phát hiện, nơi này linh khí đặc biệt mỏng manh, theo lý mà nói, không phải là tầng thứ cao hơn thế giới mới đúng. Hơn nữa nó xác định chính mình đánh vỡ thông đạo là thông hướng phàm gian, nó cũng không cái năng lực kia đánh vỡ thông hướng càng mạnh thế giới thông đạo. người này đến cùng là hạng người gì a? À? thần giới cường giả. nó đối với tiên giới bên trên thần giới vẫn hơi hiểu biết. nghe nơi đó cường giả, cực kỳ cường hãn, đem tiên nhân xem như sâu kiến. giờ phút này nhìn xem trần bình an phái đoàn này, nó cảm thấy rất có khả năng có thể liền là thần giới cường giả. cuối cùng sau lưng sau lưng một cái thần khí đây không phải thần giới cường giả là cái gì, thế nhưng hắn đào linh dược lại là rác rưởi không thôi nhất phẩm linh dược, liền để nó rất hỗn loạn, không có cách nào, nó chỉ có thể lạnh run xem lấy hết thảy, Trần Bình An đi một hồi lâu, cuối cùng trở lại trong trấn, mà lúc này, hắn phát hiện rất nhiều người đều đứng ở trên đường cái, nhìn xem chân trời, vung tay múa chân, Trần Bình An hướng bên kia nhìn lại, khi thấy chân trời hát động cùng quan trụ phía sau, đôi mắt chớp chớp, nơi đó chuyện gì xảy ra, Trần Bình An thật chưa từng thấy thứ này mà cái này lại phát sinh tại chính mình thôn trấn phụ cận, hắn cảm thấy phải tìm hiểu một chút, không phải tới cái hủy diệt tai nạn làm sao xử lý, hắn tại trên đường cái tìm người hỏi ý, những người này ở đây nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, đều khách khí không thôi, đem tự mình biết sự tình mới nói đi ra, có chút người còn nói, chân trời cái kia hắc động, kỳ thực ngay từ đầu xuất hiện tại bọn hắn trên thị trấn không, nhưng nháy mắt phía dưới, không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền bay qua bên kia, Trần Bình An nghe đến hiếu kỳ không thôi, hắn tuy là không thể tu luyện, lại đối loại này tu luyện giới bên trên kỳ văn quái sự cực kỳ để bụng. Đúng rồi, vậy sẽ không liền là cái gọi là bí cảnh A. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, lần nữa nhìn chầm chầm chân trời hắc động cùng quan trụ, cùng đám láng giềng nghiên cứu một hồi, phát hiện không có kết quả phía sau, Trần Bình An cũng chỉ có thể trở lại chính mình sân phía trước. Loại này tu luyện giới sự tình, hắn một phàm nhân cũng can thiệp không được, mặc kệ là thiên tai hay là cái gì, thuận theo thiên mệnh A, mà đi một đoạn đường núi, hắn cũng mệt mỏi, nhìn thấy chính mình sân, Tựa như dân du cư tìm tới kết cục đồng dạng, Trần Bình An tiến vào trong viện, thoải mái hừ lên bài hát, mà tại sau lưng hắn cái gùi bên trong tiên khí, giờ phút này liền thảm, ta, ta lao, ký linh trợn tròn mắt, lần nữa liều mạng rung động lên, Trần Bình An cảm nhận được cái này rung động, méo xệch miệng, cũng không để ý, vũ khí này không biết rõ thế nào sự việc, từng trận rung động, bất quá rất nhanh sẽ ngừng, quả nhiên, sau một khắc liền ngừng, nhưng mà hắn không biết là, cái này trường kiếm màu vàng nguyên cớ dừng lại, lần này cũng là bị vô số đạo cực kỳ cường hãng âm thanh uống dừng. trần bình an đem cái gùi đặt ở sân một góc chính mình trở lại gian nhà uống trà giải khát mà hắn vừa tiến vào gian nhà cái gùi bên trong tiểu quốc chim bay thẳng lên rời đi cái gùi nếu là nó có biểu tình giờ phút này khẳng định là một mặt ghét bỏ không sai cùng cái kia nhỏ yếu không trọn vẹn tiên khí ở tại một chỗ nó cực kỳ ghét bỏ bên trong tiên khí khí linh giờ phút này núp ở một cái góc vắng vẻ lạnh run chuyện gì xảy ra này sao lại thế này a à? Nó vừa rồi tại Trần Bình An trở lại thôn trấn thời điểm, liền gặp được nơi này tất cả đều là phàm nhân, bắt đầu còn cho rằng chính mình không có tới sai chỗ, nơi này hẳn là phàm gian, tại tiên giới, phàm nhân rất ít, một ít tiểu hài mấy tuổi liền có thể tu luyện, đã đạt tới người người có thể tu luyện mức độ, nếu là nơi này là so tiên giới còn mạnh hơn thần giới, cái kia không có khả năng có phàm nhân, nguyên cớ nó nhận định chính mình không đến nhầm địa phương, thế nhưng, giờ phút này nhìn xem trong viện tử này cường đại tồn tại, nó lại hoài nghi thần khí thần khí thần khí mẹ nó cùng một màu đều là thần khí còn có cây đào này là cái quỷ gì khí cơ này so tiên đế còn mạnh a à? gà trống kia cùng cái kia bên trong hồ cá nhỏ cá vàng lại là cái quỷ gì này làm sao so trong tiên giới canh giữ ở tiên đế bên cạnh phượng hoàng cùng rồng đều mạnh mấy trăm lần a à? ta không phải là thân thể không trọn vẹn phía sau cùng nhân loại đồng dạng thương tổn đến đầu óc nguyên cớ không bình thường a à? phải là không có khả năng có như vậy hoang đường sự tình không sai Thần giới cũng không có khả năng dạng này, khắp phòng thần khí, cùng giả đồng dạng, ha ha, nhỏ yếu khí linh nhỏ giọng tự an ủi mình, có chút phong ma dấu hiệu, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, cái này rác rưởi đồ chơi, chủ nhân nhặt về, một thanh âm truyền vào khí linh trong tai, lời nói này chính là bên cạnh cái chổi nói, tiểu quốc chim rất nhanh ghét bỏ trả lời, không sai, ngay từ đầu cái này sâu kiến còn dựa vào ta một thoáng, nếu không phải chủ nhân tại, ta thật muốn trực tiếp hủy nó, tiên khí khí linh nghe xong, muốn khóc nhưng phát hiện không có nước mắt, lão thiên gia a, à, ta đến cùng đi tới địa phương nào a, à. quá hung hiểm, ta có thể nhận chủ, để ta trở về đi, một bên viết, một bên cười, ta phát hiện ta điên dại, ha ha, tiến vào gian nhà Trần Bình An, không biết phía ngoài tiên khí đắng như vậy bức, giờ phút này uống xong nước phía sau, liền ngồi nghỉ ngơi, lên xuống núi một chuyến, hắn cũng thật mệt mỏi, tối nay đến thật tốt ngủ một giấc mới được, ngồi một hồi, Trần Bình An đột nhiên nghĩ đến chính mình còn quên một việc, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ phía sau quên rút thưởng kỳ thực hắn đối rút đến vật phẩm không ôn kỳ vọng lần này khẳng định cũng giống như ngày thường rút ra một kiện thông thường không thôi đồ vật tỉ như đồ dùng trong nhà hoặc là công cụ các loại hệ thống tùy tiện hút đi thanh âm của hắn vừa qua một đạo điện tử âm thanh liền vang lên đinh rút ra hoàn tất đã để vào hệ thống không gian trần bình an mở ra hệ thống không gian bên trong chỉ thấy đã xuất hiện một kiện vật phẩm đây là một chi màu xanh lá trúc tiêu trần bình an nhíu mày cảm giác lần này rút đến đồ vật vẫn được, chí ít so rút đến cái chỗ những vật kia tốt, hơn nữa nhìn cái này rút tiêu dáng vẻ, còn rất tinh xảo, hắn trước kia còn là âm nhạc lão sư, nghiên cứu qua loại này nhạc khí, cũng có thể suy bên trên mấy thủ khúc, sau đó rảnh rỗi hay không, cũng có thể suy bên trên mấy đầu, cầm lấy trúc tiêu, Trần Bình An thừa dịp không có việc gì, liền bắt đầu thử thổi lên, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tới trước một bài Bình Hồ Thu Nguyệt, cứ như vậy, trong sân bắt đầu vang lên Mỹ dịu dễ nghe nhạc khúc dư âm còn vang vẳng bên tai, mà tiếng khúc vừa vang, đại viện cái gùi bên trong còn rung lẫy bảy tiên khí khí linh, đột nhiên khẽ giật mình, nó nghe lấy cái này dễ nghe êm tai tiếng khúc, bắt đầu không nhớ bốn phía áp lực, tâm tình chập chờn quá lớn, thân kiếm càng là tại cái này cao thấp lên xuống âm lượng bên trong chấn động, một bài từ khúc rất nhanh tấu xong, Trần Bình An cảm thấy cái này trút tiêu vẫn được, vừa lòng thỏa ý cất kỹ, mà lúc này, ngoài đại viện tiên khí khí linh, đã mộng bức, nó cảm thụ được chính mình cái kia trọng thương thân thể, trong lòng dời sông lấp biển, quá khó mà tin nổi, ta, ta bị thương, thế nào tại cái này thủ khúc bên trong, khôi phục nhiều như vậy, không chỉ là khôi phục, nó còn phát hiện chính mình vừa mới lĩnh ngộ được đồ vật gì, cái kia nó cũng nói không rõ, đạo không rõ, nhưng nó cảm thấy, chỉ cần mình làm rõ, tuyệt đối sẽ mạnh lên, nghĩ đến cái này, nó lại một hồi thất thần, một bài từ khúc liền để nó dạng này, vậy nếu là nó một mực có thể nghe được dạng này từ khúc đây, nó lập tức cổ quái, liếc nhìn bốn phía, giờ khắc này nó rốt cuộc biết nơi này vì sao khắp phòng thần khí, thì ra là nơi này vật phẩm, là nghe nhiều dạng này từ khúc, nó ánh mắt bắt đầu di chuyển, nhìn về phía trong phòng, trong lúc nhất thời, nó nổi lòng tôn kính, Trần Bình An tại nó trong lòng, đột nhiên lên cao đến không người có thể so sánh độ cao, tiền bối này cao nhân, cử thế vô song A, vẻn vẹn một bài từ khúc, liền như thế khủng khiếp, đồng thời, nó cũng bắt đầu thay đổi ý niệm, không quan tâm nơi này là không phải hung hiểm chi địa, không quan tâm nơi này thần khí đối nó có phải hay không rất khinh thường vì mạnh lên vì có một ngày cũng có thể trở thành thần khí nó quyết định không đi nhiều nhất dùng mệnh liều một phát có thể thành thần khí cơ hội trần bình an không biết chính mình suy một bài từ khúc thay đổi một cái khí linh ý nghĩ giờ phút này hắn nhìn xem thái dương sắp xuống núi liền cầm lấy giỏ ra sân đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cơm tối mà ra phía sau cửa hắn lần nữa liếc nhìn chân trời nơi đó quan trụ vẫn là cái kia nổi bật cách kinh duyên trấn vài dặm bên ngoài đã thành phế tích rừng hoang giờ phút này đã hiện đầy người đều là kháo sơn tông người bọn hắn trực tiếp đem phụ cận vây quanh không cho bất luận cái gì đám người không liên quan tới gần lúc này quan trụ phía trước rất là náo nhiệt giữa đám người có một cái đóng chặt quan môn quan môn kết nối lấy quan trụ thông hướng bầu trời bí động bình thường tới nói chỉ có quan trụ biến mất cái này quan môn mới sẽ mở rộng nhân tài có thể đi vào bên trong nhưng cái này quan trụ chậm chạp chưa tiêu mất xem ra là cần bí ngữ mở ra cửa lúc này một nhóm đệ tử kháo sơn tông thay phiên lên trước hướng về quan môn nói chuyện có chút chế tạo bí cảnh cường giả, ưa thích dùng mình thích người danh tự tới làm bí ngữ, cũng có vui vẻ dùng một câu ngắn gọn bình thường lời nói tới làm bí ngữ, bọn hắn chỉ có thể đi đoán mò, vận khí tốt, cũng có thể đoán mò trúng, tất nhiên, muốn mở ra quan môn còn có một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng ngoại lực phá hoại quan trụ, nhưng mà, mộ dung cung đã thử qua, cho dù hắn đã là phân thần tầng 2, toàn lực công kích đến, cục sáng kia rung động một thoáng đều không có, trọn vẹn không phải một cái cấp bậc mà ánh sáng của bí cảnh trụ đồng dạng sẽ xuất hiện 10 ngày thời gian thời gian vừa tới bí động sẽ biến mất tại hư không từ nay về sau biến mất mộ dung cung mấy người tại chỗ không xa tập hợp một chỗ trương thiếu phong nhìn xem mộ dung vân hải cùng mộ dung tuyết lại nhịn không được ngẩng người ra cái này tốc độ đột phá hâm mộ chết hắn đặc biệt là mộ dung tuyết trước đây không lâu rõ ràng còn là tích cúc kỳ a thế nào lắc mình biến hóa thành nguyên anh tầng năm quá kinh khủng còn tốt hắn nhi tử cũng đột phá khiến trong lòng hắn tốt hơn một chút chút ít mà tại trong mấy người lúc này còn có một cái thanh niên thanh niên này trưởng thành đến rất anh tuấn tuổi tác nhìn lên cùng mộ dung tuyết gần gũi hắn chính là trương thanh nhàn nghi tử trương đến linh giờ phút này trương đến linh khí ngốc xem lấy mộ dung tuyết bị tu vi của nàng chấn đến tê cả da đầu bởi vì trước đây không lâu hắn cùng mộ dung tuyết đồng dạng tu vi à. a da da cái này bí ngữ cực kỳ khó đoán đúng người nếu không lại thử công kích mấy lần mộ dung tuyết cảm thấy đoán đúng bí ngữ khả năng không lớn chi bằng nghiêm túc đi công kích còn có cơ hội Mộ Dung cung lắc đầu nói, bí cảnh này khẳng định đến từ tiên nhân trong tay, ta cảm thấy đại thừa cảnh cường giả cũng không phá được, Trừ phi có tiên nhân hỗ trợ, gia gia ý của ngươi là tìm tiền bối hỗ trợ, Mộ Dung Tuyết mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói, Mộ Dung cung nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối hạ phàm tu tâm, cũng không biết có thể hay không vận dụng tu vi, từ lúc hoài nghi Trần Bình An là tiên đế phía sau, trong lòng Mộ Dung cung kính ngưỡng, đã đạt tới trước nay chưa có mức độ, nếu là để hắn gọi Trần Bình An làm phụ thân hắn khẳng định không nói hai lời, kêu lên một câu gia gia, tiên nhân cùng tiên đế khoảng cách, tựa như bọn hắn phàm gian phàm nhân cùng đại thừa kỳ tu sĩ, tiên đế mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết, mộ dung vân hải nghe xong cũng gật đầu nói, không sai, lần trước tiền bối bởi vì không muốn dùng tu vi, còn mời cầu ta tặng hắn trở về thôn trấn đây, liền nhìn ra tiền bối đã đem chính mình xem như một kẻ phàm nhân tới tu tâm, mộ dung tuyết nghe xong cười khổ nói, cái bí cảnh này làm sao bây giờ? Cái này bên trong bí cảnh e rằng có rất nhiều đồ tốt đây thực tiền bối có giúp hay không chúng ta cũng phải hỏi qua mới biết được hơn nữa thừa dịp bí cảnh xuất hiện lần nữa chúng ta cũng vừa tốt có thể kiếm cớ bái phỏng một thoáng lúc này trương thiếu phong mở miệng nhắc nhở hắn vẫn là muốn gặp một lần tiên nhân mộ dung cung liếc nhìn trương thiếu phong do dự một chút mới nói cốt a à, bất quá các ngươi nhớ kỹ nhớ đến trước đây không lâu ta nói những cái kia chú ý hạng mục trương thiếu phong cùng trương đến linh nhộn nhịp gật đầu thương lượng xong mấy người bắt đầu nhích người vẻn vẹn một hồi bọn hắn liền đến một gian cổng sân phía trước, bọn hắn cũng là hảo vận, mới xuất hiện ở chỗ này, Trần Bình An liền thổi điệu đi tới chính mình trước cửa, nguyên bản kế hoạch buổi tối chơi một hồi mỹ thực, thật cốt thao một thoáng Trần Bình An của mình, đột nhiên khóe miệng giật một cái, tiền bối, mộ dung cung dẫn đầu hô, mà Trương Thiếu Phong cùng Trương Đến Linh chưa từng thấy Trần Bình An, nhưng giờ phút này vừa thấy được Trần Bình An, liền nhận định đây chính là tiên nhân, cũng đi theo cung kính kêu một tiếng tiền bối. Trần Bình An bước chân đã dừng lại, khóe miệng co quắp các ngươi tại sao lại tới mộ dung cung một mặt cười bồi đánh xong chào hỏi phía sau liền biểu lộ rõ ràng ý đồ đến tiền bối trước chuyến này tới nhưng thật ra là hai vị này muốn chiêm ngưỡng một thoáng tiền bối nguyên cớ ta liền dẫn bọn hắn tới trước đồng thời lần này tới trước chúng ta cũng muốn nghe đến đó trần bình an đột nhiên vung tay lên ngắt lời nói không cần nói ta biết ngươi muốn nói cái gì mộ dung cung rung lên đã biết a à, hiểu bí cảnh nơi đó quan trụ vẫn còn ở đó tiền bối khẳng định đã tính tốt cái này phàm giang không người có thể phá lần này nhìn thấy bọn hắn tới nhất định là thỉnh cầu hỗ trợ trần bình an thời khắc này ý nghĩ cùng mộ dung cung ý nghĩ trọn vẹn không so được nhìn xem cái này mấy cái ma quỷ hắn rất là bất đắc dĩ hắn dùng bờ mong muốn đều biết mộ dung cung bọn hắn tới làm gì mới vừa đến giờ cơm mấy người kia liền thành quần kết đội tới còn có thể tới làm gì đủ để ăn chực a à. trần bình an nhìn xem mộ dung cung bọn hắn còn mang đến hai cái khuôn mặt mới cũng không biết nói cái gì tốt bốn người lúc ăn cơm liền điên cuồng như vậy, ngươi hiện tại còn mang nhiều hai người tới trước, làm ta mở nhà hàng đó a, à. Trần Bình An rất là bất đắc dĩ, mà hắn cũng biết, cái này nếu là không cự tuyệt, sau đó mộ dung cung bọn hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm, mỗi ngày tới ăn chực cơm cũng có thể, nguyên cớ hắn lần này phải cự tuyệt, nhìn xem chân trời suy tư một chút, Trần Bình An làm theo ngôn từ, mới nói khéo từ chối, kỳ thực mấy ngày nay ta hiểu rõ tỉnh thanh tỉnh, liên quan tới các ngươi làm cơ duyên việc này, ta tạm thời không thể đáp ứng, bất quá các ngươi đã đều tới liền đi vào uống chén trà a à, thuận tiện nghe ta suy thủ khúc cũng được trần bình an vẫn như cũ cho là cơ duyên là những người tu luyện này trong mắt ăn cơm giờ phút này nói khéo từ chối phía dưới cũng không làm cho bọn hắn tới liền xám xịt rời đi liền để bọn hắn đi vào uống chén trà thuận tiện nghe thủ khúc dạng này mọi người quan hệ cũng không như thế cứng mà mộ dung cung bọn hắn vừa mới nhìn thấy trần bình an liếc nhìn bí cảnh bên kia giờ phút này nghe xong trần bình an đều biết bị cự tuyệt kỳ thực bọn hắn tới trước thời điểm liền nghĩ qua sẽ bị cự tuyệt giờ phút này cũng không thất lạc ngược lại khi nghe đến có thể uống trà phía sau mộ dung vân hải mộ dung tuyết cùng trương thanh nhàn ba người trong mắt toát ra một trận lục quang trần bình an bắt đến cái này ba cái ma quỷ điên cùng vội vã thêm cái tiền đề một người chỉ có thể uống một ly nghe vậy mộ dung vân hải ba người ngây người bất quá rất nhanh bọn hắn cũng bình thường trở lại một ly cũng tốt tốt hơn không trần bình an mang theo bọn hắn đi vào trong sân từng tiến vào sân mộ dung cung mấy người giờ phút này vui buồn thất thường trốn ở sau lưng trần bình an có chút khẩn trương ngược lại trương thiếu phong cùng trương đến linh hai người một mặt hiếu kỳ muốn nhìn một chút tiên nhân nơi ở làm sao dạng tiến vào sân mộ dung cung mấy người phát hiện không có bất kỳ áp lực phía sau thở ra một hơi mà trương thiếu phong cùng trương đến linh thì là bước chân đột nhiên dừng lại bị một màn trước mắt chơi đến tê cả da đầu đây rốt cuộc là địa phương nào a à? hai người bọn họ ánh mắt tại bốn phía dạo chơi phát hiện mỗi một góc đều có cực kỳ cường đại đồ vật tại nhìn xem bọn hắn loại cảm giác này rất là không thoải mái mà trần bình an lúc này mới nhớ đến chính mình nhặt về trường kiếm màu vàng quả quyết đi qua cầm lấy bày ra đến mộ dung cung trước mặt cung lão ngươi xem một chút vũ khí này cụ thể là cấp bậc gì nghe vậy mộ dung cung ngơ ngác một chút ánh mắt đều rơi vào thanh kia trường kiếm màu vàng bên trên tiền bối đây là khảo nghiệm ta mộ dung cung sắc mặt bắt đầu nghiêm túc gật đầu phía dưới lấy qua trường kiếm màu vàng chỉ dựa vào khí tức hắn liền nhìn ra thanh vũ khí này là linh khí cấp bậc vũ khí linh khí đã là cái này phàm gian mạnh nhất vũ khí, bất quá tại nơi này nhìn thấy, hắn tuyệt không bất ngờ, bất quá hắn thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy, tiền bối dạng này khảo nghiệm ta, thanh vũ khí này khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn tỉ mỉ xem xét, phát hiện vũ khí này bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngay cả như vậy, còn đạt tới linh khí cao giai cấp bậc, vậy không bị thương phía trước, chẳng phải là tiên khí, ở trong đó chẳng phải là có khí linh, mà nghiệm chứng có không khí linh phương pháp, hắn không biết rõ là như thế nào cấp, ước chừng giá trị bao nhiêu linh thạch, Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, nếu là đồ tốt, hắn tranh thủ thời gian bán đi, đổi bút linh thạch tới dùng, mộ dung cung lần nữa bị hỏi, chỉ có thể nở nụ cười khổ, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta xem xét không ra, hắn cũng không dám nói lung tung, nói linh khí, nếu là nói đoán đúng còn tốt, nếu là nói sai, khả năng sẽ để Trần Bình An cảm thấy, không gì hơn cái này, mà nói tiên khí, hắn hoàn toàn dựa vào đoán mò, đoán mò sai liền làm trò hề cho thiên hạ nguyên cớ hắn vẫn là trung với hiện thực không biết rõ liền không biết rõ trần bình an nghe xong hé mắt xem xét không ra vẫn là thứ này căn bản bất nhập lưu chuyển chuyển nói thứ này không đáng tiền trần bình an thở dài một tiếng nói tốt a à, mọi người đi vào uống trà a à. trần bình an im lặng không thôi vũ khí này xuất hiện phương thức như thế ngư bức không nghĩ tới như vậy rác rưởi trần bình an tùy ý đem trường kiếm màu vàng đặt ở một góc không tiếp tục để ý còn nhỏ giọng lẩm bẩm nói phổ thông đồ chơi a à, vậy sau này liền dùng tới chém củi tốt cuối cùng nhìn xem rất sắc bén mộ dung cung gặp trần bình an đem một cái khả năng là tiên khí đồ vật tùy tiện bày ra không kềm nổi miếng môi mà trương thiếu phong bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra vũ khí này đạt tới linh khí cấp bậc giờ phút này gặp trần bình an tùy ý như vậy bày ra nóng mắt cực kỳ quả nhiên là cao nhân tiền bối loại cấp bậc này vũ khí căn bản không lọc pháp nhãn a về phần trên đất tiên khí giờ phút này vừa khóc chích chích lên vừa mới nó nghe được trần bình an câu nói kia phổ thông đồ chơi dùng tới chém củi, tiến vào gian nhà, Trần Bình An để mộ dung cung bọn hắn ngồi, chính mình thì bắt đầu pha trà, lần này vẫn như cũ không quên cho bọn hắn thêm hai cái câu kỹ, do dự một chút, hắn còn tăng thêm một tay, ngâm tốt phía sau, một người cho bọn hắn rót một chén, mạn mạn uống, ta thuận tiện cho các ngươi suy thủ khúc, cái này từ khúc tuyệt đối cùng các ngươi nghe qua khác biệt, bảo quản các ngươi trước đây không có nghe qua, Trần Bình An kỳ thực rất vui lòng tại trước mặt người khác biểu diễn. Hắn trước đây tại âm nhạc phương diện được xưng là thiên tài thiếu niên, tham gia qua rất nhiều thi đấu, hắn cực kỳ ưa thích loại kia tại trên sân khấu biểu diễn cảm giác, hiện tại cho dị giới người nghe một thoáng địa cầu từ khúc, hắn cũng muốn xem bọn hắn sẽ có cái gì biểu hiện, không có cách nào, thật sự là hắn không muốn cho những người này nấu cơm, chỉ có thể cầm chút ít giải trí hạng mục qua loa tắc trách một thoáng bọn hắn, mộ dung cung đám người mỉm cười gật đầu, bọn hắn tuy là ở phương diện này không am hiểu, nhưng cũng muốn nghe một chút thế nào, mà trong góc tiên khí khí linh, khi nghe đến lời này phía sau, bắt đầu nhảy nhóc lên lại tới nó có thể khẳng định lại nghe một bài từ khúc chính mình thương thế tuyệt đối khá hơn nửa một nửa trần bình an tùy tiện chọn một bài từ khúc thổi lên chỉ một thoáng bốn phía liền vang lên mỹ diệu vận luật mộ dung vân hải mộ dung tuyết cùng trương thanh nhàn nhìn thấy nước trà thời gian chuẩn bị cầm lên liền hướng trong miệng buồn bực bởi vì bọn hắn phát hiện trong ấm trà còn có nước trà cảm thấy chính mình còn có thể lại uống một ly nhưng mà tại cái này tiếng tiêu vừa vang lên ba người động tác mãnh liệt dừng lại trên mặt đột nhiên dâng lên chấn động tâm tình. Mộ dung cung bọn hắn lúc này biểu tình cũng đồng dạng, đồng thời lộ ra 10 điểm biểu tình chấn động, đốn ngộ dấu hiệu, không đúng, đã tại đốn ngộ bên trong, này sao lại thế này, mộ dung cung bọn hắn không thời gian đi suy tư, đều cấp tốc nhắm mắt lại, bắt đầu đốn ngộ, cơ hội này không thể lãng phí, vẻn vẹn một hồi, bọn hắn liền đốn ngộ thành công, đạo tâm trong suốt một ít, đồng thời, mộ dung tuyết cùng trương đến linh hai cái tiểu bối, càng là trực tiếp đột phá một tầng tu vi, mà trương thiếu phong, tại đây đốn ngộ phía dưới, trên mình khí thế, đột nhiên tiêu thăng, oanh, tại hắn trái tim, một cổ trào lưu nổ tung, tu vi của hắn, nhảy lên, đột phá, phân thần một tầng, hắn mãnh liệt mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, nhưng mà, mới đột phá xong, trên mặt hắn điên cuồng lại đột nhiên trì trệ, cái này, cái này lại tới đốn ngộ, trương thiếu phong mộng, chợt nhanh chóng phản ứng lại, lần nữa nhắm mắt lại, trần bình an nhàn nhã thổi xong một bài từ khúc, giờ phút này nhìn xem mấy người còn nhắm mắt lại lắng nghe, khóe miệng không kềm nổi dương lên khẳng định kỹ thuật của mình không phải sao đều ngây ngất đến nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một lát sau mấy người nhộn nhịp mở mắt ra trần bình an nhìn thấy bọn hắn thần sắc kích động một mặt tự đắc nhưng mà sau một khắc mộ dung cung đám người cũng là trăm miệng một lời một câu tiền bối chúng ta còn có thể lại nghe một lần sau nghe lấy cái này quen thuộc lời nói trên mặt trần bình an tự đắc nháy mắt cứng ngắc một cổ không thích hợp cảm giác xông lên đầu đặc biệt là nhìn xem mấy người kia nét mặt bây giờ không phải là trước đây không lâu uống trà cùng lúc ăn cơm dáng vẻ ư các ngươi là ma quỷ a các ngươi đây là tại bóp chết ta biểu diễn hứng thú a trần bình an đã tưởng tượng đến chính mình nếu là lại suy một bài sau đó không lâu mấy tên này khẳng định lại sẽ lại nói tới nhiều một bài như thế lặp lại hắn có thể khẳng định sau này mình vừa nghe đến việc này nháy mắt sẽ xuất hiện kháng cự tâm lý xin lỗi ta đã dưỡng thành quen thuộc một ngày chỉ suy một bài trần bình an vẽ mặt thành thật cự tuyệt mộ dung cung đám người nghe lấy lời này trên mặt dâng lên không bỏ thần sắc một bài từ khúc thời gian bọn hắn sơ sơ đốn ngộ nhiều lần nếu là nhiều hơn nữa nghe mấy đầu bọn hắn có thể khẳng định có thể lại đột phá mấy tầng tu vi không sai vẽn vẹn một bài từ khúc thời gian mộ dung cung đám người đều đột phá mộ dung cung đột phá đến phân thần ba tầng mặc dù chỉ là đột phá một tầng tu vi trong lòng hắn chấn động cũng đã đạt tới trình độ kinh khủng vừa mới qua đi bao lâu a à, hắn cũng liền tới hai lần nơi này mà thôi theo suốt khiếu đỉnh phong nhảy một cái đến phân thần ba tầng việc này nói ra cũng không ai tin, mà trong lòng Trương Thiếu Phong sóng lớn không thể so mộ dung cung ít, hắn lúc này nhìn xem trong mắt Trần Bình An, đều là ánh sao, sùng kính, ngưỡng mộ, toàn bộ biểu hiện tại trên mặt, phân thần tầng 2, vẻn vẹn một bài từ khúc, hắn sơ sơ đốn ngộ 6 lần, đây là cái gì nhận thức, có người từng thống kê qua, theo mới tu luyện tới đại thừa kỳ, thiên phú cường đại người, phổ biến sẽ có 11-12 lần đốn ngộ, giờ có sướng không, một bài từ khúc thời gian, hắn đốn ngộ người khác nửa đời người số lần nếu là mỗi ngày có thể tại nơi này nghe hát tử hắn có thể khẳng định không cần một năm hắn có thể lập tức thành tiên mộ dung vân hải mấy người cũng đồng dạng điên cuồng sau đó trên mặt còn lại chỉ có tràn đầy sùng kính đến cùng là như thế nào cường giả mới có thể dạng này a à. bọn hắn đã không tin trần bình an chỉ là tiên nhân nói đùa tiên nhân có thể lời như vậy cái kia tùy tiện theo tiên giới hạ phàm một vị tiên nhân phàm gian chẳng phải là không có phàm nhân rồi lúc này Trần Bình An bị mộ dung tuyết bọn hắn nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, hắn không có linh căng, trọn vẹn không cảm giác được mộ dung cung bọn hắn vừa mới trải qua cái gì, càng không biết bọn hắn đột phá, hắn cũng cực kỳ lơ mơ, muốn không hiểu bọn hắn vì sao muốn hắn lại suy một bài, giờ phút này bị phát nhiệt ánh mắt nhìn xem, Trần Bình An chỉ có thể cười khổ nói, tốt, các ngươi trở về bận rộn chính mình sự tình A, à, ta muốn nghỉ ngơi, nghe đến lời này, mộ dung cung đám người biết Trần Bình An ý tứ, đều gật đầu xuống, loại này cao nhân tiền bối cũng không thể đắc tội, phải thích đáng làm thần linh đồng dạng cúng bái, mà Mộ Dung Vân Hải ba người biết trong chén trà nước trà có thật tốt, nhanh chóng đem nước trà uống vào, lập tức bọn hắn lại một trận tâm thần thanh thản, trên mặt dân lên thoải mái biểu tình. Trần Bình An nhìn xem cái này ba cái ma quỷ biểu tình, rất là im lặng, hắn liền không rõ, Mộ Dung cung bọn hắn rõ ràng đối nước trà một chút hứng thú đều không có a, à. vì sao ba người này cứ như vậy đây? Là thật cực kỳ thích uống trà, vẫn là ưa thích câu kỹ hương vị, hoặc là thái hư thực tế muốn bổ một thoáng, Trần Bình An làm không rõ, mà mộ dung cung lúc này, cũng nhìn thấy mộ dung vân hải ba người biểu tình, tiếp đó đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng, đôi mắt sáng choan cầm lấy chén trà, uống lên, cái này không uống còn tốt, uống qua trà phía sau, con mắt hắn bảnh liệt trừng một cái, quả nhiên thật là dạng này, nhi tử mình cùng tôn nữ linh căng tăng lên, cùng trà này có quan hệ, hắn nhìn về phía Trần Bình An, lại liếc nhìn tại Trần Bình An nơi đó ấm trà, không kềm nổi nuốt một ngụm nước bọt trần bình an phát hiện mộ dung cung trở thành mộ dung vân hải một thành viên trong bọn họ còn ánh mắt nóng trực xem lấy hắn ấm trà khóe miệng giật một cái đi thôi nhanh trời tối đều trở về đi trần bình an đứng lên tranh thủ thời gian vội người mà trương thiếu phong cùng trương đến linh còn không uống trà giờ phút này bị trần bình an đuổi ra ngoài cũng uống không được ngược lại mộ dung vân hải cùng trương thanh Nhàn nhìn xem một màn này cực tốc cầm lấy hai người chén trà nhanh như chớp uống sạch trần bình an bắt đến một màn này im lặng tột cùng ngoài cửa lớn mộ dung cung đám người chắp tay cáo biệt trần bình an đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi mới nới lỏng một hơi nguyên lai tu luyện giả đều là dạng này quả thực đổi mới ta đối tu luyện giả cách nhìn trần bình an gật gù đắc ý theo sau liếc nhìn ánh sáng của chân trời trụ như vậy sáng cũng không biết buổi tối sẽ như thế nào e rằng sáng cực kỳ nhiều người ngủ không yên a à. còn tốt gian phòng của hắn so sánh gần bên trong che khuất quang mang trần bình an chuẩn bị tiến vào sân nhưng vào lúc này một đạo ông ông thanh âm đột nhiên theo quan trụ bên kia truyền đến cái này ông ông âm thanh rất là chói tai lại đột nhiên xuất hiện để trần bình an một trận ghê răng trần bình an quay người nhìn lại chuyện gì xảy ra nhìn phía xa cột sáng hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc còn tốt cái này ông ông âm thanh trôi qua rất nhanh bốn phía khôi phục yên tĩnh trần bình an nhìn xem quan trụ một hồi cũng lười đến để ý tới trở lại phòng bếp nấu ăn thời gian trôi qua một canh giờ trời dần dần đen nhưng toàn bộ thôn trấn nhưng vẫn là sáng trưng chân trời cột sáng kia Giống như to lớn quan quản đồng dạng, Trần Bình An bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, vừa vào đêm liền bắt đầu nằm trên giường đi ngủ, nằm vài phút liền có thể ngủ, nhưng tối nay, hắn liền là ngủ không được, cứ việc ngủ mất, cũng là nửa giờ tỉnh lại một lần, bởi vì mỗi hơn phân nửa giờ, một trận ông ông thanh âm liền theo quan trụ nơi đó truyền đến, mà mới vừa tốt, lúc này, lại một đạo ông ông vang lên, tăng thêm lần này, Trần Bình An đã tỉnh lại ba lần, hắn lấy hình chữ đại nằm, hai mắt thật to mở ra, nhìn xem nóc nhà nhịn không được chửi mẹ nói, đây là cái gì quỷ bí cảnh, lúc nào mới có thể dừng lại a? À? mắng xong, Trần Bình An xoay người, lại cho chính mình lỗ tai tăng thêm một đoàn bông vải, mà hắn không biết là, tại hắn vừa mới nói xong, trong phòng bếp giao phay, đột nhiên động lên, nó bay ra sân, hóa thành một quả lưu tinh, bay hướng quan trụ bên kia, lần này gà trống bọn chúng đều không có ngăn cản, bởi vì Trần Bình An mở miệng ra lệnh, mà giờ khắc này, dưới quan trụ, mộ dung cung một nhóm người kháo sơn tông, đều đang ngó chừng quan trụ cùng phía dưới quan môn. bọn hắn cũng muốn không hiểu tại sao lại xuất hiện loại này chứng minh. bọn hắn thậm chí chưa từng nghe qua bí cảnh sẽ xuất hiện loại tình huống này. này sao lại thế này? tại sao ta cảm giác không thích hợp a? À? mộ dung vân hải nhìn xem an tĩnh lại cuộc sáng, quay đầu nhìn người khác, nói ra một tiếng. mộ dung cung giờ phút này cũng cau mày, cũng muốn không hiểu phát sinh cái gì. để các đệ tử đều lui ra, ta luôn cảm giác có cổ cảm giác bất an. trong lòng mộ dung cung bắt đầu nảy sinh cảm giác xấu. mộ dung vân hải gật đầu. Hạ lệnh để các đệ tử lui ra phía sau. Không lâu, một nhóm đệ tử cách xa xa, mà tại các đệ tử rời xa phía sau, đột nhiên tại mộ dung cung cùng mộ dung vân hải bọn hắn trong tầm mắt, chân trời có một đạo cực kỳ khủng bố khí thế bay vuốt mà tới. Tất cả tu vi vượt qua kết đan kỳ người đều cảm nhận được khí cơ này, cực tốc quay đầu nhìn về phía kinh duyên trấn phía bên kia. Cũng tại cái này quay đầu thời gian, một đạo lưu quang đã tới gần bọn hắn nơi này, đập vào mắt. Dĩ nhiên là một cái dao phay mộ dung cung cùng mộ dung vân hải bọn hắn nhận thức thanh này giao phay đây chẳng phải là tiền bối vũ khí ư sao lại tới đây mới nghi hoặc một hồi bọn hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng đôi mắt mãnh liệt sáng lên không phải là tiền bối phái cái này giao phay tới phá hoại quan trụ a quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ cái này giao phay vừa tới gần nơi này trước tiên bay đến quan trụ chỗ tồn tại không trung tiếp đó trôi nổi tại nơi đó dường như đang ngó chừng quan trụ ua không thể tưởng được phàm gian dĩ nhiên xuất hiện loại này cường độ đồ vật cứ việc tại tiên giới cũng ít có A, à, bất quá, tại đao gia trước mặt, vẫn như cũ một đao, giao phay A à cười sau đó, trên mình cũng bắt đầu tản mắt ra siêu cường khí tức, theo sau, nó mãnh liệt hướng về quan trụ vạch một cái, một đạo đao mang, theo nó thể nội bay ra, tự như ti chấp tới gần quan trụ, đao mang nháy mắt xuyên qua quan trụ, nhưng tốc độ kia lại còn không giảm, thẳng tắp hướng sau lưng không trung bay đi, thẳng đến biến mất tại vô tận phía cuối chân trời, nếu là mắt thường đạt tới siêu phàm mức độ, có thể nhìn thấy, đao này ánh sáng dĩ nhiên thẳng đến chưa từng dừng lại, thẳng đến bay đến đạt đại lục cuối cùng, một ít núi cao, thậm chí tại đao này dưới ánh sáng, toàn bộ chặt đứt, thậm chí còn có mấy cái xui xẻo sơn tạch chết bởi trong đó, đao quang vừa qua, bịch một tiếng, toàn bộ quang trụ, đột nhiên tán loạn, bốn phía sáng sổ hoàn cảnh, nháy mắt biến đến u ám một ít, chỉ còn dư lại trên đất quang môn, mang đến một chút quang minh, nhìn xem quan trụ yếu ớt như vậy, ngay cả ngăn trở đỡ nó đau mang một ít tốc độ đều không được, Giao phay liếc mắt xa xa bị chính mình chặt đứt núi lớn, cười khổ nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, không nghĩ tới như vậy rác rưởi. Nói xong, bịch một tiếng, giao phay sau lưng đột nhiên nổi lên gió lớn, thân ảnh của nó, đã biến mất tại chỗ, bay hướng kinh duyên trấn, tốc độ kia, khủng bố tột cùng, mà phía dưới, nhìn xem một màn này mộ dung cung đám người, miệng kìm lòng không được khuếch đại, phản phất có thể nhét vào một cái nắm đấm, tình cảnh vừa nãy, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, giao phay trước nói lời nói, thanh âm không lớn, lại thêm nó tại không trung, tu vi nhỏ yếu người, cơ hồ nghe không được, nhưng mộ dung cung bọn hắn khác biệt, bọn hắn tu vi sau khi đột phá, loại này khoảng cách, giao phay như vậy khinh thường nói chuyện, bọn hắn đều thu hết trong tay, loại cường độ này, tiên giới hiếm có, nhưng mà nó vẫn là nói một đao là được, mà hủy diệt quan trụ phía sau, nó càng là tới một câu, rác rưỡi, mộ dung cung đám người đã đánh mất lý trí, bọn hắn đều thấy được vừa mới đạo kia công kích, nhìn lên giảng dị tự nhiên một kích, kỳ thực ở trong đó cường đại, chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới nhân tài biết, cái kia kinh người khí tức, cái kia lăng lệ có thể vật có thể ngăn đao quan, cho bọn hắn một loại cảm giác, mặc kệ phía trước có đồ vật gì, đều chỉ có một cái kết quả, một phân thành hai, mộ dung cung tu vi cao nhất, hắn là có thể nhất cảm nhận được cái kia uy lực cường đại, hắn có loại cảm giác, công kích này nếu là đánh vào trên mặt đất, sợ rằng sẽ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, hắn nhìn xem vừa mới đao quan bay đi chân trời, nghĩ đến bên kia thế nào. Chấn động một phen phía sau, mộ dung cung đám người vậy mới dời đi ánh mắt, quan trụ không có, bọn hắn nhanh chóng hướng về quan môn nhìn lại, chỉ thấy cửa vào bí cảnh đã mở ra, ung ụt, mộ dung cung đám người nuốt nước miếng một cái, vừa mới giao phay tới đây, khẳng định là nhận được Trần Bình An mệnh lệnh, mộ dung cung đầu óc chuyển đến nhanh nhất, thoáng cái nghĩ đến một cái khả năng, nhất định là quan trụ này thường xuyên chứng minh, ầm ý đến tiền bối nghỉ ngơi, hắn lần này còn thật nghĩ đến ý tưởng bên trên, quan trụ này chính xác ầm ý đến Trần Bình An nhưng Trần Bình An lại không biết chính mình giao phay đi ra phá hoại quan trụ. Giờ phút này, hắn ngủ coi như không tệ, mộ dung cung hít sâu một hơi, đối Trần Bình An lòng kính trọng, đã đạt đến đỉnh phong, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Giờ phút này nhìn chầm chầm cửa vào bí cảnh, nếu như cuộc sáng kia một mực yên tĩnh, hắn còn có thể tùy ý để các đệ tử tiến vào. Nhưng quan trụ này đột nhiên sao động nhiều lần như vậy, để hắn có loại cảm giác bất an, vân hải. Ngươi để mấy cái trưởng lão đi vào trước xem xét một chút tình huống, mộ dung cung phân phó nói mộ dung vân hải gật đầu bay đến chỗ không xa cùng mấy cái trung niên nói tới nói lui không lâu ba cái trung niên dấn thân vào tiến vào quan môn biến mất tại chỗ mà tại lúc này tiên giới một cái như là quốc gia đồng dạng cổ phong thành thành thị đèn đuốc sáng trưng quốc gia này đồng dạng giữa thành lớn có một gốc thông thiên đại thụ trên đại thụ giờ phút này chính giữa cuộn lại như hỏa diễm đồng dạng đại điểu đại thụ đối diện lại có một tòa nguy nga tề thiên chi sơn đỉnh núi lớn một đầu màu vàng quái vật khổng lồ giống như rắn bao quanh đỉnh núi, về phần đại thụ cùng đỉnh núi chính giữa, có một đầu thông hướng trong mây thềm đá, trên thềm đá, có xây một tòa huy hoàng đại điện, lúc này trong đại điện, một cái ngồi xếp bằng trung niên nhân, mãnh liệt mở mắt ra, khép mở ở giữa, thiên địa biến sắc, mà lúc này, trên mặt hắn nháy mắt lộ ra chấn kinh biểu tình, làm sao có khả năng, ta chính tay chế tạo, dùng cho tù buồn ngủ linh nhi bí cảnh, lại bị người phá hủy, một ngàn năm đi qua, trung niên trên mặt, lần đầu tiên động dung, hắn, chính là một ngàn năm trước, giành được tiên giới tiên đế vị trí bá thiên tiên đế. Một ngàn năm trước, hắn sinh ra một nữ, bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay, nàng tên là Tô Linh, khi đó chỉ có 6 tuổi, lúc ấy, hắn đang cùng cùng là tiên đế nhân tuyển ngoan nhân tiên tôn tranh đoạt đế vị, hắn cuối cùng lực áp ngoan nhân tiên tôn, đem đối phương chém ở dưới đao, thành tựu tiên đế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ghi hận trong lòng ngoan nhân tiên tôn chết không nhắm mắt, dùng cả đời tinh huyết, hóa thành tà ác âm linh, quán thâu đến Tô Linh trên mình, hắn thành vạn người kính ngưỡng tiên đế, mà hắn thích nhất nữ nhi, lại thành không có chút nào lý trí ma, dù cho tu vi thông thiên, hắn phí hết tâm huyết, cũng cứu không được đã phong ma nữ nhi, tại ngoan nhân tiên tôn tinh huyết ảnh hưởng, nữ nhi của hắn thực lực phi tốc tăng lên, nhưng chỉ sẽ khát máu nàng, gặp người liền giết, bá thiên tiên đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng cầm tù, mặc kệ chính mình ái nữ biến thành như thế nào, hắn đều không muốn đem đối phương khóa tại trong địa ngục, cuối cùng hắn trực tiếp chế tạo ra một cái bí cảnh cường đại, đem nàng khốn tại bên trong, đồng thời đem bí cảnh đánh vào hư không, để bí cảnh lưu chuyển tại ngàn vạn phàm gian, hắn nhận định, chính mình chế tạo ra bí cảnh, kiên cố mức độ, không có tiên tôn thực lực bên ngoài công kích, chắc chắn không thể phá hoại, mà bí cảnh lại chỉ sẽ xuất hiện tại phàm gian, dù cho mấy vạn năm đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện bất ngờ, nhưng mới rồi, hắn lại phát hiện, hắn chế tạo bí cảnh, đột nhiên bị người phá hoại, khiến hắn rất là chấn động, phàm gian, đến cùng phát sinh cái gì, giờ phút này, phàm gian, mộ dung cung một đám người tại chỗ đợi một hồi, mà đúng lúc này, mới vừa đi vào trưởng lão đột nhiên đi ra một người mộ dung cung đám người nhìn thấy trưởng lão này xuất hiện còn nghĩ đến hỏi bên trong hắn tình huống nhưng sau một khắc lại phát hiện trưởng lão này toàn thân đẫm máu lạch cạch trưởng lão này vừa xuất hiện liền đổ vào trên mặt đất nhìn xem một màn này mộ dung cung đám người đều ngây người đồng thời bọn hắn trong lòng bắt đầu dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác đúng lúc này cửa vào bí cảnh lại xuất hiện một bóng người chỉ là lần này đi ra không còn là bọn hắn tông trưởng lão Dĩ nhiên là một người tóc tai rối bù, toàn thân bẩn thiểu bóng người, theo vóc dáng cùng lờ mờ có thể thấy được gương mặt tới nhìn, cái này đúng là một nữ tử, trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, chỉ là ánh mắt lại là đỏ tươi, Khạch khạch một đạo cười quái dị, đột nhiên theo trong miệng nàng vang lên, Mộ Dung cung nghe được tiếng cười kia, toàn thân lỗ chân lông nháy mắt co vào, oanh, lúc này, một cổ cường đại đến phản phất có khả năng hủy thiên diệt địa khí thế, theo nữ tử này trên mình bộc phát ra, mặt đất bắt đầu chấn động, phanh 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 trong một dặm tất cả tu vi thấp hơn kim đan kỳ tu sĩ, giờ khắc này thân thể không tự chủ được bị khống chế, chốc lát quỳ rạp xuống đất, mộ dung cung đám người cảm thụ được cái này khí thế khủng bố, hù dọa đến sắc mặt tái nhật, đây tuyệt đối không phải phàm gian tu vi, tiên, tiên nhân, giết, lúc này, một đạo âm u lời nói, đột nhiên theo bóng người này trong miệng phát ra, mộ dung cung đám người, như rơi vào hầm băng, mà tại kinh duyên trấn nơi đó, mặt đất chấn động xuống, Trần Bình An lại bị âm ý đến. Hắn thân thể trên giường tràn trọc một thoáng, con mắt không có mở ra, nói nói mới đồng dạng hét lên, có phiền hay không a, à, còn có để hay không cho người ngủ, hắn không có tỉnh, nhưng mà đối cái này sao động âm thanh rất là kháng cự, mà trở về không bao lâu giao phay, nghe được Trần Bình An lời này phía sau, lại động lên, chớp mắt ra sân, bay đến cửa vào bí cảnh, giờ phút này, trên mặt đất bẩn thiểu bóng người, đang chuẩn bị đối một nhóm đệ tử tháo Sơn Tông bày ra sát lục, nhìn xem một màn này, giao phay không kềm nổi rù rì nói, a, à, nhập ma tiên nguyên cảnh. Nguyên bản muốn bày ra sát lục nữ tử, giờ phút này cũng đột nhiên phát giác được đột nhiên xuất hiện giao phay, đầu nàng tạch tạch xoay một thoáng, nhìn chầm chầm không trung giao phay, đột nhiên, nàng nhếch mép cười, khạch khạch âm thanh, tại bốn phía vang lên, theo sau, nàng mãnh liệt bạo động, hóa thành một khỏa đạn pháo, hướng giao phay bay đi, mộ dung cung đám người giờ phút này trái tim bị cổ này cường hãn tu vi khí tức chấn đến động đậy không được, nhìn xem nữ tử bay về phía giao phay, con mắt trừng lớn lên, giao phay nhìn xem nữ tử này dĩ nhiên hướng nó bay tới cười ha ha, dường như nhìn thấy gì buồn cười sự tình đồng dạng. Nó không nhúc nhích, chờ đợi nữ tử bay gần, ngay tại nữ tử nhanh đến gần nó thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang lên, đột nhiên, như là như đạn pháo bay vụt mà lên nữ tử, mãnh liệt dừng lại, tựa như bị giam cầm ở, giao phay nhìn xem gần trong gan tất, tựa như người gỗ đồng dạng, bị định trụ nữ tử, khinh thường nói, nho nhỏ tiên nguyên cảnh, tại bản đao gia trước mặt, hung cộng lông A, ngươi phải biết, tiên đế cấp rác rưỡi tới, đều đến quảng ta gọi ra đây, âm thanh ngã ngớn, giải thích cái gì gọi là ta vô địch, ngươi tùy ý, tối nay còn có nha, ở phía dưới, mộ dung cung đám người nghe lấy dao phay lời này, nhìn xem một màn này, lần nữa lâm vào mộng bức bên trong, đặc biệt là mộ dung cung cùng Trương Thiếu Phong, hai người tại nhìn thấy con rồng kia phía sau, liền hoài nghi Trần Bình An có phải hay không tiên giới người mạnh nhất, khống chế toàn bộ tiên giới tiên đế, nhưng bây giờ nghe được dao phay vừa nói như thế, bọn hắn liền mộng, tiên đế cấp bậc lạc kê tới cũng đến quảng ngươi gọi đao gia vậy ngươi chủ nhân, nghĩ tới đây, mộ dung cung phát hiện mình trọn vẹn nghĩ sai, tiền bối không phải tiên đế, thế nhưng, tại bọn hắn trong nhận thức biết, tiên đế đã là mạnh nhất đó a à? chẳng lẽ trong tiên giới, còn có so tiên đế còn mạnh hơn, mộ dung cung đám người sức tưởng tượng, lần đầu tiên bị hạn chế, kỳ thực ở phía dưới, trong khắp ngõ ngách, lúc này còn có một đạo ánh mắt đang xem lấy bầu trời, mới từ trong sân trộn đi đi ra tiên khí, giờ phút này trốn ở trong góc, vụng trộn nhìn lên trên trời giao phay. Tại trải qua mấy thủ khúc tẩy lễ phía dưới, nó đã khôi phục lại có thể phi hành trình độ. Nó đối với nơi này tình huống rất ngạc nhiên, nguyên cớ liền vụn trộn chạy ra. Giờ phút này nhìn xem trong bầu trời phát sinh sự tình, nghe lấy giao phay vừa mới cái kia một ít lời, nó nội tâm rất là phức tạp. Khi nhìn đến điên dại nữ tử nhìn lần đầu thời gian, nó liền cảm thấy đến có chút quen thuộc. Theo sau vắt hết óc suy nghĩ một chút, nó nghĩ đến, đây chẳng phải là bá thiên tiên đế độc nữ, Tô Linh ư. Tuy là một ngàn năm trước, nó chỉ gặp qua Tô Linh một mặt, thời điểm đó Tô Linh vẫn là tiểu hài 6 tuổi nhưng bởi vì nó đối cảm giác con người năng lực rất mạnh, gặp qua một người, mặc kệ đối phương dịch dung hay là cái gì, nó đều có thể nhận biết đi ra, nguyên cớ rất nhanh, nó liền nhận ra cái này điên dại thân phận của nữ tử, nhưng mà, nó lúc này không phải bởi vì cái này mà phức tạp, mà là bởi vì giao phay cường đại, thần khí quả nhiên là thần khí, đây cũng quá mạnh, nó so chung quanh đây người đều rõ ràng giao phay cường đại, đừng nói là bá thiên tiên đế gặp đều muốn gọi đao gia, e rằng mạnh hơn bá thiên tiên đế người đều đến quỳ phục đặc biệt là giao phay còn có như vậy một cái vô địch chủ nhân, Trần Bình An cường đại, nó trọn vẹn đoán không ra, đáng thương nó ngay từ đầu còn tưởng rằng là phàm nhân, bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ, toàn bộ trong phòng, như giao phay loại cấp bậc này thần khí, cái kia số lượng rất kinh khủng, mà những cái này thần khí đều gọi hắn làm chủ nhân, giao phay nhìn chăm chú trước mắt động đậy không được, trong ánh mắt vẫn là lộ ra vô tận sát ý nữ tử, không khỏi đến ua một thoáng, ngươi ngược lại để đao gia ta có hứng thú ta ngược lại muốn xem xem ngươi điên dại phía trước là như thế nào. Nói xong, giao phay hướng về nữ tử tới gần đi qua, mũi đao trực tiếp đụng tại mi tâm của nàng. Cũng vào giờ khắc này, từng đạo ký ức bị giao phay xem đến. Đột nhiên, giao phay lẩm bẩm nói, 6 tuổi, nguyên bản muốn một đao chém chết cái này nữ nhân điên. Giờ phút này xem xong đối phương ký ức phía sau, giao phay trầm mặt. Một lát sau, dường như hạ quyết tâm đồng dạng, nó bắt đầu hướng kinh duyên trấn bay đi, mà bị định trụ nữ tử điên, thì tại sao lưng nó đi theo bay động? nhìn xem một màn này, mộ dung cung đám người đều ngây người, tiền bối muốn gặp cái này nữ tử điên, mà phía dưới trường kiếm màu vàng, lúc này cũng ngơ ngác một chút, nhưng nó mới sợ rung không bao lâu, sau một khắc, nó đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt bén nhọn, rơi vào trên người của nó, ngay sau đó, một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh tại nó trong tai vang lên, rác rưỡi, ai bảo ngươi đi ra, trốn ở xó xỉnh, cho là chính mình trốn đến rất cúc tiên khí khí linh, đột nhiên lạnh rung lên, đại, đại lão, nó cung kính một câu, giao phay trầm mặt một chút, cuối cùng cũng lười đến quản nó, nếu không phải đối phương là chủ nhân mang về, nó đều muốn trực tiếp hủy, cút về, giao phay mắng, mắng xong, nó tiếp tục bay trở về, mà tiên khí khí linh quả quyết tới một câu, tốt, được rồi, đại lão, nếu là nó có biểu tình, giờ phút này khẳng định mặt mũi tràn đầy đắng chát, về phần mộ dung cung đám người, giờ phút này chỉ có thể đưa mắt nhìn giao phay rời đi, thẳng đến không nhìn thấy giao phay cùng nữ tử điên thân ảnh, bọn hắn mới nhìn hướng cửa vào bí cảnh nơi đó, một trưởng lão thi thể đập vào mắt phía trước nếu là Trần Bình An không có gọi món ăn đau tới, chỉ sợ bọn họ đều phải chết, cái này không khác nào ân cứu mạng. Mộ dung cung đám người thở ra một cái trọc khí, theo sau bắt đầu thu thập, đồng thời, cũng chưa quên nhìn về phía cửa vào bí cảnh bên trong. Ở trong đó, sẽ có hay không có bảo bối gì, Giao Phay rất nhanh trở lại trong sân. Lúc này, nhìn thấy Giao Phay mang theo nữ nhân điên trở về, cây đào cùng gà trống bọn chúng đều ngây ngốc một chút. Ngươi mang nàng trở về làm gì, gà trống đi đầu hỏi, Giao Phay không trả lời, nhìn hướng cây đào, nói, Ngươi tới xử lý a, à, ta trở về. Nói lấy, giao phay bay trở về phòng bếp. Mà cây đào có chút mộng, vì không ầm ĩ đến Trần Bình An đi ngủ, nó khống chế lại nữ tử điên, đồng thời thử đi xem xét tình huống của nàng. Làm ra xét xong hoàn thành phía sau, nó biết giao phay ý gì, tốt một cái tiên tôn, lại đối một cái sáu tuổi nữ hài ra cái này ngoan chiêu. Cây đào nhìn xem nữ tử điên, lại liếc mắt trong nóng ngoài lạnh giao phay, do dự một chút mới làm ra quyết định kỹ càng. đã gặp được, tính là ngươi hảo vận a. À. Vừa mới nói xong. Tại cây đào đỉnh, một đóa nở rộ đến xinh đẹp nhất hoa đào, đột nhiên bay lên, theo sau chậm rãi phiêu lạc đến nữ tử điên đỉnh đầu, giờ phút này, khó hiểu lời nói theo cây đào nơi đó phát ra, cũng liền một hồi, nữ nhân điên bắt đầu treo lơ lửng giữa trời lên, mà nàng cái kia nguyên bản con mắt đỏ ngầu, dơ giấy bẩn thiểu thân thể, quanh người trong mơ hồ quanh quẩn lấy hắc ám khí tức, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy, không chỉ là như vậy, tại cái kia hết thảy ô trọc đồ vật tiêu tán phía sau, nữ nhân điên thân thể, vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, một cái như búp bê, ăn mặc trắng tinh quần áo tiểu nữ hoa tử, xuất hiện trong sân, cái này tiểu nữ hoa tử mắt to như là uông thủy, ngốc manh lại phấn nộn trên gương mặt, hiện đầy nghi hoặc, cây đào cùng gà trống bọn chúng nhìn xem tiểu cô nương này, cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút, tốt, thật đáng yêu, ta thế nào có loại cảm giác, chính mình cái này quyết định làm đúng, chủ nhân khẳng định sẽ rất ưa thích nàng, cây đào nói, gà trống cũng chậm chạm gật đầu, thật vô cùng đáng yêu, nơi này là nơi nào, tiểu nữ hoa tử chu mỏ một cái, tay nhỏ gãi gãi đầu, mũm mỉm hồng hồng gương mặt phủ đầy nghi hoặc, giòn giòn giả giả nói, cây đào mẫu tính tràn lan lên, nếu là nó có mặt, giờ phút này e rằng một mặt gì cười, bất quá nó vẫn là nhịn xuống, chưa quên chính sự, bắt đầu tiếp tục bước kế tiếp, nó phải dùng thần lực, hướng tiểu nữ hài trong tiềm thức quán thâu đồ vật, sau đó, ngươi gọi chủ nhân làm, ca ca, tại cây đào quán thâu đồ vật tiến vào tiểu nữ hài trong đầu thời gian, tiên khí cũng trở về đến sân nhưng nó lại không dẫn tới cái khác thần khí chú ý bởi vì giờ khắc này trong sân tất cả mọi thứ lực chú ý đều tập trung ở tiểu nữ hài trên mình tiên khí vừa tiến đến nhìn thấy trước mắt quen thuộc tiểu nữ hài phía sau lần nữa ngẩn người tiếp đó cười khổ lẩm bẩm nói ta có dự cảm bá thiên tiên đế lúc này tuyệt đối không ngồi yên được nữa mà như tiên khí sở liệu giờ phút này trong tiên giới một tòa trong đại điện một cái trung niên như choáng ván đồng dạng hắn tại biết chính mình chế tạo bí cảnh bị phá hư phía sau liền ngay cả đêm phái người tiến về ngàn vạn cái phàm gian điều tra nhưng mới đi qua không bao lâu, hắn lại phát hiện, nữ nhi của mình mệnh bài, lại có biến hóa, mệnh bài, là một loại thần kỳ bảo bối, có thể phản ứng khế ước người sinh mệnh tình huống, người chết, mệnh bài nát, một ngàn năm tới, nữ nhi của hắn mệnh bài đều bị một đoàn hắc khí cho bao quanh, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng xua tán không được, nhưng mới rồi, nữ nhi của hắn mệnh bài không có vỡ không nói, phía trên hắc khí, dĩ nhiên biến mất, đây cũng chính là nói, nữ nhi của hắn, khôi phục thần trí. Bá thiên tiên đế ngơ ngác nhìn trong tay mệnh bài, kích động trong lòng, làm cho tay hắn run rẩy lên. Ai, đến cùng là cái nào cường giả giúp ta Linh Nhi theo trong bể khổ tránh thoát. Linh Nhi, phụ thân liền phái người đi tìm ngươi, chờ ta. Bá thiên tiên đế vội vàng lấy ra một khối bảo bối, truyền lệnh xuống, mệnh thiên đình tất cả cường giả, trong đêm nhập điện. Hắn giờ phút này, đã không giống tiên đế gián dấp, xúc động đến sắp rơi lệ. Hắn có thể khẳng định, nữ nhi của mình khẳng định tại một cái phàm gian. Không lâu, đại điện nơi này, cái này đến cái khác tồn tại cường đại lặng yên hiện thân bá thiên tiên đế ánh mắt kiên định đem tin tức trọng yếu từng cái nói cho những cái này tâm phúc phàm giang cường đại bí cảnh đánh vỡ quan trụ cuối cùng hắn còn cho tất cả mọi người một trương nữ nhi của hắn chân dung từ giờ trở đi ai giúp ta tìm về nữ nhi của ta người ta thưởng hắn vĩnh thế quyền quý cùng ta cộng hưởng viếng thiên địa này một nhóm xuất hiện người nghe được tất cả lời nói phía sau mãnh liệt mắt bốc lục quang cáo từ phía dưới toàn bộ cực tốc lách mình rời đi như điên trở về phái người đi hướng mỗi cái phàm giang kinh duyên trấn phụ cận rừng hoang mộ dung cung đám người đã tiến vào bên trong bí cảnh nhưng bên trong trống rỗng cái gì cũng không có bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể đi ra mới đi ra không lâu để bọn hắn bất ngờ chính là cửa vào bí cảnh đột nhiên biến mất bí động cũng lặng yên không tiếng động chui vào không trung hết thảy trở lại yên lặng mộ dung cung bất đắc dĩ nhìn về phía mộ dung vân hải nói ngươi phân phó để các đệ tử đem vừa mới nhìn thấy sự tình toàn bộ nát chết trong lòng nếu là ai dám đem bí cảnh nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì nói ra một câu, trực tiếp trượng đánh chết, trốn đi người, cũng sẽ truy sát tới thiên nhai. Nếu là những đệ tử này đem tối nay phát sinh sự tình nói ra, e rằng không bao lâu nữa, tu luyện giới rất nhiều cường giả sẽ đến ở đây. Khi đó, khả năng sẽ ảnh hưởng đến chung quanh đây yên tĩnh. Mộ Dung Vân Hải nghe vậy, hiểu, phụ thân hắn đây là sợ người khác làm phiền tiền bối thanh tĩnh. Hắn liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian tụ tập một nhóm đệ tử, bắt đầu uy bức lợi dụ, ngày hôm sau. Thái Dương phơi bờ mông thời gian, Trần Bình An mới lười biến mở mắt, Dương Quang đều mạnh như vậy, mấy năm qua còn là lần đầu tiên trễ như vậy rời giường. Trần Bình An trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, hắn nhìn lần đầu nhìn về phía ngay phía trước treo trên tường một bức phát họa vẽ, thở dài một thoáng phía sau, chuẩn bị xuống giường, nhưng tại lúc này, cả người hắn cứng đờ, con mắt chớp chớp, tiếp đó chậm chạm xoay một thoáng cái cổ, nhìn mình bên phải, đập vào mắt, là một cái búp bê đồng dạng tiểu nữ hài, chính giữa hướng về hắn mỉm cười. Trần Bình An lần nữa trừng mắt nhìn, hoài nghi mình ngủ mộng, nếu không mình gian phòng làm sao có khả năng có người đấy, vẫn là đáng yêu như vậy tiểu nữ hoa tử, nhưng mà chớp mắt cũng vô dụng, trước mắt cái này đáng yêu đến nổ tiểu nữ hài vẫn là đứng ở nơi đó, chẳng lẽ là nằm mơ, nhưng ta không phải la lị không a, à. Trần Bình An bóp bóp mặt mình, đau, không phải nằm mơ, ca ca, đúng lúc này, mỉm cười đứng đấy tiểu nữ hài mở miệng, cái kia giòn giòn giả giả tựa như chim hoàng oanh kêu to âm thanh truyền vào trần bình an trong tai cả người hắn kém chút hòa tan nguy rồi ta đây là muốn biến thành la lị khống tiết tấu a à. tiểu muội muội ngươi là ai trần bình an một mặt mộng xem lấy tiểu cô nương này nhà mình thế nào đi vào như vậy một cái tiểu nữ hài hơn nữa hắn đối tiểu cô nương này còn một chút ấn tượng cũng không có ta gọi tô linh tiểu nữ hài miễn cười nói trần bình an không có nghe qua danh tự chẳng lẽ là trong trấn nào đó gia đình hài tử thế nhưng đáng yêu như vậy tiểu nữ hoa tử ta ở 5 năm năm không có khả năng chưa từng thấy a à. chẳng lẽ là nào đó gia đình thân thích nhà hài tử tới thăm người thân tô linh đúng không ta gọi ngươi tiểu linh nhi a à, nói cho ca ca nhà ngươi ở đâu muốn ta mang ngươi trở về sao? trần bình an cảm thấy vẫn là vội vàng đem tô linh đưa trở về tương đối tốt không phải người ta phụ huynh lo lắng tô linh nói nhà ta ngay tại nơi này a à. nơi này ý là tiểu trấn này tiểu linh nhi đợi lát nữa a à, chờ ca ca tắm rửa một thoáng trần bình an nhanh chóng rời giường tùy ý rửa mặt cuối cùng còn tại hệ thống đưa trong kính rắm thúi chảy một thoáng đầu, mới trở lại bên cạnh Tô Linh, đi, ca ca mang ngươi tìm phụ mẫu, Trần Bình An đi đến bên cạnh Tô Linh, nhìn xem cái này tiểu khả ái phấn hồng mặt nhỏ, nhìn không được nhéo nhẹ một cái, mới duỗi ra chính mình ngón tay út, để nàng nắm lấy, nếu là người nơi này, vậy dễ làm, mang theo Tô Linh đi một chuyến, gặp người hỏi một thoáng là được, luôn có nhận thức, mà Tô Linh cũng cười nắm lấy Trần Bình An ngón tay, nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ, so dương quan còn ấm áp trần bình an sờ lên tô linh đầu thật đáng yêu hừ hừ lão thiên gia để tiểu linh nhi đi tới ta chỗ này khẳng định muốn lừa ta sinh nữ nhi hắn cực kỳ thèm muốn tô linh ba mẹ dĩ nhiên sinh ra đáng yêu như vậy nữ nhi vì không cho tô linh phụ mẫu lo lắng trần bình an cũng không ăn bữa ăn sáng bắt đầu hướng từng nhà đi đến nhưng mà làm hắn đi khắp toàn bộ tiểu trấn phía sau liền mộng dĩ nhiên không ai thấy qua tô linh hơn nữa còn có người cười lấy hỏi hắn tô linh có phải là hắn hay không nữ nhi còn nói hắn cùng Tô Linh quả thực một cái mô bản đi ra, có chút tuổi trẻ muội tử nhìn thấy Tô Linh, càng là hóa thân thành hoa si, thừa dịp Trần Bình An không chú ý, lại trộn thân Tô Linh gương mặt, không phải sao, trên mặt Tô Linh còn có nhàn nhạt son phấn đỏ, hắc hắc, kỳ thực Trần Bình An cũng muốn hôn một cái, tiểu Linh Nhi, ngươi không phải nói nhà ngươi tại nơi này sao, Trần Bình An cao mày nói, toàn bộ tiểu trấn người đều nói chưa từng thấy Tô Linh, cái kia Tô Linh khẳng định không phải kinh duyên trấn người, cũng không phải nơi này nào đó gia đình thân thích, Tô Linh nói, nhà ta tại bên kia a à. trần bình an đôi mắt sáng lên cười nói nguyên lai like ngươi biết đường a cái kia dẫn đường a tô linh rực rỡ gật đầu buông lỏng ra nắm lấy trần bình an tay nhỏ ý ỏ ý e tí ỏ ý e hướng một cái phương hướng lanh lợi đi đến a nha mẹ a à, có dạng này nữ nhi còn không được mỗi ngày cười tỉnh a à. trần bình an một mặt gì cười nhìn xem đáng yêu tô linh yên lặng đi theo nhưng mà sau đó không lâu hắn liền không cười được ca ca chúng ta về đến nhà lạp tô linh nghiêng đầu cười một tiếng nhìn xem Trần Bình An, chỉ vào một gian sân, nhìn về phía trước, Trần Bình An khóe miệng co quắp lên, ai da má ơi, một mặt gì cười viết xong, ta cũng muốn cái đáng yêu nữ nhi, nhưng mà không đối tượng, hôm nay bốn canh sớm kết thúc, liền không chờ buổi tối, ha ha, các vị nhìn ta như vậy cần mẫn, khen ngợi cho tới A, à, thúc canh đốt lên tới A, à, hoặc là, hắc hắc, khen thưởng, hắc hắc, đây không phải nhà ta sao, tiểu linh nhi, ngươi sẽ không thật là lão thiên gia cho ta nữ nhi A, à? khoan hãy nói, không biết rõ thế nào, có lẽ bị chúng dân trong trấn nói nhiều rồi hắn còn thật cảm thấy tiểu linh nhi cùng hắn khá giống trần bình an đi ra phía trước hỏi tiểu linh nhi ngươi còn nhớ đến chính mình phụ thân bộ dáng sao tô linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút theo sau lắc đầu mẫu thân đây tô linh tiếp tục lắc đầu trần bình an theo sau còn hỏi tô linh một vài vấn đề mà tô linh trả lời cơ hồ một mực lắc đầu nàng chỉ duy nhất nhớ đến nơi đó chính là nàng nhà mà trần bình an thì là nàng thân ca ca trần bình an có chút hết ý kiến trần bình an cảm thấy tô linh phải cùng người nhà cùng nhau đi ngang qua khinh duyên trấn chính giữa phát sinh cái gì chính nàng bị mất đồng thời hẳn là cũng vẫy một hồi đầu vẫn là ngốc ký ức có chút rối loạn trần bình an mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mang theo tô linh trở về trong sân loại tình huống này tô linh phụ mẫu hẳn là sẽ tìm đến mà hắn đã đi khắp toàn bộ tiểu trấn chúng dân trong trấn đều biết tô linh tại hắn nơi này chỉ cần tô linh phụ mẫu hỏi một chút chắc chắn tìm đến thời gian rất nhanh tới giữa trưa cùng Tô Linh chơi đến quên cả trời đất Trần Bình An, cũng không quên đi nấu cơm, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên âm thanh, tiền bối có đây không, chính là mộ dung cung âm thanh, nghe được thanh âm này, trong lòng Trần Bình An đã bị im lặng lấp đầy, đây tuyệt đối là bấm đúng giờ ở giữa tới, hắn không cần nghĩ, lần này mộ dung cung khẳng định cũng dẫn một đám người tới trước, vào đi, Trần Bình An cũng không tiện để người ta đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn đi vào, xong lần này hắn đoán sai, mộ dung cung dĩ nhiên một mình tới trước. Mộ Dung cung cẩn thận từng ly từng tí đi vào, phát hiện không có bất kỳ áp lực phía sau, liền hướng về Trần Bình An chắp tay, nói: "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, hắn hôm nay tới trước, chỉ vì cảm ơn, tối hôm qua nếu không phải giao phay chạy tới, bọn hắn e rằng đã chết." Trần Bình An còn tưởng rằng Mộ Dung cung tới ăn chực, giờ phút này nghe lấy lời này, có chút mộng, ân cứu mạng, thần mã đồ chơi, không đúng, còn giống như là tới ăn chực, ý tứ này là không ăn cơm liền phải chết, giờ phút này sớm cảm tạ ân cứu mạng ý tứ chính là biểu lộ rõ ràng chính mình muốn ăn cơm. Trần Bình An một mặt phức tạp nhìn xem mộ dung cung, nhịn không được liếc mắt, ngươi ăn trực liền ăn trực A, còn làm những cái này hoa hòe hoa sói, nếu không phải ta hiểu ngươi, xem ai có thể minh bạch ý lời này của ngươi. tốt A, đi vào ngồi một hồi, còn tốt lần này liền ngươi một người tới, ta mua đồ ăn cũng đủ ăn, bất quá ta có thể nói rõ, lần này có tiểu hài tử tại, ngươi tướng ăn tốt một chút, đừng làm hư tiểu hài, nói lấy, Trần Bình An hướng trong phòng bước đi mà đang nghe Trần Bình An lời này thời điểm, mộ dung cung cũng mộng, chính mình hướng tiền bối cảm ơn, tiền bối đây là ý gì, hắn không hiểu, nhưng mà hắn lại nở nụ cười, tiền bối ý tứ này là muốn lưu hắn cùng nhau ăn cơm, mà nghe lấy Trần Bình An nói đến tiểu hài, hắn lúc này mới hướng trong phòng nhìn lại, hắn phát hiện, nơi đó dĩ nhiên đứng đấy một cái cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hoa tử, Trần Bình An gặp Tô Linh cũng nhìn xem mộ dung cung, liền cưng chiều nói, tiểu Linh Nhi, gọi mộ dung gia gia, Tô Linh nghe xong, hướng về mộ dung cung ngọt ngào kêu lên mộ dung da da tốt mộ dung cung tới qua trần bình an nơi này mấy lần nhưng chưa bao giờ thấy qua tô linh giờ phút này nhìn thấy tô linh đầu tiên là bị tô linh đáng yêu kinh diễm đến theo sau đột nhiên hắn tại tô linh trên mình cảm nhận được một cổ cường đại khí thế lần này trên mặt hắn dâng lên vẻ kinh ngạc cái này hắn trừng to mắt nhìn xem tô linh đây rốt cuộc là cảnh giới gì trong mắt hắn thời khắc này tô linh như là một đầu voi mà hắn chỉ là một cái không chút nào thu hút sâu kiến cả hai khoảng cách như là khoảng cách tối hôm qua hắn khoảng cách gần cảm nhận được cái kia nữ tử điên tu vi khí tức để hắn khủng bố tột cùng nhưng là bây giờ cái này nhỏ nhắn đáng yêu tô linh mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên so với cái kia nữ nhân điên còn mạnh hơn kỳ thực tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì hoa đào tác dụng dung hợp hoa đào phía sau tô linh cảnh giới đã theo tiên nguyên cảnh đột phá đến tiên tôn cảnh tiên nhân có tứ cảnh tiên anh cảnh tiên linh cảnh tiên nguyên cảnh tiên tôn cảnh mà bởi vì tô linh tướng mạo đại biến mộ dung cung cũng không nhận ra tô linh liền là tối hôm qua nữ nhân điên mộ dung cung nhịn không được nhìn về phía trần bình an nói tiền bối đây là ngài nữ nhi hắn cảm thấy tô linh cùng trần bình an có chút giống hơn nữa quan trọng nhất chính là tô linh đây cũng quá mạnh tuy là nhìn lên cực nhỏ nhưng có loại thực lực này hắn có thể khẳng định tô linh định cùng trần bình an có quan hệ dù cho trần bình an cứng rắn nói tô linh cùng hắn không có quan hệ hắn cũng không tin lần này Trần Bình An còn chưa lên tiếng, Tô Linh liền vượt lên trước cải chính, mộ dung gia gia, đây là ca ca ta, mộ dung cung nghe lấy lời này, một mặt giật mình, nguyên lai là huynh muội, chẳng trách mạnh như vậy, nhưng vừa nghĩ đến điểm này, hắn lại mộng, ca ca, tiền bối kia cụ thể bao nhiêu tuổi, hoặc là nói, tiền bối phụ mẫu còn khỏe mạnh, cái kia hai vị chẳng phải là càng mạnh, càng nghĩ, mộ dung cung càng mơ hồ, đầu đều nhanh nổ, Trần Bình An cũng lười đến uống nắng, nếu là hắn có đáng yêu như vậy muội muội, tuyệt đối có thể cười tỉnh. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng gia gia chơi, ta nấu ăn đi. Trần Bình An rên lên điệu đi vào phòng bếp, cảm giác Tiểu Linh Nhi tới phía sau, tâm tình của hắn tốt mấy trăm lần, mà sau đó không lâu, Trần Bình An nâng lên ba mâm đồ ăn đi ra. Kỳ thực tại Trần Bình An xào rau trong thời gian này, Mộ Dung Cung lại ngửi thấy từng đợt mùi thơm, nhưng lần này hắn không dám khoa trương hút mùi thơm, bởi vì Tô Linh liền ở tại bên cạnh hắn, hắn chỉ có thể vụng trộn đi hút, mà giờ khắc này, nhìn thấy như vậy phong phú một hồi, hắn bắt đầu ma quyền sát trưởng lên, nắm cơm đi ra Trần Bình An nhìn thấy hắn dạng kia, ho khang một tiếng, mộ dung cung nghe hiểu Trần Bình An tín hiệu, thu lại hèn mọn biểu tình, lần này không có người cùng hắn cướp, đến thận trọng điểm, hắn thấy, Trần Bình An khẳng định tướng ăn không khó coi, mà cái này đáng yêu tiểu nữ qua lại là Trần Bình An muội muội hẳn là cũng không kém loại cơ duyên này, nhưng mà, mới bắt đầu ăn thời điểm, Tô Linh cũng là đột nhiên gọi bọn hắn lại hai người, để bọn hắn trước chớ ăn. Tô Linh giàn dụ mắt to hít mắt, cực kỳ nghiêm chỉnh lại nhìn lên đặc biệt dáng vẻ khả ái, cầm lấy đũa cùng chén, ăn thử một thoáng mỗi cái thức ăn. Sau khi ăn xong, nàng nói, ca ca, mộ dung gia gia, các ngươi chớ ăn. Nói lấy, nàng ký ỏ ý e liền nhảy xuống ghế dựa, cầm lấy thức ăn trên bàn, đi vào phòng bếp. Trần Bình An cùng mộ dung cung đầu óc mơ hồ, đây là muốn làm gì? Tại Trần Bình An hai người nhìn chầm chầm phía dưới, Tô Linh cầm lấy cái kia vải trắng tạp về đắp lên người, tiếp đó ma lưu cho bếp lò chỉ lửa cuối cùng còn chạy chậm cầm lấy một trương cái ghế nhỏ đến trước bếp lò, đứng lên trên, nàng, lại muốn xào rau, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, còn rất có mô hình có dạng, Tô Linh chờ nồi nóng lên phía sau, bắt đầu đem một khay đồ ăn đổ vào, theo sau nhìn cách đó không xa đồ gia vị, bắt đầu hiện trường phối liệu, vừa mới nàng vẻn vẹn nếm một lần, liền biết có chút món ăn hương vị không đủ, hoặc là nhiều, giờ phút này nàng cần phải làm là để hương vị đạt tới tốt nhất, ngắn ngủi một hồi, Tô Linh liền lần nữa đem ba mâm đồ ăn chuẩn bị cho tốt, nhếch mép cười một tiếng, nhìn xem Trần Bình An hai người, được rồi, mà lúc này, nếu là nghiêm túc đi nhìn, cái kia nấu món ăn nồi sắt, lại nhẹ nhàng chấn động một cái, Trần Bình An đem ba mâm đồ ăn lấy ra bàn, nhìn xem Tô Linh lần nữa ý ỏ ý e, một thoáng ngồi về ghế dựa, hắn vẫn còn có chút không phản ứng kịp, quá thần kỳ, Tô Linh thoạt nhìn cũng chỉ chỉ có 6 tuổi xuất đầu, thế nào vừa mới như thế ra dáng A, cái kia xào rau động tác, thả đồ gia vị thời gian nắm, quả thực không muốn rất giống địa cầu những cái kia cao cấp đầu bếp ca ca, mộ dung gia gia, các ngươi nếm một chút đi. Tô Linh khuỷu tay đỡ tại trên bàn, một đôi bàn tay nhỏ chống đỡ chính mình phấn nộn gương mặt, không đủ chân ghế dáng giúp chân nhỏ còn tại không trung đông đưa, dường như rất vui vẻ lại mong đợi bộ dáng. Trần Bình An gật đầu, cấp thức ăn tới ăn, ân, ừ, mới thử một cái, hắn liền đôi mắt trừng một cái, theo sau hắn nhanh chóng di chuyển mục tiêu đến tiếp một mâm đồ ăn bên trên. Cái này không thử còn tốt, ba mâm đồ ăn đều thử qua phía sau, Trần Bình An chấn kinh có thể lấy lại thêm. Tiểu Linh Nhi, ngươi cùng với ai học trù nghệ, quá khó mà tin nổi, cái này đơn giản lật xào một lần, tăng thêm một điểm đồ gia vị, làm sao lại làm ra cấp ngũ tinh nhà hàng hương vị đây? Trần Bình An đã quên chính mình bao lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Mộ Dung cung cũng đi theo Trần Bình An ăn thử một thoáng, sau khi ăn xong, hắn trực tiếp mộng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Tô Linh, trong lúc nhất thời, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí đột nhiên sinh ra muốn mất chính mình cái kia tôn nữ ý niệm, người này so người đến ném a, người ta tuổi còn nhỏ có thực lực như thế, còn như vậy đáng yêu, càng là có loại này khoáng cổ thức kim trù nghệ, cháu gái của hắn thế nào liền mọi thứ không sánh bằng đây. Tô Linh hì hì cười nói, ta cũng không biết, bất quá ta phát hiện mình dường như sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Trần Bình An nghe xong, không khỏi đến cảm thái không thôi, muội muội này, ta muốn, một hồi cơm trưa, ba người ăn vô cùng vui vẻ, mà lúc này, trong phòng bếp, hắc qua, ngươi khóc cái gì, giao phay im lặng xem lấy nồi sắt, truyền âm qua. Hắc qua còn tại nhẹ nhàng chấn động, nói, đừng nói chuyện với ta, ta rốt cuộc tìm được tri kỷ, cây đào, nếu không ngươi lại cho tiểu linh nhi ký ức phong ấn gia cố mấy tầng, nó sợ tô linh tìm về ký ức, sẽ đi tìm phụ thân của mình, nó lần đầu tiên cảm thấy chính mình phát huy tác dụng, cũng chỉ có tại loại này trù nghệ người trước mặt, nó mới phát giác đến chính mình có giá trị, trọng yếu nhất là, cái này tiểu nữ hoa nhi manh đến nó, thật muốn biến thành hình người, ôm ôm hôn hôn nâng thật cao, mà cùng một thời gian, đỉnh núi kháo sơn tông, mới thông qua truyền âm ngọc giảng biết chính mình bạn thân tốt nhanh đến tới, đã thật sớm chờ đợi tại đỉnh núi mộ dung tuyết, đột nhiên hắt xì hơi một cái, ai đang mắng ta, mộ dung tuyết trọn vẹn không biết, gia gia mình lúc này đang nghĩ tới đem nàng ném đi, mà nàng mới liếu ríu xong, nơi chân trời xa, đột nhiên bay tới một chiếc thuyền, đó chính là Phi Chu, Phi Chu tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mười hơi, liền dựa vào gần tháo sơn tông đỉnh núi phía trước, Phi Chu cực kỳ to lớn, có hai gian phòng phòng lớn nhỏ, màu vàng sậm bề ngoài, lộ ra xa hoa khí chất trên mặt mộ dung tuyết lộ ra nụ cười nàng nên tiếp người chính là nàng còn nhỏ thời điểm đi vương thành thăm người thân thời gian gặp phải hảo bằng hữu đằng sau nàng mới biết được người này dĩ nhiên là vương quốc công chúa những năm gần đây mộ dung tuyết mỗi lần tiến về vương thành thăm người thân thời gian đều tìm cơ hội cùng cái này tuổi thơ bạn thân tốt ôn chuyện năm trước cái này bạn thân tốt còn cho nàng một khối cực kỳ trân quý truyền âm ngọc giảng trong hai năm này các nàng liền là dựa vào cái này truyền âm ngọc giảng tới liên hệ phi chu tại đỉnh sơn phong dừng lại lúc này hai người nhảy xuống phi chu một cái mỹ lệ nữ tử một cái thanh niên mỹ lệ nữ tử tên là lạc lan khanh nàng ăn mặc váy dài màu tím tuyệt mỹ trên gương mặt chính giữa hiện đầy mừng rỡ nụ cười vừa rơi xuống đất nàng liền hướng mộ dung tuyết chạy tới tiểu tuyết ta tới rồi trên mặt mộ dung tuyết cũng hiện đầy nụ cười sáng lạng chạy đi lên hai người hai tay nắm lấy tại dưới đất xoay vòng vòng dáng vẻ rất vui vẻ mà lúc này thanh niên kia ho khang một tiếng dường như nhắc nhở mộ dung tuyết nơi này còn có người. Thanh niên này tướng mạo phổ thông, ăn mặc hoa lệ cẩm y, cứ việc không nóng, trong tay vẫn là cầm lấy một cái quạt xếp tại nơi đó vỗ lấy. Hắn tao bao nói, biểu nguội không thấy biểu ca ta sao. Mộ dung tuyết liếc mắt la thiếu kiệt, tức giận nói, ngươi thế nào cùng đi theo, lại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu Khanh, ta nhưng nói cho ngươi, cách gia hỏa này xa một chút. Lạc Lan Khanh kỳ thực trong lòng đối La Thiếu Kiệt dây dưa rất là khó chịu, nhưng không có cách nào, ai bảo La Thiếu Kiệt là vương quốc tam đại thiên tài một trong đây, hơn nữa còn có thể giúp nàng trục xuất rất nhiều ông bướm, vẫn là có chút tác dụng. Nàng vẻn vẹn đem La Thiếu Kiệt làm công cụ người. La Thiếu Kiệt bị biểu muội mình một hồi quở trách, lập tức muốn đánh người, ngươi có còn hay không là thân thích, có dạng này làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Công chúa, đừng nghe tiểu nha đầu phiến tử này, kỳ thực ta thật không tệ. La Thiếu Kiệt đi lên trước, trên mặt lộ ra chính mình cho là đẹp trai nhất nụ cười thô bỉ, nhìn xem Lạc Lan Khanh nói, thời gian, hắn còn mạnh mẽ trừng mộ dung tuyết một chút, trong mắt lóe lên ánh mắt uy hiếp dường như đang nói ngươi lại quở trách ta cẩn thận ta như khi còn bé đồng dạng bắt nạt ngươi nhưng mà hắn mới nghĩ như vậy xong sau một khắc răng rắc một thoáng cả người tựa như biến thành tượng bùng đồng dạng còn bị trọng chùi y một thoáng đồng dạng trực tiếp nát một chỗ ngươi ngươi la thiếu kiệt một mặt hoảng sợ nhìn xem mộ dung tuyết nói chuyện đều không lưu loát lên mà lạc lan khanh lúc này cũng tại la thiếu kiệt sắc mặt biến hóa bên trong cuối cùng ý thức được khác thường nàng bắt đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm mộ dung tuyết khẽ nhếch miệng một mặt chấn động, mộ dung tuyết khóe miệng nhếch lên, mỹ lệ giống như là một đóa hoa đồng dạng, nói, thế nào, nàng biết la thiếu kiệt hai người vì sao dạng này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trang bức hỏi ra một câu, nhìn xem lạc lan khanh hai người biểu tình khiếp sợ, nàng càng cảm tạ trần bình an, la thiếu kiệt hai người nói không ra lời, phản phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật đồng dạng, nguyên anh tầng 8, giả A, la thiếu kiệt cùng lạc lan khanh tu vi đều là kết đang cảnh, lạc lan khanh yếu nhược, kết đang tầng 2. La Thiếu Kiệt là vương thành tam đại thiên tài một trong, cũng chỉ là kết đan tầng năm, thế nhưng, nguyên bản tại vương quốc chưa có xếp hạng tên mộ dung tuyết, lại lập tức thành nguyên anh tầng 8, cái này tựa như thiên phương dạ đàm, La Thiếu Kiệt giờ phút này cảm giác chính mình hoa mắt, nhưng hơi thở này sẽ không lừa hắn, thật liền là nguyên anh tầng 8, sơ sơ cao hắn một cái đại cảnh giới, Lạc Lan Khanh sau khi hết khiếp sợ, liền bắt đầu thay mộ dung tuyết cảm thấy cao hứng, kéo lấy mộ dung tuyết tay nói, tiểu tuyết, ngươi đây là có chuyện gì, hẳn là đến cơ may lớn gì, không chỉ là đại cơ duyên, mà là cơ duyên to lớn, mộ dung tuyết khóe miệng nhõng lên thật cao nói, lạc lan khanh một trận thèm muốn, tiếp đó bác quái tâm tư giật dây nàng nói, tới, tranh thủ thời gian cho tỷ muội nói một chút chuyện gì xảy ra, mộ dung tuyết vui vẻ đến kém chút thốt ra, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng nhớ tới gia gia mình phân phó, không được đối với ngoại nhân nói đến tiền bối sự tình, để quá nhiều vô vị người biết tiền bối tồn tại, không tốt, nàng bắt đầu rối rắm, thế nhưng, chính mình bạn thân tốt, không tính ngoại nhân a. À nhìn xem lạc lan khanh một mặt cấp bách muốn biết câu trả lời bộ dáng nàng nghĩ đến liền nói với chính mình bạn thân tốt một người không phải cái đại sự gì hơn nữa chỉ cần không ầm ĩ đến tiền bối thanh tu là được rồi nghĩ đến đây nàng liếc qua biểu ca của mình biểu ca là người ngoài tiểu khanh chúng ta chuyển sang nơi khác nói mộ dung tuyết không che lấp chính mình hành vi biểu lộ muốn tránh đi la thiếu kiệt khiến đồng dạng chờ đợi câu trả lời la thiếu kiệt có loại ăn liền đồng dạng cảm giác ngươi có còn hay không là thân biểu muội la thiếu kiệt nhịn không được mắng Mộ Dung Tuyết hừ hừ nói, còn thân biểu muội, khi còn bé đi thăm người thân, lần nào ngươi không bắt nạt ta, lúc này ta mạnh hơn ngươi, không phản bắt nạt ngươi coi như tốt, ngươi lại nói, nói thêm câu nữa ta đánh ngươi một chầu, nhìn La Thiếu Kiệt muốn phản bác, nàng tuốt lên ống tay áo, La Thiếu Kiệt lập tức suy sụp, ngươi kinh người quá đáng, Mộ Dung Tuyết kéo lấy Lạc Lan Khanh đến một góc, mở miệng nói chuyện phía trước, không quên liếc mắt La Thiếu Kiệt, cuối cùng mới kề sát ở Lạc Lan Khanh bên tai, giảng thuật chính mình gặp được Trần Bình An sự tình. Lạc Lan Khanh nghe lấy nghe lấy, hai mắt dần dần biến thành đèn pin, tiên nhân tiền bối, nước trà có thể tăng lên linh căn đẳng cấp, đồ ăn có thể tăng cao tu vi, nghe hắn suy từ khúc còn có thể đốn ngộ mấy lần, tiểu tuyết, ngươi không lừa ta đi, Lạc Lan Khanh nghe đến đó, nhịn không được nói ra một tiếng, nàng cảm thấy quá mộng ảo, trên đời này lại có cao nhân như vậy, mộ dung tuyết chân thành nói, ngươi nhìn ta tu vi này, liền biết ta có hay không có lừa ngươi, Ùm ục, Lạc Lan Khanh trừng mắt nhìn, tin tưởng, mộ dung tuyết tu vi này cực kỳ hoang đường nhưng cũng gián tiếp nói rõ cái này phàm giang thật sự có cao nhân như vậy cái kia tiểu tuyết ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút tiền bối ư lạc lan khanh thực tế ngượng ngùng mở miệng nhưng nàng có thể xác định biết việc này phía sau không đi tận mắt nhìn thấy một thoáng tiền bối phong thái nàng sợ rằng sẽ ngủ không được mộ dung tuyết nghe vậy lập tức do dự lạc lan khanh gặp mộ dung tuyết rối rắm nàng cũng không có biện pháp chuẩn bị không còn khó xử mộ dung tuyết nhưng mộ dung tuyết rầu rĩ một thoáng phía sau liền nói tốt a à, Bất quá ngươi phải chú ý một ít tỉ mỉ, tiền bối là hạ phàm tu hành, đem chính mình trọn vẹn trở thành một kẻ phàm nhân, còn có, trong sân kia, mộ dung tuyết đem tự mình biết chú ý hạng mục, hết thảy nói một lần, nàng cuối cùng vẫn quyết định mang lạc lan khanh đi một chuyến, tất nhiên, đi đến thời điểm, đến ở ngoài cửa hỏi một thoáng tiền bối, có cho hay không vào, cho vào vậy các nàng liền có thể vào, không cho cũng chỉ có thể đi, hết thảy tiền bối định đoạt, lạc lan khanh nghe lấy mộ dung tuyết, mừng rỡ không thôi, giờ phút này liên tục gật đầu, đem chú ý hạng mục toàn bộ ghi ở trong lòng, mà lúc này, nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, cực tốc theo trong nạp giới lấy ra hai khối vật phẩm, đây là hai khối đá, bất quá tảng đá kia nhìn lên cùng đá phổ thông khác biệt, hình dáng hình tròn, mặt ngoài còn có một tầng nhãn bóng mạ vàng, tiểu khanh, đây là bảo bối gì, mộ dung tuyết không rõ lạc lan khanh muốn làm gì, lạc lan khanh kích động nói, vừa mới ngươi không phải nói tiền bối suy từ khúc, nghe xong có thể khiến người ta đốn ngộ ư trên người của ta vừa vặn có hai cái tàn âm thạch cùng truyền âm ngọc giảng đồng dạng trân quý tàn âm thạch mộ dung tuyết đôi mắt sáng lên nhìn trước mắt hai khối đá tròn lạc lan khanh gật đầu cười nói bên trong ghi lại một vị tiền bối tu luyện tâm đắc ta dùng rất lớn giá tiền tại phòng đấu giá chụp xuống bất quá ta hiện tại không quan tâm cái này tu luyện tâm đắc rồi chúng ta có thể để cho tiền bối suy một bài từ khúc tiếp đó chúng ta đem từ khúc ghi chép vào trong tàn âm thạch nghe đến đó mộ dung tuyết một đôi mắt toát ra vô tận quang mang cái này ngạch không đúng không dạng có thể hay không mạo phạm tiền bối tiểu khanh này lại không có chút ít không tốt mộ dung tuyết cười khổ nói lạc lan khanh nói tiền bối khẳng định biết chúng ta cái này thủ đoạn nhỏ hắn không ngăn cản liền không sao a à, chúng ta có thể thử một chút tốt a à, chúng ta thử một chút mộ dung tuyết nghe xong cũng có chút muốn thử xem nếu là thật có thể thu nhận một bài từ khúc mỗi ngày nghe mỗi lần đốn ngộ mấy lần nàng có thể khẳng định không bao lâu nữa nàng liền có thể thành tiên, Lạc Lan Khanh cũng là hết sức kích động, nàng nguyên cớ nghĩ đến điểm này, không chỉ là bởi vì trên người nàng vừa vặn có hai khối tàn âm thạch, còn bởi vì nàng nghĩ đến chính mình phụ vương, chính mình phụ vương tại phân thần đỉnh phong đợi rất lâu, lại chậm chạp không thể đột phá, nếu tới trận đốn ngộ, đột phá đến hợp thể cảnh có hy vọng, mà ở một bên, cứ việc lại thế nào vĩnh tai la thiếu kiệt, quả thực là nghe không được mộ dung tuyết nói bất luận cái gì lời nói, chỉ duy nhất hiện tại. Hắn mới nhìn ra hai người dường như muốn đi nơi đó có lẽ cùng cái kia đại cơ duyên có quan hệ biểu muội mang lên biểu ca thôi trước đây đều là ta sai rồi ta tại nơi này cho ngươi thành khẩn nói xin lỗi la thiếu kiệt chấp tay trước ngực một mặt khổ sở nói nhưng mà mộ dung tuyết suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu mà nàng biểu ca người này tính cách liền dạng kia da cực kỳ chính mình nơi nào hóng mắt trốn đi đâu mộ dung tuyết quả quyết hét lên la thiếu kiệt bước nhanh đi tới trước mặt mộ dung tuyết tay đặt ở trên vai của nàng làm ra nũng nịu bộ dáng biểu muội tha thứ biểu ca a à. ta thật sai mộ dung tuyết một trận ác hàng không quan tâm hắn kéo lên lạc lan khanh hóa thành một đạo động quang bay lên không trung la thiếu kiệt gặp biểu muội mình tuyệt tình như thế hừ một tiếng nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ uể oải ngược lại còn nở nụ cười lạnh hắc hắc biểu ca ngươi ta túc trí đa mưu chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng ta đấu hắn cười lấy tại trong nạp giới lấy ra một khối la bàn đồng dạng vật phẩm tra xét phía trên tình huống hắn vừa mới đụng chạm mộ dung tuyết bả vai thời gian vừa vặn buông xuống một cái tiểu bảo bối cái kia bảo bối cùng trên tay hắn bảo bối có thể liên thông tại một chỗ, có thể để hắn nhìn thấy mộ dung tuyết chỗ đi vị trí, là thiếu kiệt có thể khẳng định, biểu muội mình tuyệt đối là đi cái kia đại cơ duyên vị trí, hoặc là gặp người nào, chỉ cần nàng lưu lại thật lâu địa phương, nhất định chính là nơi đó, tất nhiên, hắn hiện tại không thể đi, đến chờ mình biểu muội trở về, hắn lại tìm viện cớ đi ra xem một chút, bằng không đụng vào nhau liền không tốt. Mộ dung tuyết không phát hiện trên bả vai mình dính lấy một quả hạt gạo nhỏ đồng dạng đồ vật giờ phút này mang theo lạc lan khanh động quang phi hành mà lúc này nàng mới nhớ đến chính mình quên hỏi một chuyện tiểu khanh ngươi thế nào đột nhiên tới chỗ của ta mộ dung tuyết cảm thấy rất đột nhiên nàng cũng hoài nghi tới bí cảnh một chuyện thế nhưng bí cảnh việc này bị bọn hắn tông trọn vẹn che xuống bí cảnh xuất hiện thời gian còn phong tỏa tin tức theo lý mà nói sẽ không bởi vì bí cảnh mà tới lạc lan khanh nói một ngày trước ta mới vừa ở một chỗ thành thị tham gia đấu giá hội mà cái này hai khối tàn âm thạch liền là tại cái kia đấu giá hội bên trong chụp xuống vào lúc ban đêm ngươi đoán ta thấy được cái gì đây cũng là ta tới đây nguyên nhân kỳ thực không chỉ là ta nghe nói càng ngày càng nhiều cường giả chính giữa hướng bên này tìm tòi mà tới mộ dung tuyết tò mò hỏi nhìn thấy gì lạc lan khanh chân thành nói cái kia thành thị hoàn cảnh rất tốt bị quần sơn bao vây lúc ấy ta ngay tại một tòa trên lầu cao nhìn xem trăng sáng nhưng vào lúc này một tia sáng đột nhiên tại không trung hiện lên ta kinh ngạc một chút mà xuống một khắc để ta hoảng sợ sự tình phát sinh, phụ cận từng tòa đỉnh núi, chính giữa phát ngang, hơn nữa cái kia ánh sáng tốc độ không giảm, còn tiếp tục phi hành, ta nghe nói đó là một đạo kiếm mang, hẳn là một cái cường giả tu luyện võ kỹ thời gian đánh ra, đằng sau còn nghe nói, kiếm mang kia dĩ nhiên chặt đứt vô số đỉnh núi, hơn nữa còn thế đi không giảm, ta tin tưởng, sau đó không lâu, có lẽ toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì chuyện này chấn động, ung ụt, nghe đến đó, mộ dung tuyết đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, không phải bị kiếm mang này cường đại khiếp sợ đến mà là nàng dường như biết trong miệng lạc lan khanh nói kiếm mang là từ đâu tới đó căn bản không phải kiếm mang đây là đao mang tiền bối vũ khí tiểu khanh thành thật nói cho ngươi đi ta nhìn tận mắt ngươi nói kiếm mang kia đánh như thế nào đi ra mộ dung tuyết khóe miệng giật một cái nhìn xem lạc lan khanh nói nghe vậy lạc lan khanh choáng váng tiếp đó vậy mới liên tưởng đến cái gì đồng dạng mộ dung tuyết nhìn lạc lan khanh tựa như hiểu liền nói không sai liền là như ngươi nghĩ đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy vị kia Lạc Lan Khanh miệng há lớn, cầm sắt rớt xuống đất, Lạc Lan Khanh thật lâu mới hoàn hồn, lập tức bắt đầu truy vấn mộ dung tuyết thời điểm đó tình huống, có lẽ nữ nhân trời sinh ưa thích bát quái, giờ phút này hai nữ nhân tại một chỗ, mộ dung tuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt lên, làm Lạc Lan Khanh sau khi nghe xong, tuy là chưa thấy Trần Bình An, nhưng trong lòng gieo sùng kính hạt giống, hóa ra đạo kia công kích còn không phải tiền bối kia đánh ra tới, mà là tiên khí cấp bậc vũ khí, chính mình đánh ra đi, cái kia xem như vũ khí chủ nhân, nên mạnh bao nhiêu. Càng nghĩ, Lạc Lan Khanh đối tiền bối kia cao nhân hiếu kỳ cùng chờ mong, hận không thể để mộ dung tuyết nhanh một chút nữa, động quan rất nhanh tại một chỗ sân phía trước rơi xuống, mộ dung tuyết hai người rơi xuống đất, các nàng tay cất giấu một khối tàn âm thạch, đợi lát nữa các nàng phải mời cầu Trần Bình An suy một bài từ khúc, chính là chỗ này, mộ dung tuyết nói, Lạc Lan Khanh vừa rơi xuống đất phía sau, liền xem kỹ lấy trước người đại viện, phát hiện cùng cái khác sân không có bao nhiêu khác biệt, tiền bối, có đây không, mộ dung tuyết hướng về trong sân kêu một tiếng không có Trần Bình An cho phép, nàng không dám tùy tiện tiến vào, bằng không nhất định không quả ngon để ăn, mà trong sân, chân trước đưa tiễn mộ dung cung, mới cùng Tiểu Linh Nhi cùng nhau tắm xong chén Trần Bình An, nghe được thanh âm này phía sau, trong lòng lại bị im lặng lấp đầy, các ngươi sẽ không tách đi ra ăn chực A, hiện tại một cái mới đi không bao lâu, cái kia liền tới, Trần Bình An đi ra sân, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, đập vào mắt là hai cái mỹ lệ nữ tử, tại, vào đi. Trần Bình An tại nhìn thấy Lạc Lan Khanh thời điểm, đôi mắt sáng lên một cái, dĩ nhiên là cái không thể sau mộ dung tuyết kém mỹ nữ, nhìn thấy Trần Bình An, mộ dung tuyết đôi mắt sáng lên một cái, tiếp đó kéo lấy Lạc Lan Khanh tay đi vào bên trong đi, chỉ là giờ phút này, Lạc Lan Khanh tại nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, đã ngẩn người tại chỗ, xuyên thấu qua cổng sân, nàng nhìn thấy Trần Bình An một khắc này, dù cho nàng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị Trần Bình An chấn đến trận mắt hốc mồm, một là Trần Bình An quanh người quanh quẩn lấy đạo tắc vận lý, trung động thật sâu đến nàng hai là Trần Bình An dung mạo cùng tuổi tác, tiền bối này thế nào thấy còn trẻ như vậy cùng xuất khí A, cùng nàng não bổ đi ra hoàn toàn khác nhau, nàng còn tưởng rằng tiền bối là một cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả đây, mộ dung tuyết hai người vượt qua ngưỡng cửa tiến vào sân, đồng thời, một quả hạt gạo nhỏ vật lớn, dường như bị ngăn cản đồng dạng, theo mộ dung tuyết bả vai róc ra dưới đất, lạc lan khanh đi theo tiến vào sân, nhưng lúc này, nàng lại mộng, nàng phát hiện, tại hắn tiến vào sân một khắc này, vô số đạo cực kỳ cường hãng ánh mắt rơi vào trên người của nàng khiến nàng có loại tại tắm rửa thời điểm bị nhìn hết cảm giác còn tốt rất nhanh loại cảm giác này biến mất phía trước tiền bối vừa tới gần lạc lan khanh liền hướng về trần bình an hành lễ vừa nghe đến tiền bối hai chữ trần bình an đã thành thói quen những người tu luyện này cứ như vậy hơi một tí gọi hắn tiền bối hắn cũng muốn không hiểu vì sao kỳ thực khoảng thời gian này hắn lòng mang may mắn lại hỏi một thoáng hệ thống hắn có phải hay không che giấu tu vi Hệ thống đáp án rất rõ ràng, hắn có tu vi, dựng ngược tiêu chảy, Trần Bình An làm biến đến lại nghĩ, mỉm cười gật đầu nói, cô nương tốt, dù sao tiền bối từ này cũng là kính xưng. Lạc Lan Khanh nhìn xem Trần Bình An cái kia ôm nhuận như ngọc nụ cười, đột nhiên, mặt có chút đỏ, đây quả thật là tiên nhân tiền bối sao, đây cũng quá trẻ tuổi xuất khí đi, nàng phát hiện mình tất cả người theo đuổi tính gộp lại, cũng không đủ tiền bối này một cái nụ cười mạnh, mà lúc này, tại sao lưng Trần Bình An vang lên một đạo giòn giòn giả giả âm thanh, ca ca, Hai vị này tỷ tỷ là ai vậy? Tô Linh nhìn lên cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, dường như nhìn thấy đồng loại đồng dạng, nghe được thanh âm này, mộ dung tuyết hai người rời đi ánh mắt, trong lúc các nàng nhìn thấy Tô Linh thời điểm, đôi mắt không kềm nổi trừng một cái, các nàng đều bị Tô Linh trên mình khí thế mạnh mẽ hù đến, nhưng mà cũng liền một hồi, các nàng bắt đầu không để ý đến nàng khí thế, nhìn chằm chằm nàng cái kia phấn nộn mặt nhỏ gò má, hoa tắc, đây là bảo bối gì a? À? Hai nữ nhân trực tiếp mắt bút tinh quang như là tiểu hài tử nhìn thấy chính mình yêu thích đồ chơi đồng dạng. Trần Bình An ôm nhu xem lấy tiểu Linh Nhi, nói, ngươi gọi bọn nàng tỷ tỷ là được. Nói lấy, Trần Bình An vừa nhìn về phía mộ dung tuyết hai người, nói, đây là tiểu Linh Nhi, muội muội của ta. Nói đến muội muội của ta thời gian, Trần Bình An rất là tự hào dáng vẻ, vừa mới cái kia một bữa cơm, hắn trọn vẹn bị bắt giữ, khả ái như thế đến bạo không nói, trù nghệ lại còn như vậy đến, hắn có thể khẳng định, trên đời không có người không thích dạng này muội muội. Mộ Dung Tuyết hai người biết Tô Linh danh tự thời gian, còn cảm thấy danh tự cũng cực kỳ đáng yêu, nhưng nghe đến Trần Bình An nói, đây là muội muội của hắn phía sau, hai người lại trở nên thất thần, muội muội, cái này, bất quá, cái này cũng nói còn nghe được, bởi vì các nàng phát hiện, Tô Linh cũng mạnh ngoại hạng, Tô Linh mỉm cười nhìn xem Mộ Dung Tuyết hai người, điềm nhiên hỏi, tỷ tỷ tốt, nghe lấy cái này tiếng kêu, Mộ Dung Tuyết hai người trong mắt lại bổ sung năng lượng, đầy mắt ngôi sao, còn nhỏ chạy tới, Tiểu Linh Nhi, ngươi tốt mộ dung tuyết hai người vây quanh tô linh mẫu tính quan huy tại các nàng trên mặt tràn lan tô linh dĩ nhiên cực kỳ thích các nàng hết sức phối hợp mộ dung tuyết hai người bị hỏi vấn đề thời gian trọn vẹn liền là hỏi gì đáp nấy trần bình an tại một bên nhìn xem lắc đầu cười một tiếng chỉ là để hắn không nghĩ tới là mộ dung tuyết hai người mới cùng tô linh chơi chính một ít mộ dung tuyết liền đưa ra một cái quá phận yêu cầu tiểu linh nhi ta có thể hôn ngươi một cái sao mộ dung tuyết nhìn xem tô linh cái kia phấn nộn phấn nộn mặt nhỏ gò má nhịn không được hỏi ra một câu, nàng cũng biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng nàng liền là nhịn không được a. À. Trần Bình An nghe nói như thế, cũng sửng sốt một chút, nhưng mà để hắn càng mộng chính là, Tô Linh dĩ nhiên một lời đáp ứng, còn cười lấy nghiêng đầu, đem mặt mình gò má nhích lại gần mộ dung tuyết nơi đó, nhìn xem một màn này, Trần Bình An tam quan lật đổ, mộ dung tuyết đôi mắt sáng choang, mạnh mẽ hôn một cái, mà Lạc Lan Khanh lúc này cũng đôi mắt sáng choang, đưa ra đồng dạng yêu cầu, Tô Linh hì hì cười một tiếng, ngược lại cảm thấy chơi rất vui, lại đem một bên khác mặt tiến đến lạc lan khanh trước mặt mộ dung tuyết hai người hôn qua một lần phía sau còn cảm thấy chưa đủ lại đề nghị lại hôn một chút tô linh vẫn như cũ cười lấy lại gần mặt cho các nàng thân nhìn xem hai mỹ nữ này đối tô linh một hồi thân trần bình an lâm vào mộng bức bên trong trong lòng bị thèm muốn cho chật ních hắn không phải thèm muốn tô linh có thể bị mỹ nữ tả hữu thân mặt mà là thèm muốn lạc lan khanh cùng mộ dung tuyết có thể thân tô linh vẻn vẹn một hồi tô linh liền cùng mộ dung tuyết hai người chơi quên cả trời đất trần bình an thì tại một bên nhìn xem các nàng chơi đùa cũng là không cảm thấy nhàm chán cuối cùng hai cái mỹ nữ cùng một cái ăn đáng yêu lớn lên tiểu linh nhi đều để người cảnh đẹp ý vui nhìn xem các nàng chơi sẽ còn cảm thấy nhàm chán khẳng định không phải người lại qua một hồi mộ dung tuyết hai người mới nhớ tới chính mình ý đồ đến nhận lấy tâm đùa mộ dung tuyết nhìn về phía trần bình an do dự một chút mới thử thỉnh cầu nói tiền bối kỳ thực chúng ta tới trước chủ yếu là muốn lại nghe tiền bối suy một bài từ khúc không cần quá nhiều một bài là được nói xong nàng nắm thật chặt vạt áo trần bình an nghe được thỉnh cầu biết nhìn lạc lan khanh a à, nguyên lai like các ngươi là vì cái này mà đến hẳn là mộ dung tuyết cho mụi tử này nói hắn âm nhạc tạo nghệ rất mạnh mà mụi tử này vừa vặn cũng tại trên âm nhạc có chút tạo nghệ có lẽ lãnh hội một thoáng trần bình an không sao cả chỉ cần không phải như ma quỷ đề nghị hắn suy là được cái này đơn giản ta liền cho các ngươi suy một bài ta so sánh sở trường trần bình an cười nói mộ dung tuyết gặp trần bình an như vậy dứt khoát vui mừng quá đổi, tiền bối đồng ý, mà tại trong góc tiên khí khí linh, nghe đến đó, vui vẻ đến sắp nhảy lên, lại có thể nghe được, nó rất là xúc động, bởi vì lại đến một bài từ khúc, thương thế của nó, liền có thể tốt đến tám thành, khi đó, nó không chỉ có thể động, còn có thể phát huy ra chính mình xem như tiên khí năng lực, nó cũng không nghĩ tới Trần Bình An suy từ khúc mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể để nó nhanh như vậy khôi phục, mà nếu là tỉ mỉ đi nhìn, Giờ phút này trường kiếm màu vàng bên trên những cái kia thiếu thốn lỗ hổng nhỏ cơ hồ đã biến mất, Trần Bình An mang theo hai người trở về ngồi, lấy ra trúc tiêu, bắt đầu thổi ra chính mình sở trường từ khúc, tiếng khúc vang lên, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, phản phất toàn bộ thế giới chỉ có tiếng khúc, mà mộ dung tuyết cùng Lạc Lan Khanh đã khởi động tàn âm thạch, Lạc Lan Khanh mới nghe tiếng khúc, liền mở to hai mắt nhìn, liếc nhìn mộ dung tuyết, chính mình bạn thân tốt quả nhiên không có nói sai, mới nghe một thoáng, nàng đốn ngộ, nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nghiêm túc đốn ngộ. Một bài từ khúc trôi qua rất nhanh, làm bốn phía trở về yên tĩnh thời gian, mộ dung tuyết hai người còn đang nhắm mắt, mặc dù là Tô Linh, cũng nhắm mắt lại, mà nàng cũng cái thứ nhất mở mắt, nhìn xem Trần Bình An, cười nói, ca ca, thật tốt nghe, Trần Bình An sờ lên tiểu Linh Nhi đầu, rất là tự đắc, mà lúc này, mộ dung tuyết cùng Lạc Lan Khanh hai người cũng mở mắt ra, mộ dung tuyết trong mắt tràn ngập hưng phấn, lại đột phá, Nguyên Anh tầng 9, về phần Lạc Lan Khanh, giờ phút này trên mặt không có hưng phấn, có rất nhiều chấn động cùng sùng kính, kết đang tầng 6 đột phá tầng 4 tu vi, một lần đốn ngộ, một lần đột phá, Trần Bình An thổi xong từ khúc phía sau, chủ yếu nhìn chầm chầm Lạc Lan Khanh, tại hắn có lẽ, Lạc Lan Khanh có lẽ tại âm nhạc phương diện này tạo nghệ so mộ dung tuyết bọn hắn mạnh, hắn chỉ muốn nhìn thấy Lạc Lan Khanh phản ứng, giờ phút này nhìn thấy nàng một mặt chấn động lại sùng kính dáng vẻ, cười không lộ răng, mùi tử, đừng như vậy nhìn ta, không phải ta sẽ kiêu ngạo, ha ha ha, hắn trọn vẹn không nghĩ tới, hai người trọn vẹn không tại cùng một kênh. Bốn tranh kết thúc, cảm giác cả người chóng mặt ngày mai tiếp tục ha ha mọi người nhìn ta cố gắng như vậy ta cũng không hy vọng các vị có thể thưởng cho ta nhưng cho cái khen ngợi cổ vũ một thoáng tác giả có lẽ không quá phận a à, ha ha lạc lan khanh chấn động sau đó hướng về trần bình an làm một lễ thật sâu đa tạ tiền bối cơ duyên trần bình an nguyên bản còn tưởng rằng lạc lan khanh muốn tán thưởng hắn âm nhạc tạo nghệ cường hãn giờ phút này nghe nàng tới một câu như vậy ngơ ngác một chút cơ duyên ta không cho các ngươi ăn cơm a à, a à chẳng lẽ là nghe được ta từ khúc, có cảm ngộ, học được đồ vật, Trần Bình An cười nói, cái này không cần cảm tạ, nhìn xem Trần Bình An khách khí như vậy hòa ái, mộ dung tuyết hai người cảm thấy tiền bối thật là tốt đây, mộ dung tuyết cũng nói, tiền bối, chúng ta cũng không có việc gì, liền đi về trước, Lạc Lan Khanh cũng gật đầu, nàng trước chuyến này tới mục đích đã hoàn thành, nhìn thấy tiên nhân chân chính, giờ phút này Trần Bình An hình tượng đã lạc ấn tại trong lòng nàng, tiên nhân quả nhiên cường đại, mà các nàng như vậy vội vàng muốn rời khỏi, đương nhiên là vì tàn âm thạch hai người đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút có hay không có thu nhận tốt cái kia thủ khúc hoặc là nói nghe xong bên trong tàn âm thạch từ khúc có thể hay không để cho các nàng có chỗ đốn ngộ nếu là có thể các nàng sẽ một lần hành động thành tiên một ngày mấy trăm lần đốn ngộ không còn là mộng tưởng trần bình an nhíu mày cười nói trở về cẩn thận một chút mộ dung tuyết hai người lần nữa gật đầu mà trước khi đi các nàng còn kéo lấy tô linh thật tốt chơi một hồi cuối cùng mộ dung tuyết mới nhớ đến một chuyện Đối Trần Bình An nói, "Tiền bối, bí cảnh chuyện này, một kích kia quá mạnh, khả năng sẽ dẫn tới rất nhiều đại lục cường giả." Nghe lấy lời này, Trần Bình An cực kỳ lơ mơ, "Ý gì?" Mộ Dung Tuyết sau khi nói xong, liền hướng về Tô Linh phất phất tay, động quang bay mất, nhưng mà, các nàng không biết là, tại rời đi thời điểm, hai đạo quang mang đã lặng yên theo trong sân, lóe vào các nàng trong quần áo. Trần Bình An nhìn xem hai người hóa thành động quang rời đi, cũng không nghĩ nữa Mộ Dung Tuyết cái kia để người lơ mơ giờ phút này một mặt thèm muốn, tu luyện giả quả nhiên lợi hại, bất quá thèm muốn không đến, ta hệ thống này nhiệm vụ A, còn có hơn 100 cái, cũng không biết lúc nào mới có thể phát động tiếp một cái, Trần Bình An lắc đầu một thoáng, kéo lấy tô linh tay, tiến vào trong viện, phi hành tốt một đoạn đường, mộ dung tuyết nhìn thấy một ngọn núi đỉnh núi không tệ, quả quyết rơi vào nơi đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tới, chúng ta trước nghe một chút nhìn, mộ dung tuyết lấy ra nàng thu lại tốt tàng âm thạch, bắt đầu hướng bên trong thua nhập linh tức giận không kịp chờ đợi khởi động lên, bởi vì lần nữa ghi chép vào âm thanh sẽ xóa bỏ trước đây tồn lấy âm thanh, nguyên cớ cường giả kia tu luyện tâm đắc đã hết thảy biến mất, vừa khởi động, liền vang lên một đạo từ khúc âm thanh, hai người nghe được cái này từ khúc thanh âm, nín thở ngưng thần lên, tiếng khúc mới vang lên không lâu, các nàng liền đôi mắt sáng lên, đúng ngộ trạng thái tới, hai người đại hỷ, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, một bài từ khúc đi qua, mộ dung tuyết đốn ngộ hai lần, trực tiếp đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, tiếp qua một bước, liền là xuất khiếu cảnh. Nghĩ tới đây, nàng xúc động đến toàn thân run rẩy, còn trẻ như vậy phân thần, còn không hù chết người A, về phần lạc lan khanh, tổng cộng đốn ngộ bốn lần, vẫn như cũ là một lần đốn ngộ một lần đột phá, nháy mắt trở thành kết đang cường giả tối đỉnh, sắp sửa bước vào nguyên anh hàng ngũ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xúc động tâm tình chiếm cứ các nàng trắng nõn gương mặt, các nàng chuẩn bị lại nghe một lần, một lần hành động đột phá, nhưng mà... Ngay tại mộ dung tuyết lần nữa hướng bên trong tàn âm thạch kia thu nhập linh tức giận thời gian, đột phát bất ngờ, bịch một tiếng, toàn bộ tàn âm thạch nổ tung, một đoàn khói đen, nháy mắt bao phủ lại hai người, gió núi thổi qua phía sau, hai người mới nhìn rõ ràng bốn phía, khi thấy đứng đối diện một cái toàn thân đều đen người phía sau, các nàng đều mộng, y phục của các nàng, giờ phút này hiện đầy đen xám, mặt cũng đen, các nàng ngây ngốc nhìn đối phương, lúc này vừa nhìn về phía cái kia nổ tung tàn âm thạch, cùng ụt nuốt một ngụm nước bọt, một lần, hai người nở nụ cười khổ, nhìn tới các nàng hoàn toàn là muốn nhiều, còn muốn một bước lên trời, có chút buồn cười đây có lẽ là tiền bối đối với các nàng cảnh cáo, hoặc là cũng coi là chỉ điểm A, không có đồ vật có thể làm cho người một bước thăng thiên, mà lạc lan khanh cũng không quể oải, chí ít nàng còn có một cái, bất quá nàng không có ý định hiện tại nghe, mà là lấy về cùng chính mình phụ vương một chỗ nghe, nhìn một chút có thể hay không đến giúp chính mình phụ vương đột phá, hai người thở dài một tiếng, bắt đầu dọn dẹp chính mình, nhưng mà, rửa sạch mặt thời điểm, các nàng ngạc nhiên phát hiện, trên mặt cái kia đen kịp đồ vật, dĩ nhiên rửa không sạch, hai người choáng váng tại núi trong gió lộn xộn, đỉnh núi Kháo Sơn Tông, La Thiếu Kiệt ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, cắn móng ngón tay, một mặt nhàm chán, vị trí của các nàng thế nào không thay đổi đây, La Thiếu Kiệt chờ đến rất là nhàm chán, quạt xếp cũng không vỗ, ném ở một bên, ai, cũng không biết các nàng lúc nào có thể trở về tới, La Thiếu Kiệt thở dài không thôi, nhưng hắn mới nói xong, sau một khắc, một đạo động quang theo sau lưng hắn rơi xuống, nhìn thấy động quang La Thiếu Kiệt cực tốc quay đầu nhìn lại. Khi thấy mộ dung tuyết cùng lạc lan khanh phía sau, lại nhìn lén một thoáng la bàn, không đúng, các nàng không phải không nhúc nhích ư, la thiếu kiệt nhíu mày lên, ánh mắt nhìn về phía mộ dung tuyết bả vai, khi thấy cái kia không gặp phía sau, hết ý kiến, cái này dĩ nhiên mất, hắn cực kỳ phiền muộn, thế nhưng không phiền muộn bao lâu, hắn phát hiện, hai người chẳng biết tại sao, lúc này dùng khối vải đem mặt mình trói đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt, các ngươi đây là, hắn nghi hoặc hỏi ra, nhưng còn không chờ đến các nàng đáp lại, sau một khắc, thấy rõ hai người tu vi khí tức hắn, trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng, cả người biến thành người gỗ, không, không thể nào, ta hoa mắt, tuyệt đối là hoa mắt, để chứng minh chính mình, là thiếu kiệt cực tốc dùng tay dụi dụi con mắt, nhưng mà, hết thảy trước mặt đều không thay đổi, nguyên anh đỉnh phong, kết đan đỉnh phong, ung ụt, là thiếu kiệt hung hăng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, mấy nén nhang phía trước, biểu muội nàng vẫn là nguyên anh tầng 8, tốt, lúc này biến thành nguyên anh đỉnh phong, mà lạc lan khanh, trước đây không lâu chỉ là kết đan tầng 2, lúc này dĩ nhiên thành kết đan đỉnh phong sơ sơ đột phá tầng 8 tu vi lão thiên ngươi cùng ta nói đùa sao trên đời này có như vậy đột phá sao la thiếu kiệt nhịn không được nói biểu muội tiểu khanh ta cảm thấy cái này kháo sơn tông phụ cận phong cảnh không tệ ta đi khắp nơi đi a à. hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện nói lấy hắn bay ra ngoài mộ dung tuyết hai người nhìn xem la thiếu kiệt vội vàng rời đi thân ảnh cũng không có quản hắn giờ phút này cũng cực tốc hướng một nơi chạy tới các nàng phải nghĩ biện pháp rửa sạch cái kia đen dấu vết hai người lúc này đều muốn khóc. Vì sao lại dạng này a à? La Thiếu Kiệt tốc độ cực nhanh rời đi kháo sơn tông, vội vàng lấy ra la bàn, ta đi theo các nàng trước đi vị trí tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới, ta cũng muốn đột phá, ta cũng phải trở thành vương quốc đệ nhất thiên tài, La Thiếu Kiệt trái tim điên cùng gia tốc, đi theo mộ dung tuyết các nàng vừa mới phi hành lộ tuyến bay đi, cái kia tốc độ đột phá, quá dọa người, hắn cũng phải như vậy đột phá, mà lúc này đây, bên trong khinh duyên trấn, Trần Bình An cùng Tô Linh chơi một hồi, đột nhiên muốn kiếm chút ít đồ ăn vặt ăn hắn trước tiên nghĩ đến khoai tây, tô linh trù nghệ khá hơn nữa, tuyệt đối chưa ăn qua, chỉ bất quá thế giới này không có cây khoai tây, cũng có thể dùng khoai chiên, chiên khoai cũng ăn thật ngon, mà hắn nhớ đến, thôn trấn cách đó không xa tiểu rừng rậm nơi đó, có hoang dại khoai, vừa vặn có thể mang theo tô linh dạo chơi ngoại thành một thoáng, đào điểm trở về, tối nay cũng có thể lấy ra nấu khoai canh, hạ quyết tâm, Trần Bình An cầm lấy công cụ, để tô linh mang theo dõi, cùng đi ra sân. Bọn hắn đi một nén nhang, cổng sân phía trước, đột nhiên có một bóng người từ không trung bay xuống người này chính là la thiếu kiệt la thiếu kiệt kiểm tra bốn phía cái kia bảo bối biến mất vị trí liền là nơi này hắn hiếp mắt ánh mắt tại bốn phía xuyên qua cuối cùng tại cửa đại viện phía trước tìm tới cái kia hạt gạo vật lớn hắn đi ra phía trước nhìn trước mắt sân cái này cổng sân không có đóng tuy tung bảo bối ngay tại cửa lớn này phía trước rơi xuống chẳng lẽ hai người bọn họ tiến vào qua bên trong la thiếu kiệt suy tư một chút cuối cùng cũng lười suy nghĩ thu hồi la bàn bước vào sân hắn nhìn xem viện tử này rất bình thường hẳn không phải là mộ dung tuyết các nàng tìm đến cơ duyên địa phương nhưng có lẽ có manh mối có thể đi vào tìm xem nhưng hắn mới bước vào bên trong hắn liền hối hận phanh phanh hai tiếng đầu gối một trận đau đớn truyền vào trong đầu hắn mà nhìn trước mắt một màn hắn đã mộng nguyên vẹn nhìn không được chính mình quỳ xuống thời gian đầu gối đau đớn cái này nhìn về phía trước nội tâm hắn như cự long quấy nhiễu sông sống cả cuồn cuộn đây là địa phương nào a à? trước mắt hắn một màn để hắn đối thế giới này sinh ra nhận thức mới, nơi này tuyệt đối không phải phàm gian, giờ khắc này, hắn cảm thấy trước người mình có mấy trăm con hồng hoang mãnh thú đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn, một cổ khí tức cường đại ngay tại hướng hắn áp sát, nhìn phía trước hết thảy, trong thân thể của hắn mồ hôi, điên cuồng tại hắn tuyến mồ hôi trung phân bí mà ra, hắn phản phất đưa thân vào một cái trong lò lửa, loại trừ xuất mồ hôi, hắn cảm giác tinh thần của mình còn chịu đến đánh, nhưng mà, cảm thụ được loại này khó chịu, chấn động sau đó hắn, đột nhiên bắt đầu đỏ mặt lên, mà bốn phía thần khí cùng cây đào bọn chúng, tại cảm nhận được La Thiếu Kiệt không thích hợp phía sau, trực tiếp mộng, ta lao, tại sao ta cảm giác tiểu tử này huyết dịch tại Tiêu Thăng, hắn, hắn sẽ không hưng phấn a, à, mẹ của ta đây, tiểu tử này không có loại kia đặc thù đam mê a, cái kia, chúng ta còn muốn hay không tra tấn hắn, đây không phải để hắn càng hưng phấn sao, trốn ở trong tháp ngõ ngách tiên khí, giờ phút này nghe lấy cái chổi bọn nó, rất là cổ quái, nó cũng liếc mắt La Thiếu Kiệt, cảm thấy gia hỏa này cũng thật là nhân tài dĩ nhiên để một nhóm thần khí như vậy thảo luận bất quá cái này đam mê khụ cụ là thật có chút lúng túng mà ngay tại thần khí môn nhất trí thảo luận xong hoàn thành quyết định không thể lại để cho la thiếu kịp thoải mái thả hắn lúc rời đi ngoài cửa lớn đột nhiên đi tới hai người chính là trần bình an cùng tô linh giờ phút này trần bình an cầm lấy công cụ vừa mới khoai nước văng đến tay phải của hắn ngón tay bởi vì khoai nước đính vào làn da sẽ ngứa ngáy giờ phút này hắn chính giữa một bên đi một bên dùng ngón cái cào lấy ngón giữa Tô Linh thì nở nụ cười cầm lấy giỏ nhảy nhót đi tới, hiển nhiên đối lần này đào núi thuốc hành trình rất là vừa ý, mà vừa tới gần cửa chính, Trần Bình An liền thấy quỳ la thiếu kiệt, ân, nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Trần Bình An có chút xuất thần, Trần Bình An mau tới phía trước, đồng thời liếc nhìn chính mình ngưỡng cửa, không phải cực cao a, à, này làm sao lại ném một cái đây, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao, Trần Bình An lên trước đỡ dậy la thiếu kiệt, giờ phút này la thiếu kiệt hít thở nặng nề, toàn thân là đổ mồ hôi, nhưng để người khó chịu chính là, sắc mặt hắn ửng đỏ, La Thiếu Kiệt phát hiện Trần Bình An vừa đụng hắn, cổ kia khó chịu cảm giác nháy mắt tan thành mây khói, giờ phút này cũng thuận thế đứng lên, theo sau hắn mới ngẩng đầu đi nhìn Trần Bình An, còn muốn đa tạ Trần Bình An một câu, phải xem còn tốt, khi thấy Trần Bình An phía sau, hắn lại mãnh liệt cảm thấy hai chân mềm nhũn, Trần Bình An ngơ ngác một chút, gặp La Thiếu Kiệt lại phải lạy phía dưới, liền thò tay đỡ lấy hắn, La Thiếu Kiệt giờ phút này ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, trong mắt hắn, thời khắc này Trần Bình An như là đánh đặc hiệu đồng dạng, trên mình tản ra quan mang, quanh người quanh quẩn đầy đạo tắc vận lý, tiên, tiên nhân, nội tâm hắn dời sông lấp biển, nhìn chầm chầm Trần Bình An, lại liếc nhìn viện tử này, lại nghĩ đến Trần Bình An vừa đến, tác dụng tại trên người hắn tất cả áp lực hồi mất tình huống, liền nhận định, viện tử này liền là vị này tiên nhân, bái, bái kiến tiền bối, la thiếu kiệt vội vã hướng về Trần Bình An chắp tay, đầu so tay thấp, tiếng kêu quá lớn, sợ Trần Bình An không nghe được đồng dạng. Trần Bình An nghe lấy La Thiếu Kiệt tới một câu như vậy, sắc mặt lại biến đến cổ quái bắt đầu xem kỹ lấy la thiếu kiệt tu luyện giả hơn nữa còn như mộ dung cung bọn hắn đồng dạng cung kính như vậy gọi hắn tiền bối trần bình an trầm ngâm tay phải một bên dùng ngón cái cho ngón giữa bắt ngứa hỏi nếu như ta không đoán sai người biết mộ dung cung cùng mộ dung tuyết bọn hắn a à? la thiếu kiệt nghe xong sắc mặt biến một thoáng tiền bối làm sao mà biết được chẳng lẽ bọn hắn ở tiền bối nơi này đề cập qua hắn không đúng không thể a à? la thiếu kiệt nghi hoặc thời gian đột nhiên nhìn thấy trần bình an tại bấm ngón tay đôi mắt lập tức sáng lên tiền bối thôi diễn đi ra không sai la thiếu kiệt liền vội vàng gật đầu trần bình an gặp hắn thừa nhận sắc mặt càng cổ quái tiếp tục nói vậy ngươi nhất định là thân thích của bọn hắn ta nói không sai chứ la thiếu kiệt lần nữa kinh ngạc đến như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu thật là lợi hại tại có loại này thôi diễn năng lực tiền bối trước mặt ai còn có thể có việc riêng tư a trần bình an gặp la thiếu kiệt gật đầu lần nữa xác định chính mình trước đây kết luận quả nhiên đầu óc có vấn đề là có thể di truyền, ai, bọn hắn đều không thể cứu được, không phải sao, lại xuất hiện một cái đứa nhỏ ngốc, cũng không biết cái này đứa nhỏ ngốc vừa mới làm gì, đỏ mặt, điên cùng chảy mồ hôi, còn thở hổn hển, đây cũng là vận động một phen, hoặc là, cùng mộ dung vân hải bọn hắn đồng dạng, sợ, ai, tuổi còn nhỏ cứ như vậy, nhìn tới rảnh rỗi đến cùng bọn hắn phổ cập một thoáng dưỡng sinh kiến thức A, cũng không biết tu luyện giả vì sao đều như vậy, hoặc là, tu vi là dựa vào tiêu hao thận đến đề thăng, trần bình an cảm thấy chính mình nhìn thấu tu luyện đại đạo đừng đứng đây nữa đã ngươi là mộ dung cung thân thích của bọn hắn liền đi vào ngồi một chút a à. người đều tới còn bị hắn ngưỡng cửa trượt chân mới vừa rồi còn nhìn lên đứng không vững hắn cũng không tiện trực tiếp để hắn đi không phải lại đến quẳng xuống đất thế nào cũng phải uống chén trà a à. kỳ thực nghĩ đến uống trà thời điểm trần bình an do dự một chút nhưng suy nghĩ một chút có lẽ người ta hài tử này đầu óc còn có được cứu đây hắn đánh cược một lần thanh niên này sẽ không giống mộ dung vân hải bọn hắn dạng kia nói xong trần bình an mỉm cười nhìn xem tô linh để nàng cầm khoai đi tắm một thoáng mà lúc này la thiếu kiệt cũng theo tầm mắt của trần bình an nhìn hướng tô linh vừa nhìn lên phía dưới hắn lại hai chân mềm nhũng ta lao trần bình an lại phát hiện la thiếu kiệt đứng không vững khóe miệng giật một cái tranh thủ thời gian thò tay giúp đỡ hắn một cái nhìn tới ngã đến có chút nghiêm trọng đợi lát nữa cho hắn bôi điểm thuốc a cũng vậy những người tu luyện này có yếu như vậy sao bị ngưỡng cửa trượt chân liền thôi ngã một thoáng cũng có thể dạng này cái kia tu luyện còn có cái gì dùng a à? trần bình an vô lực chửi bậy cũng không dám để cho la thiếu kiệt chính mình đi bộ nói đi ta dìu ngươi đi vào la thiếu kiệt giờ phút này một mộng một mộng cũng không biết thế nào đi theo trần bình an tiến vào trong phòng vừa mới hắn bị tô linh ký thế hồ đến cái kia đến tột cùng là tu vi gì a à? tuổi còn nhỏ liền khủng bố như thế cái này quá vượt qua lẽ thường giờ phút này sau khi ngồi xuống la thiếu kiệt lại phát hiện bốn phía dường như có rất nhiều đạo ánh mắt tại nhìn xem hắn làm cho hắn ngồi nghiêm chỉnh lên tô linh dường như không thế nào ưa thích la thiếu kiệt một tiếng đều không kêu to cầm lấy khoai liền vào phòng bếp tắm trần bình an đi pha trà đồng thời cũng chưa quên cầm một tay câu kỹ thanh niên này dường như càng sợ một điểm bổ một thoáng rót trà ngon phía sau trần bình an rót cho hắn một chén sau đó nói các ngươi chờ a à, ta liền lấy cho ngươi thuốc đợi lát nữa giúp ngươi bôi một thoáng nói lấy trần bình an liền trở về gian phòng La Thiếu Kiệt liếc nhìn chén trà, cầm lên uống một hớp nhỏ, vừa mới ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, hắn cũng có chút khác, hắn cho là đây cũng chính là phổ thông trà, có thế uống phía sau, hắn lại choáng ván, cái này, đây là bảo bối gì, ta linh căng đẳng cấp dĩ nhiên tăng lên, La Thiếu Kiệt chấn đến con người đều nhanh rơi ra tới, theo sau, hắn như làm tạc đồng dạng, liếc nhìn bốn phía, quả quyết đem trong chén trà nước trà uống xong, chuẩn bị cầm lấy ấm trà lại cho chính mình rót một ly, nhưng lại tại hắn nhanh chạm đến ấm trà thời gian, một cổ cường đại áp lực bỗng nhiên tác dụng tại trên người hắn, phanh phanh, hắn từ trên ghế té xuống, quỳ trên mặt đất, La Thiếu Kiệt lại choáng váng, cái này, mà một màn này, cũng vừa hay bị cầm lấy thuốc đi ra Trần Bình An nhìn thấy, lúc này trong tay hắn cầm lấy hai bình thuốc, một bình điệp đã tử, một bình lục vị địa hoàng hoàng, nhìn xem La Thiếu Kiệt lại quỳ dưới đất, mặt hắn da giật giật, một mặt im lặng, thiếu niên, ngươi cái này đầu gối cùng mặt nền có thù a, rõ ràng không địch lại ngươi vì sao còn muốn động một chút lại dùng đầu gối cùng mặt nền cứng rắn đây tối nay còn có khen ngợi thúc canh khen thưởng đập tới càng nhiều càng tốt những vật này là ta một ngày bốn canh động lực chỗ tồn tại cảm tạ các vị lão thiết môn Trần Bình An đi ra phía trước im lặng đem La Thiếu Kiệt đỡ dậy dặn dò ngươi cẩn thận ngồi a à, đừng đứng lên trước nghỉ ngơi một chút Trần Bình An cảm thấy tiểu tử này hai chân sẽ không có tốt lại thử đứng lên lần nữa rung chân mới quỳ trên mặt đất La Thiếu Kiệt khẽ chạm vào Trần Bình An liền cảm thấy đến tác dụng tại trên người áp lực hết thảy biến mất, lập tức nhìn xem Trần Bình An, một mặt cảm kích, đồng thời, hắn lại liếc nhìn trên bàn ấm trà, vừa mới áp lực, liền là ấm trà này truyền đến, cái này dĩ nhiên cũng là một kiện siêu cấp bảo bối, thực tế quá kinh khủng, trong nhà này, còn có bao nhiêu loại này cường đại đồ vật A, hắn tại tiến vào sân thời điểm, liền thấy cực kỳ cường đại tồn tại, lúc này lại phát hiện ấm trà này khủng bố như thế, cảm giác đã chết lặng, Trần Bình An đem điệt đã tử đặt ở trên bàn, mở ra lục vị địa hoàng hoàng, đổ mấy hạt nho nhỏ màu đen dược hoàng đi ra, đưa cho La Thiếu Kiệt, gặp hắn cốc nước trà không còn, lại rót cho hắn một ly, nói: "Trước ăn, ta lại cho ngươi bôi một thoáng điệp đã tử." La Thiếu Kiệt không hiểu rõ Trần Bình An đây là muốn làm gì, cái kia kỳ quái bình thuốc, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua, không biết là làm bằng vật liệu gì, phía trên thể chữ hắn cũng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, càng không biết Trần Bình An vì sao lôi kéo hắn đi vào liền cho hắn thuốc uống, còn nói cái gì bôi điệp đã tử điệp đã tử lại là đồ vật gì, bất quá hắn cũng không có hỏi, nghĩ đến, tiền bối cho thuốc, ăn liền xong, tiền bối muốn hại hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, phun ngụm nước bọc liền có thể chơi chết hắn, ăn, hơn nữa nước trà này cường đại như thế, tiền bối lại đột nhiên cho viên thuốc này, có lẽ là muốn cho hắn một cơ duyên to lớn, hắn không nói hai lời, cầm lấy chén trà, đem dược hoàng nhét vào trong miệng, uống xong nước trà, nuốt vào cái bụng, Trần Bình An gặp hắn uống thuốc, mở ra điệp đã tửu, đứng ở trước mặt hắn, còn để hắn đem quần tuốt lên, nhưng mà, mới ăn lục vị địa hoàng hoàng la thiếu kiệt, giờ phút này cũng là đột nhiên mộng, trọn vẹn nghe không vô trần bình an lời nói, hắn ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình khí thế, ngay tại điên cuồng tăng thêm lấy, hắn tựa như bị một khối núi đồng dạng lớn đĩa bánh đập trúng, nện đến đầu óc dừng máy rồi đồng dạng, đứng thẳng ngay tại chỗ, kết đang tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, cuối cùng, đạt tới nguyên anh tầng 5 mới dừng lại, Trần Bình An gặp La Thiếu Kiệt ánh mắt đờ đẫn, thò tay ở trước mặt hắn bố trí một thoáng lúc này la thiếu kiệt mới phản ứng lại trên mặt thoáng chốc hiện đầy sùng kính cùng kính ngưỡng la thiếu kiệt tâm tình bây giờ hết sức phức tạp đối trần bình an tâm kính để tự nhiên sinh ra cuối cùng quả quyết đứng lên hướng về trần bình an quỳ xuống đa tạ tiền bối chỉ có quỳ xuống mới có thể biểu đạt trong lòng hắn cảm ơn trần bình an còn nghĩ đến cho la thiếu kiệt đầu gối bôi điểm thuốc giờ phút này gặp la thiếu kiệt đứng lên mãnh liệt quỳ trên mặt đất ngay tại chỗ liền mộng ta lao ngươi đầu gối không muốn thế nào vẫn là động một chút lại để đầu gối cùng mặt đất cùng chết a à. Trần Bình An nhìn xem La Thiếu Kiệt cảm thấy hài tử này đầu óc vấn đề dường như sau mộ Dung Vân Hải bọn hắn còn lợi hại hơn các ngươi gian có kém như vậy ư Trần Bình An khóe miệng co quắp lấy đem La Thiếu Kiệt kéo nói ngươi tại sao lại quỳ xuống đây La Thiếu Kiệt nghe xong nghĩa chính từ nghiêm nói như vậy đại ân ta có thể nào không quỳ đại ân cho ngươi ăn lục vị địa hoàng hoàng thuốc này không có gì không đáng nhắc đến Trần Bình An tùy ý nói dù sao là hệ thống đưa, hơn nữa hắn cũng không dùng đến, La Thiếu Kiệt ùng ụt nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột phá sơ sơ một cái đại cảnh giới, vậy mà tại tiền bối trong mắt, chỉ là không đáng nhắc đến, sau đó cẩn thận một chút, đừng hơi một tí liền quỳ, cuối cùng Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, Trần Bình An một bộ đại đạo lý nói ra, La Thiếu Kiệt nghe xong, dùng chút sức đầu, nhưng mà nghĩ lại, hắn cảm thấy tiền bối trong lời nói, dường như có lời nói, dưới gối, hoàng kim, La Thiếu Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lại tới vừa mới chính mình thất thần thời điểm trần bình an dường như chỉ chỉ chân của hắn đột nhiên con mắt hắn sáng lên hắn một mực trên thân pháp cùng những thiên tài khác có chút khoảng cách đây cũng là hắn tu vi cùng vương quốc hai đại thiên tài đồng dạng nhưng không sánh bằng người ta nguyên nhân chỗ tồn tại nguyên cớ hắn một mực nghiên cứu thân pháp giờ phút này đi qua trần bình an lời này hắn đột nhiên đốn ngộ đồng dạng lĩnh ngộ ra một loại thân pháp hắn nhắm mắt lại bắt đầu đi nghiệm chứng ngắn ngủi một hồi một bộ thành thục võ kỹ tâm pháp ở trong đầu hắn thành hình theo sau hắn bắt đầu thử vận chuyển cái kia tâm pháp một phen vận chuyển hắn lại mở mắt ra thời điểm trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ kích động hắn nhìn xem hai chân của mình phát hiện hai chân chính giữa phủ đầy màu vàng linh khí hắn không cần thử nghiệm cũng có thể khẳng định chính mình tốc độ cao nhất mà động tốc độ kia tuyệt đối rất khủng bố tự tạo võ kỹ chính mình dĩ nhiên tự tạo võ kỹ là thiếu kiệt xúc động đến thân thể có chút run rẩy một cái mới đột phá đến nguyên anh cảnh người Tự chế võ kỹ, cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ chấn kinh bát phương, bởi vì tự tạo võ kỹ, chỉ có tu vi đạt tới trên độ kiếp mới được, Tiền bối, lần nữa cảm tạ ngài, La Thiếu Kiệt đứng lên, mà lần này hắn nghe Trần Bình An, không có quỳ xuống, chỉ là thật sâu không người chào, Trần Bình An lại mộng, không hiểu rõ La Thiếu Kiệt vì sao muốn cảm tạ hắn, bất quá cũng liền một hồi, hắn liền hoảng nhiên, giờ phút này, La Thiếu Kiệt đứng rất vững, không thua, nhìn tới tu luyện giả hấp thu dược lực tốc độ, rất nhanh a. À mấy hạt lục vị địa hoàng hoàng xuống dưới liền không thua khụ khụ không có việc gì một cái nhấc tay mà thôi ta cảm thấy a à, các ngươi trẻ tuổi tu luyện giả liền nên chú ý khổ nhàn kết hợp không thể căng quá gấp hoặc là tu luyện quá mức thích hợp buông lỏng nghỉ ngơi một chút dạng này liền sẽ không quá cái kia sợ chữ trần bình an không có nói ra nhưng hắn cảm thấy ý tứ đã truyền đạt cực kỳ rõ ràng đối phương hẳn là có thể hiểu la thiếu kiệt nghe xong quả nhiên gật đầu hơn nữa trên mặt hắn còn lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu tình thì ra là thế ta chính là quá để ý chính mình thực lực mỗi ngày nghĩ đến vượt qua thứ nhất cùng thứ hai thiên tài cho nên mới sẽ một mực theo phía sau bọn họ không thể tinh tiến rất tốt sau đó ta phải chú ý khổ nhàn kết hợp là thiếu kiệt nhìn xem trần bình an trong mắt kính nể đạt tới trước nay chưa có mức độ tiền bối không chỉ vẹn vẹn cho hắn cơ duyên còn chỉ điểm hắn trong vấn đề tu luyện có thể gặp được như vậy tiền bối quả nhiên là phúc khí của hắn a à nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi liền trở về a, à, nhớ đến trở về thật tốt nghiên cứu một chút chính mình hai chân vấn đề. Trần Bình An cũng lười đến cho La Thiếu Kiệt bôi điệp đã tử, để chính hắn trở về gia tăng chú ý, đừng giảm bớt bệnh căng. La Thiếu Kiệt nghe xong mờ mịt một thoáng, nhưng vào lúc này, hắn hai chân đột nhiên dâng lên một cổ lạnh lưu, cái này, võ kỹ này, có tác dụng phụ, đến nơi này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Trần Bình An lời này ý tứ, tiền bối đây là để hắn nhanh đi về, thật tốt nghiên cứu chính mình sáng tạo võ kỹ vấn đề, vậy thì tốt tiền bối cáo từ la thiếu kiệt cảm thấy tiền bối thực tế quá lợi hại liền hắn tạo ra võ kỹ gì cũng có thể coi là ra hơn nữa còn có thể một chút nhìn ra hắn sáng tạo võ kỹ có vấn đề đây rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu người mới có thể như vậy quả thực khủng bố như vậy bất quá còn tốt tiền bối không chỉ ra hắn võ kỹ vấn đề vậy đã nói rõ hắn có thể tự mình giải quyết la thiếu kiệt không người thụt lùi mấy bước cuối cùng còn thi lễ một cái mới quay người rời đi mười điểm khiêm tốn cung kính trần bình an đưa mắt nhìn đi la thiếu kiệt mới hướng phòng bếp đi đến. Giờ phút này, Tô Linh vừa vặn rửa sạch khoai từ, bọn hắn có thể chiên khoai từ tới ăn. Mất chút thời gian, La Thiếu Kiệt về tới Kháo Sơn Tông. Giờ phút này, hắn cũng tìm được mộ dung tuyết cùng Lạc Lan Khanh. Hai người không tiếp tục dùng mảnh vải bao lấy mặt mình. Nhưng La Thiếu Kiệt cũng phát hiện mặt của hai người dường như đen rất nhiều. Không có trước đây không lâu trắng như vậy nộn như ngọc. Tất nhiên, La Thiếu Kiệt cũng lười phải đến để ý tới biến hóa của các nàng. Giờ phút này trái tim xúc động, đã không kịp chờ đợi muốn kể ra đi ra mà nhìn thấy một mặt xúc động chạy về tới La Thiếu Kiệt, mộ dung tuyết hai người cũng phát hiện La Thiếu Kiệt khác biệt. Nguyên Anh tầng 5, mộ dung tuyết cùng Lạc Lan Khanh nhìn nhau, đồng thời có đáp án, gia hỏa này nhất định đi gặp tiền bối, dĩ nhiên sơ sơ đột phá một cái đại cảnh giới. La Thiếu Kiệt cười lấy đến gần, nhìn xem mộ dung tuyết nói, biểu muội lần này biểu ca thực tình phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không có khả năng gặp được cường đại như vậy tiền bối, còn từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên như vậy, nghe đến đó, mộ dung tuyết hết ý kiến gia hỏa này thật đi gặp tiền bối thế nhưng hắn làm sao biết tiền bối địa chỉ phải biết nàng là bởi vì lạc lan khanh là chính mình bạn thân tốt mới treo lên tiền bối có khả năng có thể sẽ tức giận nguy hiểm bị lạc lan khanh mang theo tiến đến hơn nữa nàng cũng nhìn ra tiền bối chính xác đối với nàng giận rồi không phải sao các nàng vụng trộm dùng tàn âm thạch sự tình bị tiền bối đã biết còn trừng phạt các nàng một phen còn tốt tiền bối đại nhân có đại lượng đi qua sau một thời gian ngắn các nàng cuối cùng tắm đi trên mặt đen dấu vết tuy là vẫn là để làn da đen một ít, nhưng qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ biến hồi nguyên dạng, cũng bởi vậy, mộ dung tuyết có chút đã có kinh nghiệm, ngươi đến cùng làm sao tìm được tiền bối, rõ ràng ta không nói cho ngươi tiền bối địa chỉ A, mộ dung tuyết rất là hiếu kỳ, là thiếu kiệt ho khan một tiếng, đem chuyện của mình làm nói ra, mộ dung tuyết sau khi biết, muốn đánh người, bất quá suy nghĩ một chút, dường như đây cũng là mệnh trung chú định, không phải. Chính mình biểu ca cũng không có khả năng từ tiền bối nơi đó thu được cơ duyên như vậy, là thiếu kiệt nói lấy nói lấy, còn đem chính mình gặp được Trần Bình An phía sau sự tình, nói một lần, tiền bối cái kia thôi diễn năng lực, thật không phải suy, ta cùng ngươi có quan hệ, thậm chí là thân thích, tiền bối vẹn vẹn bấm ngón tay tính toán, liền coi như đi ra, còn có, tiền bối trực tiếp cho ta mấy cái tiểu dược hoàng, ta tu vi này liền soạt 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 dân đi lên, cuối cùng, tiền bối còn chỉ điểm ta một môn thân pháp, cho các ngươi nhìn một thoáng, ở tiền bối chỉ điểm xuống, ta tự tạo thân pháp, nói lấy, là thiếu kiệt liền tao bao vận chuyển lên thân pháp, thoáng chốc, cả người hắn, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài mộ dung tuyết cùng lạc lan khanh nhìn ngay người la thiếu kiệt nhìn xem mộ dung tuyết hai người biểu tình cực kỳ đắc ý mặc dù là tiền bối chỉ điểm nhưng thế nào cũng coi là hắn tự tạo kỳ thực võ kỹ này nguyên bản có một vấn đề thi triển sẽ có tác dụng phụ ngay từ đầu ta còn không biết rõ nhưng tiền bối sớm giúp ta chỉ ra mà cái này còn không phải tiền bối kinh khủng nhất chỗ ta nói cho các ngươi biết ta võ kỹ này cái kia vấn đề biện pháp giải quyết kỳ thực tại ta gặp được tiền bối không lâu đi vào uống trà thời điểm tiền bối liền nói qua, tiền bối nói, phải cầm thuốc cho ta bôi một bôi, nhưng mà, dù cho ta rời đi, tiền bối cuối cùng vẫn là không cho ta xoa thuốc, mộ dung tuyết cùng lạc lan khanh nghe đến đó, cướp trả lời đồng dạng nói, nguyên cớ, ngươi bộ này tác dụng là muốn xoa thuốc, la thiếu kiệt quả quyết lắc đầu, nói, ta trở về trên đường, liền từ một điểm này bên trong lĩnh ngộ được tiền bối trong bóng tối chỉ điểm, các ngươi ngẫm lại, xoa thuốc động tác là như thế nào, tuyệt đối không phải dính lên đi là được, mà là muốn tới trở về vuốt lên mở, thậm chí vò động mà ta võ kỹ tâm pháp chỉ làm cho linh khí phân bố tại hai chân bên trên tăng cường tốc độ mà ta cũng từ tiền bối âm thầm chỉ điểm xuống cải tiến võ kỹ để linh khí rung động vò động nguyên cớ ta một bộ này thân pháp mới đạt tới hoàng mỹ mộ dung tuyết cùng lạc lan khanh nghe đến đó há to miệng tiền bối thật là lợi hại a à. ta muốn biểu đạt không phải tiền bối cái này trong bóng tối chỉ điểm lợi hại mà là ta lúc ấy còn không sáng chế võ kỹ này nhưng tiền bối cũng đã tại chỉ điểm ta các ngươi nói khủng bố không khủng bố la thiếu kiệt run rẩy nói hắn hiện tại hồi tưởng đều cảm thấy tất cả những thứ này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mộ dung tuyết hai nữ hít vào một ngụm khí lạnh nhìn tới chúng ta xa xa đánh giá thấp tiền bối thực lực a tiền bối e rằng đã mạnh đến có thể chi phối nhân quả thời gian lạc lan khanh hoảng sợ nói mộ dung tuyết nghiêm túc gật đầu cuối cùng mộ dung tuyết nhìn xem la thiếu kiệt đem chính mình mới vừa rồi cùng lạc lan khanh trải qua cũng đã nói đi ra nàng hiện tại đã biết rõ một việc Tiền bối bắt đầu đối với các nàng lòng tham không đáy, giận rồi. La Thiếu Kiệt nghe được Mộ Dung Tuyết trải qua phía sau, vẻ mặt thành thật nói, "Ngươi cái này nhắc nhở cực kỳ kịp thời, ta còn thực sự nghĩ qua ở tại các ngươi tông, sau đó rảnh rỗi hay không đi tiền bối nơi đó đây. Vậy bây giờ nhìn tới, chúng ta không thể tùy tiện lại đi làm phiền tiền bối." Mộ Dung Tuyết nặng nề gật đầu, hai người bọn họ đã được đến Trừng phạt, còn tốt cái này Trừng phạt không tính nghiêm trọng, nhưng cái này cũng đã biểu lộ tiền bối ý nghĩ, ta phải đem việc này nói cho gia gia ta bọn hắn ta sợ bọn hắn thường xuyên làm phiền tiền bối làm đến tiền bối không vui bất quá bọn hắn hôm nay không biết làm gì đi liền là tìm không thấy bọn hắn mộ dung tuyết miếng môi một cái nói mà ngay tại mộ dung tuyết sau khi nói xong đột nhiên lạc lan khanh theo trong nạp giới lấy ra một khối bàn tay lớn ngọc bài đây chính là truyền âm ngọc giảng giờ phút này truyền âm ngọc giảng chính giữa khẽ chấn động lấy lạc lan khanh truyền vào linh khí nhắm mắt lại một lát sau nàng cười khổ nhìn xem mộ dung tuyết nói tiểu tuyết ta đến trở về vương thành phụ vương ta để ta nhanh đi về dường như có việc gấp mộ dung tuyết ngơ ngác một chút nàng còn không cùng lạc lan khanh thật tốt lại tự một hồi đây nhưng nàng cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu là thiếu kịp giờ phút này biết không có thể lại đi làm phiền tiền bối phía sau liền cũng không muốn đợi ở chỗ này hắn đã không kịp chờ đợi muốn về vương quốc tại cái kia hai cái thiên tài trước mặt thật tốt tú một phen vương thành một tòa cung điện bên trong lúc này có hai người trung niên chính tọa lấy trò chuyện trên người hai người này tu vi chính là phân thần đỉnh phong trên mình còn có một cổ quyền cao chức trọng khí chất, hai người bọn họ đều là vương quốc hoàng đế. Lạc Thiên Vũ cho nữ nhi của mình truyền âm sau khi kết thúc, liền nhìn về phía đối diện trung niên, cười nói, chân vũ huynh, tiểu khanh hơn hai canh giờ phía sau hẳn là có thể trở về. Chu chân vũ miễn cười gật đầu, Lạc Thiên Vũ tiếp tục nói, chân vũ huynh thật có lòng tin nghe một thoáng tiền bối kia tu luyện tâm đắc, liền có thể đột phá. Chu chân vũ nói, chỉ có sáu thành tỷ lệ, ta tu luyện công pháp cùng tiền bối kia đồng dạng, nếu là ta biết vị tiền bối kia sẽ cầm lòng của mình đến ra ngoài đấu giá ta khẳng định chính mình tiến đến đấu giá hội một chuyến bất quá chuyện hôm nay còn phải đa tạ thiên vũ huynh lạc thiên vũ khoác tay nói chân vũ huynh khách khí bất quá chúng ta cái kia giao dịch xem như thành a chu chân vũ gật đầu lạc thiên vũ cười ha ha một tiếng nhưng mà hắn không biết là hai cái tàn âm thạch một cái tiêu hủy một cái cồn lấy đã không phải là cái gì tu luyện tâm đắc rồi mà tại trong cái thời gian này kinh duyên trấn một gian trong sân một đống thần khí đột nhiên trao đổi, ta cảm nhận được rất nhiều người hướng nơi này tìm kiếm mà tới, ta cũng đồng dạng. Lúc này, cây đào nói: "Giao phay, nhất định là bởi vì ngươi một kích kia mà đến, chính ngươi nhìn xem xử lý a." À. Gà trống cũng phụ họa nói: "Nếu là những người này tra xét đến nơi này, phát hiện cái này phụ cận liền là đoạn sơn cuối cùng, khẳng định sẽ có rất nhiều người tại phụ cận dừng chân, làm phiền tới đây yên lặng, không sai, đều là giao phay chính ngươi gây họa, chính ngươi giải quyết a." À. Từng đạo âm thanh thảo phạt lấy giao phay trong phòng bếp giao phay, nghe được những âm thanh này phía sau, đắng chắc không thôi, ta cũng không nghĩ lát nữa dạng này a, à. ta cũng không nghĩ tới phương thiên địa này tiên đế, làm ra bí cảnh quan trụ như vậy rác rưởi a, à. đây tuyệt đối là nhiều như vậy cái trong tiên giới, rác rưởi nhất tiên đế, giao phay rất là không giận nói, mà trốn ở trong góc mặt tiên khí, nghe nói như thế phía sau, rất là bất đắc dĩ, rác rưởi nhất tiên đế, đại lão liền là đại lão, không so được, ta tiếp tục lạnh trung tốt, giao phay thật vô cùng không thoải mái, tiếp tục nói, hơn nữa chủ nhân không mở miệng để ta ra ngoài, ta cũng ra không được a, à, giải quyết như thế nào, cái khác thần khí nghe, lần này cũng trầm mặt một chút, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của bọn nó bắt đầu di chuyển, trong góc rung lẫy bảy tiên khí, đột nhiên rung lên, ta lao, nó dự cảm đến chuyện không tốt muốn phát sinh, giao phay cũng bắt đầu nhìn chầm chầm trốn ở trong góc rung lẫy bảy tiên khí, cười hắc hắc, bọn chúng đều không thể đi ra ngoài, nhưng cái này rác rưởi có thể a, à, xó xỉn bên kia, khụ khụ, đồ rác rưởi, giúp ta ra ngoài làm một chuyện. Giao phay cảm thấy cầu người làm việc, ngữ khí khách khí một chút tương đối tốt, liền không gọi tiên khí làm rác rưởi, thêm cái chữ nhỏ, thế nhưng tiên khí nghe được, vẫn như cũ im lặng không thôi, thêm cái chữ nhỏ, nó cảm giác lòng tự trọng vẫn là bị ép tại dưới đất đạp, thật cô đơn, tốt bất lực, rất muốn khóc. Giao phay cho là chính mình mới mở miệng, tiên khí này liền sẽ hấp tấp đáp ứng, giờ phút này gặp tiên khí này không đáp lời, nháy mắt nổi giận, mắng, rác rưởi, ngươi sau khi từ biệt phân A, ta đều cầu ngươi làm việc, Ngươi có tin ta hay không chơi chết ngươi, tiên khí thân thể rung lên, ta cũng không nói không giúp a, à, tốt, được rồi, đại lão ngươi phân phó, ta tuyệt đối giúp ngài xử lý đến thỏa thỏa thiếp thiếp, tiên khí bị hù dọa, không có cách nào, chính mình nhỏ yếu, chỉ có thể nghe lời, giao phay vậy mới vừa lòng thỏa ý nói, kỳ thực cũng không phải chuyện rất khó, ta nhìn ngươi cũng khôi phục đến 7 8 phần, tiên khí bản lĩnh hẳn là có thể dùng tới một chút, tuy là trong mắt ta vẫn như củ rác rưởi không thôi, bất quá lừa một thoáng phàm gian người cũng không có vấn đề. Tiên khí nghe lấy nghe lấy, trong lòng chửi bậy lên, đại lão, ngươi nói muốn làm gì là được rồi, không hạ ta một thoáng sẽ chết a. À, ta biết ta là rác rưởi, nhưng mà ngươi có thể hay không tôn trọng ta một thoáng, ta cũng là một cái có tôn nghiêm rác, trong lòng tiên khí còn không chửi bậy xong, lúc này, giao phay dường như phát hiện tâm tư của nó đồng dạng, lại mắng, thế nào, ta nhìn ngươi bộ dáng, dường như không phục, tiên khí rung lên, vội vàng nói, không có, nào có, ha ha, đại lão ngài thật biết nói đùa, cái này cầu sinh dục vọng đã bạo rạp. Giao phai nghe vậy, tiếp tục vừa lòng thỏa ý nói, ngươi liền giả bộ một chút chính mình rất cường đại, lúc ấy cái kia một đạo công kích là ngươi đánh ra, theo sau ngay trước những cái kia hướng nơi này tìm kiếm mà đến người mặt, hướng một bên khác bay đi, tóm lại ngươi tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn không muốn ở chỗ này ở lâu là được, bọn hắn tìm kiếm đến nơi này, phỏng chừng còn có nửa ngày, chính ngươi nghĩ biện pháp A, sau khi nghe xong, tiên khí cực kỳ khổ bức, thì ra chính mình muốn làm cổng nồi hiệp, ân, ừ. sau khi nói xong, Giao phay gặp tiên khí không lên tiếng, lại tới một câu, tiên khí thân thể lần nữa rung lên, thu đến, đại lão oai hùng, ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ này, nói lấy, nó khóc sướt mướt ra sân, mà tiên khí đi phía sau, bốn phía lại vang lên tiếng thảo luận, ta cảm thấy a, à, cái này rác rưởi yếu là yếu một chút, bất quá vẫn là thật không tệ, đúng, cái này rác rưởi yếu điểm ấy chính xác không thể nghi ngờ, bất quá ta cảm thấy chúng ta sau đó đến thật tốt đối nó, đừng kêu nó rác rưởi vừa mới giao phay danh xưng kia không tệ sau đó gọi nó đồ rác rưởi a à, ân ta tán thành sau đó có thể thường xuyên để nó ra ngoài giúp chúng ta làm việc sau hai canh giờ vương thành một chiếc phi chu bay vào trong vương thành la thiếu kiệt tại vào thành không lâu sau liền hạ xuống phi chu cũng không giống bình thường dạng kia dây dưa lạc lan khanh quả quyết tới một câu gặp lại theo sau liền ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hai cái phương hướng để nhất đệ nhị thiên tài đúng không đợi lát nữa ta để cho các ngươi hai cái cùng tiến lên đi la thiếu kiệt cực kỳ hăng hái mà Lạc Lan Khanh cũng điều khiển phi chu về tới trong hoàng cung, bởi vì chính mình phụ vương truyền âm thời gian, để nàng trở lại hoàng cung liền đi khách quý điện một chuyến, nàng sắp xếp cẩn thận phi chu, trước tiên hướng nơi đó bay đi, hoàng cung rất lớn, nhưng Lạc Lan Khanh tu vi sau khi đột phá, tốc độ cũng sắp gấp mấy lần, sau đó không lâu, nàng liền vội vàng bận biểu đi đến một tòa trước đại điện, Lạc Lan Khanh chảy một thoáng chính mình đầu tóc rối bời, ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi vào bên trong đi, hì hì, nàng rất muốn nhìn một chút chính mình phụ vương biết tu vi của nàng liên tục đột phá tầng 8 tu vi phía sau, sẽ là như thế nào biểu tình. Đi vào đại điện, nàng nháy mắt nhìn thấy nước láng giềng vương thượng chu chân vũ, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua chân vũ thúc thúc. Trong đại điện hai người trung niên khi nhìn đến lạc lan thanh phía sau, đều mỉm cười, đặc biệt là lạc thiên vũ, trên mặt treo đầy cưng chiều. Hắn chỉ có như vậy một cái độc nữ, một mực đem nàng xem như hòn ngọc quý trên tay. Chu chân vũ nghe được lạc lan thanh cái này ngọt ngào một câu, cười nói, tiểu khanh thật là càng lớn càng đẹp ha ha, chân vũ thúc phụ nói đùa, Lạc Lan Khanh cười cười, tiếp đó mới nhìn hướng chủ tọa bên trong Lạc Thiên Vũ, nói, phụ vương, vội vã như thế gọi ta trở về, có chuyện gì, Lạc Thiên Vũ nói, ngươi chân vũ thúc cần càng nguyên tiền bối tu luyện tâm đắc, ngươi không phải tiến đến chụp xuống sao, trước cho chân vũ thúc nghiên cứu một, Lạc Thiên Vũ còn không nói hết lời, đột nhiên, hắn tiếng nói dừng lại, dường như cổ họng đột nhiên bị cái gì kẹp lại đồng dạng, mà chu chân vũ kỳ thực đang nói xong lạc lan khanh càng ngày càng xinh đẹp phía sau liền đã sửng sốt, giờ phút này nét mặt của hắn, cùng Lạc Thiên Vũ đồng dạng, hai người đều ngây ngốc nhìn chầm chầm Lạc Lan Khanh, Lạc Lan Khanh nhìn xem chính mình phụ vương biểu tình, nội tâm cười to không thôi, mặt ngoài lại cố tình chịu đựng, giả bộ như rất là bình tĩnh dáng dấp, một lát sau, Lạc Thiên Vũ cuối cùng phản ứng lại, hắn hô hấp dồn dập, tiểu khanh, ngươi, ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra, ngươi đi ra thời điểm, không phải kết đang tầng hai ư, cái này, ta đây là hoa mắt, nói lấy, hắn dụi dụi con mắt, nhưng mà, nữ nhi của mình tu vi vẫn là kết đang đỉnh phong về phần chu chân vũ đã nói không ra lời bọn hắn vương quốc mạnh nhất thiên tài chính là con của hắn hắn nhi tử thậm chí được xưng là phụ cận mấy cái vương quốc đệ nhất thiên tài nhưng vậy cũng chỉ là kết đang tầng 7 giờ phút này lạc lan khanh cũng là kết đang đỉnh phong lạc lan khanh cuối cùng nhịn không được bật cười nói phụ vương ngươi lúc này biểu tình chơi thật vui lạc thiên vũ nghe xong khẽ giật mình nhưng chấn kinh vẫn là treo ở trên mặt tiểu khanh ngươi tranh thủ thời gian nói một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lạc thiên vũ vẫn như cũ vội vã không nhịn nổi lạc lan khanh khóe miệng nhếch lên tiếp đó bắt đầu sinh động như thật đem chính mình trải qua sự tình nói ra một phen lắng nghe lạc thiên vũ hai người dần dần hóa thành tượng gỗ điều đó không có khả năng a à. hai người nghe xong lạc lan khanh giảng thuật phía sau chỉ cảm thấy đến mộng ảo cảm thấy không thực tế sau lạc lan khanh đột phá tầng 8 tu vi còn không thực tế nói gặp được xuống phàm tiên người bọn hắn còn tin nhưng mà phía sau những lời kia bọn hắn cũng không tin cái gì đạo tắc vận lý quanh quẩn cái gì khắp phòng tồn tại cường đại cái gì suy một bài từ khúc các nàng liền tới mấy lần đốn ngộ đặc biệt là bữa này ngộ thực tế quá mức nào có dạng này lạc thiên vũ nhìn xem lạc lan khanh nói tiểu khanh đừng cùng phụ vương hồ nháo ngươi chân vũ thúc vẫn còn tranh thủ thời gian nói ngươi thế nào đột phá là đạt được thiên tài địa bảo gì lạc lan khanh gặp chính mình phụ vương không tin có chút ngốc trệ nói phụ vương ta thật không lừa ngươi lạc thiên vũ vẫn như cũ không tin chớ nhìn hắn chỉ là một cái vương quốc vương thượng, nhưng hắn cũng thấy qua việc đời, trước đây càng là may mắn gặp qua tiên nhân, nhưng tiên nhân cũng nhìn lên cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ là tu vi khí thế khủng bố một ít mà thôi, căn bản không đạo tắc vận lý quanh quẩn, càng không đạt được loại kia động một chút lại để người tiến vào đốn ngộ trạng thái mức độ, chu chân vũ ngay từ đầu còn tin một thoáng, cuối cùng lạc lan thanh tu vi này thực tế dọa người, nhưng suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu cùng lạc thiên vũ đứng ở mặt trận thống nhất, cảm thấy không có khả năng, bất quá, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lạc lan khanh như vậy nói láo tại hắn trong ấn tượng lạc lan khanh thế nhưng cái nhu thuận hài tử lạc lan khanh xẹp miệng suy nghĩ một chút lúc này nàng bắt đầu lý giải chính mình phụ vương cuối cùng cái này thực sự quá mức vượt qua người thường có thể tưởng tượng phạm vi bất quá còn tốt nàng có chứng cứ lạc lan khanh lấy ra cuối cùng một khối tàn âm thạch nói phụ vương nơi này có chứng minh những việc mà ta nói chứng cứ lạc lan khanh cùng chu chân vũ nghiêm túc nhìn lại tàn âm thạch đây không phải càng nguyên tiền bối ghi chép tu luyện tâm đắc tàn âm thạch sao nơi này thế nào sẽ có chứng cớ gì đột nhiên lạc thiên vũ nhíu mày lại liếc nhìn chu chân vũ nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ không tại trong này ghi chép vào thanh âm khác a à. lời như vậy bên trong tu luyện tâm đắc chẳng phải là đều không còn bại gia nữ a à, đây chính là mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch a à, mà chu chân vũ giờ phút này cũng ngơ ngác một chút trái tim dường như lột bột một tiếng cái này cái này sẽ không đem càng nguyên tiền bối tu luyện tâm đắc cho chơi không còn a à ta cái này đột phá lại đến sẽ không bao giờ a à. lạc lan khanh chuẩn bị thả ra cái kia từ khúc liền mỉm cười nói phụ vương chân vũ thúc phụ các ngươi tới gần chút nữa dựa vào quá xa khả năng không có hiệu quả một bài từ khúc có thể đốn ngộ mấy lần nàng cũng không nghĩ qua độc chiếm thừa dịp chu chân vũ cũng tại thuận tiện để chu chân vũ cũng hưởng thụ một chút liên tục ngộ hiểu cảm giác nghe lấy lạc lan khanh lời này lạc thiên vũ cùng chu chân vũ ra mặt giật giật lạc thiên vũ rất là đau lòng cái này mười mấy vạn linh thạch tuy là không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn nhưng là muốn cầm cái này tàn âm thạch cùng chu chân vũ làm một bút càng lớn giao dịch A. Cái này tới tới lui lui, chung quy linh thạch ngạch số đạt tới hơn 40 vạn, thật là bại gia nữ A, nhưng hắn không có cách nào, ván đã đóng thuyền, giờ phút này chỉ có thể nhìn một chút nữ nhi của mình đến cùng đang dở trò quỷ gì, hắn vẫn như cũ không tin nữ nhi của mình vừa mới những lời kia, lạc thiên vũ đến gần. Chu Chân Vũ cũng chỉ có thể phối hợp, Lạc Lan Khanh bắt đầu hướng bên trong tàn âm thạch truyền vào linh khí, thoáng chốc, một đạo tiếng khúc vang lên, tiếng khúc vừa vang, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, chỉ có tiếng khúc lượn lờ, Lạc Lan Khanh nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhắm mắt lại, Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ bỗng dưng trừng hai mắt, cả người cứng ngắc lên, lâm vào mộng bức bên trong, cái này, bọn hắn trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhưng không dám lãng phí cơ hội như vậy, cực tốc nhắm đôi mắt lại, một bài từ khúc trôi qua rất nhanh. Lạc Lan Khanh thu hồi tàn âm thạch, cái này tàn âm thạch đến ném đi, không phải lại đến chiên nàng một mặt, nàng lần này đốn ngộ ba lần, theo kết đang đỉnh phong, đột phá đến Nguyên Anh cảnh không nói, còn một lần hành động đột phá đến Nguyên Anh tầng 2, mà tiếng khúc dừng lại, Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ cũng đều mở mắt ra, trong mắt như là bắn ra một mũi tên đồng dạng, lúc này, hai người bọn họ trên mình khí thế, đột nhiên thay đổi, cực tốc trèo lên, hiển nhiên tại một khắc cuối cùng, đột phá, hợp thể cảnh. Hai người nhìn chăm chú đối phương một chút, trong mắt đều là chấn động tâm tình trên mặt hiện đầy hoảng sợ thật vừa mới tiểu khanh nói đều là thật một bài từ khúc bọn hắn thật đốn ngộ bốn lần mà thời khắc cuối cùng bọn hắn xông phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh hai người cực kỳ xúc động lại cực tốc di chuyển ánh mắt nhìn về phía lạc lan khanh tiên nhân đạo tắc vận lý quanh quẩn khắp phòng tồn tại cường đại đều là thật lạc lan khanh cười nói phụ vương lần này tin tưởng ta đi lạc thiên vũ chậm chạm gật đầu theo sau hắn cực tốc nói tiểu khanh ngươi có lẽ nhớ đến tiền bối này địa chỉ a tranh thủ thời gian dẫn chúng ta đi như vậy tiền bối ở tại vương quốc chúng ta cảnh nội ta không đi bái phỏng thực tế đại bất kính a chu chân vũ cũng đồng dạng mong đợi nhìn xem lạc lan khanh như vậy tiền bối phải giao hảo nhưng mà lạc lan khanh lại lắc đầu nói cái này không được nghe tiểu tuyết nói tiền bối hạ phàm tu tâm đem chính mình coi như một kẻ phàm nhân không muốn người khác quấy nhiễu kỳ thực tiểu tuyết mang ta đi trước thời điểm Tiền bối đã hơi giận, nếu là ta mang phụ vương các ngươi tiến đến, khả năng sẽ chọc giận tiền bối. Đến lúc đó, nói đến đây, nàng không dám nghĩ tới. Như thế cao nhân, khả năng phun ngụm nước bọt bọn hắn đều đến thủng lỗ chỗ. Lạc Thiên Vũ nghe vậy, lập tức bỏ đi ý niệm. Tốt a, à, cái kia về sau hữu duyên hẳn là sẽ nhìn thấy. Dù sao cũng vừa hay tại vương quốc chúng ta cảnh nội. Lạc Thiên Vũ tự an ủi mình, theo sau cũng chưa quên cái kia tàn âm thạch. Nhìn về phía Lạc Lan Khanh, mỉm cười nói, Tiểu Khanh nếu không lại thả một lần cái kia từ khúc ta cảm giác ta còn có thể đốn ngộ một thoáng chu chân vũ nghe xong liền vội vàng gật đầu lạc lan khanh lại lắc đầu nói cái này không được chỉ có thể nghe một lần lần thứ hai tàn âm thạch sẽ nổ tung lạc thiên vũ nghe xong xem kỹ lấy nữ nhi của mình lạc lan khanh bị chính mình phụ vương nhìn xem né tránh một thoáng mặt nàng đen rất nhiều không muốn bị nghiêm túc nhìn xem nhưng chính là bởi vì lần này tránh né lạc thiên vũ lập tức nói tiểu khanh lừa phụ vương cũng không tốt hắn cảm thấy nữ nhi của mình đây là muốn độc tài tàn âm thạch a lạc lan khanh nghe xong khóe miệng giật một cái phụ vương ta không lừa ngươi a tiểu khanh thứ này chúng ta có thể một chỗ nghe lấy ra đi chúng ta lại nghe một lần lạc thiên vũ tiếp tục nói lạc lan khanh hết ý kiến phụ vương cái này thật sẽ chiên a phụ vương ta cho ngươi một cơ hội ngươi tin hay không ngươi nữ nhi ngoan lạc lan khanh chép miệng nhìn chằm chằm một mực cực kỳ sủng lạc thiên vũ của mình hỏi ra một câu lạc thiên vũ nói thẳng sự tình khác đều tin chỉ duy nhất việc này không tin lạc lan khanh hít mắt biểu môi rất tốt chính các ngươi nhìn xem xử lý a à. lạc lan khanh lấy ra tàn âm thạch giao cho lạc thiên vũ cho bọn hắn phía sau nàng tranh thủ thời gian tới phía ngoài chạy các ngươi dám lòng tham không đáy liền đợi đến bị chiên a à. lạc thiên vũ gặp nữ nhi của mình vui buồn thất thường cũng lười đến để ý tới giờ phút này nhớ tới vừa mới cảm giác kia biết nhìn chu chân vũ nhíu mày cười thầm chân vũ huynh tiếp tục chu chân vũ đôi mắt sáng lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thô bỉ ta đã đói khát khó nhịn lạc thiên vũ nhìn thấy chu chân vũ một mặt hèn mọn ngơ ngác một chút tiếp đó lại tiếp tục cười thầm không thể tưởng được chân thực chân vũ huynh là như vậy đó a à, hắc, hắc. chu chân vũ nhìn xem lạc thiên vũ cái kia lặng lẽ cười dáng vẻ hèn mọn nói cũng vậy là hai người tỉnh nhìn đối phương một chút lại là nhìn nhau cười một tiếng rất là hèn mọn dường như tìm tới tri kỷ đồng dạng theo sau bọn hắn không lãng phí thời gian nữa tới gần tại một khối nhanh chóng hướng bên trong tàn âm thạch truyền vào linh khí, Lạc Lan Khanh rất chạy mau ra đại điện, mà đúng lúc này, một đạo nổ thật to âm thanh, ở trong đại điện vang lên, bịch một tiếng, mặt đất đều chấn động một cái, Lạc Lan Khanh giờ phút này đã che lỗ tai, nguyên cớ một điểm ảnh hưởng đều không có, theo sau nàng nhún vai, một mặt im lặng, làm sao lại không tin ta đây, ta lớn đến từng này, lần nào nói láo, về phần trong đại điện hai người, đã choáng váng. Kinh duyên trấn vài dặm bên ngoài, tiên khí giờ phút này lơ lửng giữa không trung nhìn dưới mặt đất phế tích nó đang trầm tư lấy nó cảm thấy những thần khí kia các đại lão nguyên cớ không muốn để cho những cái này phàm gian tu luyện giả tới trước nơi đây hẳn là phòng ngừa bọn hắn làm phiền đến trần bình an nó cũng cảm thấy trần bình an là tới tu tâm nó thậm chí chưa từng thấy trần bình an dùng qua một chút tu vi tựa như thật thành phàm nhân đồng dạng nhưng nó không ngốc không thể lại cảm thấy trần bình an là phàm nhân nhiều như vậy thần khí quản hắn gọi chủ nhân có thể thông thường đó mới gọi giả ngày đó đao quan hẳn là có thể một mực bay đến đại lục cuối cùng, sụp đổ đỉnh núi khẳng định rất nhiều, nếu như truy tìm bị phá hư đỉnh núi, nhất định có thể khóa chặt đến cái này phụ cận, mà nơi này lại có một cái bị bí cảnh quan trụ sang bằng phế tích, chắc chắn trở thành bọn hắn chú ý khu vực, suy nghĩ một chút, tiên khí đột nhiên hướng về trước người hư không vung lên, không gian bị cắt ra, một đầu vết nước màu đen xuất hiện, nó dấn thân vào tiến vào bên trong, sau đó không lâu, nó tại ngoài năm dặm xuất hiện, nhìn xem dưới thân rừng hoang, thừa dịp những người tu luyện kia không tới nó đối phía dưới đánh ra một đạo công kích một đạo kiếm quan nháy mắt rơi trên mặt đất nhưng mà kiếm quan tiếp xúc mặt đất phía sau cũng không có cắt ra một cái miệng lớn mà là ầm vang một vụ nổ kình lực từ một cái điểm hướng bốn phía quét sạch mà đi không lâu một mảnh cùng trước đây không lâu cái kia cơ hội giống nhau như đúc phế tích xuất hiện nếu là tỉ mỉ đi nhìn sẽ phát hiện phế tích lớn nhỏ gần như giống nhau tiên khí bình phán tác phẩm đồng dạng cảm thấy cái này phế tích không tệ cùng vừa mới phế tích đồng dạng theo sau nó lại chui vào hư không, xuất hiện tại một chỗ khác, như thế lặp lại, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, nó tại rất nhiều chỗ địa phương đều lưu lại rất nhiều chính mình tạo nên phế tích, nó nguyên cớ làm như vậy, chính là vì phân tán ra cái khác tu luyện giả lực chú ý, dạng này liền sẽ không toàn bộ hướng kinh duyên trấn nơi đó phế tích tiến đến, đem nghe nhìn lẫn lộn chuyện làm xong. Nó tỉ mỉ cảm thụ một thoáng hướng nơi này tìm kiếm mà đến những người tu luyện, đều là theo hướng đông cái này bay tới, cách nó nơi này khoảng cách còn rất xa, tiên khí lần nữa cắt ra hư không, tiến vào bên trong lại xuất hiện thời gian nó xuất hiện tại một ngọn núi cao bên trên ngọn núi này đỉnh núi là bình chính là bị áp đặt đi giờ phút này dưới chân núi còn có một đoạn ngọn núi tiên khí trôi nổi ở ngọn núi này bên trên toàn thân bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận cường đại rung động đạt tới tiên cấp khí thế điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán hiện tại nó liền chờ phàm giang những người tu luyện đi tới nơi này nó phát ra tin tức lớn như thế cũng không sợ tìm kiếm mà đến người không phát hiện được nó tồn tại mà tại tiên khí chỗ tồn tại đỉnh núi phía trước, giờ phút này đang có một đại đội nhân mã từ không trung tìm kiếm mà tới, những người này tu vi không đồng nhất, cường giả tốc độ rất nhanh, có chút càng là trực tiếp xuyên qua không gian, trước ở đằng trước, đều là tu vi cường hãng hạng người, tu vi yếu, chỉ có thể đáp lấy phi chu, hoặc là chậm chạp phi hành, mà tại phía trước nhất người, là mười mấy cái lão giả, cái này mười mấy cái lão giả tại toàn bộ đại lục lực ảnh hưởng rất lớn, một người trong đó, tuổi tác nhìn lên rất lớn, nhưng có một đầu tóc dài màu đỏ đặt ở trong đám người, nhất có độ công nhận, người này chính là đại lục thế lực tối cường một trong thiên tôn lâu lâu chủ, Long Ngạo Thiên, giờ phút này hắn phụ cận tuy là cũng có hơn 10 cùng hắn đồng dạng cảnh giới lão giả, nhưng những lão giả này thoạt nhìn vẫn là đối với hắn nắm giữ sợ hãi tâm lý, không dám tùy tiện tới gần, bởi vì bọn hắn biết rõ Long Ngạo Thiên cường đại, hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Long Ngạo Thiên hiện tại trong lòng không có nhiều thoải mái, bọn hắn thiên tôn lâu tổng bộ liền xây dựng tại một ngọn núi cao bên trên, nhưng tối hôm qua một đạo cường đại kiếm mang, cũng là tại bọn hắn thiên tôn lâu bổ ngang mà qua, tuy là không chết người nào, nhưng thiên tôn lâu trực tiếp sụp đổ, hơn nữa trải qua chuyện này, thiên tôn lâu thanh danh e rằng muốn rớt xuống ngàn trượng, long ngạo thiên tâm tình vào giờ khắc này chính xác không tốt, bất quá hắn tìm kiếm kiếm qua nguồn gốc, cũng không phải vì báo thù, mà là muốn nhìn một chút, dạng gì tồn tại, vậy mà như thế cường hãn một đạo kiếm quan lại có như vậy thần uy, thực tế dọa người, hắn cũng nghĩ qua có lẽ là có trân bảo xuất thế, nếu là như vậy, hắn trước tiên tìm tới, cũng có thể bù đắp tổn thất của hắn, bất quá mới tìm kiếm nửa ngày, hắn phát hiện, phương hướng này, dĩ nhiên là hắn nhiều năm trước, quê nhà vị trí, hắn đã có một ngàn năm không trở lại chính mình tên kia làm, kinh duyên trấn, phàm nhân quê nhà, theo hướng phía trước xuyên qua, rất nhanh, bọn hắn dọc theo đoạn sơn phương hướng, lần nữa phát hiện phía trước lại xuất hiện một tòa bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi, nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng là toàn bộ ngừng bước, tại không trung dừng lại, không người còn dám tiến lên một bước, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước có một cổ nối thẳng thương khung khí thế, tàn phá bốn phía tứ phương, phía bên kia, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, vạn vật tỉnh lại, bọn hắn còn cách bên kia có một dặm khoảng cách, cũng đã cảm nhận được cổ kia cực kỳ cường hãn khí thế, phản phất tại cảnh cáo bọn hắn, còn dám tiến lên một bước, chờ đợi bọn hắn chính là vực sâu vô tận, thật mạnh, Long Ngạo Thiên đôi mắt đã híp lại thành một đường nhỏ, hắn lúc này cũng nhìn thấy cái kia đoạn phong bên trên lơ lửng đồ vật, cái kia dĩ nhiên là một cái trường kiếm màu vàng, tiên khí một nhóm tìm kiếm mà đến các lão giả khi nhìn rõ phía trước không trung đồ vật phía sau đều là kinh hô lối ra nhìn tới cái kia một đạo công tích liền là nó phát ra nguyên lai thật là có bảo vật xuất thế tiên khí a cái này nếu là có thể đạt được nó tán thành chẳng phải là có thể vô địch đại lục một nhóm lão giả ma sát bàn tay nóng mắt cực kỳ nhưng bọn hắn đều biết ngẫm lại vẫn được nếu là muốn cho tiên khí nhận chủ trọn vẹn không có khả năng tiên khí đã có linh trí chỉ sẽ chọn mạnh hơn nó người nhận hắn làm chủ Long ngạo thiên giờ phút này cũng cùng những lão giả khác đồng dạng, hai mắt bốc lên lục quan, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình có thể bắt lại tiên khí này, bởi vì hắn có một kiện bảo bối, khốn tiên trận, đây là hắn tại một cái trong bí cảnh tìm tới, đã cất chứa rất nhiều năm, đây là một cái trận pháp la bàn, chỉ cần hướng bên trong truyền vào đầy đủ linh khí, liền có thể khởi động có khả năng vây giết tiên nhân trận pháp, mà bọn hắn nơi này đại thừa cảnh, trọn vẹn có 15 người, một chỗ hướng khốn tiên trận bên trong truyền vào linh khí, có lẽ đầy đủ, các vị, thực không dám giấu giếm, ta có một kiện bảo vật, Long Ngạo Thiên nhìn về phía những lão giả khác, đem trận pháp la bàn bày đến tới, một nhóm lão giả nghe rõ thứ này cường hãn phía sau, đều là đôi mắt sáng lên, chúng ta một chỗ cầm bảo vật này tù vây khốn tiên khí, theo sau tiên khí chọn ai là chủ, liền nhìn mỗi người cơ duyên, các vị, cảm thấy thế nào, Long Ngạo Thiên hiếp con mắt nói, người khác nghe xong, hai mặt nhìn nhau một chút, bắt đầu nhộn nhịp gật đầu. Tuy là bọn hắn cảm thấy Long Ngạo Thiên có lẽ còn có cái gì tin tức ẩn giấu đi, nhưng không giúp đỡ bọn hắn liền tới gần tiên khí này cơ hội đều không có, bọn hắn chỉ đỏ sức một chút cơ hội, thương định tốt phía sau, hơn 10 người cùng nhau phát lực, hướng trận pháp la bàn truyền vào linh khí, về phần xa xa tiên khí, nó thị lực vô cùng tốt, khi nhìn đến bên kia một đám người cầm lấy một cái la bàn phía sau, nhận ra cái kia la bàn, khốn tiên trận, cụ cụ, thứ này sẽ không muốn dùng tới vây khốn ta a, à. nó nhìn mười mấy người bộ dáng kia, biết bọn hắn muốn làm gì, chỉ là cái kia ở trong mắt nó, cùng con ruồi đồng dạng thổi ngụm khí liền có thể phá hủy, nhiều hơn nữa mấy vạn cái đều vô dụng, nguyên cớ tiên khí đều lười phải đến để ý tới, vẫn như cũ yên tĩnh tản ra khí tức, chờ đợi càng nhiều người tới, cũng chỉ có tới nhiều một điểm người, nó mới tốt hướng một phương hướng khác bay đi, khi đó truyền miệng phía dưới, càng nhiều nhân tài có thể biết nó hướng một phương hướng khác bay đi, dạng này liền không đến mức để một ít trùng đầu xanh tiếp tục hướng kinh duyên trấn bên kia tiến đến, mà tại một bên khác, Long Ngạo Thiên đám người còn đang liều mạng hướng bên trong la bàn truyền vào linh khí thế nào còn không được, trong cơ thể ta linh khí, nhanh mất rồi, ta cũng đồng dạng, trận pháp này la bàn, thế nào vẫn không thể khởi động. Cái này đến cái khác lão giả mở miệng nói, long ngạo thiên giờ phút này cũng sắc mặt khó nhìn lên, hắn cho là chính mình hơn 10 người, toàn lực hướng bên trong truyền vào linh khí, không bao lâu nữa, liền có thể khởi động trận pháp tới, nhưng hắn xa xa đánh giá thấp trận pháp này cần có lượng linh khí, còn tốt, tiên khí bên kia vẫn là không nhúc nhích, bọn hắn lãng phí một chút thời gian cũng không có việc gì, tiếp tục cái kia tiên khí cũng không đi, kiên trì liền có thể thắng lợi, Long Ngạo Thiên khích lệ nói, những lão giả khác chỉ có thể gật đầu, tiếp tục hướng bên trong truyền vào linh khí, lại một nén nhang phía sau, đã có một nửa lão giả dừng lại, lấy ra linh thạch, hấp thu khiên linh cửu đi tức giận, trong cơ thể của bọn họ một điểm linh khí đều không còn, lại sau đó không lâu, chỉ còn dư lại hai ba cái lão giả còn tại hướng bên trong la bàn truyền vào linh khí, cuối cùng, chỉ còn dư lại Long Ngạo Thiên một người, còn tốt, nhóm thứ nhất khôi phục linh khí các lão giả, đã hút một ít linh khí, giờ phút này lần nữa tiếp sức hướng bên trong truyền vào linh khí, ở phía xa trên đỉnh núi, còn lơ lửng tiên khí, nhìn xem cái kia mười mấy cái lão giả tiếp sức hướng trong la bàn kia truyền vào linh khí, không còn gì để nói, cái này rác rưởi đồ chơi, các ngươi còn không để bên trong tràn ngập linh khí, đặc biệt là nó còn chứng kiến có mấy cái lão giả thua lấy thua lấy linh khí, mặt đều đỏ lên, còn ra một thân đổ mồ hôi, rất là vất vả dáng vẻ, nhìn đến đây, nó đều có loại muốn đi qua hỗ trợ xúc động thời gian tiếp tục vội vàng chảy qua long ngạo thiên tiếp tục cho những lão giả khác cho gà ăn canh nói kiên trì truyền vào linh khí càng nhiều nói rõ trận pháp này càng mạnh đến lúc đó vây khốn tiên khí này thời gian càng lâu chúng ta một người trong đó để hắn nhận chủ khả năng liền lớn hơn một chút những lão giả khác nghe lấy hắn lời này cắn răng một cái tiếp tục toàn lực hướng bên trong vận chuyển linh khí tranh này bánh bọn hắn ăn tiếp tục cố lên để tiên khí nhận chủ đi lên nhân sinh đỉnh phong qua một nén nhang mười mấy người sau lưng chậm rãi có người xuất hiện, hơn nữa theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, bất quá những người này đều không dám hướng tiên ký bên kia tới gần, thậm chí có chút người đều không dám tới gần hơn 10 đại thừa kỳ các cường giả, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cường giả này đều đang bận việc lấy sự tình, hơn nữa bọn hắn nhìn lên giường như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, kiên nhẫn sắp không còn đồng dạng, nếu là bọn hắn đi qua, một chọc tới những cường giả này, sợ rằng sẽ bị một kích đánh bay. Tất cả mọi người ở phía xa nhìn xem, thảo luận ngọn núi kia tiên khí, mà trên đỉnh núi tiên khí thấy bên kia người cuối cùng tới nhiều, chuẩn bị hành động, nhưng mới có ý tưởng này, nó lại dừng lại, nó có chút không đành lòng cắt ngang cái này hơn 10 người cố gắng, tốt a, à, ta lại chờ một chút, các ngươi cố gắng lâu như vậy, ta chung quy đến cho các ngươi một lần thành công cơ hội, nó nếu là hiện tại bay mất, có thể nghĩ đến, cái này hơn 10 người nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình, cuối cùng cố gắng lâu như vậy, cũng nhanh khởi động trận pháp, tiên khí này liền đi, lượng ai cũng chịu không được lại qua một hồi hơn 10 lão giả cuối cùng phát hiện trận pháp la bàn có dị động chỉ thấy trận pháp la bàn bắt đầu rung động theo sau càng là toát ra một trận bạch quang được rồi long ngạo thiên mãnh liệt mở to con mắt một mặt hưng phấn những lão giả khác vào giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra kích động nụ cười có cá biệt người đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài nhanh tiên khí còn chưa đi vây khốn nó giải quyết la bàn phía sau các lão giả một mặt kích động nói bọn hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy tiên khí bị nhốt một khắc này Long Ngạo Thiên gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia đắc ý, trận pháp này chỉ có hắn có thể khống chế, nguyên cớ, đợi lát nữa khống trụ tiên khí, cái kia tiên khí nhận hắn làm chủ khả năng, cũng sẽ lớn hơn một chút, hắn bắt đầu niệm động pháp quyết, ngôn ngữ thật là khó hiểu khó hiểu, cuối cùng, trong mắt của hắn nở rộ một trận cường quang, hướng về tiên khí vị trí, toàn lực quang ra, trận pháp la bàn nháy mắt xé rách bầu trời, đến tiên khí chỗ tồn tại không trung, tiếp đó ở trên trời trôi nổi, xoay tròn, chấn động vù 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 âm thanh truyền tới xa xa cuối cùng một đạo hình trụ tròn quan trụ từ không trung bắn xuống muốn đem tiên khí vây khốn tiên khí cuối cùng đợi đến giờ khắc này nhìn xem trận pháp này rơi xuống quả quyết không động nó cảm thấy cái kia hơn 10 người cố gắng như vậy chung quy đến cho bọn hắn một điểm lao động phía sau vui sướng cuối cùng nó là một cái giá trị xem đặc biệt đoan chính tiên khí quan trụ bắn xuống rất nhanh vây quanh tiên khí long ngạo thiên nhìn thấy một màn này mạnh mẽ một nắm quyền quát lớn thành công hơn 10 lão giả nghe xong, hoang hô lên, bọn hắn phủ đầy nếp gấp trên mặt, đều là hưng phấn cùng kích động, xa xa tiên khí, nhìn xem bọn hắn cái kia nụ cười vui vẻ, cũng cười, cái này lao động phía sau vui sướng, liền là khác biệt a, à, ngươi xem một chút, cười nhiều rực rỡ, tiên khí cảm thấy mình làm một chuyện tốt, tốt, đến ta làm chính sự thời điểm, tiên khí nở nụ cười phía sau, liền không lãng phí thời gian nữa, hướng thẳng đến bầu trời nhẹ nhàng vung lên, cũng liền như vậy một thoáng, răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy tại chân trời vang lên, cái kia trôi nổi tại trận pháp của bầu trời la bàn, bịch một tiếng, chia năm sẽ bảy, cái kia hình mũi khoan quan trụ, cũng đột nhiên tiêu tán. Mà giờ khắc này, ở phía xa còn đang hoang hô các lão giả, cùng một mặt kích động long ngạo thiên, cũng phát hiện biến hóa này, chợt, còn treo tại trên mặt bọn hắn nụ cười, nháy mắt cứng ngắc, tiên khí nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, biểu thị rất là xin lỗi, không phải ta muốn đánh gãy các ngươi vui sướng, thật sự là ta có sứ mệnh, thực tế xin lỗi rồi, nghĩ đến đây, Thiên khí lần nữa hướng về phía trước vung lên, một cái vết nước màu đen xuất hiện, nó sau một khắc liền xuất hiện tại Long Ngạo Thiên đám người trước người, đồng thời, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, ở trong cơ thể nó bắn ra, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, bắt đầu chấn động, Long Ngạo Thiên đám người trước mắt thế giới, dường như sụp đổ đồng dạng, thật mệt a, à, vội vàng đem ngũ tinh khen ngợi ném ra, một ngày bốn canh ta nhanh không kiên trì nổi lạp, tất cả mọi người bị cái này cường hãn khí thế cho chấn đến ngũ tạng lệch vị trí, khí huyết quay cuồng có chút tu vi không mạnh người, càng là hai chân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, lạnh rung. Tiên khí cuối cùng cảm nhận được trước đây cảm giác, nội tâm có chút lâu không thấy tiểu hưng phấn, không có cách nào, trong sân, nó chỉ có thể ở tại trong góc lạnh rung, thực tế không muốn quá dày vò. Tất nhiên, nó cũng không có tổn thất gì, ngược lại còn kiếm lớn một bút, không phải sao, vốn là cần 7, 8 năm thời gian mới có thể khôi phục thương thế, quả thực là trong vòng mấy ngày, tốt 8 chín thành, cái này nếu là nói ra, căn bản không ai tin lũ sâu kiến, sự cường đại của ta, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng, như vậy rắc rưỡi trận pháp, tới một vạn cái ta đều có thể một kiếm hủy, tiên khí chứa lấy thâm trầm giọng nói, cao giọng một câu, thanh âm của nó vừa ra, xong một đám người nội tâm, chấn động tâm linh của bọn hắn, long ngạo thiên sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này hắn mới biết được, vừa mới chính mình có nhiều ngu xuẩn, tiên khí này đã vậy còn quá mạnh, bọn hắn vừa mới thế nhưng dùng thời gian thật lâu, mới đem cái kia khốn tiên trận khởi động đó a à. giờ có sướng không, vẹn vẹn một kích, tiên khí này liền đem khốn tiên trận hủy đi đây cũng quá mạnh a à. cảm thụ được áp lực vô tận long ngạo thiên tráng bắt đầu chảy mồ hôi giờ phút này bọn hắn cái gì đều làm không được chỉ có chờ đợi xử trí bọn hắn có thể xác định tiên khí này nếu là muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay nhưng mà sau một khắc tiên khí cũng là đột nhiên đổi giọng nói ta không giết sâu kiến hơn nữa không ngại nói cho các ngươi biết ta sở dĩ hạ phàm là muốn tìm một cái cùng ta có duyên chủ nhân một tháng sau đại lục trung tâm ta sẽ ở nơi đó hiện thân, cùng ta có người có duyên, ta không ngại giúp hắn trở thành cái này phàm gian thứ nhất, liền tại tiên giới, ta cũng có thể để hắn có một chỗ cắm dùi, đem chính mình nghĩ kỹ lời kịch uy phong lẫm liệt nói xong, tiên khí cũng lười đến tiếp tục nữa, hướng về cùng kinh duyên trấn phương hướng ngược nhau, bay đi, tốc độ của nó, tựa như ti chớp, vèo một tiếng, đã đến chân trời, về phần long ngạo thiên một đám người, giờ phút này còn đang ngẩn người bên trong. Ánh mắt bọn hắn ngây ngốc nhìn chầm chầm tiên khí bay đi phương hướng, nơi đó, chính là đại lục trung tâm vị trí một đám người còn tưởng rằng chính mình chết chắc giờ phút này nhìn xem mình còn sống mà tiên khí lại còn nói cho bọn hắn như vậy tin tức trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp một lát sau trọn vẹn không cảm giác được tiên khí khí thế phía sau một đám người dần dần tỉnh táo lại theo sau náo động âm thanh đột nhiên càng ngày càng vang tiếng vang nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn cốc quá mạnh ta vừa mới cho là chính mình chết chắc khí thế ấy áp đến ta thở không nổi ta hai chân như nhũng ra kém chút liền quỳ xuống ta ta quần ước một đám người nói chính mình thảm trạng mà long ngạo thiên chờ lão giả giờ phút này cũng đều thở ra một cái trùng điệp trọc khí bọn hắn đều cho là chính mình chết chắc cuối cùng bọn hắn vừa mới nghĩ đến dùng trận pháp vây khốn cái kia tiên khí để hắn nhận chủ a nhưng mà tiên khí này không giết chết bọn hắn không nói lại vẫn nói ra như vậy tin tức để bọn hắn rất là kinh hỉ tất nhiên bọn hắn vẫn là cảm thấy đáng tiếc thật không nghĩ tới trận pháp kia sẽ cái kia không chịu nổi không đúng không phải trận pháp vấn đề trận pháp kia thật vô cùng mạnh bọn hắn dùng nhiều như vậy linh khí mới miễn cưỡng khởi động nhưng mặc dù như thế vẫn là đối cái kia tiên khí không có bất kỳ tác dụng điều này nói rõ một việc tiên khí này cường đại đến vô địch mức độ một đám người ồ lên thật lâu cuối cùng mới dừng lại bọn hắn lúc này bắt đầu hai mặt nhìn nhau theo sau cũng không có lại đi tìm kiếm đoạn sơn ý nghĩ bởi vì trong mắt bọn hắn đáp án đã tiết lộ hiện tại bọn hắn chỉ để ý ai có thể đạt được cái kia tiên khí tán thành đi trở về đem tin tức này nói cho tông môn, một tháng sau, cử tông tiến về đại lục trung tâm, không sai, nếu là không cẩn thận bị tiên khí này tuyển chọn, tương lai có hy vọng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời đi, cũng liền một hồi, bốn phía chỉ còn dư lại Long Ngạo Thiên, cái khác đại thừa kỳ cường giả cũng đều đi, Long Ngạo Thiên gặp bốn phía không có người, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thật sâu bị thua cảm giác bao quanh hắn, không kềm nổi đi suy tư chính mình phương hướng đi tới, thiên địa quá lớn, ta cho là chính mình tại phàm gian bên trong đã không có cái gì địch thủ còn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, hiện tại xem ra thật là buồn cười, hồi tưởng đến vừa mới tiên khí cái kia vẹn vẹn phát ra khí thế, chính mình liền vô lực phản kháng bộ dáng, hắn cảm thấy, mạnh hơn lại như thế nào, tới trước một cái mạnh hơn, người vẫn như cũ chỉ có quỳ xuống, hơn nữa hắn còn phát hiện, cái kia tiên khí trên mũi kiếm thiếu mất cái miệng nhỏ, nói rõ cái kia tiên khí hẳn không phải là tại cường thịnh trạng thái, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là cái kia cường hoành, Long Ngạo Thiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, hơn mấy trăm năm không về nhà, cũng không biết cái kia tiểu trấn còn ở đó hay không long ngạo thiên ánh mắt tan thương tựa như cả người già hơn rất nhiều hắn đứng lên hướng kinh duyên trấn phương hướng bay đi trở về xem một chút đi kinh duyên trấn một gian cổng sân phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt không gian một cái trường kiếm màu vàng bay ra theo sau nó bay vào trong sân nó vừa tiến vào sân liền phát hiện trong sân các đại lão đều đang nó chừng nó nhìn trước đây không lâu mới tìm về tồn tại cảm giác nó lại chỉ có thể lạnh rung lên đại các đại lão ta đem sự tình làm xong, những cái kia phàm gian tu sĩ có nên tới hay không? Tiên khí như mang lưng gai bẩm báo nói, lúc này, Giao Phai nói, đồ rác rưởi ngươi còn không tệ, cái này năng lực làm việc rất có thể, bất quá có một điểm ngươi phải chú ý, sau đó xuất nhập sân thời gian chớ bị chủ nhân nhìn thấy, ngươi liền giả dạng phổ thông vũ khí là được, bằng không cẩn thận linh thể biến mất, nghe đến đó, tiên khí rung lên bần bật, linh thể biến mất, cái này chẳng phải là giết nó ư, đại, đại lão, xuống, lần sau ta nhất định chú ý, hắn bị hù dọa, giao phay nói, ân, nhớ kỹ liền tốt, nói xong, đại viện bắt đầu an tĩnh lại, mà tiên khí vẫn như cũ núp ở trong góc lạnh rung, nó nghĩ đến giao phay lời kia, chẳng lẽ bị tiền bối nhìn thấy ta dùng ra tiên lực, tiền bối liền sẽ diệt sát ta, không được, sau đó ta đến giả dạng vũ khí bình thường, thực tế quá dọa người, mà tại tiên khí trở về không bao lâu, lúc này, Trần Bình An đi ra, giờ phút này hắn đổi một thân một mặt quần áo, cầm trong tay một cái dây thừng, mỗi ngày nấu cơm, củi lửa không còn, hắn chỉ có thể đi chém chút ít trở về, mà loại này việc nặng Trần Bình An liền không gọi tới Tiểu Linh Nhi, để Tiểu Linh Nhi giữ nhà, chính mình đi một chuyến, Trần Bình An vừa ra tới, tiên khí liền hướng hắn nhìn lại, cái này không nhìn còn khá, nhìn thấy Trần Bình An phía sau, nó đột nhiên phát hiện, Trần Bình An trên mình dĩ nhiên không có đạo tắc vận lý, Trần Bình An đi đến xó xỉnh, muốn cầm lấy chính mình mấy năm trước tại trong trấn mua búa, lại phát hiện lưỡi búa này thật lâu vô dụng, trĩ xét không nói, gậy gỗ còn sinh ra cái nấm nhỏ hắn có chút im lặng, lúc này vừa vặn liếc tới cực kỳ sắc bén trường kiếm màu vàng, vừa vặn, bắt ngươi đi đốn củi, cầm lấy trường kiếm màu vàng, Trần Bình An hướng nơi rừng rậm đi đến, mà lúc này, vùng trời kinh duyên trấn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này chính là trước đây không lâu Long Ngạo Thiên, hắn nhìn phía dưới tiểu trấn, mỉm cười, mấy trăm năm không trở về, không thể tưởng được kinh duyên trấn lại còn tại, hơn nữa càng phùng vinh, hắn nhớ đến trước đây chính mình khi còn bé nhà, ngay tại bên trong vùng rừng rậm kia. Trần Bình An đi ngang qua đường phố thời điểm, vẫn như cũ có rất nhiều người chào hỏi hắn, Trần Tiên Sinh tréo lên không ngừng, mà cái này Trần Tiên Sinh xưng hô này tồn tại, liền phải nói đến 5 năm trước, khi đó, Trần Bình An vừa tới cái này trong trấn ở lại, khi đó, Trần Bình An cái gì tay nghề đều không có, muốn sống sót, cũng chỉ có thể tìm một công việc, hắn cái gì cũng không biết, nghĩ đến đi làm cu ly, mới làm hai ngày thì không chịu nổi, trùng hợp biết thế giới này nặng võ nhẹ văn, dẫn đến văn yếu nhược, không có nhiều người nghiên cứu văn học, liền để văn học rơi ở phía sau rất nhiều, nguyên cớ Trần Bình An dựa vào ngực có chút mực, cùng học thuộc thi từ, liền đem lên tiên sinh dạy học, mở ra cái tiểu tư thuộc, đặc biệt cho tiểu hài tử dạy học, nguyên cớ dù cho Trần Bình An không ra quê hương thuộc, tại dân trấn trong mắt, Trần Bình An vẫn như cũ là lão sư, hơn nữa trên người hắn còn có một cổ rất là nho nhã khí chất, vừa vặn phù hợp xưng hô này, còn nữa nói, cho dù bọn họ là có thể nói thâm sơn cùng cốc thôn trấn, vẫn còn có chút trí thức, bọn hắn nghe qua Trần Bình An làm qua thi từ, gọi là một cái tuyệt, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, một ít phần tử trí thức nhìn thấy Trần Bình An, đều đến hành đại lễ, trong đó, đi đến thôn trấn sau cùng, một cái thanh niên đi ra, thanh niên này sau lưng một cái bọc hành lý, trên mặt treo đầy nụ cười, mà phía sau hắn, thuần phát trung niên nam nữ đưa hắn đi ra, thanh niên này tuổi tác cũng liền 17-18, trưởng thành đến còn rất tuấn lãng, một thân thư sinh khí chất, quách tử mặt còn nghĩ đến trời đi kinh duyên trấn thời điểm, đi cùng Trần Bình An bái biệt, cuối cùng đối với hắn tới nói, chính bình văn học thầy giáo vỡ lòng, liền là Trần Bình An. Giờ phút này vừa ra khỏi cửa liền gặp được Trần Bình An, trong mắt của hắn dâng lên vui sướng, gặp qua tiên sinh, quách tử mặt đi cái thư sinh lễ nghi. Trần Bình An đối quách tử mặt rất quen thuộc, trước đây đối phương rảnh rỗi hay không liền tới tìm hắn một thoáng, đặc biệt là làm bài thơ hoặc là có một ít học thuật bên trên không hiểu vấn đề, đều sẽ tìm tới cửa. Tử mặt, ngươi đây là đi nơi nào? Trần Bình An mỉm cười nói, quách tử mặt còn chưa lên tiếng, cha mẹ của hắn liền dành nói, Trần Tiên Sinh, quan trung thành nơi đó nghe nói sau đó không lâu có thư sơn tiên viện người tới thu đồ, nguyên cớ tử mặt muốn tiến đến thử một chút, thư sơn tiên viện là cái này phàm gian cấp cao nhất mấy cái thế lực một trong, mà thế lực này cùng thế lực khác khác biệt, không phải một cái tông môn, cũng không phải một quốc gia, mà là một cái học viện, vẫn là lấy văn nhập đạo học viện, Trần Bình An cười lấy kíp lệ nói, đây là chuyện tốt, tử mặt phải nỗ lực, tranh thủ trở thành tiên nhân, quách tử mặt nghiêm túc gật đầu, Trần Bình An cùng quách tử mặt hàng huyên một hồi, liền rời đi trước khi đi còn tặng quách tử mặc tiệc tiễn biệt một câu thơ quách tử mặc giờ phút này ngơ ngác đứng đấy nhìn xem trần bình an cái kia nho nhã hiền hòa thân ảnh trong miệng hồi tưởng lấy trần bình an vừa mới đọc cái kia bài thơ thiếu tiểu ly hương lão đại hồi hương âm vô cải tấn mau suy nhi đồng tướng kiến bất tướng thức tiếu vấn khách tòng hà sử lai nhắc tới xuống hắn chỉ cảm thấy đến học thức của mình đạt được thăng hoa vô tận sùng kính tràn ngập thân thể của hắn hắn nhìn xem trần bình an đi xa thân ảnh thật sâu không người chào Trần Tiên Sinh, như không phải ngài kiên trì nói mình chỉ là phàm nhân, ta thật cảm thấy ngài liền là trích tiên hạ phàm. Quách tử mặt lẩm bẩm nói, theo sau, hắn chờ xuất phát, thâm tình cáo biệt ra vẻ kiên định, miệng cười miễn dung, hốc mắt lại đỏ, còn ngậm lấy nước mắt phụ mẫu, hướng một cái phương hướng đi đến, phụ mẫu, hài nhi sẽ có tiền đồ, sau này để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt, đây có lẽ là mỗi cái rời nhà hài nhi mộng tưởng và truy cầu, dù cho rất nhiều người không hoàn thành, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tại kiên trì. Trần Bình An tiến vào trong rừng rậm, tìm kiếm một ít khô héo cây cối, sinh gỗ còn đến phơi, nhà bọn hắn củi lửa đã không còn, đến chém chút ít khô héo, tìm một hồi, Trần Bình An tiến vào giữa rừng rậm, hắn tìm tới một gốc cây khô, bắt đầu cầm lấy sắc bén không thôi trường kiếm màu vàng, qua lại hướng về cây cối chém, một thoáng, hai lần, tiên khí giờ phút này đang muốn khóc vô lệ lấy, từ lúc nó sinh ra linh thể đến nay, liền không làm qua như vậy uất tức sự tình, nhưng vì có cơ hội trở thành thần khí, nó cũng chỉ có thể nuốt vào chính mình nhiệt lệ còn tốt không có người nhìn thấy nếu là có người nhìn thấy nó e rằng muốn đụng đầu vào trên cây kết thúc chính mình cái này uất tức sinh mệnh trần bình an ngay từ đầu còn cần không quen chém chém cảm thấy thuận tay rất nhiều đáng nhắc tới chính là kiếm này thật vô cùng sắc bén sau búa còn nhanh hơn vẻn vẹn một hồi hắn chém liền đổ một thân cây cái này tu luyện giả dùng vũ khí quả nhiên lợi hại trần bình an âm thầm nghĩ cảm thấy kiếm này không bán được linh thạch cũng không phải việc xấu sau đó lấy ra đốn củi, cũng rất tốt, ngay tại Trần Bình An cố gắng đốn củi thời điểm, tại chỗ không xa, một cái lão giả tóc đỏ chính giữa hướng hắn nơi này đi, lão giả chính là Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên giờ phút này như là phàm nhân đồng dạng, chậm chậm mà đi, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tìm được chính mình trước đây địa chỉ, đi qua thời gian rất lâu, hắn trước đây ở gian nhà khẳng định không có, bất quá hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới một điểm sót lại dấu tích, chứng minh hắn tại nơi này ở qua, mà đi tới đi tới, hắn cuối cùng nhìn thấy một cái vẫn tồn tại nửa tòa tường đá, đây chính là hắn trước đây sân tường đá, từ phụ thân hắn chính tay xây dựng, mà hắn lúc ấy, ngay tại bên cạnh hỗ trợ, nhìn trước mắt quang cảnh, hắn nhắm mắt lại, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng của hắn không kềm nổi nhếch lên, phụ mẫu đã tạ thế rất nhiều năm, hắn cũng đã già lọng khọm, nhưng về tới đây, hắn vẫn cảm giác mình vẫn như cũ là cái hài tử, những năm kia, rất đẹp, ân, mới hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên, hắn phát hiện mình nội tâm dường như bắt được cái gì đồng dạng ta đây là đạo tâm đạt được tăng lên hắn lúc này có loại cảm giác cái kia ngăn cản hắn tiến thêm một bước bình cảnh đã biến mất chỉ cần lại nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian tu vi của hắn liền có thể tiến hơn một bước giờ khắc này hắn cuối cùng có lĩnh ngộ tu tâm thì ra là thế trọng yếu trước đây ta cho là khắc khổ tu luyện mới là vương đạo không có nghĩ rằng vẫn luôn sai hắn tại trên một tảng đá ngồi xuống lắc đầu cười khổ cảm khái nhìn trước mắt quan cảnh một nén nhang phía sau hắn mới đứng lên, ta đã không thuộc về nơi này, phụ mẫu, hài nhi đi, Long Ngạo Thiên thở ra một hơi, quyết định lại đi thôn trấn bên kia nhìn một chút, nhưng hắn đi không bao lâu, bước chân lần nữa đột nhiên dừng lại, giờ khắc này, mắt của hắn càng là mãnh liệt trừng lớn, tựa như nhìn thấy gì cũng bố đồ vật đồng dạng, cái này, ta hoa mắt, Long Ngạo Thiên cả người đã biến thành tượng buồn, hắn trừng mắt nhìn, lần nữa nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng đập vào mắt, như cũ vẫn là một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, ngay tại chém củi hắn không phải bởi vì nam tử này mới như vậy mà là nam tử này trong tay cầm lấy kiếm kiếm kia không phải là vừa mới thanh kia vẻn vẹn, vẹn tản mát ra khí thế liền để thiên địa phát sinh dị biến tiên khí ư hắn hắn vậy mà tại cầm lấy tiên khí đốn củi cái này vốn là không có đi học tiễn biệt một màn này nhưng mà đột nhiên kinh nghiệm bạo phát hôm nay muốn đi học quyết định viết ra một đoạn này nội dung truyện thuận tiện tiết lộ một chút về sau cái quách tử mặt này sẽ cho nhân vật chính kéo tới một cái yêu thích thi từ đại lão cụ cụ Tất nhiên cái này đại lão cũng là não bổ tiểu năng thủ Long Ngạo Thiên ngây ngốc nhìn xem một màn này, hoài nghi mình bị vừa mới tiên khí đã kích quá lớn, đầu óc có chút vấn đề, xuất hiện ảo giác, nhưng hắn lại thế nào đi dụi mắt, hoặc là bóp chính mình nông rộng mặt, trước mắt một màn kia, vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi, chỉ thấy thanh niên kia, cầm lấy trường kiếm màu vàng, hướng về trên đất gỗ chém tới, chém thành từng mảnh từng mảnh, lại đặt ở đệm có dây thừng lớn phía trên, trong mắt hắn, Trần Bình An không có chút nào tu vi đây cũng là hắn hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm điểm mấu chốt. Cuối cùng một cái không có chút nào tu vi người, cầm lấy một cái tiên khí đốn củi, nói ra điều này, người khác đều có thể đem hắn làm đồ đần nhìn. Nhưng mà, tại hắn còn đang hoài nghi chính mình có hay không có nhìn lầm thời gian, đột nhiên, một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đây là một đạo để hắn cảm thấy quen thuộc ánh mắt, thân thể của hắn nháy mắt lạnh giá, tráng dần dần bài tiết ra mồ hôi. Đây là mới vừa rồi bị tiên khí nhìn chầm chầm cảm giác, tuyệt đối không sai, hắn càng là tại ánh mắt kia phóng tới một khắc này, lui về sau một bước, nhưng bởi vì dẫm lên một khối hòn đá nhỏ bên trên, trực tiếp đứng không vững, đặt ở bình thường, loại chuyện nhỏ này, đối với hắn loại này cực kỳ cường hãng cường giả tới nói, trọn vẹn không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ, đầu hắn trì độn, lạch cạch một tiếng, quả thực là ngã ngồi dưới đất, hắn dưới mông có một đầu nhánh cây, đè gãy thời gian phát ra một tiếng vang giòn, cũng bởi vì tiếng vang kia, nháy mắt hấp dẫn đến cách đó không xa Trần Bình An chú ý. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn tới khi thấy Long Ngạo Thiên cái kia mái tóc màu đỏ thời điểm hắn liền ngơ ngác một chút hắn thị lực cũng vô cùng tốt nhìn thấy Long Ngạo Thiên mặt phía sau biết nghiên kỹ của hắn đã rất lớn Trần Bình An tranh thủ thời gian chạy đi lung tung đi cái này nhưng rất khó lường một cái lão nhân tại loại địa phương này ngã xuống nếu là hôn mê bất tỉnh nơi này lại không có người e rằng bị phát hiện thời điểm cũng chỉ còn lại thi thể thậm chí thi thể cũng không có bị ban đêm ẩn hiện giả thú ngậm đi cũng khó nói Trần Bình An rất đi mau đến Long Ngạo Thiên trước mặt, đem Trường Kiếm màu vàng ném xuống đất, ngồi xuống thò tay đi viện Long Ngạo Thiên. Lão Nhân Gia, ngươi không sao chứ? Trần Bình An dùng sức đem đối phương kéo, liền vội vàng hỏi. Long Ngạo Thiên giờ phút này ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, ngay sau đó lại liếc nhìn bị Trần Bình An tiện tay ném xuống đất Tiên Khí, cùng ụt, hắn nuốt ngụm nước miếng. Đây rốt cuộc là phương nào thần nhân a? À? Giờ khắc này hắn có thể khoảng cách gần nhìn xem trên đất Trường Kiếm màu vàng, cái này Trường Kiếm màu vàng cùng hắn vừa mới nhìn thấy Tiên Khí hoàn toàn tương tự, liền trên mũi kiếm thiếu thốn miệng nhỏ, đều như thế, liền nói rõ, cái này trường kiếm màu vàng, khẳng định là vừa mới thanh kia tiên khí, nhưng để hắn nghĩ không hiểu là, tiên khí này không phải mới vừa bay đi đại lục trung tâm phương hướng kia ư, thế nào chớp mắt liền đến nơi này, hơn nữa còn tại cái này nhìn lên trẻ tuổi như vậy, trên mình không có chút nào tu vi khí tức trong tay nam tử, long ngạo thiên nhìn chầm chầm Trần Bình An, Trần Bình An trên mình vẫn như của một điểm tu vi khí tức đều không có, như là phàm nhân đồng dạng nhưng mà hắn vẫn là phát hiện trần bình an chỗ khác biệt trên người có một cổ nho nhã hiền hòa ôn nhuận như ngọc khí chất rõ ràng không có tu vi nhìn lên như phàm nhân nhưng lại cho người ta một cổ xuất trần thoát tục cảm giác đối mặt trần bình an ra hỏi long ngạo thiên cũng lấy lại tinh thần tới nói không không có việc gì trần bình an vậy mới thở ra một hơi kỳ thực hắn rất sợ lão nhân gia kia xảy ra chuyện không có việc gì liền tốt đúng rồi lão nhân gia ngươi có lẽ không phải kinh duyên trấn a ta dường như chưa từng thấy ngươi đây cái này mái tóc màu đỏ, đặc biệt có độ công nhận. Trần Bình An có thể khẳng định kinh duyên trấn không có người này. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ có chút câu nệ, gật đầu nói: ta đến từ địa phương khác. Trần Bình An ồ một tiếng, tiếp tục nói: lão nhân kia nhà, mặc kệ có việc không, ngươi vẫn là ngồi trước một hồi a, chờ ta mang củi trói tốt, chúng ta cùng đi một chuyến thôn trấn. Trần Bình An cảm thấy loại này lão nhân gia bây giờ nhìn lại tuy là không có việc gì, nhưng đợi lát nữa liền khó nói. chính mình vẫn là canh giữ ở hắn phụ cận có việc cũng có thể giúp một thoáng, loại này việc thiện, hắn có thể làm liền làm, cuối cùng cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, nói lấy, Trần Bình An nhặt lên trên đất trường kiếm màu vàng, chuẩn bị đi trở về trói cốt củi, nhưng mà lúc này, Long Ngạo Thiên cũng là nhịn không được hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi vì sao cầm lấy dạng này vũ khí tới chém củi, hắn nói đến đây lời nói thời gian, Đính thở, khoảng cách gần như vậy, hắn cuối cùng cảm nhận được tiên khí khí thế, khí cơ này cố ý nội liễm, nhưng mà vô dụng, hắn vẫn như cũ cảm nhận được đây tuyệt đối liền là vừa mới tiên khí trần bình an liếc nhìn trong tay trường kiếm màu vàng nói ngươi nói cái này nó không có tác dụng gì liền dùng tới chém củi giác long ngạo thiên nghe lấy lời này trực tiếp mộng không có tác dụng gì dùng tới chém củi trời ạ à, ngươi là biết bao vô tri a à, đây chính là tiên khí a à. lần này long ngạo thiên trọn vẹn xác định trần bình an là cái cái gì cũng không hiểu lăng đầu thanh nhưng hắn liền là không nghĩ ra tiên khí này vì sao muốn như vậy chẳng lẽ tiên khí này đã đem trước mắt cái này tiểu tử cho rằng chủ nhân thế nhưng cho dù là chủ nhân xem như tiên khí bị lấy ra đốn củi làm sao lại không có tính tình đây kỳ thực giờ phút này tiên khí tâm tình cực kỳ khổ bức nó không phải không có tính tình mà là không dám có tính tình tại nhìn thấy cái này long ngạo thiên thời điểm tiên khí liền mộng nhìn lần đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nó cũng không hiểu rõ cái này long ngạo thiên vì sao sẽ đến nơi này hiện tại tốt nhìn thấy nó đốn củi dáng vẻ trước đây không lâu dựng nên uy phong hình tượng trong khoảnh khắc sụp xuống đến sâu sắc nó khóc đều không có nước mắt trần bình an nói xong trở về đem chuẩn bị xong củi trói tốt theo sau chuẩn bị giấu tại sau lưng nhưng củi quá nặng hắn hai tay đỡ lấy mới có thể sau lưng mà nếu là như vậy trường kiếm màu vàng lại cầm không được suy nghĩ một chút hắn hướng về long ngạo thiên hô lão nhân gia tới giúp ta một chút đi long ngạo thiên không biết trần bình an muốn làm gì giờ phút này cũng chỉ có thể đến gần trần bình an nói lão nhân gia cầm dùng ta thanh kiếm này long ngạo thiên nghe xong méo miệng giật một cái, cái này, cái này không được đâu, tại sao ta cảm giác đụng nó một thoáng, nó liền sẽ chơi chết ta, nhưng mà, dù cho trong lòng sợ hãi, hắn vẫn là có một chút xúc động, muốn cầm lên nhìn một chút, tiên khí a, ai không muốn cầm tại trên tay thưởng thức một thoáng, tốt, Liều, Long Ngạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cầm lấy trường kiếm màu vàng, động tác cực kỳ chậm chạp, Trần Bình An nhìn xem hắn chậm rãi động tác, cho là hắn vừa mới ngã đến có chút nghiêm trọng, cho nên mới như vậy, cũng âm thầm cảm thấy chính mình không làm cho đối phương rời đi là đúng, không chừng lão nhân gia kia lại ném một lần. Long ngạo thiên thập phần lo lắng tiên khí bạo động, mà tại hắn cầm lấy trường kiếm màu vàng thời khắc đó, quả nhiên có một cổ cường hãn khí tức hướng hắn phả vào mặt, long ngạo thiên giật nảy mình, nhưng vào lúc này, Trần Bình An đột nhiên ho khang một thoáng, một tiếng này sau đó, trong tay long ngạo thiên trường kiếm màu vàng, nháy mắt biến mất, khí tức khủng bố trọn vẹn biến mất, long ngạo thiên cảm nhận được một màn này, cả người lại mộng, nhìn hướng Trần Bình An, một đạo này tiếng ho khang, lại để tiên khí như vậy nghe lời, này sao lại thế này, Trần Bình An cũng không biết phát sinh cái gì, giờ phút này ho khan một cái phía sau, nói thầm trong lòng lên, cổ họng có đờm, nhìn tới có chút nóng ướt, cũng đúng, thời tiết này càng ngày càng ẩm ướt, nhìn tới đến ngâm điểm trà lạnh uống một thoáng mới được, lẩm bẩm xong, hắn hướng về Long Ngạo Thiên cười một tiếng, sau lưng củi, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, Long Ngạo Thiên vẫn như cũ có chút ngốc trệ, theo sau lưng Trần Bình An, hắn bắt đầu hoài nghi Trần Bình An thực lực, đây quả thật là phàm nhân sao. Hắn còn nhìn một chút trong tay trường kiếm màu vàng, giờ phút này tiên khí yên tĩnh đến có chút đáng sợ, đi một đoạn đường, Trần Bình An cuối cùng trở lại trong sân, hắn tại một góc buông xuống củi, tiếp đó quay đầu hướng Long Ngạo Thiên nhìn lại, mỉm cười nói: "Lão nhân gia, đi vào ngồi biết a, à, thuận tiện uống ngụm nước, nhưng mà, Long Ngạo Thiên lại như là không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, yên tĩnh đứng đấy, kỳ thực hắn giờ phút này đã mộng, dường như bị lôi đình bổ trúng đồng dạng, đứng tại cửa, không nhúc nhích, giờ khắc này, nhìn trước mắt một màn Thế giới của hắn xem sụp đổ, hắn không biết rõ chính mình tiến vào địa phương nào, lại biết trước mắt sân này tuyệt đối không phải phàm gian, đây đều là đồ vật gì a? À? Cái sân này, mỗi một góc bên trong, tại hắn vừa tiến đến thời điểm, đều có một ánh mắt bắn ra đến trên người hắn, tại những ánh mắt này bắn ra mà đến thời điểm, hắn nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể, loại cảm giác này, sau mới vừa rồi bị tiên khí nhìn chằm chằm thời điểm còn khó chịu hơn gấp trăm lần, hắn nhìn xem các ngõ ngách phát hiện rất nhiều vật phẩm trên mình đều quanh quẩn lấy đạo tắc vận lý cái chổi vạt nước cây đào còn có cái kia nằm trên mặt đất gà trống nhìn xem những tồn tại này hắn lại liếc nhìn trong tay trường kiếm màu vàng giờ khắc này hắn dường như minh bạch trước đây không lâu tại rừng rậm nơi đó Trần Bình An nói câu nói kia hắn hỏi Trần Bình An vì sao cầm cái vũ khí này đốn củi Trần Bình An nói nó không có tác dụng gì liền lấy tới chém củi nguyên lai like cái này thật liền là mặt chữ bên trên ý tứ a hắn phát hiện trong nhà này cái nào cái tồn tại, đều so tiên khí trong tay mạnh, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác, là mạnh rất nhiều lần loại kia, tiên khí dường như cảm nhận được Long Ngạo Thiên ý nghĩ, giờ phút này khóc khóc chíp chíp lên, rất nghĩ đến một câu, có thể hay không đừng cầm ta cùng các đại lão so A, à. Trần Bình An gặp Long Ngạo Thiên miệng há hốc, ngốc trệ không thôi dáng dấp, không khỏi đến nhíu nhíu mày, lão nhân gia kia sẽ không té ngã thời điểm, ném tới đầu óc A, à. lão nhân gia, Trần Bình An đến gần, ở trước mặt hắn phất phất tay, lúc này, Long Ngạo Thiên mới phản ứng lại, nhìn xem Trần Bình An, giờ khắc này, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó vội vàng hướng về Trần Bình An chắp tay, đầu so tay thấp, nói: "Tại hạ Long Ngạo Thiên, xin ra mắt tiền bối, nếu như ngay từ đầu hắn còn hoài nghi Trần Bình An có phải hay không phàm nhân, có phải hay không bị tiên khí tuyển chọn, nguyên cớ tiên khí mới như vậy nghe lời, cái kia giờ phút này, hắn có thể trực tiếp lật đổ hoài nghi của mình, Trần Bình An tuyệt đối không thể nào là phàm nhân, cái này khắp phòng nhiều như vậy còn mạnh hơn tiên khí lớn tồn tại." cái này ở bên trong người có thể thông thường đi nơi nào trần bình an nguyên bản còn hoài nghi long ngạo thiên có phải hay không ném tới đầu óc giờ phút này nghe lấy lời này trừng mắt nhìn cái này thật ném tới đầu óc tại sao lại gọi ta tiền bối đây vừa rồi tại rừng rậm bên kia không còn gọi ta tiểu hỏa tử sao trần bình an nhìn xem long ngạo thiên dáng vẻ bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không tu luyện giả đồng dạng tu luyện giả mới sẽ gọi hắn tiền bối hơn nữa nhìn hắn cái dạng này có lẽ cùng mộ dung cung bọn hắn nhận thức cũng khó nói Trần Bình An nói, lão nhân gia, không cần khách khí như thế, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể, Long Ngạo Thiên vội vàng nói, tất nhiên có thể, tiền bối mời nói, kỳ thực tiền bối có thể gọi ta Tiểu Thiên, hoặc là Tiểu Long đều được, tại trong mắt Long Ngạo Thiên, giờ phút này Trần Bình An hình tượng, đã hoàn toàn khác biệt, Trần Bình An nhất định rất mạnh, cường đại đến làm người giận sôi mức độ, không phải tiên khí sẽ không trong mắt hắn vô dụng, nơi này cũng sẽ không thu tập nhiều như vậy cực kỳ cường hãn tồn tại, cái này cũng liền giải thích được, hắn vì sao nhìn không ra trần bình an tu vi vậy nhất định là thực lực chênh lệch quá cách xa không tại một cái cấp độ liền như phàm nhân cùng tu luyện giả đồng dạng phàm nhân không thể nhìn ra tu luyện giả tu vi bởi vì đối phương đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù trần bình an nghe lấy lời này khóe miệng lại giật một cái hắn cảm thấy lời này rất quen đây không phải mộ dung cung nói qua sao ta gọi ngài long lão a không biết long lão có phải là hay không tu luyện giả trần bình an cười khổ hỏi long ngạo thiên đối trần bình an vấn đề này có chút lơ mơ hắn biết trần bình an có thể nhìn ra tu vi của hắn nhưng dù cho không hiểu hắn vẫn là gật đầu xuống nói không sai nghe vậy trần bình an càng hết ý kiến nguyên lai thật là tu luyện giả vậy vừa rồi hắn hoàn toàn chính mình làm chuyện ngu ngốc a à. tu luyện giả ngã một thoáng có thể có chuyện gì ngạch không đúng lần trước la thiếu kiệt còn ngã đến hai chân đều đứng không vững tới khụ khụ xem ra chính mình làm việc tốt vẫn là đối đầu trần bình an tiếp tục hỏi cái kia long lão nhưng nhận thức mộ dung cung long ngạo thiên nghe lấy lời này ngây người mộ dung cung thiên tôn lâu bọn hắn người sáng lập không phải mấy ngàn năm trước liền đã phi thăng sao chẳng lẽ tiền bối nhận thức vị này tồn tại đúng rồi tiền bối tuyệt đối cũng là trong tiên giới siêu cấp đại năng cái này nhận thức không thể bình thường hơn được a à, không đúng tiền bối làm sao biết ta biết mộ dung cung tiền bối chẳng lẽ tiền bối thôi diễn ra ta là thiên tôn lâu lâu chủ cái này hắn chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng thân phận giờ phút này trần bình an trực tiếp hỏi hắn có biết hay không mộ dung cung vậy khẳng định là thôi diễn ra tới mà truyền văn thôi diễn năng lực thế nhưng liền tiên nhân đều nắm giữ không được siêu cấp năng lực tiền bối quả thật thần cơ diệu toán phản bối khâm phục long ngạo thiên lần nữa hướng về trần bình an chắp tay thi lễ đầu so tay thấp trần bình an gặp hắn lại hành lễ còn nói ra một câu nói như vậy lần nữa im lặng lên quả nhiên nhận thức hắn xem như minh bạch thì ra cùng mộ dung cung bọn hắn ở lâu đầu óc đều sẽ có chút ảnh hưởng trần bình an cảm thấy long ngạo thiên có lẽ còn có thể cứu thử nói long lão kỳ thực ta là một kẻ phàm nhân ngài lão đừng gọi ta tiền bối gọi ta tiểu an a à. một kẻ phàm nhân long ngạo thiên nghi hoặc một thoáng tiếp đó đột nhiên thần sắc cứng lại nghĩ đến trong lời nói cất giấu ý tứ hắn nhưng không tin trần bình an nói tới chỉ là một kẻ phàm nhân đồ đần đều không tin hắn suy nghĩ một chút liền nghĩ đến trần bình an trong lời nói ẩn tàng ý tứ đem mình làm phàm nhân cái này chẳng phải là hạ phàm tu tâm sao nghĩ tới đây cả người hắn sáng tỏ thông suốt hắn trước đây không tin tu tâm có thể để tu vi đột phá nhưng ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được biến hóa của tâm cảnh có thể khiến người ta có biến hóa sau khi lập tức liền biết tu tâm tầm quan trọng giờ phút này tiền bối như vậy khẳng định là hạ phàm tu tâm nhất định là tu vi đạt tới khó mà đột phá mức độ mới sẽ như vậy mà trần bình an hiện tại cùng hắn cường điệu việc này ý tứ cũng rất rõ ràng liền là để hắn đừng vạch trần việc này tiền bối ta đã biết từ nay về sau trong mắt ta tiền bối liền là một kẻ phàm nhân long ngạo thiên lời thề son sắc nói ý tứ liền là tiền bối ta hiểu ta sẽ không vạch trần ngươi là vô địch cường giả việc này. Trần Bình An nghe lấy lời này, nghe lấy cái này động một chút lại xuất hiện tiền bối hai chữ hết ý kiến. tốt a, à, thật đều không cứu nổi. các ngươi kêu to lên, ta cũng không có biện pháp. Trần Bình An rất là bất đắc dĩ, mà vừa mới hắn đã gọi đối phương đi vào uống nước. giờ phút này dù cho đã biết đối phương là tu luyện giả, sẽ không bởi vì vậy một hồi mà đổ xuống, cũng không có vội đối phương đi. làm người không thể lật lọng, vào đi. nói lấy, Trần Bình An đi đầu đi vào bên trong đi. Long Ngạo Thiên thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo, mà càng đi bên trong đi, hắn càng là kinh hãi. Cuối cùng, hắn tại Trần Bình An ra hiệu phía dưới, ngồi nghiêm chỉnh. Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên cái kia tiêu chuẩn tư thế ngồi, lại hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Cái này ngồi tư thế, để hắn liên tưởng đến mộ dung cung bọn hắn. Thực tế rất giống, hoặc là nói, quả thực giống như đúc, kỳ thực. Các ngươi có thể tùy ý một điểm, ngồi thành dạng này, ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không học sinh của ta trần bình an không lại để ý chuẩn bị đi pha trà nhưng long ngạo thiên đột nhiên hỏi tiền bối vậy vũ khí này để chỗ nào trần bình an gặp hắn còn cẩn thận cẩn thận cầm lấy có chút khó có thể lý giải được tùy ý nói ngươi tùy tiện ném cái xó xỉnh là được không có gì ghê gớm nói xong hắn tiến vào phòng bếp mà long ngạo thiên nghe lấy trần bình an lời kia lần nữa lâm vào mộng bức bên trong theo tùy tiện ném cái xó xỉnh tiền bối đây chính là một cái động một chút có thể để thiên địa chấn động tiên khí a Ta nào dám tùy tiện ném a, ta trái tim chịu không được a, bốn canh kết thúc, ta cảm giác ta sắp ăn không tiêu, e rằng đến khôi phục canh ba, Trừ Phi có chút cổ vũ, khụ khụ, Long Ngạo Thiên rón rén đứng lên, tiếp đó cầm lấy trường kiếm màu vàng đi đến một cái góc tường, nhẹ nhàng buông xuống, động tác rất là chậm chạp, sợ không chú ý đập đến trường kiếm màu vàng đồng dạng, mà Trần Bình An lúc này chính giữa nhanh chóng đi ra phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Long Ngạo Thiên một màn này, bất quá hắn không thời gian chữa bậy Long Ngạo Thiên, trên mặt lóe lên một vòng vội vàng bước nhanh hướng gian phòng nơi đó bước đi hắn mới vừa rồi còn cho là tô linh tại phòng bếp nhưng mà sau khi tiến vào phát hiện căn bản không tại hắn rất đi mau vào giữa phòng tô linh cũng không có như hắn nghĩ đồng dạng tại bên trong đi ngủ trần bình an lông mày nháy mắt nhăn thành một đám tiểu linh nhi sẽ không bị tìm trở về nơi này phụ mẫu mang đi a à. trần bình an lòng tràn đầy ảo não nếu là như vậy hắn còn chưa kịp cáo biệt a à. như vậy tốt một người muội muội hắn thật luyến tiếc trần bình an vờ phạt mà ra gian phòng hắn liếc nhìn đặt cốt trường kiếm màu vàng phía sau lần nữa ngồi nghiêm chỉnh long ngạo thiên nói long lão nếu không uống một thoáng nước là được hắn đột nhiên không muốn tán tỉnh trà không hào hứng cảm giác cả người uể oải suy sụp lên hắn đã dự đoán đến tương lai mình mấy ngày ăn không ngon ngủ không ngon dáng vẻ phiền muộn long ngạo thiên vội vàng nói tiền bối có việc vậy ta sẽ không quấy rầy long ngạo thiên già thành tinh cũng nhìn ra trần bình an lúc này sắc mặt vội vàng đứng lên trần bình an còn thật không suy nghĩ chào hỏi khách nhân liền gật đầu nói ngày khác long lão lại đến a à, hôm nay ta thật không có tâm tình gì trần bình an cực kỳ phiền đáng yêu như vậy muội muội làm sao lại không gặp đây sớm biết hắn mang lên tô linh cùng đi đốn củi không đúng theo lý mà nói phụ mẫu tìm tới nơi này cũng đến nhìn thấy chủ nhân đáp tạ một thoáng lại đi a à. tiểu linh nhi tốt như vậy tính cách phụ mẫu định không phải không người có tư cách nghĩ đến đây trần bình an cảm thấy mình còn có hy vọng long ngạo thiên không còn dám quấy rầy trần bình an hướng về trần bình an không người cáo từ đi ra ngoài Trần Bình An với tư cách chủ nhân, cũng tặng hắn ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không có trở về sân dự định, muốn đi trong trấn tìm xem, cũng có thể tìm tới Tô Linh, nhưng hắn mới ra cửa chính, liền thấy cầm lấy giỏ, nhúng nhảy một cái đi về tới Tô Linh, nhìn thấy bước đi vẫn như cũ cái kia đáng yêu Tô Linh, Trần Bình An thật dài thở ra một hơi, quả nhiên không đi, nhìn xem trong tay Tô Linh cầm lấy giỏ, trong giỏ có một ít nguyên liệu nấu ăn, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, thì ra Tiểu Linh Nhi ra ngoài, là nhìn thấy phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, mới đi phiên chợ bên kia mua nguyên liệu nấu ăn, làm bữa tối làm chuẩn bị, ca ca, Tô Linh vừa thấy được Trần Bình An, liền nhếch mép cười một tiếng, răng mèo như ẩn như hiện, hướng về Trần Bình An kêu một thoáng phía sau, nàng vừa nhìn về phía còn đứng ở ngoài cửa Long Ngạo Thiên, tiếp đó cũng lễ phép hướng về Long Ngạo Thiên kêu một tiếng, gia gia tốt. Long Ngạo Thiên tại sau khi ra cửa, liền phát hiện Tô Linh, mà khi nhìn đến Tô Linh một khắc này, liền đã mộng, cảm thụ được Tô Linh trên mình khí thế, thân thể của hắn lay động cái này tiểu cô nương này thế nào mạnh như vậy hắn có loại cảm giác tiểu cô nương này thò tay hướng hắn một chỉ hắn khả năng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử loại cảm giác này rất là chân thực mà sống lâu như vậy hắn phi thường tin tưởng mình loại trực giác này bởi vì liền là loại trực giác này mới khiến cho hắn theo lần lượt tử cục bên trong chạy thoát nhìn xem tô linh long ngạo thiên lại liếc nhìn trần bình an tiểu cô nương này vừa mới quản tiền bối gọi ca ca đối cái này hắn nở nụ cười khổ đáng thương ban đầu thời điểm Hắn còn tưởng rằng Trần Bình An là phàm nhân, ngươi xem một chút, tiểu cô nương này đều kinh khủng như vậy, xem như ca ca, có thể là một phàm nhân, tiền bối, ngày khác ta lại tới trước, hôm nay thực tế quấy rầy. Long Ngạo Thiên lần nữa hướng về Trần Bình An chắp tay hành lễ, đầu so tay thấp, cực kỳ cung kính. Trần Bình An đột nhiên tâm tình thật tốt, nhưng cũng biết lại lưu lại Long Ngạo Thiên có chút lúng túng, liền gật đầu cười nói: "Ân, ngày khác ta sẽ thật tốt chiêu đãi Long lão." Long Ngạo Thiên vui vẻ gật đầu có thể cùng loại này siêu cấp cường giả kết giao quả thật hắn chuyện may mắn tất nhiên hắn biết rõ trần bình an là tới tu tâm còn tại như vậy phàm nhân tiểu trấn ở lại nói rõ không muốn bị người khác phiền nhiễu nguyên cớ hắn phải chú ý tới trước nơi đây tần suất cũng không thể vì kết giao hoặc là đạt được lợi ích bại hoại chính mình ở tiền bối trong lòng hình tượng hắn sống đến lâu đối với loại này đối nhân xử thế chi đạo vẫn là rất rõ ràng nói xong long ngạo thiên chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này trần bình an dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng đột nhiên cười khổ nói, Long lão hãy khoan, ta vừa vặn có một chuyện muốn hỏi hỏi ý kiến ngươi một thoáng, tiền bối cứ nói đừng ngại, Long ngạo thiên cấp tốc dừng lại, cung kính nói, Trần Bình An thực tế không hiểu rõ Long ngạo thiên vì sao như vậy cung kính, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, loại này tu luyện giả đầu não, thanh kỳ cực kỳ, hắn muốn không hiểu, không biết Long lão có nghe nói hay không qua một ít có thể hạ nhiệt độ bảo bối, Trần Bình An hơi nhớ nhung tủ lạnh, nếu là có tủ lạnh, là hắn có thể cất giữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không phát sinh vừa mới tô linh đi mua đồ ăn hắn giật nảy mình loại việc này mà hắn cảm thấy thế giới này như vậy thần kỳ nếu là có điểm có thể hạ nhiệt độ bảo bối cũng được hơi chút xử lý một chút cũng có thể đạt tới có tủ lạnh tác dụng nếu như thật có vật như vậy ngày khác phía sau đi thêm trên núi mấy chuyến tồn nhiều một chút linh thạch làm cho đối phương hỗ trợ mua một cái long ngạo thiên nghe xong ngơ ngác một chút hạ nhiệt độ bảo bối hạ nhiệt độ đồ vật tu luyện giới bên trong có rất nhiều nhưng mà bảo bối mà lại là như vậy cao nhân tiền bối trong miệng bảo bối, hắn thật chưa từng thấy, kỳ thực thiên tôn lâu bọn hắn trấn lâu bảo bối bên trong, ngược lại có một khối có thể hạ nhiệt độ thiên huyền băng tinh, nhưng mà hắn sợ cái này thiên huyền băng tinh không thể vào trần bình an pháp nhãn, nguyên cớ trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói đi ra, cuối cùng, hắn vẫn là cảm thấy nói ra tương đối tốt, liền cười khổ nói, tiền bối, ta biết hạ nhiệt độ bảo bối, ta nơi đó có một khối, bất quá đối với tiền bối tới nói, khả năng không tính là bảo bối, chỉ có một khối hơn nữa tại vị này long lão trên tay trần bình an thử dò xét nói chỉ cần có thể hạ nhiệt độ là được không biết long lão có hay không có đem bán người dự định nếu như long ngạo thiên muốn bán hắn đến nghe ngóng cái giá cả trước sau đó lại tồn linh thạch long ngạo thiên nghe nói như thế đôi mắt sáng lên nhanh chóng nói tiền bối muốn nói thế nào bán ta đưa cho tiền bối là được trần bình an ngơ ngác một chút cái này không được đâu long ngạo thiên một mặt buông lỏng nói tiền bối thực tế quá khắc khí thứ này đối ta không có bao nhiêu tác dụng nếu như tiền bối muốn, ta liền trở về cầm, ngày mai hẳn là có thể mang đến. Long Ngạo Thiên giờ phút này trong lòng rất là nhảy nhót, cái này Thiên Huyền băng tinh mặc dù là Thiên Tôn lâu bọn hắn trấn lâu bảo bối một trong, nhưng mà, có thể sử dụng những thứ này đổi lấy như thế cao nhân tiền bối một cái nhân tình, vậy đơn giản không muốn quá giá trị, hắn hận không thể đem trọn cái Thiên Tôn lâu giao cho Trần Bình An đây. Trần Bình An nuốt một ngụm nước bọt, gặp đối phương như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa hắn thật vô cùng muốn có cái tủ lạnh, cuối cùng nhanh đến mùa hè, có cái có thể hạ nhiệt độ đồ vật sinh hoạt thoải mái rất nhiều cũng có thể chơi điểm uống ngon ướp lạnh đồ uống cái kia đa tạ long lão trần bình an hướng về long ngạo thiên chắp tay nói long ngạo thiên gặp trần bình an như vậy lập tức cũng hướng về trần bình an hành lễ sợ trương đạo tiền bối quá khách khí điểm ấy tấm lòng nhỏ không cần để ở trong mắt ta ta hiện tại liền trở về cầm trần bình an mỉm cười gật đầu nói vậy phiền phức long lão long ngạo thiên gật đầu lần nữa sau khi hành lễ liền tại chỗ hư không tiêu thất trần bình an nhìn xem long ngạo thiên loại này biến mất thần tiên thủ đoạn hít sâu một hơi bị khiếp sợ đến ta cảm giác cái này long lão sau mộ dung cung bọn hắn còn mạnh a à. liền thủ đoạn này xem như thần tiên sống đi không được lần sau đến cho long lão chuẩn bị cẩn thận ăn lần này tiếp nhận long lão như vậy nhân tình ta thực tế thua thiệt hắn quá nhiều trần bình an quyết định sau đó long ngạo thiên tới trước đều đến thật tốt khoản đãi dù cho đối phương như mộ dung cung bọn hắn cái kia là cái ma quỷ hắn cũng không thể tâm phiền Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, Trần Bình An lúc này mới nhìn hướng Tô Linh, Tiểu Linh Nhi, vào đi, ca ca phải cùng ngươi nói sự tình. Trần Bình An hiếp hiếp mắt, quyết định thật tốt giáo dục một chút Tô Linh, để nàng sau đó cũng không thể còn như vậy không lưu bất luận cái gì tin tức ra ngoài bên ngoài. Tô Linh thì trọn vẹn không ý thức đến không đúng, ý ở ý e ý ở ý e trên mặt đất lấy cầu thang, cùng đi theo vào. Sau đó không lâu, trong sân Tô Linh, hai gò má đỏ rực, còn biểu môi, chống nạnh nhìn xem Trần Bình An, hừ một tiếng, ca ca xấu, không để ý tới ngươi sau một ngày tiên giới huyết nguyệt tông toàn bộ tông môn trang trí đỏ sậm tựa như địa ngục đồng dạng một tòa đỏ tươi trong đại điện mấy cái trung niên xếp bằng ở một chỗ từ từ nhắm hai mắt con mắt hướng về một cái ống ánh viên cầu vận chuyển lấy bàn bạc năng lượng màu trắng sau đó không lâu ống ánh viên cầu bên trong lóe ra một bức tranh thành cái kia tiên khí thông qua thời không loạn lưu hẳn là đi đến cái này phàm giang ngồi ở bên trong một cái khí thế cường đại nhất trung niên mở ra mắt hổ nói theo sau hắn nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên áo đỏ, nói, ngươi mang lên chu tiên trận tiến đến, nó có lẽ ngay tại núi này rừng phụ cận, ngươi, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. À? cái này trung niên áo đỏ trên mình khí thế đồng dạng cực kỳ cường hãn, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, nói, tông chủ xin yên tâm, có ta ở đây, việc này ổn thỏa, ân, đi thôi, âm thanh rất là đạm mạc, trung niên áo đỏ gật đầu, tại chỗ biến mất, sáng sớm, sương sớm vừa mới hòa tan, tô linh liền nhào tới trần bình an giường, ca ca, ca ca, tỉnh một chút, nghe lấy giòn giòn giả giả, vẻn vẹn nghe một thoáng liền không nhịn được lộ ra gì cười âm thanh, Trần Bình An mỉm cười mở mắt ra, hắn nhìn xem nằm ở chính mình trên chăn Tô Linh, nói, tiểu Linh Nhi, vậy mới nhiều sớm, để ca ca ngủ tiếp một hồi sẽ, tối hôm qua, Tô Linh ngủ không được, Trần Bình An quả thực là cho Tô Linh nói mười mấy cái cố sự, cuối cùng hắn ngược lại trước buồn ngủ, thật không nghĩ đến, Tô Linh lúc này so hắn thức dậy còn sớm, ca ca, ngươi không phải nói mang ta đi mua váy sao, Tô Linh biểu môi, xem kỹ nhìn chầm chầm Trần Bình An, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trần Bình An vậy mới nhớ tới tối hôm qua hứa hẹn, ho khang một tiếng, ngồi dậy, rời giường tắm rửa, thay xong hệ thống bên trong đánh. Chính mình thích nhất quần áo phía sau, Trần Bình An phát hiện Tô Linh đã đem bữa sáng làm tốt, khiến hắn đối chính mình cái này nhặt được muội muội càng thích. Hắn còn thật sợ Tô Linh phụ mẫu tìm tới cửa, đem Tô Linh mang đi. Khi đó hắn lại đến một người cô đơn, ăn điểm tâm xong, Tô Linh kéo lấy Trần Bình An ngón út, ra sân mà trần bình an rời đi không lâu lúc này trong sân thần khí môn lại bắt đầu bắt đầu giao lưu lại có một nhóm nhỏ người hướng kinh duyên trấn nơi này chạy đến bất quá lần này nhân số không lần trước nhiều đồ rác rưởi ngươi lần trước xử lý đến không phải rất hoàn mỹ tiếp tục đi xử lý một thoáng nói lấy tất cả thần khí đều nhìn về trong góc tiên khí trong lòng tiên khí than thở nhưng mặt ngoài chỉ có thể nói được rồi các đại lão nói xong thừa dịp trần bình an ra ngoài nó vụn trộn ra sân vạch phá không gian xuất hiện tại một nhóm còn không biết rõ tiên khí đã đi đại lục trung tâm người trước mặt thông qua phương pháp giống nhau đem bọn hắn lừa đi cuối cùng nó chuẩn bị đi trở về sân nhưng vào lúc này bất ngờ phát sinh tại nó phụ cận không trung đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt màu đen một cái trung niên áo đỏ người từ bên trong đi ra hắn vừa xuất hiện bốn phía thời tiết dường như liền cảm ứng được người này bất phàm đồng dạng mây đen dần dần đè xuống bốn phía cùng phong đột nhiên nổi lên bốn phía không khí đều biến cực kỳ áp lực Tiên khí khi nhìn đến người này thời điểm, thân thể cũng là chấn động một cái. Người này chính là huyết nguyệt tông thái thượng trưởng lão một trong. Lúc trước nó bị một đám người huyết nguyệt tông nắm lấy thời điểm, người này thình lình xuất hiện, thậm chí còn ác tâm qua nó. Ô ô ô, đây không phải vàng linh tiên kiếm ư, thế nào trùng hợp như vậy a? À? vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Trung niên áo đỏ người vừa xuất hiện, liền một mặt kiệt ngạo bất tuần, phản phất tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Tiên khí nhìn xem người này, nội tâm rất là lo lắng nó thật không nghĩ tới huyết nguyệt tông người dĩ nhiên có thể tìm tới tung tích của nó theo lý mà nói không nên mới đúng nhiều như vậy cái phàm gian hơn nữa dù cho đã tìm đúng cái này phàm gian cũng không có khả năng thoáng cái liền tìm đến vị trí của nó a à. trung niên áo đỏ nhìn xem tiên ký yên lặng cười ha ha đừng nghĩ cho là xuyên qua thời không loạn lưu chạy trốn tới phàm gian chúng ta liền không tìm được ngươi muốn tìm ngươi chúng ta có rất nhiều thủ đoạn ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo ta trở về tiên giới Bằng không đừng trách ta nhịn không được lại ngược ngươi một phen a." Tiên khí nghe lấy cái này ác tâm lời nói, ngọn lửa trong lòng cơ hồ đốt đầy toàn thân nó, nhưng nó có thể khẳng định, lúc này nó căn bản không đủ người này đánh, bởi vì nó có thể vững tin, người này khẳng định cầm lấy trận pháp kia hạ phàm, có trận pháp kia, lượng nó mạnh hơn cũng vô dụng, nhưng nó nơi này đã cách kinh duyên trấn có đoạn khoảng cách, nếu là những thần khí kia đại lão không tỉ mỉ cảm thụ một chút tới cứu nó, nó thật sự có khả năng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời bị bắt trở về tiên giới, lần nữa bị tù buồn ngủ lên, nó có thể tưởng tượng đến, lần này huyết nguyệt tông nhất định sẽ gia cố cầm tù không gian vững chắc tính, tiên khí trầm ngâm chốc lát, làm ra một cái quyết định, chỉ có thể làm lớn chút động tĩnh, tận lực để thần khí đại lão bọn chúng chú ý tới, tiên khí nhìn trước mắt người, nếu là có thể cùng người này đánh lên một hồi, động tĩnh này có lẽ thật lớn, vừa nghĩ đến đây, nó nhìn chầm chầm trung niên áo đỏ, ánh mắt hung ác, mắng, ngươi chớ đắc ý, trong mắt ta, ngươi chính là rác rưởi cho là chính mình rất mạnh nếu là ngươi không cần trận pháp kia dù cho ta bị thương nghiêm trọng vẫn như cũ có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất nó không chỉ là vì làm nổi giận đối phương làm cho đối phương cùng nó đánh một hồi càng nhiều hơn chính là vốn là cực kỳ phẫn nộ nếu không phải huyết nguyệt tông mượn trận pháp kia ở trong mắt nó chẳng là cái thá gì nó có rất nhiều bẫy vào bẫy ra đem toàn bộ huyết nguyệt tông chơi đến gà chó không yên năng lực đứng đầu trung niên nhân mới đắc ý một câu giờ phút này nghe lấy tiên khí như vậy chửi rủa trên mặt cũng lộ ra tức giận, bất quá hắn rất nhanh lại cười lạnh nói, không sai, ta không mạnh, trong mắt ngươi là rác rưởi, nhưng mà, ta có thể ngược ngươi, dứt lời, hắn một tay phất lên, một cái tảng ra ánh sáng màu vàng ống trận pháp la bàn, đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, tiên khí gặp gia hỏa này như vậy không theo sáo lộ ra bài, nó toàn lực hướng về một phương hướng, dùng ra công kích mạnh nhất, sau một khắc, một đạo cực kỳ cường hãng lưỡi kiếm, cắt vỡ chân trời, chớp mắt ở chân trời biến mất, đạo này công kích rất mạnh vừa đưa ra, trên trời mây đen nháy mắt tại công kích này trung phân thành hai nửa, chỉ là đạo này công kích, không phải đánh về phía hướng nó bay tới trận pháp la bàn, mà là kinh duyên trấn bầu trời bên kia, nó biết rõ trận pháp kia cường hãn, mặc kệ nó như thế nào công kích, đều chỉ có thể tốn công vô ích, nó chỉ hy vọng những thần khí kia các đại lão có thể biết nó công kích này bên trong ẩn chứa tín hiệu cầu cứu, tiên khí công kích đánh xong, sau một khắc, trận pháp la bàn mãnh liệt phát ra mãnh liệt kim quang, bao phủ lại tiên khí, trong chớp mắt, tiên khí đã đặt mình vào tại trong trận pháp. Trong trận pháp, lôi đình trên đỉnh đầu tiên khí vọt qua, hình như sau một khắc liền sẽ đối phía dưới vạn tiễn xuyên tâm rơi xuống. Tiên khí nhìn xem phía trên tình huống, hận ý tràn đầy, cũng không có biện pháp, nó tại bên trong, có thể làm liền là thúc thủ chịu trói. Phía trước, trung niên áo đỏ người một mặt cười lạnh, nhìn chầm chầm tiên khí, làm ra một cái có khiêu khích tính thủ thế, còn hướng về không trung phun ra một cái nóng đờm. Lão tử tất nhiên không đủ ngươi đánh, nhưng ta có thể khống chế tự do của ngươi, không phục tới đánh ta a à. hơn nữa ngươi có phải hay không bị thời không loạn lưu chơi choáng ván, hướng về ngược đánh ra công kích là trông chờ công kích kia chuyển cái ngoặt tới công kích ta tiên khí cố nén lửa giận cũng không đi nghe gia hỏa này cầu nguyện trong lòng thần khí các đại lão có thể nhìn thấy tín hiệu của nó nó không biết là lúc này trong sân thần khí môn có thể cảm giác được nó nơi đó tình huống nhưng chúng nó cũng là trầm mặc không có trần bình an mở miệng bọn chúng ra ngoài sẽ bị trừng phạt hơn nữa tình tiết nghiêm trọng thời gian trừng phạt sẽ rất lớn thậm chí có khả năng có thể bị tước đoạt sinh mệnh biến thành phàm vật trên bầu trời trung niên áo đỏ người nhìn xem tiên khí bị nhốt phía sau giờ phút này còn mặc cho hắn khiêu khích cũng không nói một lời trong lòng bắt đầu có loại trọng quyền đánh vào bông vải bên trong cảm giác thế nào không phục tiên khí không lên tiếng nói chuyện cũng vô dụng yên lặng vậy ta liền là vì ngươi không phục a à, ai đã dạng này ta chỉ có thể để ngươi cảm thụ một chút lôi đình uy lực nói lấy trung niên nhân trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ quyệt một tay bấm ngón tay hướng về không trung trận pháp la bàn vọt tới một đạo quang mang thoáng chốc trong trận pháp lôi đình như vô số đầu giống như du long bỗng nhiên rơi xuống lôi đình xuyên qua tiên khí thân thể qua lại sông sáo một đạo mãnh liệt chấn minh thanh tại trong tiên khí phát ra không gian bốn phía cực kỳ nặng nề a à, bên trong tiên khí khí linh như gặp phải đập nện thống hào không ngừng chật chật thật thê thảm dáng vẻ bất quá ta thích cái kia lại tăng thêm thời gian một nén nhang để ngươi chậm rãi hưởng thụ nói lấy hắn tại không trung làm ra nằm nghiêng tư thế, buồn bực ngán ngẫm dáng vẻ, mà tại cách bầu trời này cách đó không xa mặt đất, giờ phút này đang có một cái lão giả tóc đỏ, trốn ở trong góc nhìn xem một màn này, hắn ngây ngốc nhìn xem bầu trời, hắn chính là từ trong thiên tôn lâu cầm lấy thiên huyền băng tinh chạy tới long ngạo thiên, nhìn phía trước quang cảnh, nội tâm hắn cực kỳ chấn động, tiền bối tiên khí, lại bị một cái đồng dạng cực kỳ người cường hãn dày vò lấy, long ngạo thiên cũng bắt đầu lo lắng lên, bởi vì hắn nghe lấy tiên khí kêu thảm liền biết nó hiện tại có nhiều thống khổ, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện Trần Bình An tranh thủ thời gian tới trước, mà trong sân, một đống thần khí trầm mặt như trước lấy, an tĩnh dị thường, không khí rất là lạnh lẽo, bọn chúng đều tại sinh khí, nhưng vẫn như cũ bất lực, bằng không đến đối mặt trừng phạt, có lẽ sẽ bị tước đoạt sinh mệnh, trong phòng bếp giao phay, giờ phút này hơi hơi lay động, cuối cùng, mẹ nhà hắn, lão tử nhịn không được, giao phay phẫn nộ bay ra, nhưng vào lúc này, một đạo năng lượng cường đại tường, ngăn cản tại tiền phương của nó, ngươi phải biết đi ra hậu quả, lúc này, cây đào âm thanh vang lên, giao phay trầm mặt một chút, mới từng chữ từng chữ khai ra nói, ta biết, nhưng nó là ta phải đi ra, dù cho cái mạng này không còn, lão tử cũng được cứu nó, cây đào nghe vậy, thở dài một tiếng, thở dài âm thanh vừa qua, không trung cản đường năng lượng tường nháy mắt biến mất, giao phay bay cao lên không trung, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, tiên khí chỗ tồn tại bầu trời, nơi này vẫn như cũ vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, vạn vật chấn động, toàn bộ thế giới tựa như trở về đến lờ mờ sơ khai thời khắc, huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời, vạn vật tiếng gào thét vô cớ vang lên, một cái dao phay theo thiên khung hạ xuống, như là thần ma phủ xuống, lão tử giận dữ, thần Phật quỳ cúi, ngươi nho nhỏ một cái tiên nguyên cảnh, đụng đến ta thủ hạ, ai cho ngươi gan chó, một đạo như thiên lôi phẫn nộ gầm thét, ầm vang nổ vang, thiên địa cũng theo đó rung lên, thiên đạo gần như sụp đổ biến hóa này nổi lên cực kỳ đột nhiên, dẫn đến trung niên áo đỏ mặt người bên trên cười lạnh còn chưa kịp thu về, liền đã cứng ngắc, hắn ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tựa như ngày tận thế đồng dạng, mà nghe lấy cái kia một đạo tới từ sâu trong linh hồn đồng dạng gầm thét, hắn đột nhiên ngực khó chịu lên, huyết khí hướng tâm mà ra, phốc, đỏ thẫm máu tươi từ trung niên áo đỏ người trong miệng phun ra, bắn tung tóe mà xuống, như là huyết sắc mưa tiêu, mà nhìn xem màn biến hóa này, còn có núp ở phía xa trong góc long ngạo thiên, giờ khắc này, Long ngạo thiên cảm giác trời đất quay cuồng, đôi mắt trừng lớn, thân thể run rẩy, phản phất nhìn thấy sinh vật khủng bố nhất đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn xem vùng trời trận pháp, giờ phút này nơi đó xuất hiện một cái bốn phía đều là đạo tắc vận lý quanh quẩn vũ khí, như là thần linh phủ xuống, giao phay vừa xuất hiện, nhìn xem dưới thân trận pháp, phẫn nộ chấn động, không gian đột nhiên lay động động, một đạo mãnh liệt sóng chấn động động trùng kích mà xuống, răng rắc, trận pháp kia la bàn, vậy mà tại cái này sóng xung kích bên trong, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy mảnh vụn từ không trung hướng mặt đất chiếu xuống, trong chớp mắt, trận pháp tiêu tán, trong trận pháp lôi đình cũng hết thảy biến mất, mà tiên khí cũng theo kịch liệt rung động chậm rãi chậm chạp, nhưng như trước vẫn là tại nhẹ nhàng rung động, bên trong tiên khí khí linh, lúc này nhìn hướng đỉnh đầu của mình, nhìn thấy giao phay một khắc này, nó có loại xung động muốn khóc, giao phay đại lão, vừa mới những lời kia, nó đều nghe được, nó không nghĩ tới, giao phay đại lão dĩ nhiên nói nó là thủ hạ của nó, liền vì một câu nói như vậy, nó cảm thấy chính mình đi ra làm việc đáng giá, mà nhìn lấy thiên địa tình huống lúc này, tiên khí lại trở nên hoảng hốt, một cổ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi, xâm nhập nó, tốt, thật mạnh, giờ khắc này, nó có loại cảm giác, giao phay chỉ cần hừ một tiếng, nó liền sẽ chia năm xẻ bảy, loại cảm giác này cực kỳ cường liệt, cũng cực kỳ chân thực, nó cuối cùng vẫn là đánh giá thấp giao phay thực lực chân thật, có lẽ đặt ở thần giới, giao phay đều có thể xưng bá, mà ở đối diện tiên khí, trung niên áo đỏ người còn lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn cả người đã không có trước đắc ý cùng ngã ngớn dáng dấp, nhìn lên cực kỳ lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trừng lớn, bên trong tất cả đều là tơ máu, thân thể của hắn điên cùng run rẩy, như là run rẩy dường như, ngươi, ngươi, trung niên áo đỏ người ngay cả lời đều nói không ra, phát hiện đầu lưỡi của mình đã thắt nút, một màn trước mắt, để hắn hoài nghi nhân sinh, đây rốt cuộc mạnh đến mức nào, mới sẽ như vậy kinh người a, mà trận pháp kia thế nào hủy đi, hắn cũng không thấy rõ, trước mắt cái này tồn tại, mạnh ngoại hạng. Giao phay nhìn chầm chầm phía dưới trung niên áo đỏ người, làm biến đến ngược sát, quả quyết hừ ra một tiếng, tiếng hừ lạnh này như là xuyên qua thời không, chớp mắt lấy ba động hình thức, đến trung niên áo đỏ trên thân thể, trung niên áo đỏ người tựa như cảm nhận được cái gì, con mắt trực tiếp lồi ra, miệng mãnh liệt khuếch đại, hoành, hắn lời nói còn không nói ra, cả người đột nhiên nổ tung, tràn diện cực độ kiếp người, giao phay giết trung niên áo đỏ người, lửa giận trong lòng mới đánh tan, giờ phút này liếc nhìn tiên khí, trên người nó bộc phát ra khí thế hết thảy như bùng ngưu vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Tiên khí ngây ngốc nhìn xem trên đỉnh đầu giao phay, lúc này nó không biết rõ nói cái gì cho phải, giao phay cũng là mở miệng trước, vẫn như cũ lãnh đạm nói, trở về, nói lấy, nó xoay người lại, nhìn xem kinh duyên trấn phía bên kia, trầm mặt một chút, ngay sau đó tại chỗ biến mất, tiên khí nhìn xem giao phay rời đi, vậy mới mỉm cười nói, được rồi, đại lão, nó lần đầu tiên cười nói ra lời này, trong sân, phòng bếp, Giao Phay đã yên tĩnh nằm tại trên thất gỗ, cả sân cực kỳ tĩnh mịch, nơi này không có bất kỳ giao lưu, tựa như phàm nhân biết thế giới muốn tận thế, yên tĩnh chờ đợi tai nạn đến đồng dạng. Sau một khắc, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang lên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Âm thanh vừa qua, cả sân bên trong vang lên âm thanh hoang hô, trên thất gỗ Giao Phay cũng chấn động nhẹ một thoáng, dường như thở ra một hơi đồng dạng, mà đúng lúc này, tiên khí cũng trở về đến trong sân, lúc này, cả sân lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả ánh mắt đều rơi vào tiên khí trên mình. Vừa rồi tại thấy được giao phay đại lão cường hãng phía sau, tiên khí đối những đại lão này môn càng sùng kính. Trước đây không lâu tại bí cảnh nơi đó, nó cho là giao phay đã hiển lộ ra mạnh nhất thực lực, không có nghĩ rằng, cái kia chỉ là một góc băng sơn. Ngày hôm nay, nó cũng không rõ ràng, đây có phải hay không là giao phay toàn bộ thực lực, hoặc là vẫn như cũ là một góc băng sơn. Nhưng nó thật bị loại này cường đại tư thái cho chấn động, thực tế cường đại đến không có gì sánh kịp mức độ, cũng bởi vậy, giờ phút này bị nhìn chằm chằm nó vẫn như cũ có chút chột dạ nhưng vào lúc này dao vây âm thanh vang lên như cũ như thế đạm mạc dường như người khác thiếu nó rất nhiều tiền đồng dạng đồ rác rưởi từ giờ trở đi hoan nghênh sự gia nhập của ngươi âm thanh vừa qua tiên khí đột nhiên choáng váng cái gì đại lão ngươi nói cái gì bên trong tiên khí khí linh đột nhiên xúc động đến nhảy dựng lên dường như đã choáng váng đồng dạng mà nó thân kiếm cũng bắt đầu rung động lên một lát sau xác định chính mình không nghe lầm phía sau nó vững vàng một thoáng tâm tình từ một tiếng tiên giới huyết nguyệt tông trong một cái đại điện đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy tu luyện mắt hổ trung niên nhân mà lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người có việc thanh âm đạm mạc ở trong đại điện dập dần báo cáo tông chủ chu hồ mệnh bài nổ tung trước đó tới bẩm báo người một mặt cả kinh nói lệnh bài nổ tung đại biểu lấy cái gì hắn rất rõ ràng liền là cả người nổ tung người bình thường chết mệnh bài chỉ là nứt ra thành hai nửa mắt hổ trung niên nhân mãnh liệt mở mắt ra một đạo cường liệt lại ánh mắt bén nhọn, bắn ra mà ra, ngươi nói cái gì, cái này tới trước bẩm báo người, khúng núng đem lời nói mới rồi lại lần nữa lại một lần, đồng thời lấy ra một đống mảnh vỡ, mắt hổ trung niên nhân nhìn xem mệnh bài mảnh vỡ, không có bất kỳ động dung mặt, giờ khắc này bắt đầu biến thành đen, cái này sao có thể, mang theo trấn tông tru tiên trận, lại còn bạo thể mà chết chết rồi, hắn thực tế muốn không hiểu, trước cuộc mạnh bao nhiêu người, mới có thể để cho một cái tiên nguyên thời điểm người bạo thể mà chết, tiên tôn thời điểm, không có khả năng, Hắn cái này tiên tôn thời điểm người đều không làm được, mà tiên khí kia khẳng định càng không phải, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, thân thể lóe lên, cả người tại chỗ biến mất, tại hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tại một tòa rất là nguy nga, khí thế tràn đầy, tiên khí tràn đầy trước đại điện, hắn mới nghe nói tiên đế tại phái người tiến về mỗi cái phàm gian, tìm kiếm nữ nhi, mà trọng điểm muốn ra là, có tiên đế cấp bậc bí cảnh xuất hiện phàm gian, nghe, cái bí cảnh kia quan trụ, còn bị người phá hủy, nói cách khác, cái kia phàm gian có có thể so tiên đế cấp nhân vật tại, mà vừa mới, chu hồ chỗ tồn tại phàm gian, vô cùng có khả năng liền là tiên đế muốn tìm phàm gian. Mắt hổ trung niên nhân hít sâu một hơi, đi vào đại điện, nếu là hắn thành công, sau này đem có thể cùng tiên đế cộng hưởng phương thiên địa này, phàm gian, kinh duyên trấn, mua xong quần áo Trần Bình An hai người, cười cười nói nói hướng chính mình sân bước đi, mà trên tay hắn, còn cầm lấy một cái vừa mua cây dù, vừa mới bầu trời biến hóa dọa hắn nhảy một cái, thiên đột lại đen không nói, còn sấm sét vang dội, mặt đất còn hơi rung một thoáng, phản phất trời muốn phía dưới hồng thủy đồng dạng khủng bố, còn tốt cũng liền một hồi, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối cái này, hắn chỉ cảm thấy đến thần kỳ không thôi. Mà tô linh lúc này vẫn như cũ đáng yêu rực rỡ, trọn vẹn không có bị hù đến, cười lên thời gian răng nanh như ẩn như hiện, trên mặt còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Trần Bình An thật muốn thừa dịp tô linh không chú ý, hôn một chút nàng cái kia phấn hồng gương mặt, thực tế rất có sức hấp dẫn. Tô linh rất vui vẻ. Lần này Trần Bình An tổng cộng mua cho nàng 5 bộ quần áo, sau đó có thể một ngày một bộ, trở lại sân phía trước, Trần Bình An nhìn thấy cửa đại viện phía trước đang đứng một người, chính là Long Ngạo Thiên, Trần Bình An đôi mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, mỉm cười nói: "Long lão, thế nào không vào ngồi, sẽ không một mực tại nơi này chờ a." À? Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trần Bình An một khắc này, đôi mắt mãnh liệt trừng một cái, bởi vì trong mắt hắn, giờ phút này lấy Trần Bình An làm trung tâm, phản phất toàn bộ thiên địa, đều hiện đầy đạo tắc vận lý. Nhìn xem cái này kinh người một màn, kết hợp với vừa mới cái kia giao phay khủng bố, Long Ngạo Thiên nhìn xem tầm mắt của Trần Bình An bên trong, đều là sùng kính tình cảm, hắn có thể khẳng định, cái kia giao phay nhất định là Trần Bình An vũ khí, không thể nghi ngờ loại kia, xin ra mắt tiền bối, Long Ngạo Thiên đầu tiên là vô cùng cung kính thi lễ một cái, theo sau mới trả lời Trần Bình An vấn đề, tiền bối không tại, ta không tốt đi vào, hắn ý nghĩ rất đơn giản, không thể làm ra bất luận cái gì chọc giận tiền bối động tác bất luận cái gì không có chút nào có thể làm, hắn không hề chỉ là sợ trong nhà này kinh khủng tồn tại, còn sợ chính mình không đến cho phép, tự tiện xông vào, làm đến Trần Bình An không vui, cuối cùng ai cũng có việc riêng tư, hắn sống nhiều năm như vậy, điểm ấy đối nhân xử thế đạo lý, hắn biết rõ, Trần Bình An đối với Long Ngạo Thiên hành động, rất là bất đắc dĩ, bất quá cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn cản cũng vô dụng, sau đó Long Lão đi tới, trực tiếp đi vào ngồi chờ chính là, đi vào đi, lần trước đường đột, lần này ta đến thật tốt chào hỏi một thoáng long lão nói lấy trần bình an cười lấy dẫn đầu tiến vào bên trong hắn quyết định dùng ra chính mình chân tàn lá trà tới chiêu đãi long ngạo thiên long ngạo thiên gật đầu đi theo mà hắn lúc này cũng liếc nhìn tô linh tô linh cũng cười kêu hắn một tiếng da da cực kỳ nhu thuận long ngạo thiên lần thứ hai nhìn thấy tô linh lần đầu tiên bị sự cường đại của nàng khí thế hù đến lần này nghiêm túc nhìn xem nàng hắn đột nhiên lại là khẽ giật mình điện nước đầy đủ hoa nhi hoa tắc ta muốn bóp một thoáng mặt Long Ngạo Thiên khỏa kia đều nhanh khô lão tâm, trực tiếp manh tan, tiến vào trong phòng, Long Ngạo Thiên ánh mắt tại bốn phía phân ly, hắn nhìn thấy trong góc tiên khí, không khỏi đến nhớ tới sự tình vừa rồi, tiếp đó ánh mắt của hắn tại bốn phía xuyên qua, nhìn một chút có thể hay không tìm tới thanh kia phản phất có thể hủy thiên diệt địa giao phay, mà vào cửa thời điểm, hắn xuyên thấu qua một đầu không lớn bay, nhìn hướng trong phòng bếp, vừa nhìn lên phía dưới, thật bị hắn nhìn thấy, nhìn thấy trên thất gỗ yên tĩnh nằm giao phay, Long Ngạo Thiên hô hấp dồn dập, Thân thể nhịn không được run rẩy, lúc này hắn lần nữa nhìn hướng Trần Bình An, Tiền bối, ngài đến cùng là những người nào a? À? Ngài nói ngươi là tiên nhân, ta đều cảm thấy không phải a, à? thế nhưng ta thật không biết tiên nhân bên trên còn có cái gì tồn tại. Long Ngạo Thiên ngồi xuống, lúc này, hắn cũng chưa quên chính mình mục đích chuyến đi này, nhanh chóng tại trong nạp giới lấy ra một cái hộp, hộp cực kỳ tinh mỹ, là một cái màu trắng hộp tinh thể, phía trên còn điêu khắc bông tuyết đồ án, Tiền bối, ngài muốn đồ vật, liền tại bên trong. Trần Bình An nhìn lại đôi mắt nở rộ một trận cường quang, cẩn thận từng ly từng tí lên trước mở hộp ra, lúc này, một cổ hơi lạnh, hướng về hắn phả vào mặt, nháy mắt để hắn đánh rung một cái, ngư phê a, à, nhìn xem trong hộp đồ vật, Trần Bình An nhịn không được tán thưởng một tiếng, cái này dĩ nhiên không phải khối băng, mà là một khối ống ánh long lanh tinh thể, lớn chừng bằng bàn tay, đầu hình dáng, Trần Bình An cảm giác được, cái này trong hộp nhiệt độ, chí ít tại không độ trở xuống, rất không tệ, đa tạ long lão. Trần Bình An một mặt vui vẻ nhìn xem Long Ngạo Thiên, Âm Thầm ghi nhớ nhân tình này, kỳ thực trong lòng hắn có chút ấy nấy, cuối cùng chính mình đây không phải mua, nghĩ đến sau đó có vật gì tốt, đến cho Long Ngạo Thiên một ít. Long Ngạo Thiên liên tục không ngừng khoát tay cùng lắc đầu, Tiền Bối nói đùa, thứ này ta vô dụng, Tiền Bối cần, ta lý nên đưa tặng. Trần Bình An gật đầu, ghi nhớ nhân tình liền thôi. Long lão ngồi trước biết, ta cái này cho ngươi pha trà đi. Nói lấy, Trần Bình An nhìn về phía Cô Linh, cười nói, Tiểu Linh Nhi đang ở trong phòng ta lấy chút tiền đi vừa mới lão bá kia nơi đó mua dưa hấu a à, có cái này đồ tốt dưa hấu liền ăn ngon nhiều tô linh đôi mắt sáng lên chạy vào gian phòng cầm tiền ý ỏ ý e ý ỏ ý e hướng mặt ngoài nhảy đi long Ngạo thiên nhìn đến con mắt manh tang trần bình an tiên tiến vào phòng bếp đem khối kia thiên huyền băng tinh để vào tối hôm qua hắn làm tốt phong kính gỗ trong hộp để tốt thiên huyền băng tinh trần bình an bắt đầu cầm lấy chính mình tốt nhất lá trà bắt đầu pha trà sau đó không lâu Tô Linh cũng ôm lấy một cái dưa hấu vừa cười đi trở về. Mà lúc này đây, cách kinh duyên trấn cách đó không xa trong núi rừng, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, một người trung niên, từ bên trong đi ra. Hắn, chính là tiên giới chi chủ, ngang dọc vạn giới người mạnh nhất, bá thiên tiên đế. Sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên là liếc nhìn bốn phía, theo sau nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ trong phạm vi trăm dặm tu vi khí tức. Ngay tại Tô Linh chạy vào sân phía trước, hắn mãnh liệt mở mắt ra, tiên nguyên cảnh tu vi, nhưng cũng liền sau đó một khắc, Hắn đột nhiên phát hiện, cổ kia tu vi khí tức nháy mắt biến mất, một chút cũng không còn, lượng hắn lại đi cảm ứng, đều đã vô tung vô ảnh, bất quá, hắn nhớ kỹ cái chỗ kia, hắn hướng về phía trước, bước ra một bước, sau một khắc, không gian một trận hư ảo, hắn xuất hiện tại một cái cửa đại viện phía trước, nhìn xem sân, hắn hiếp hiếp mắt con mắt, vừa mới khí tức kia ngay tại nơi này biến mất, người kia hẳn là tiến vào trong sân, Bá Thiên Tiên Đế mặc kệ, hướng bên trong bước đi, nhưng mới bước qua ngưỡng cửa, phanh phanh hai tiếng, bá thiên tiên đế trực tiếp quỳ trên mặt đất cái này đột phát sự kiện giết hắn một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị tại không vào sân thời điểm hắn còn tưởng rằng sân này cũng liền là phàm gian một cái phổ thông sân nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai hơn nữa sai vô cùng tột cùng hắn ngây ngốc nhìn trước mắt một màn trái tim giống như bị người níu chặt đồng dạng đầy rẫy chấn động trước mắt hắn quang cảnh hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cho dù hắn sống mấy ngàn năm chỗ cạn hiểm cảnh sau người khác ăn cơm còn nhiều nhưng hắn phát hiện trước mắt sân so tất cả hung địa đều muốn đáng sợ mấy vạn lần. Trong nhà này, như có từng cái hồng hoang mảnh thú, đang ngó chừng hắn, nuốt sống người ta, mà hắn nguyên cớ quỳ xuống, hoàn toàn là cái kia một cổ cường hãn khí tức, tác dụng tại trên người hắn, vẻn vẹn khí tức, liền để có tiên đế thực lực hắn quỳ xuống, đây quả thực khủng khiếp, mà hoàng hồn phía sau, hắn muốn đi phản kháng, lại phát hiện cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả nháy mắt đều không làm được, cái này chuyện kinh khủng, để hắn lại kiếp sợ, lại sợ, đã nhiều năm như vậy, hắn đều quên chính mình một lần trước sợ hãi thời điểm, là lúc nào, trong phòng bếp, Trần Bình An cùng Tô Linh một chỗ đem dưa hấu để vào trong rương, theo sau Tô Linh là ở chỗ đó nhìn chằm chằm, không kịp chờ đợi gián dấp, Trần Bình An thì là bắt đầu pha trà, nguyên vẹn không có phát hiện cửa chính quỳ một người, Trần Bình An rất nhanh pha tốt trà, cho Long Ngạo Thiên rót một chén, đây chính là hắn trân tàn đến tốt nhất lá trà, bình thường chính mình cũng không bỏ được lấy ra tới uống, nhưng hắn thu Long Ngạo Thiên như vậy một món lễ lớn, không lấy ra tới uống một thoáng cũng không tiện, hắn thuận tiện rót cho mình một ly, đồng thời hướng về Tô Linh kêu một tiếng, hỏi nàng muốn hay không muốn uống trà, chỉ tiếc tiểu nha đầu này liền nhớ kỹ dưa hấu, còn động một chút lại hỏi Trần Bình An tốt không có, kỳ thực việc này để Trần Bình An cực kỳ để ý, Tô Linh dĩ nhiên không có nếm qua dưa hấu, liền vừa mới đi ngang qua bán dưa A bá thời điểm, còn cao hứng bừng bừng hỏi Trần Bình An, đó là cái gì? Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên cầm lấy chén trà nhấp một miếng, liền dừng lại, đôi mắt sáng lên một cái, Long Ngạo Thiên không có như mộ dung cung bọn hắn dạng kia ma quỷ, như vậy uống trà, có thể là một vị trà bạn, thế nào, trà này dễ uống à, Trần Bình An rất là tự đắc hỏi, cái này mặc dù là hệ thống bên trong rút đến, nhưng là đại hồng bào, tại địa cầu thời điểm, loại này đắt đỏ lá trà, hắn đều không bỏ được mua. Long Ngạo Thiên nhấp một miếng nước trà phía sau, kỳ thực liền đã mộng, giờ phút này đối mặt Trần Bình An tra hỏi, trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức lời nói, càng là trực tiếp nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân đang điền. Đây là có chuyện gì a? À? Hắn vẹn vẹn nhấp một miếng, liền phát hiện một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng, trùng kích đến đan điền của hắn. Giờ phút này, hắn toàn bộ đan điền đột nhiên có tăng thêm cảm giác, loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, chẳng lẽ, ta đây là muốn đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến cảnh giới kia dấu hiệu? Hắn tại đại thừa đỉnh phong đợi rất nhiều năm, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là chậm chạp không có đột phá cảm giác, mà hắn cũng tại phía trước mấy đời lâu chủ lưu lại trong ngọc giảng nhìn qua có quan hệ đột phá đến tiên anh cảnh tình huống thành tiên phía trước kỳ thực còn có một cái nằm ngang ở bên trong cảnh giới địa tiên cảnh theo đại thừa đột phá đến địa tiên một khắc này đang điền sẽ nổ tung tạo thành một vùng biển mênh mông chỉ cần tại trong biển rộng tâm đứng yên ra ấu anh liền đạt tới tiên anh cảnh cũng liền là trở thành tiên nhân phanh phanh giờ khắc này mở mắt nhìn xem trước mắt mình chén trà long ngạo thiên đột nhiên nghe được tiếng tim mình đập liền máu chảy qua huyết mạch âm thanh hắn cũng có thể rõ ràng nghe được hắn kích động không thôi Trần Bình An gặp Long Ngạo Thiên không trả lời, cũng không có lại đến hỏi, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu nhận định Long Ngạo Thiên liền là một cái tư thâm trà đạo cao thủ, hơn nữa so hắn còn thâm niên loại kia, trà ngon, cũng không phải vẻn vẹn một cái liền có thể phẩm đi ra, cần chậm rãi phẩm, tỉ mỉ phẩm, mà hắn cho rằng như vậy, chủ yếu nhất là giờ phút này, hắn nhìn thấy Long Ngạo Thiên mở mắt phía sau, trước tiên nhìn chầm chầm chén trà trong tay, cái này biểu lộ hắn tại trà đạo trung đoạn vị không thấp, lá trà ngon, phải phối hợp đỉnh cấp đồ uống trà mới là vương đạo hắn ấm trà này là hệ thống bên trong đánh còn tính là tốt nhất đồ sứ mà những cái này chén trà càng không đơn giản là hắn tiêu hai ba gốc linh dược tại tiệm đồ cổ lão bản nơi đó mua được hắn đặc biệt quý trọng chén trà này mỗi ngày tỉ mỉ đi sờ một chút mà ngay tại long ngạo thiên nhìn xem chén trà một lát sau hắn lần nữa có hành động cầm lấy chén trà lại uống một cái hắn lần này không có tỉ mỉ nhất mà là thoáng cái uống vào bụng tử nhưng mà sau một khắc một cổ năng lượng bàn bạc tầm vang xông vào đan điền của hắn bên trong cổ năng lượng này số lượng nhiều đến hắn giật nảy mình hắn trọn vẹn không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy cũng liền như thế một hồi hắn bắt đầu phát hiện chính mình đan điền bắt đầu căng đau lên đây là sắp nổ tung tiết tấu long ngạo thiên đôi mắt sáng choang nhưng nhìn lấy nơi này là gian nhà tranh thủ thời gian đứng lên hướng về trần bình an không người một mặt sùng kính nói tiền bối cảm tạ ngài cho ta cơ duyên như vậy nhưng ta đến trước ra ngoài một hồi hơi chút trở lại nói lấy hắn bắt đầu đi ra ngoài ngọc giảng ghi chép đột phá thời khắc đó không chỉ là đang điền nổ tung thân thể càng là tản mát ra một cổ cường đại kình lực tàn phá bốn phía tứ phương sân này có nhiều như vậy nhân vật cường hãn hắn sợ đột phá trong nháy mắt kia xúc phạm đến những cái này cũng bố tồn tại không người nói xong long ngạo thiên liền đi ra ngoài mà trần bình an mộng một thoáng cái gì nhìn xem long ngạo thiên nhanh chóng đi ra ngoài trần bình an trừng mắt nhìn mới hướng phía ngoại bước đi mà trong sân giờ phút này tiên khí vẫn tại xó xỉnh bên trong nhìn chầm chầm bá thiên tiên đế, nó trong lòng rất là cổ quái, nhìn xem bá thiên tiên đế quỳ lâu như vậy, cảm thấy rất là mộng ảo, đây chính là tiên đế A, ngang dọc một vạn giới, vô địch tồn tại tiên đế A, hiện tại tốt, quỳ sơ sơ một nén nhang, nó kỳ thực cũng muốn hỗ trợ, nhưng nó không dám đắc tội cái khác thần khí đại lão, cuối cùng đây chính là thần khí các đại lão tại trừng phạt kẻ tự tiện xông vào này, nó có thể làm, liền là nhìn xem nhưng nó nhìn xem bá thiên tiên đế như là gỗ đồng dạng quỳ, còn chảy đầy đầu mồ hôi, liền là nhịn không được thay hắn cảm thấy bi ai, thật đáng thương tiểu hài a. À. mà ngay tại sau một khắc, trong phòng cuối cùng đi ra người tới, đầu tiên là Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy cửa ra vào quỳ một người, liền ngơ ngác một chút, chợt liền cảm nhận được vị này khí thế, lần này, bước chân mãnh liệt một hồi, cả người lâm vào mộng bức bên trong, cái này, này sao lại thế này, hắn tại bá thiên tiên đế nơi đó cảm nhận được khí thế cực kỳ cường hãn. Tuy là cùng trong nhà này các ngõ ngách bên trong tồn tại đều không thể so bì, nhưng cũng đã kinh người không thôi, nhưng mà, người như vậy, giờ phút này cũng là quỳ gối tiền bối cửa chính phía trước, hắn vẹn vẹn chấn kinh một hồi, liền phát hiện chính mình không thời gian, tiếp tục đi lại lên, đi tới trước mặt Bá Thiên Tiên Đế thời điểm, còn hướng về Bá Thiên Tiên Đế chắp tay, tiếp đó nhanh chóng đi ra ngoài, về phần Bá Thiên Tiên Đế, cuối cùng nhìn thấy bên trong đi ra người, khô khốc trong ánh mắt lóe lên một vòng hy vọng, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là long ngạo thiên cũng là theo bên cạnh hắn đi qua trọn vẹn không có muốn giúp hắn ý tứ khiến hắn lại choáng váng còn tốt đúng lúc này trong phòng lại đi ra một người nhưng tại hắn thấy rõ người này phía sau cái kia chỉ duy nhất có thể tiếp tục hít thở cũng không khỏi tự chủ dừng lại đại đại đạo chi thân tại bá thiên tiên đế trước mắt thời khắc này trần bình an toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm tản ra vô tận đạo tắc vận lý tỉ mỉ đi lắng nghe thời gian thậm chí còn có thể nghe được đại đạo chi âm tại vây quanh hắn ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, thế mới biết chính mình vì sao như vậy, hóa ra hắn mạo phạm loại cao nhân này, Trần Bình An còn chưa kịp đem Long Ngạo Thiên đưa đi, vừa ra sân, liền thấy quỳ gối ngưỡng cửa phía trước bá thiên tiên đế, lập tức lại mộng, sau đó nhìn cái kia ngưỡng cửa, thầm mắng một tiếng, nha, lại bị ngươi chơi đổ một cái, ngày khác rảnh rỗi, đem ngươi phá hủy, Trần Bình An bước nhanh về phía trước, thò tay đi vịnh bá thiên tiên đế, đồng thời còn một mặt cười khổ, ấy nấy tràn đầy, vị này lão ca, thực tế ngượng ngùng, ngưỡng cửa này ta ngày khác đổi một thoáng, có hay không có ngã thương, bá thiên tiên đế tại Trần Bình An nâng đỡ, phát hiện trên người mình cổ kia cường hãn áp lực, đột nhiên tiêu tán, cái này lại làm đến hắn cảm khái không thôi, hắn vội vàng cung kính nhìn về phía Trần Bình An, chắp tay nói, tô dịch sinh ra mắt tiền bối, Trần Bình An gặp tô dịch tới một câu như vậy, lại ngây ngốc một chút, lại là tiền bối, ngươi cũng là người tu luyện, Trần Bình An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt, tiền bối này gọi, hắn thật không hiểu rõ chuyện gì xảy ra mà để cho hắn không hiểu rõ chính là, nhiều như vậy người tu luyện, vì sao liền là bị một cái phá cửa hạm trượt chân đây, các ngươi người tu luyện cũng không xem dưới chân sao, Trần Bình An cười khổ nói, tô lão ca, không biết ngươi là những người nào, hoặc là, cũng nhận thức mộ dung cung, từ khi biết mộ dung cung bọn hắn phía sau, Trần Bình An phát hiện chính mình sơn này, thường xuyên có tu luyện giả tới trước, hắn cảm thấy lần sau gặp được mộ dung cung bọn hắn, đến nhờ cậy bọn hắn một thoáng, sau đó đừng mang quá nhiều người tới trước. Hắn vẫn tương đối ưa thích cuộc sống yên tĩnh, nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là hắn không thể tu luyện, nếu là hắn có thể tu luyện, hắn còn hận không được chính mình sân mỗi ngày có thể tới mấy cái tu luyện giả. Tô Dịch giờ phút này không dám nhìn thẳng Trần Bình An, cũng nhìn không ra Trần Bình An một mực cười khổ biểu tình, mà nghe lấy Trần Bình An những lời này, vẫn như cũ vô cùng cung kính nói, không dối gạt tiền bối, ta theo thượng giới mà tới, đến đây tìm nữ nhi, về phần tiền bối nói mộ dung cung người này, ta chưa từng nghe qua. Trần Bình An nghe được tìm nữ nhi ba chữ, trong lòng nhất thời lột bột một thoáng, không thể nào, mà nghe lấy tô dịch nói mình không biết mộ dung cung, sắc mặt hắn càng thêm khó coi lên, điều này nói rõ người này thật là tìm đến người, cuối cùng, hắn còn giấu trong lòng hy vọng cuối cùng, nhìn chầm chầm tô dịch, cái này tỉ mỉ bưng nhìn xem, hắn bắt đầu quể oải lên, lỗ mũi và miệng, thực tế quá giống, cái này có thể là tiểu linh nhi phụ thân, trong lòng Trần Bình An không thoải mái, thực tế không nghĩ tới tô linh người nhà nhanh như vậy liền tìm tới về phần thượng giới, cái thành thị này, hắn cũng từng có nghe thấy, là vương thành cách đó không xa một đại thành thị, Trần Bình An thở dài một tiếng, lòng có không bỏ cũng vô dụng, người ta phụ thân tìm tới cửa, hắn cũng phải đem Tô Linh còn cho người ta, không phải hắn liền trưởng thành con buôn. Trần Bình An quay người hướng trong phòng đi, đồng thời còn nói, Tô Linh ngay tại trong phòng, cùng ta vào đi. Hả? Nghe vậy, Tô Dịch đột nhiên tới một cái giật mình, ta, nữ nhi của ta Tô Linh, tại, tại bên trong. Tô Dịch mở to hai mắt nhìn bước nhanh đi theo Trần Bình An đi vào bên trong, trái tim của hắn liều mạng nhảy lên, hai tay dĩ nhiên đều run rẩy lên, quả nhiên tại nơi này, quả nhiên tại nơi này, nữ nhi của mình, hẳn là trước mắt vị tiền bối này cao nhân trị hết, Tô Dịch kích động không thôi xem lấy Trần Bình An, giờ khắc này, bóng lưng Trần Bình An càng cao lớn, càng vĩ ngạn lên, Trần Bình An mang theo Tô Dịch tiến vào trong phòng, để hắn trước ngồi, Tô Dịch dù cho không kịp chờ đợi muốn thấy mình nữ nhi, giờ khắc này ở lời này phía dưới, cũng chỉ có thể ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh lấy bởi vì hắn phát hiện, trong phòng này cũng có rất nhiều loại kia nhìn một chút, liền để hắn sợ hãi tồn tại, đặc biệt là trên mặt bàn ấm trà, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này, tiên khí, không có khả năng, tại tiến vào sân này thời gian, hắn chính xác nhìn thấy một cái tiên khí, mà tiên khí kia hắn còn nhận thức, chính là tiên giới bản xếp hạng khá cao kim linh tiên khí, nhưng tiên khí kia tại sân này rất nhiều cường đại thần bí tồn tại trước mặt, tựa như là một cái vũng nước động cùng một vùng biển rộng đồng dạng, khoảng cách lớn đến 10 vạn 8000 dặm, mà hắn cảm thấy, sơn những cái này như vậy kinh người tồn tại, vô cùng có khả năng tại thế giới kia mới có, thần giới, không sai, xem như tiên đế, hắn đối với thần giới vẫn còn có chút nhận thức, nhưng mà cho dù tại thần giới, thần khí cũng là ít càng thêm ít tồn tại, nhưng trong nhà này, mỗi một góc dĩ nhiên đều có loại này thần bí tồn tại, đây rốt cuộc đạt tới cái gì độ cao người, mới có thể cất giữ đến nhiều như vậy cường đại đến có thể nói vô địch bảo bối, hắn không thể tưởng được đáp án, mà hắn lúc này nghi ngờ nhất chính là, cao nhân như vậy tiền bối tại phàm gian bên trong, lại là muốn làm gì, tu tâm, không có khả năng, tiên đế mật truyền bên trong ghi chép, có đại đạo thể người, đạo tâm thông triệt, không có bình cảnh đáng nói, tích lũy đủ rồi, trực tiếp đột phá, mà nếu không phải tu tâm, cái kia còn có thể là cái gì, chẳng lẽ, là một tràng quan hệ đến ức vạn sinh linh ván cờ, tiên đế mật truyền bên trong ghi chép, tại thần giới, có chút vô địch tại thế cao nhân, đã đối tu luyện không có bất luận cái gì truy cầu dục vọng, bọn hắn duy nhất hứng thú, cũng không phải ngập trong vàng son, mà là khống chế hắn hoài nghi vị tiền bối này cao nhân là tại cùng một vị nào đó đồng dạng là thần giới siêu cấp cường giả cao thủ tại đấu cục lấy vạn giới làm bàn cờ lấy người làm quân cờ rơi xuống một hồi chưa từng có tuyệt hậu đánh cược nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi vậy ta chẳng phải là tiền bối một quân cờ hắn không khỏi đến cười khổ một cái nhưng rất nhanh liền hơi lung lay một chút ta tư tưởng sai có thể trở thành như vậy cao nhân tiền bối quân cờ nói rõ bọn hắn để mắt ta à nói rõ ta có quyết định thắng bại tác dụng nghĩ như thế hắn liền thông thấu ngược lại còn có chút bắt đầu vui vẻ mà đúng lúc này trần bình an đi ra theo sau lưng trần bình an là một cái nhăn nhó tiểu nữ hài giờ phút này tô linh trốn ở sau lưng trần bình an một mặt dáng vẻ ủy khuất dường như bị gọi ra là bị uy hiếp đồng dạng trần bình an cũng một mặt cười khổ tô linh vừa mới quả thực là nói mình không có phụ thân còn nói không gặp nếu không phải hắn dùng không cho Tô Linh ăn dưa hấu việc này tới uy hiếp, Tô Linh liền không ra, Tiểu Linh Nhi, xem hắn có phải hay không phụ thân ngươi. Trần Bình An Kỳ thực cũng không phải 10 điểm khẳng định Tô Dịch là Tô Linh phụ thân, nếu là tùy tiện đem Tô Linh giao cho đối phương, hắn nhưng không yên lòng. Tô Linh liếc nhìn Tô Dịch, một giây cũng không đến chỉ lắc đầu nói, không phải, chưa từng thấy, không ấn tượng. Nghe lấy lời này, Trần Bình An ngây người, không phải, tay ta giữ dao phay, chân đạp kim linh tiên khí bay tới, các ngươi các ngươi phàm nhân nhanh chóng đem thuốc canh đốt lên, đem ngũ tinh khen ngợi giao tới, đừng ép ta động thủ. Về phần bá thiên tiên đế, tại nhìn thấy trốn ở sau lưng Trần Bình An Tô Linh thời gian, liền đã mất đi năng lực suy tư, hắn ngơ ngác ngồi, miệng há mở, hoang mang lo sợ gián dấp. Một ngàn năm đi qua, nữ nhi của hắn tuy là có tiên nhân thực lực, thế nhưng đã là trưởng thành gián dấp mới đúng. Nhưng trước mắt này trưởng thành phải cùng nữ nhi của hắn khi còn bé giống nhau như đúc tiểu nữ hài, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Tô Linh, nghiêm túc nhìn xem cao mày tô linh tiểu linh là ngươi sao tô dịch có chút không xác định theo lý mà nói nữ nhi của mình không nên còn như thế tiểu tô linh lần nữa núp ở sau lưng trần bình an nói ta không biết ngươi trần bình an khi nghe đến tô dịch cái này tra hỏi thời gian không khỏi đến mộng một thoáng đây là cái gì vấn đề nếu là thật là nữ nhi của mình sẽ còn hỏi đối phương có phải hay không nữ nhi của mình trần bình an bắt đầu xem kỹ đến tô dịch nếu là tô dịch thật là tô linh phụ thân bước đầu tiên có lẽ đi qua ôm mới đúng làm sao còn hỏi ra loại này vấn đề hơn nữa tô linh cũng nói chính mình không biết tô dịch trần bình an mặt mũi tràn đầy hoài nghi lúc này kéo lấy tô linh trở lại phòng bếp tiếp tục để tô linh tại phòng bếp ở lại chính mình thì đi ra đại sảnh hắn xem kỹ lấy tô dịch nói ngươi xác định chính mình là tiểu linh nhi phụ thân tô dịch kỳ thực cũng không xác định nhưng nghe trần bình an cái này ra hỏi không khỏi đến ngơ ngác một chút tiền bối không phải tính tốt mỗi con cờ vận mệnh sao điều này lại không biết chẳng lẽ tiền bối muốn phía dưới ván cờ không có quan hệ gì với ta, chỉ là cùng tiểu linh có quan hệ, ta chỉ là dính dáng đến trong đó không quan trọng một thành viên. Cái này, hắn không hoài nghi mình não bổ đi ra sự tình, vẫn như cũ cảm thấy Trần Bình An tại hạ lấy một tràng kinh thiên ván cờ, không dối gạt tiền bối, ta cùng tiểu linh tách ra được một khoảng thời gian rồi, theo lý mà nói, nàng lúc này có lẽ lớn hơn một chút, cao hơn một chút, nhưng tiểu linh lúc này dáng dấp, lại giống như trước đây, nguyên cớ ta mới hoài nghi, nghe lấy lời này, Trần Bình An ngây ngốc một chút hóa ra ngươi làm mất tiểu linh nhi rất lâu ngoại tào cái kia tiểu linh nhi chẳng phải là chính mình một thân một mình sinh hoạt thật lâu trần bình an đối tô dịch ấn tượng càng ngày càng không tốt dù cho tô dịch là tô linh phụ thân hắn cũng cảm thấy tô dịch không phải một cái hợp cách phụ thân ta bắt đầu hoài nghi ngươi là có hay không là tiểu linh nhi phụ thân rồi đã ngươi nói mình là có biết tiểu linh nhi trên người có không đặt thù bớt vị trí cụ thể lại tại nơi nào tối hôm qua trần bình an không chú ý nhìn thấy tô linh gái tiếp một điểm địa phương có một khối bông tuyết hình dáng bớt Tô dịch nghe xong, quả quyết nói, tiểu linh chính xác có khối bớt, tại gáy phía dưới, bông tuyết hình dáng. Nghe vậy, Trần Bình An khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật là tiểu linh nhi phụ thân, mẹ nó, thật khó chịu. Tô dịch còn chưa nói xong, tiếp tục nói, tiểu linh bắp chân trái, còn có một khỏa màu đỏ nốt ruồi. Trần Bình An hiếp hiếp mắt con mắt, lần nữa đi vào phòng bếp, đúng là tại tô linh trên bàn chân tìm tới một khỏa nốt ruồi son. Nhìn tới tô dịch thật là tô linh cha đẻ, tiểu linh nhi, Ngươi thật đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có. Trần Bình An trật ở trước mặt Tô Linh, vẻ mặt thành thật hỏi. Tô Linh dùng sức gật đầu, vẫn như cũ đáng yêu. Trần Bình An nhìn xem manh manh Tô Linh, thật không muốn để cho nàng đi. Nhưng đối phương chính xác là Tô Linh phụ thân. Hắn cứng rắn giữ lại Tô Linh có chút không chân chính. Vậy ngươi có muốn hay không tiếp tục cùng ca ca ở tại một chỗ? Trần Bình An tính thăm dò hỏi. Tô Linh như giả tỏi gật đầu, đồng thời còn liếc mắt trương dư hấu. Trần Bình An hít sâu một hơi, đi ra phòng bếp, nhìn xem tô dịch. Tiểu Linh Nhi vẫn là không có một chút liên quan tới ngươi ký ức, có lẽ tại các ngươi sau khi tách ra, ký ức thiếu thốn, bất quá ta tin tưởng qua một thời gian ngắn, hẳn là có thể tìm về ký ức, mà trong khoảng thời gian này, nếu là ngươi không ngại, để nàng tiếp tục ở tại ta chỗ này. Tiểu Linh Nhi vừa vặn tại học tập niên kỹ, ta có thể dạy rất nhiều các ngươi cũng đều không hiểu kiến thức cho nàng, không phải ta nói khoác, thế giới này, tuyệt đối không có người tại kiến thức bên trên so với ta mạnh hơn, Trần Bình An bắt đầu nói khoác chính mình mà hắn cũng cảm thấy chính mình học thức cao, đặc biệt là tại cái này kiến thức càng của thế giới, hắn kiếp trước học được đồ vật, thế nhưng mấy ngàn năm tổ tiên tích lũy được học thức, hắn cảm thấy thế giới này không có người tại kiến thức bên trên mạnh hơn hắn. Tất nhiên, hắn nguyên cớ như vậy suy kiến thức, chủ yếu là hắn cảm thấy Tô Linh không tới tu luyện tuổi tác, học một chút văn hóa là tốt nhất. Đã Tô Linh có thể tu luyện, lưu lại Tô Linh ngược lại có chút chậm trễ nàng, cuối cùng đi theo một cái tu luyện giả phụ thân tu luyện là tốt nhất. Nhưng hắn lời nói này nghe vào tô dịch trong tai, lại khác biệt, cùng ụt, tô dịch khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nghe lấy lời nói này, thân thể đột nhiên rung động lên, đây là muốn giáo dục nữ nhi của hắn tu luyện kiến thức A, như thế cao nhân tu luyện kiến thức, dù cho chỉ là dạy một điểm gia lông, đều là kinh thiên tài phú A, tiền bối, cái kia tiểu linh sau đó nhờ cậy ngài, tô dịch đột nhiên hướng về Trần Bình An không người cúi đầu, 10 điểm sùng kính, trên mặt càng là treo đầy vô tận cảm kích thần sắc. Trần Bình An còn muốn nói khoát một thoáng chính mình phương diện khác sở trường, chỉ như âm luật bên trên, hoặc là cái khác hóa học vật lý bên trên sở trường tới. Giờ phút này gặp tô dịch đột nhiên tới như vậy một thoáng, mộng, liền lừa dối đi qua, Trần Bình An trừng mắt nhìn, tiếp đó nghiêm mặt nói, ân, ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu Linh Nhi, tận lực đem học thức của ta, hết thảy truyền thụ cho nàng, dốc túi dạy dỗ, cái này, nghe lấy phía trước lời nói, tô dịch đã mặt mũi tràn đầy cảm kích, giờ phút này nghe xong lời này, kém chút đem con ngươi trừng ra ngoài, hắn hoài nghi mình nghe lầm, tiền bối ý tứ này là, Thu Tiểu Linh làm thân truyền, truyền thủ chính mình cả đời sở học, phanh phanh, tô dịch hai chân uống công, trực tiếp hướng về Trần Bình An quỳ xuống, thậm chí còn dập đầu một cái, Trang Nghiêm nói, ta thay Tiểu Linh đa tạ tiền bối, ta lao, Trần Bình An nhìn xem một màn này, nhảy phía sau một thoáng, hắn bị hù dọa, cái này, cái này phát sinh cái gì, Trần Bình An lơ mơ, ngươi, ngươi không cần dạng này, Trần Bình An tranh thủ thời gian đỡ dậy tô dịch, một mặt thụ sủng nhược kinh. Tô dịch như của mặt mũi tràn đầy xúc động cùng cảm kích, cái này dốc túi dậy dỗ, như ân nhân cứu mạng, hơn nữa cái quỳ này, hắn không có chút nào khó chịu, vừa mới quỳ lâu như vậy, cái này lại quỳ nhiều một lần cũng không có gì, lại thêm đối phương là khủng bố như thế cao nhân, nếu là nữ nhi của hắn học được cái này một nửa thực lực, cũng đã phi thường có giá trị, hơn nữa cái quỳ này mặt mũi, cao nhân cũng đến ghi ở trong lòng, sau này sẽ thực tình giáo dục, Trần Bình An nhìn xem tô dịch bộ dáng kia, đầy trong đầu bột nhão không hiểu rõ tô dịch vì sao như vậy xúc động hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lừa dối quá lợi hại bất quá hắn cũng liền nói học thức mà thôi a à, chẳng lẽ người tu luyện còn đối phàm nhân kiến thức như vậy khát vọng đúng rồi cái này tiểu linh nhi phụ thân sẽ không liền là thư sơn tiên viện người a à. một ngày trước quách tử mặc còn nói với hắn thư sơn tiên viện sự tình nói quan trung thành nơi đó có thư sơn tiên viện người thu đồ vừa mới qua đi một ngày tô linh phụ thân liền tới có lẽ hắn liền là thư sơn tiên viện người chỉ bất quá Hắn làm sao biết ta học thức rất mạnh? Đúng rồi, có lẽ tại chúng dân trong trấn chỗ đó biết đến. Trần Bình An cho rất nhiều chúng dân trong trấn viết qua thơ, có chút người càng là đem hắn thơ treo ở trong nhà đây. Khụ khụ, đã ngươi đồng ý, cái kia tiểu Linh Nhi ngay tại ta chỗ này ngốc nhiều chút thời gian a, à, đợi nàng khôi phục ký ức, chuyện ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Bình An nhìn xem Tô Dịch nói, Tô Dịch không có ý kiến, như gà con mổ thóc gật đầu, tiếp đó còn nghiêm túc vô cùng nhìn xem Trần Bình An, nói, tiền bối kia, ta trong thời gian này có thể dành thời gian tới xem một chút tiểu linh sao, Trần Bình An trầm mặt một chút, có thể là có thể, nhưng tốt nhất đừng quá thường xuyên, tô dịch hiểu rõ, liền làm ra một cái một chữ thủ thế, nói, vậy ta liền một, Trần Bình An đôi mắt sáng lên, còn không chờ tô dịch nói xong, liền cười nói, có thể, một tháng một lần, tại Trần Bình An có lẽ, tuyệt đối không phải một ngày một lần, đó chính là một tháng một lần, nhưng mà tô dịch nghe xong, ngây ngốc một chút, hắn muốn nói một năm một lần tới, vậy thì tốt, ta về sau một tháng tới trước một lần, tô dịch cũng muốn nhiều nhìn một chút nữ nhi của mình, giờ phút này lần nữa nhiều lần gật đầu, thương định việc này phía sau, tô dịch chuẩn bị rời đi, tô dịch liếc nhìn phòng bếp phương hướng, cắn răng một cái phía sau, liền cùng Trần Bình an cáo từ, sau này mình mỗi tháng đều có thể nhìn thấy nữ nhi của mình, phải học sẽ thỏa mãn, cuối cùng trước đây không lâu, nữ nhi của hắn vẫn là điên dại trạng thái, hiện tại tiền bối đem hắn nữ nhi chữa khỏi không nói, còn cho hắn như vậy ân trạch càng là muốn đem nữ nhi của hắn bồi dưỡng thành đời sau người nối nghiệp đây quả thực kiếm bộn rồi trần bình an đem tô dịch đưa ra cửa chính không có lưu hắn ăn cơm trưa ý nghĩ tô dịch rời đi sân xuất hiện tại lúc tới núi rừng trên không chuẩn bị trở về tiên giới nhưng vào lúc này hắn phát hiện chỗ không xa có một người xếp bằng ở không trung nghiêm túc nhìn lại người kia chính là hắn trong sân gặp qua một lần long ngạo thiên nghĩ đến long ngạo thiên cùng tiền bối nhận thức tô dịch quyết định đi nhận thức một chút hắn nghĩ đến cái này long ngạo thiên xuất hiện trong sân hẳn là tiền bối quân cờ một trong. Long Ngạo Thiên lúc này cũng phát hiện tô dịch, nhưng hắn ngay tại đột phá quan đầu, cũng không dám có chút hao tốn sức lực, liền đem làm như không thấy được đồng dạng, nhắm mắt lại, quanh, sau một khắc, trong cơ thể hắn đang điền một vụ nổ, một cổ năng lượng khổng lồ, bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn, mà trước người hắn, cũng bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ sức gió, phía dưới núi rừng, cây cối sụp đổ một mảnh, loại tình huống này duy trì sơ sơ thời gian một nén nhang, hô. Long Ngạo Thiên phun ra một cái thật dài trọc khí, hắn đang điền, đã chuyển hóa là một vùng biển mênh mông, địa tiên cảnh giới, Long Ngạo Thiên mở mắt ra, trên mặt cũng nháy mắt leo lên xúc động vui sướng tâm tình, mà lúc này, hắn cũng nhìn hướng chỗ không xa còn đứng lấy Tô Dịch, giờ phút này Tô Dịch một mặt mỉm cười, gặp Long Ngạo Thiên đột phá thành công, đi tới nói, vị đạo hữu này, chúc mừng đột phá, Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian hướng về Tô Dịch chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, hắn tại Tô Dịch trên mình cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn khí thế hơi thở này thậm chí so tiên khí kia còn mạnh hơn, điều này nói rõ, trước mắt vị này, so với kia Thanh Cường Hãng không thôi tiên khí còn mạnh hơn, hắn ở trước mặt tiên khí cùng sâu kiến đồng dạng, cái kia tại vị này trước mặt, sâu kiến phía dưới sâu kiến, đạt tới không đáng giá nhắc tới mức độ, mà để cho hắn chấn động là, vị này tồn tại, vừa mới vậy mà tại Tiền Bối trong đại viện quỳ, Tô Dịch một mặt hiền hòa ý cười nói, đạo hữu khách khí, người ta đều cùng Tiền Bối có chút quan hệ, nếu là không để ý, ta gọi ngươi một tiếng lão đệ ngươi gọi ta một tiếng lão ca, như thế nào, tô dịch cũng không dám bởi vì Long Ngạo Thiên so tu vi của hắn yếu mấy ngàn lần mà xem thường đối phương, cùng Trần Bình An có chút quan hệ, hắn đều đến nghiêm túc lấy lễ để tiếp đón, Long Ngạo Thiên nghe lấy lời này, chấp chớp có chút đờ đẫn con mắt, lão ca, ung ụt, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng mới chậm chạm gật đầu, mà trong lòng hắn, cũng là đột nhiên kích động lên, quá độ, ta dĩ nhiên có thể gọi loại tồn tại này làm lão ca, mà hắn cũng nghe đến tô dịch câu nói kia, chính mình dạng này, đều là bởi vì chính mình cùng trước mắt cái này tồn tại, đều cùng tiền bối có chút quan hệ, hết thảy đều là bởi vì tiền bối, lão ca, Long Ngạo Thiên cũng không nhăn nhó, trực tiếp tới một câu, Tô Dịch cười lấy gật đầu, nói, ta nhìn lão đệ ngươi tu vi vừa tới địa tiên cảnh, có tiền bối chỉ điểm, ta có thể khẳng định ngươi rất nhanh có thể đột phá đến tiên anh cảnh, đến lúc đó liền nên phi thăng, Long Ngạo Thiên cười khổ nói, ta tu vi này đều là bởi vì tiền bối một chén nước trà, tiền bối chính xác mạnh đến kinh người nhưng ta nếu là muốn đột phá đến tiên anh cảnh cái kia không biết đến năm nào tháng nào đây tôi dịch lộ ra một vòng thách khí nụ cười nói có tiền bối chỉ điểm khẳng định không bao lâu nữa nếu như không chê lão đệ phi thăng lên tiên giới phía sau có thể tới tìm lão ca có ta ở đây tuyệt đối bảo đảm ngươi tại tiên giới phong sinh thủy khởi tôi dịch một mặt mỉm cười nói lấy vì cùng long ngạo thiên lộ ra thân thiết một ít còn vỗ vỗ bả vai của long ngạo thiên hắn nghĩ kỹ Long Ngạo Thiên phải cùng Tiền Bối có chút quan hệ, thậm chí là một quân cờ, chỉ bằng lấy quan hệ này, cái kia phải đến hướng chết bên trong kết giao, xem như Tiền Bối quân cờ, sau đó có thể nào là kẻ yếu. Long Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, nếu thật là dạng kia, ta chắc chắn đi tìm lão ca, nhưng không biết đi nơi nào tìm lão ca, ta phi thăng lên tiên giới, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây. Long Ngạo Thiên tại đột phá địa tiên cảnh thời điểm, liền đã tưởng tượng lấy chính mình tại phi thăng lên tiên giới sự tình đối cái kia rực rỡ màu sắc tiên giới, 10 điểm hướng về, nhưng có một điểm phải nói chính là, hắn phi thăng lên tiên giới, liền chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đi tìm thiên tôn lâu trước đây phi thăng lâu chủ môn, chỉ sợ cũng đến tìm rất nhiều năm, cuối cùng truyền văn tiên giới truyền văn không có cuối cùng, đại làm cho người khác giận sôi, tô dịch lấy ra một khối lệnh bài màu tím sẫm, giao cho Long Ngạo Thiên, nói, lão đệ ngươi cầm lấy lệnh bài này, tùy tiện tìm một cái lớn một điểm thế lực, hoặc là đi một cái lớn một điểm thành thị hoặc là trực tiếp đi tiên đế quốc gia đều được, khi đó rất dễ dàng tìm tới ta, lệnh bài này có một chữ, chính là chữ Thiên, vẻn vẹn một chữ, lệnh bài này liền cho người ta một cổ cảm giác cực kỳ mạnh. Long Ngạo Thiên nghe lấy lời này, mộng, lệnh bài này thật có thể dạng này, đúng rồi, lão đệ họ Long, tên Ngạo Thiên, quên hỏi lão ca danh Hào, Long Ngạo Thiên chắp tay nói, Bá Thiên Tiên Đế mỉm cười, nói, Tô dịch, tại tiên giới còn có một cái xưng Hào, Bá Thiên, người người xưng ta là Bá Thiên Tiên Đế, những câu nói này âm lượng không lớn, thậm chí có loại nói việc nhà sự tình thời gian cảm giác nhưng nghe vào long ngạo thiên trong tai lại giống như một đạo lôi đình đồng dạng trực tiếp cắm vào trong lỗ tai của hắn một mực tiến vào trái tim của hắn phanh phanh trái tim của hắn cường liệt nhảy lên con mắt nháy mắt trợn to như mắt trâu hắn choáng váng bá bá thiên tiên đế trước mắt vị này liền là tiên giới chi chủ bá thiên tiên đế ông trời ơi long ngạo thiên trong lúc nhất thời hai chân có chút như nhũng ra lên ngây ngốc nhìn xem tô dịch hắn không có hoài nghi tô dịch bởi vì hắn chỉ là cái nho nhỏ địa tiên mà thôi, không đáng đến lừa, hơn nữa Tô Dịch thật vô cùng mạnh, mạnh đến dọa người. Tô Dịch cười khổ nói: "Lão đệ không cần kinh ngạc, ta tin tưởng về sau thành tựu của ngươi hẳn là cũng không thấp, cuối cùng ngươi cùng Tiền Bối có chút quan hệ." Nghe lấy lời này, Long Ngạo Thiên lại hình như nghĩ đến cái gì, con mắt lớn hơn nửa một phần, miệng như có thể nhét vào một cái nắm đấm. Nếu như Tô Dịch thật là bá thiên tiên đế, vậy hắn vừa rồi tại Tiền Bối sân phía trước quỳ, cái kia Tiền bối kia là loại nào cấp bậc tồn tại, Long Ngạo Thiên không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy đến chính mình dường như bị cái gì trời giáng đồ vật đập trúng đồng dạng, mình rốt cuộc đi cái gì vận khí cứt chó a, à. gặp được cường giả như vậy, hơn nữa trước đây không lâu, cường giả loại này lại còn mời hắn uống trà, hắn cảm giác tự mình làm lấy mộng đồng dạng, cứ như vậy đi lão đệ, ta trở về tiên giới, ngày khác gặp lại, Tô Dịch cũng không muốn ở chỗ này, nói xong phía sau, liếc nhìn kinh duyên trấn phương hướng, theo sau một tay vất lên, trước người xuất hiện một cái hắc động hắn dấn thân vào tiến vào bên trong hắc động rất nhanh tự động tu bổ sau đó không lâu bầu trời liền không còn tô dịch thân ảnh mà long ngạo thiên vẫn tại tại chỗ ngơ ngác đứng đấy qua rất lâu hắn mới lấy lại tinh thần tiếp đó sắc mặt cổ quái hướng kinh duyên trấn phương hướng bay đi hắn ở trước sân rơi xuống nuốt một ngụm nước bọt mới hướng về bên trong hô tiền bối ta trở về ta có thể vào sau sau một khắc bên trong truyền đến trần bình an âm thanh đi vào a không cần khách khí như thế chúng ta vừa vặn mở ra dưa hấu cùng đi ăn đi nghe vậy long ngạo thiên mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào giờ phút này trần bình an hai người đang ngồi ở trước bàn gặm lấy dưa hấu tô linh ăn đến cực kỳ vui vẻ miệng đầy đều là nước một bên ăn một bên cười ăn xong một khối tiếp tục cười lấy bắt lại một khối trần bình an nhìn xem long ngạo thiên nói long lão vừa mới vội vã đi đâu rồi tới ăn đi thừa dịp còn lạnh tô linh cũng mơ hồ không rõ một bên ăn vừa nói da da ăn thật ngon ngươi không ăn liền không có Long Ngạo Thiên lại bị Tô Linh Manh một mặt, gật đầu xuống, ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống, tiếp đó cầm lấy một khối, nhai kỹ nuốt chậm lên, ăn một thoáng, hắn cũng phát hiện dưa hấu này cùng cái khác dưa hấu chỗ khác biệt, cực kỳ lạnh buốt ngon miệng, cũng rốt cuộc biết, Trần Bình An muốn cái kia Thiên Huyền Băng Tinh có cái gì dùng, hóa ra là dùng tới để dưa hấu lạnh một ít, dạng này càng ăn ngon hơn, hắn cười khổ một cái, dùng trong mắt bọn họ giá trị liên thành bảo bối tới đông dưa hấu ăn, thực tế quá xa xỉ, bất quá đây cũng là đối bọn hắn tới nói Đối như vậy cao nhân tiền bối, e rằng loại vật này liền vào pháp nhãn đều không đủ, Long Ngạo Thiên cũng không phải tham ăn người, ăn một khối phía sau cũng không chuẩn bị ăn, quan trọng nhất chính là, nhìn xem Tô Linh như vậy thích ăn, hắn muốn lưu thêm điểm cho Tô Linh, nhưng mà, mới có ý tưởng này, hắn mãnh liệt khẽ giật mình, cái này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vùng đang điền, cái kia một vùng biển mênh mông bên trên, đột nhiên có một cái hư ảnh lặng yên xuất hiện, hư ảnh này rất nhạt, không chăm chú đi nhìn, không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể cảm thụ được đó là một cái hài nhi cùng hắn trưởng thành cực kỳ như chuyện gì xảy ra ta tu vi thế nào tăng lên không phải nói muốn ngưng tụ ra hư ảnh chỉ ít mấy năm thời gian sau ngưng tụ ra hư ảnh phía sau phải tiếp tục tu luyện làm hư ảnh trọn vẹn phong phú như là một cái chân chính hài nhi thời gian liền tỏ rõ lấy đạt tới tiên anh cảnh có thể phi thăng lên tiên giới nhưng hắn vừa mới rõ ràng cái gì cũng không làm a à. không đúng hắn cực tốc di chuyển ánh mắt nhìn hướng trên mặt bàn còn thừa lại mấy khối dưa hấu cùng ụt, hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vừa mới ăn dưa hấu, không thể nào, không thể a, à. ăn một khối dưa hấu cứ như vậy. Lúc này, tại tô linh gió cuốn bay tan phía dưới, trên mặt bàn dưa hấu chỉ còn dư lại ba khối. Trần Bình An không thể để cho tô linh ăn quá nhiều, sợ nàng tiêu chảy, liền chính mình cầm một khối, sau đó đem một khối đẩy lên Long Ngạo Thiên trước mặt, nói: Long lão, lại ăn một khối. Long Ngạo Thiên liếc nhìn dưa hấu, lại liếc nhìn Trần Bình An, khoát, hắn đứng lên hướng về trần bình an lại là khẽ không người đa tạ tiền bối trần bình an bị hắn cử động này chơi đắc thủ bên trong dưa hấu kém chút một mất long lão một khối dưa hấu mà thôi ngươi như vậy nhất kinh nhất xạ cần thiết hay không trần bình an nhìn xem long ngạo thiên xem như rõ ràng nhân phẩm của long ngạo thiên đây quả thật là tích thủy chi ân làm dũng tuyền tương báo a à. lễ phép khách khí không nói còn hơi một tí bởi vì một ít vật nhỏ như vậy cảm ơn nhìn lên liền sau so mộ dung cung bọn hắn tốt trần bình an có lẽ Long ngạo thiên loại tâm tính này, Tu Vi khẳng định cũng so mộ dung cung bọn hắn tốt. Cũng chuyện như vậy, Trần Bình An đối Long ngạo thiên cảm giác càng ngày càng tốt, cuối cùng còn đem Long ngạo thiên lưu lại tới ăn cơm trưa. Mà một hồi sau bữa cơm trưa, Long ngạo thiên bắt đầu rời đi. Giờ phút này, Long ngạo thiên ngơ ngác đứng ở ngoài sân, lần nữa hoài nghi mình có phải hay không trong mộng. Hắn nhìn xem cửa chính phía trước Trần Bình An, lại tới một cái 90 độ cúi đầu, cảm kích nói, tiền bối, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, về sau tiền bối cần cái gì, tùy tiện nói, ta nhất định phải dốc hết toàn lực làm ngài tìm đến. Long Ngạo Thiên rất là xúc động, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn hiện tại vùng đang điền, cái kia hài nhi hư ảnh đã phong phú đến một phần năm, vãn giới lâu chủ lưu lại trong ngọc giảng có liên quan với địa tiên cảnh ghi chép, đột phá đến địa tiên cảnh phía sau, muốn đột phá đến tiên anh cảnh, thiên phú lại cao người, cũng đến trăm năm, hắn vừa vặn rất tốt, vẹn vẹn ăn hai khối dưa hấu, một bữa cơm, sơ sơ tiết kiệm được thời gian 20 năm hắn lúc này nghĩ đến bá thiên tiên đế câu nói kia có tiền bối chỉ điểm đột phá đến tiên anh cảnh không cần thật lâu hắn ngay từ đầu còn cảm thấy lời này có chút khuếch đại hiện tại hắn rốt cuộc biết lời này có nhiều chân thực nếu là hắn tại nơi này ở nhiều mấy ngày chỉ sợ cũng có thể phi thăng tất nhiên hắn biết rõ đối nhân xử thế chi đạo tiền bối nguyên cớ như vậy ở hắn cho hắn cơ duyên liền là coi trọng hắn khiêm tốn cùng đối nhân xử thế nếu là hắn vì bản thân tư lợi kiếm cớ ở chỗ này làm phiền tiền bối sợ rằng sẽ được không bù mất. Sau khi cuối người chào, Long Ngạo Thiên bắt đầu cáo từ, tại chỗ biến mất, Trần Bình An nhìn xem biến mất Long Ngạo Thiên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cái này Long Lão là ta gặp qua nhất khách khí, nhất người có lễ phép, loại này bằng hữu, kết giao lên thoải mái nhất. Vừa mới cái kia một bữa cơm, Tô Linh nấu đến ăn ngon không đã, nhưng mà Long Ngạo Thiên nhưng vẫn là không nhanh không chậm, không nhanh không chậm ăn lấy. Cái kia suốt trần tu dưỡng, đều để Trần Bình An hoài nghi Long Ngạo Thiên có phải hay không đã thành tiên hắn nhưng là gặp qua mộ dung cung bọn hắn có nhiều điên cuồng a à. cũng bởi vậy hắn có thể khẳng định cái này long lão nhất định sau so mộ dung cung bọn hắn mạnh cuối cùng tâm tính rõ ràng không tại cùng một cấp độ bên trên kỳ thực a à, vừa mới long ngạo thiên không phải là không muốn ăn nhanh lên một chút kỳ thực hắn là không dám ăn quá nhanh cuối cùng trước mắt hắn ngồi là hơi một tí để tiên đế quỳ người a à. hắn chỉ có cẩn thận từng ly từng tí đưa tiễn long ngạo thiên trần bình an hướng trong sân bước đi nhưng vào lúc này bước chân hắn một hồi đôi mắt càng là sáng lên hệ thống đây là nhiệm vụ gì hắn dĩ nhiên phát động đến nhiệm vụ khụ khụ sọ đầu đau thúc canh và khen ngợi dường như có thể giúp ta làm dịu triệu chứng tiên giới một tòa nguy nga trước đại điện bá thiên tiên đế tô dịch lặng yên xuất hiện hắn giờ phút này nở nụ cười gặp chính mình nhiều năm không thấy nữ nhi không nói còn phát hiện nữ nhi của mình dính vào như vậy một cái siêu cấp cường giả đáng tiếc duy nhất chính là nữ nhi của mình không nhớ đến hắn bất quá hắn tin tưởng không bao lâu nữa nữ nhi của mình nhất định sẽ nhớ lại hắn một tháng sau lại đi gặp tiểu linh trên mặt tôi dịch lộ ra cưng chiều biểu tình mà hắn còn cảm thấy đáng tiếc chuyện thứ hai là hắn dĩ nhiên không phải tiền bối kinh thiên trong bàn cờ một quân cờ hiện tại xem ra nữ nhi của hắn hẳn là quan trọng nhất quân cờ là thủ thắng điểm mấu chốt dốc túi dạy dỗ chật chật sau đó nữ nhi của hắn sẽ trở thành cùng tiền bối đồng dạng mạnh cường giả ngẫm lại liền dễ chịu tôi dịch đi vài bước đột nhiên phát hiện phía trước đứng đấy một người khi thấy người này phía sau lông mày của hắn nhíu lại, trên mặt còn lộ ra nồng đậm chán ghét tâm tình. Triệu Côn nhìn thấy Tô Dịch trở về, chạy chậm đi lên, đồng thời cung kính chắp tay nói, tiên đế, ngài trở về. Nói lấy, hắn tại Tô Dịch phụ cận liếc nhìn, cũng không có phát hiện Tô Linh. Bất quá hắn cũng muốn, có lẽ Tô Dịch đã tìm tới Tô Linh, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, không mang theo. Tô Dịch liếc nhìn Triệu Côn, hừ lạnh một thoáng, nói, có việc. Triệu Côn đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, nhưng vẫn là kiên trì hỏi không biết tiên đế có tìm được hay không tô linh tiên tử, tô dịch hít mắt, nói, không có, triệu côn trừng mắt nhìn, cảm thấy không có khả năng, nếu không ta phái chút người xuống dưới giúp tiên đế tìm xem, triệu côn cảm thấy có lẽ ngay tại giới kia mới đúng, nghe vậy, tô dịch sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo lên, triệu côn, ta chỉ nói cho ngươi một lần, kể từ hôm nay, ngươi còn dám tới ta nơi đây một lần, ta gặp một lần, đánh ngươi một lần, mà nếu là ngươi còn dám phái người xuống dưới cái kia phàm gian, mặc kệ ngươi tìm tiên khí vẫn là cái gì, chỉ cần ta biết các ngươi tông có người dám hạ đi ta tiêu diệt các ngươi đầy tông có thể hiểu tôi dịch bao hàm lãnh ý uy hiếp lối ra ánh mắt càng là càng nói càng thêm lăng lệ triệu côn hù đến sắc mặt nháy mắt tái nhợt hai chân run rẩy một thoáng cái này đây là có chuyện gì ta nói có thể hiểu tôi dịch gặp triệu côn không trả lời mãnh liệt tràn ra tu vi nháy mắt toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc mặt đất cũng chấn động một thoáng triệu côn hù dọa đến kém chút té ngã vội vã như giả tỏi đồng dạng hiểu hiểu Tô Dịch quát lên, Triệu Côn hoảng hốt chạy trốn rời đi, nhìn xem Triệu Côn biến mất, Tô Dịch lại hừ lạnh một thoáng, vừa rồi tại Tiền Bối sân quỳ thời điểm, hắn liền thấy Kim Linh Tiên khí, nói cách khác, cái này Kim Linh Tiên khí đã trở thành tiền bối đồ vật, con hàng này nếu là lại phái người xuống dưới, làm phiền đến tiền bối không nói, càng là có khả năng có thể làm phiền đến nữ nhi của hắn học tập, nếu không phải hắn không thể tùy ý sát sinh, làm đến không tốt thanh danh, hắn vừa mới liền muốn giết Triệu Côn, về phần trước đây không lâu hứa hẹn sự tình hắn cũng lơ đễnh không tuân thủ hứa hẹn vô sĩ ta vô sĩ ta khoái hoạt không phục tới cắn ta a à, tô dịch nghênh ngang tiến vào trong đại điện phàm giang quan trung thành to như vậy thành thị lúc này cực kỳ náo nhiệt đều vì hôm nay thư sơn tiên viện có người tới trước thu đồ mà nguyên cớ có người tới nơi này chính là bởi vì cái này quan trung thành thư sinh tập tục tốt nhất rất nhiều phụ mẫu hạng người đều có học thức đi qua từ nhỏ mưa dầm thấm đất khiến rất nhiều người trẻ tuổi đều tại đi học trên học tập có hơi tốt thiên phú Giờ phút này, quan trung thành một tòa phủ đệ bên trong, nơi này là phủ thành chủ, một nhóm quan viên vây quanh cửa chính, không cho người xem náo nhiệt lên trước, chỉ cho phép tuổi tác không đủ 18, hoặc nhìn như là thư sinh thanh niên tiến vào, chạy một ngày đường, quách tử mặt cuối cùng đi tới quan trung thành. Giờ phút này hắn ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, cũng không có quan sát, hắn đeo lấy bao phục đi đến cửa vào xếp hàng, trước mặt hắn đã sắp xếp một nhóm thanh niên, rất nhanh, hắn đi theo một đám người tiến vào phủ thành chủ, trước phủ đệ mặt có một đầu thông đạo thật dài, cuối cùng là một cái đại sảnh, mà trong thông đạo ở giữa, giờ phút này lại đứng xếp hàng, thông đạo 2 phần 3 có một người trung niên ngồi, trên mặt bàn có một khối lờ mờ ngủ thải đá, mỗi đi lên một cái thanh niên, liền sẽ dựa theo trung niên nhân kia phân phó, thò tay đi đụng chạm đá, có một nửa người sẽ để lờ mờ đá phát ra ánh sáng, cơ hồ đều là một loại màu sắc, những người này có thể thông qua, hướng đại sảnh bên kia đi đến, còn lại một nửa người trọn vẹn không thể để cho đá xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, mà những người này, chỉ có thể đường cũ trở về, đi ra phủ thành chủ, đẩy một hồi đội ngũ, đến phiên quách tử mặt lên trước, hắn biết hòn đá kia là cái gì, đó là khảo thí có hay không có linh căn bảo bối, hắn trước đây không có đi qua kháo sơn tông khảo hạch, nguyên cớ cũng không biết chính mình có hay không có linh căn giờ phút này dựa theo phân phó, hắn thò tay đi đụng chạm đá, tại hắn không yên thời khắc, đá nhấp nhoáng một trận quan mang, màu xanh lá, có thể, đi vào đi, trung niên nhân đạm mạc nói, quách tử mặt hướng về trung niên nhân cung kính không người, tiếp đó hướng đại sảnh bước đi quách tử mặc hít sâu một hơi đi vào trong đại sảnh giờ phút này bên trong cũng có một đầu đội ngũ nhỏ hắn xếp tại phía sau cùng phía trước có ba trung niên nhân một người trung niên ngồi tại trước bàn trên mặt bàn để đó một bản trắng chắc quyển sách mỗi cái lên trước thanh niên đều đến đụng chạm quyển sách tiếp đó nhắm mắt lại mà mặt khác hai người trung niên giờ phút này đều ngồi ở một bên đang trò chuyện trời một người trong đó chính là tòa phủ đệ này chủ nhân quan trung thành thành chủ đợi một hồi đến phiên quách tử mặc hắn lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên mình liệu có thể có tiền đồ liền dựa vào cái này một phen trung niên nhìn xem quách tử mặt cũng là đạm mạc nói tay đặt ở trên sách nhắm đôi mắt lại nghĩ đến chính mình học qua kiến thức nếu có cái gì cảm ứng được theo cái kia cảm ứng đi hoàn thành là được quách tử mặt có chút tay rung gật đầu nắm tay đặt ở trong sách vở trung niên nhân gặp quách tử mặt tay còn lay động trên mặt có chút xem thường lại một cái nhát như chuột người còn muốn tu luyện thật là buồn cười quách tử mặt nhắm mắt lại hít sâu một hơi theo sau bắt đầu nghĩ đến chính mình tại Trần Bình An nơi đó học được kiến thức, cùng chính mình lĩnh ngộ được đồ vật, cũng liền một hồi, hắn rõ ràng nhắm mắt lại, lại phát hiện trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, hắn nhìn thấy hoàn toàn mông lung trắng bệt không gian, mà trong không gian, giờ phút này có một bản màu vàng quyển sách, đang lẳng lặng lơ lửng, tới đi, lúc này, một thanh âm vang lên, dường như phía trước quyển sách tại nói lời nói, quách tử mặt nhớ đến trung niên nhân kia, theo lời này, hướng về phía trước đi, rất nhanh tới thư tịch màu vàng phía trước mà đúng lúc này, thư tịch đột nhiên mở ra, oanh, vô tận kim quang, đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian, trong đại sảnh, nguyên bản yên tĩnh đại sảnh, giờ phút này bỗng nhiên vang lên ong ong âm thanh, một trận kim quang, bao phủ lại mắt vẫn nhắm như củ quách tử mặt, vàng, kim quang, cái này, điều đó không có khả năng, mới vừa rồi còn đối quách tử mặt khinh thường trung niên, đột nhiên tọa lạc bất ổn, lạch cạch một thoáng, từ trên ghế té xuống, động tĩnh này rất lớn, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào tĩnh mịch bên trong cái kia cùng thành chủ một chỗ ngồi trung niên nhân, bỗng nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhìn, nho thánh thiên phú, dĩ nhiên là nho thánh thiên phú, giờ khắc này, trái tim của hắn liều mạng da tốc nhảy lên, ngực lên xuống không ngừng, quách tử mặt cảm giác thân thể của mình ấm áp, chậm rãi mở mắt ra, hô, hắn phun ra một hơi, cảm giác cả người như là cua cái suối nước nóng đồng dạng, rất là dễ chịu, theo sau, hắn nhìn xem trước người ngồi dưới đất trung niên nhân, tiên sinh, ngày đây là, hắn có chút kinh ngạc, đây là làm gì, ngồi dưới đất trung niên nhân, lúc này vẫn còn có chút không phản ứng kịp, trước mắt thanh niên này, lại có như vậy kinh người thiên phú, nho thánh thiên phú, có loại thiên phú này người, sau này thành tựu tối cao cực hạn, nhưng đạt tới nho thánh cấp bậc, bọn hắn loại này nho đạo phương thức tu luyện, không quan tâm linh căn mạnh yếu, chỉ cần có linh căn là được, mà nho đạo tu luyện thiên phú, thì là dựa vào 18 tuổi không tu luyện phía trước kiến thức hung đúc, nói cách khác, có thể bồi dưỡng, nguyên cớ thư sơn tiên viện bọn hắn mới có thể cường đại như thế bởi vì bọn hắn có thể từ nhỏ đã bồi dưỡng thiên tài, thiên phú có cấp 5, theo thứ tự là, nho giả, nho gia, nho tướng, nho quân, nho thánh, bọn hắn cho là tới cái này trong thành nhỏ, tìm tới một cái nho gia cấp bậc thiên phú thư sinh, đã coi như là thắp nhang cầu nguyện, không có nghĩ rằng, dĩ nhiên khai thác ra một cái có nho thánh thiên phú người, đây chính là mấy vạn năm khó có được một thiên phú A, đặt ở tiên giới, cũng là mấy ngàn năm khó có được một, không sai, thư sơn tiên viện, có một cái chữ tiên, liền tỏ rõ cái thế lực này không đơn giản loại trừ cái này phàm gian bên ngoài lên tới tiên giới đều có thư sơn tiên viện cái thế lực này nghe cái khác phàm gian đều có thư sơn tiên viện mà lúc này nhìn xem quách tử mặt như vậy kinh tài tuyệt diễm cũng khó trách ngồi ở trước mặt quách tử mặt trung niên nhân thất thố như vậy đặt ở bất luận cái nào người thư sơn tiên viện trên mình nếu là khoảng cách gần như vậy nhìn xem một màn này chỉ sợ cũng phải cùng hắn như vậy chỉ là trung niên nhân này giờ phút này rất là lúng túng cuối cùng trước đây không lâu hắn còn kinh bỉ qua quách tử mặt tới tại thành chủ ngồi bên cạnh trung niên nhân nhanh chóng đi tới trước mặt quách tử mặt cười nói vị tiểu hữu này hoan nghênh ngươi gia nhập thư sơn tiên viện quách tử mặt đôi mắt sáng lên ta thông qua một nhóm đứng xếp hàng các thanh niên nghe lấy lời này không ngừng hâm mộ bọn hắn không rõ ràng lắm khảo nghiệm này công công quấn quấn nhưng nhìn thấy hai cái này trung niên nhân thất thố thiên phú có lẽ rất mạnh mẽ tiểu hữu ngươi chuẩn bị một chút ta giờ phút này cần để cho viện trưởng giả thân phủ xuống đợi lát nữa ngươi khả năng cần trả lời chúng ta viện trưởng một vài vấn đề, không biết có thể. Trung niên nhân này giờ phút này cực kỳ khiêm tốn khách khí, sợ quách tử mặt có một chút bất mãn, tại quách tử mặt đo ra thiên phú như vậy phía sau, hắn liền biết, quách tử mặt sau này thành tựu khẳng định bất phàm, có lẽ đi đến học viện, trước tiên liền sẽ bị viện trưởng thu làm đồ đệ, hơn nữa sau này cũng nhất định có thể trở thành một phương cự phách, bực này nhân vật, phải sớm giao hảo, quách tử mặt nhìn đối phương khách khí như vậy, trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu hắn tuy là cực kỳ mê mang, vì sao viện trưởng thứ đại nhân vật này cái gì giả thân muốn tới, nhưng đối với thứ đại nhân vật này, hắn cũng muốn nhìn một chút, chiêm ngưỡng một thoáng đại thần hào quang, trung niên đạt được đồng ý, liền nhanh chóng tại trong nạp giới lấy ra một khối kim loại khối cầu, trong miệng một bên lẩm bẩm không biết lời gì nói, còn một bên hướng kim loại khối cầu truyền vào linh khí, theo sau liền là dài đằng đẵng chờ đợi, một nén nhang phía sau, đột nhiên, một đạo quang ảnh bắn ra mà lên, lúc này, một cái hư ảnh xuất hiện ở phía trên đây là một cái lão giả hắn mặc áo trắng đầu tóc tái nhợt râu trắng tới ngực nhìn lên có cổ nho nhã khí chất hai người trung niên nhìn thấy hư ảnh thành hình liền hướng về sợ ảnh nhất bái cung kính nói gặp qua viện trưởng lão giả này giờ phút này rõ ràng nhìn lên cực kỳ nôn nóng nho nhã khí chất đột nhiên không còn nho thánh thiên phú người ở nơi nào các ngươi cũng đừng lừa ta hai người trung niên nhìn về phía quách tử mặt nói chính là vị tiểu hữu này hư ảnh nhìn về phía quách tử mặt trên mặt đột nhiên hiện ra ôn hòa ý cười trở mặt nhanh chóng để phụ cận một đám người im lặng tột cùng tiểu hữu không biết quý danh hư ảnh lão giả nói quách tử mặt nhìn xem lão giả này có chút thất vọng hắn cho là thư sơn tiên viện viện trưởng là một cái nhìn lên cùng trần tiên sinh nhân vật giờ phút này gặp một lần ngược lại cảm thấy người viện trưởng này không có trần tiên sinh một phần trăm nhưng đối mặt với đối phương tra hỏi hắn vẫn là nói học sinh quách tử mặt tử mặt ngươi lại đụng chạm quyển sách kia để ta nhìn một chút một tiếng này tử mặt gọi đến cực kỳ thuần thục dường như hai người trước đây thật nhận thức đồng dạng Quách Tử Mặc gật đầu, lần nữa học ngay từ đầu đồng dạng đi đụng chạm, chốc lát, trên người hắn bắt đầu dâng lên một trận quang mang màu vàng, hư ảnh lão giả nhìn xem một màn này, xúc động đến thân thể run rẩy lên, thật là nho thánh thiên phú, thật là nho thánh thiên phú, hư ảnh lên tiếng hô to lên, xúc động được mất thái, Quách Tử Mặc cũng mở mắt ra, âm thầm nhíu mày, ai, liền cái này còn viện trưởng, cùng Trần Tiên Sinh so, quả thực cách nhau một trời một vực, hư ảnh vui vẻ một hồi lâu, mới tiếp tục cười mỉm xem lấy Quách Tử Mặc, nói, Tử Mặc Ngươi là từ nhỏ chính mình học tập, vẫn là có cái gì ân sư chỉ điểm Cái này phải hỏi rõ ràng, cái này phàm giang cũng có một chút ẩn dấu đại nho Có lẽ có một số người điều nghiên rất nhiều năm học thức Cuối cùng lĩnh ngộ ra một ít người khác không lĩnh ngộ được đồ vật Loại người này mặc dù không có tu vi, đối phổ thông tu luyện giả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào Nhưng đối với thư sơn tiên viện bọn hắn tới nói, cũng là một bút tài phú Bọn hắn có thể mời những người này tới chấp giáo Cuối cùng bọn hắn trong lòng có bút mực có thể bồi dưỡng được một ít thiên phú hơi tốt thiên tài, mà hắn cảm thấy, giáo dục quách tử mặt người cũng hẳn là có nhiều thứ, bất quá càng nhiều hẳn là quách tử mặt thiên tư vốn là phi thường cao, có thể suy một ra ba, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, mới sẽ tẩm bổ ra cường đại như vậy nho đạo thiên phú tu luyện, quách tử mặt cũng không che giấu, nói, ta 13 tuổi bắt đầu học tập, 4 năm qua, một mực thỉnh giáo một vị tiên sinh, vị tiên sinh này học thức quyên bác, tu dưỡng thông thiên, nếu như hắn có tu vi, Ta thậm chí cảm thấy đến hắn liền là Nho Thánh phủ xuống, tràn đầy khát khao tâm tình tại trên mặt Quách Tử Mặc hiện lên, hư ảnh nghe lấy Quách Tử Mặc lời này, có chút muốn cười, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, còn Nho Thánh phủ xuống, bất quá, cũng hẳn là có chút đồ vật, vậy ngươi có ở hắn nơi đó ghi nhớ hắn làm qua cái gì thi từ sao, nhưng đi học tới nghe một chút, hư ảnh lão giả đến nhìn một chút Quách Tử Mặc chỉ hướng người học thức như thế nào, mà người này nếu là biết làm thơ, hắn nghe tới một lượng đầu, liền có thể biết người này trình độ như thế nào sau đó lại cân nhắc một chút có cần thiết hay không mời đến học viện bọn hắn chấp giáo quách tử mặc vẫn như cũ thẳng thắn nói trần tiên sinh làm thơ vô số không biết viện trưởng muốn nghe mấy đầu làm thơ vô số ha ha tùy tiện tới hai bài a hư ảnh lão giả nói cái này vô số hai chữ hắn đã biết người này trong lòng hẳn không có bao nhiêu bút mực một người một đời làm ra một lượng đầu có thể truyền tụng thơ liền đã đủ thơ loại vật này không phải càng nhiều càng tốt quách tử mặc gật đầu tiên lãng niệm tụng một bài trần tiên sinh lần đầu tiên dạy hắn thơ a tỉnh dạ tư thanh âm quách tử mặt ôn nhuận dồi dào tình cảm một bài thơ cũng rất nhanh ngâm nga xong cảm giác nhớ nhà tràn tại câu thơ bên ngoài mà một bài thơ đọc chậm hoàn tất hắn nhìn hướng hư ảnh lão giả nói viện trưởng như thế nào nhưng hắn không nhìn hư ảnh còn tốt khi thấy hư ảnh lúc này biểu tình phía sau không khỏi đến khẽ giật mình viện trưởng ngươi cái này con ngươi thế nào thấy muốn mất trên mặt đất quách tử mặt cảm thấy đối phương vẻ mặt này quá đặc sắc dường như một chỗ địa phương bí ẩn bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm một thoáng đồng dạng